lôi chỉ mang theo hung mãnh vô cùng lực lượng va chạm hướng hạng ương. Kiều ngưng chính là cửu trọng thiên đỉnh phong, nàng thượng cổ lôi phù cũng là tuyệt đỉnh pháp bảo. Cho nên kiều ngưng công kích, hạng ương cũng không có khả năng phất tay tiêu trừ. Hắn chỉ có chậm dần đối la quân công kích, la quân lập tức cảm giác áp lực suy giảm. Cái kia lôi chỉ liền như lôi điện biển động đồng dạng mãnh liệt mà đến, bên trong lôi điện ẩn chứa vô cùng thiên uy cùng ảo nghĩa pháp tắc. Hạng ương lạnh hừ một tiếng, ngón tay hắn kết nhất pháp ấn, cái kia u minh phân tử cấp tốc hình thành cực lớn quyền ấn. Lôi chỉ vốn là có 300 mét vuông lớn nhỏ, tựa như là một tòa căn phòng lớn một dạng toàn bộ đụng giết tới. Mà hạng ương quyền đầu so cái kia lôi chỉ lại trọn vẹn đại gấp 2. Oanh! Lôi chỉ cùng quyền ấn đụng giết cùng một chỗ, trong lôi chỉ lôi điện kịch liệt bắt đầu cuồng bạo. Kiều ngưng cấp tốc thi triển chư thiên vạn long luyện giới thuật pháp. Trong nháy mắt, long uy cuồn cuộn, vạn cái lôi long gào thét mà ra. Mỗi một điều lôi long đều dài đến 100 trượng, lôi trên thân rồng long uy hung hãn. Vạn cái lôi long trong nháy mắt liền đem cái kia U Minh quyền ấn nổ tung thành phấn vụn. Đầy trời liền đều là như thác nước xa hạ U Minh phân tử cuồng bạo bay múa. Kiều ngưng cấp tốc thi pháp, cái kia vạn cái lôi long lần nữa gầm hét lên, trong nháy mắt, chúng nó cùng nhau oanh sát hướng hạng ương. Tựa như là vạn đạo lôi điện cùng một chỗ chém xuống vạn điện tề phóng. Cái này một cái chớp mắt bầu trời trói lọi tới cực điểm, lôi điện đem chọn cái hắc ám u minh không gian chiếu rọi đến một mảnh huyễn bạch. Chư thiên luyện long vạn giới thuật, bên trong long uy, long tức, thiên long tinh thần pháp tắc, dạng này lực lượng là cuồn cuộn vô cùng. Lúc này, hạ ương cũng nhất định phải giữ vững tinh thần đến ứng phó kiều ngưng. Là quân nhìn thấy cơ hội tới gần, hắn cấp tốc vận chuyển nhân hoàng kính, sau đó cái kia đại hắc đan bên trong bỗng nhiên bắn ra một cỗ nhân hoàng tinh khí, tựa như mặt trời tinh mang, cấp tốc đem cái kia màu đen u minh phân tử đại thủ ấn tan giã. Là quân rảnh rỗi khe hở, trong nháy mắt thi triển đại na di thuật. Trong nháy mắt ngay tại 300 mét có hơn. Đón lấy, là quân lại thi triển đại na di thuật truy giết tới. Hạng ương không khỏi tức giận vô cùng, đáng giận, nếu không phải bổn công tử muốn luyện hóa những tu sĩ này, không có thể tùy ý vận chuyển u minh nguyên phủ, há từ các ngươi những thứ này con kiến hôi cản rỡ. Hắn trong lúc nói chuyện, hai tay cấp tốc kết pháp ấn. Hắn vận chuyển vô thượng pháp lực, hung mãnh vô biên, như cuồn cuộn giang hà pháp lực lan tràn mà ra. Trước mặt hắn cấp tốc hình thành 36 đạo u minh phân tử bình chướng. Cái kia lôi điện hướng giết đi lên, từng tầng từng tầng vỡ nát u minh phân tử bình chướng, thế như trẻ tre. Nhưng u minh phân tử bình chướng bên trong, từng tầng từng tầng pháp tắc áo nghĩa khuếch tán, tiêu trừ lôi long nhuệ khí. Đến tầng cuối cùng thời điểm, vạn cái lôi long rốt cuộc xuất hiện suy kiệt khí tượng. Hạng ương giận quát một tiếng, cả người hắn quần áo không gió từ trống, ngân xa vương, người gan dám phản kháng tại bổn công tử. Hôm nay bổn công tử muốn người muốn sống không được, muốn chết không xong. Bổn công tử muốn ngươi làm hạ tiện nhất nô tỳ, muốn để ngươi tùy ý vạn nhân đến cưỡi. Hạng ương nói ác độc nhất lời nói, hắn là trí cao vô thượng tồn tại, chính là tầng 10 đỉnh phong bá chủ, thế mà bị Kiều Ngưng làm cho chật vật không chịu nổi, đây quả thực là tại đối với hắn uy nghiêm lớn nhất đại thiêu chiến. Mấu chốt nhất là, hạng ương lúc này đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn ngay tại luyện hóa 300 tu sĩ, hắn muốn đem U Minh Nguyên phủ phẩm chất lại tăng lên nữa. Lần này hạng ương cũng là nhìn chúng rất nhiều tu sĩ đến đây cho Minh Nguyệt Tiên Tôn mừng thọ, sau đó thì cùng mình bốn thủ hạ bố trí xuống U Minh Nguyên phủ, một đường cướp bóc tu sĩ, dùng cái này chúc tạo đại thần thông. Nếu không phải hạng ương giờ phút này không cách nào triệt để điều động U Minh Nguyên phủ lực lược, hắn lại có thể cho Kiều Ngưng ở trước mặt hắn cản rỡ. Luyện long chi tay, Kiều Ngưng lại thi triển thần thông. Vạn cái lôi long cấp tốc trùng sát cùng một chỗ, sau cùng hình thành to lớn lôi long chi thủ. Thi triển dạng này thần thông, cực kỳ tiêu hao pháp lực, Kiều Ngưng giờ phút này cũng có vẻ hơi cố hết sức. la quân lúc này cũng đã giết tới, hắn tự mình lo liệu trận pháp. Chư thiên quỷ chú, trong nháy mắt, cái kia u minh cửu âm đồ đem lên hư không bao phủ lại. Rất nhiều ma thần, ma vương tại la quân toàn lực lo liệu dưới, cùng một chỗ phát động lực lượng. Tà âm chen chúc mà ra. Lúc này kiều ngưng chủ lực kiềm chế hạng ương, Là quân toàn lực lo liệu trận pháp, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cái kia u ám vũ khí như nộ hải ba đào hung dũng, từng đợt từng đợt đập vào hướng hạng ương tâm linh. Hạ Ngương lập tức cảm nhận được chư thiên quỷ chú lợi hại, từng lớp từng lớp thủy triều, tựa như là các loại tâm ma lệ quỷ đang trùng kích lấy hắn. Cũng may mắn hạng ương chính là tu vi tuyệt đỉnh cao thâm bá chủ, cho nên trong lúc nhất thời, cái này chư thiên quỷ chú cũng dao động không hắn tâm linh. La Quân cũng có chút đau đầu, hắn cũng không dám đối hạng ương dùng đại lôi âm phổ độ pháp, một cái không tốt, nói không chừng mình bị hắn cho phản độ hóa. Nhiếp hồn đại pháp, chư thiên quỷ chú đối với tư tác dụng cũng không lớn, hắn tâm linh quá kiên cố. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đem đại trận giao cho linh tuệ hòa thượng chủ trì. Người khác chợt lách người, cấp tốc thi triển ra vô thần trưởng tới. Mười đạo hợp nhất, cái kia U Minh chân kinh cùng thiên khiếu chân kinh là quân còn không phát huy ra quá đại huy lực, tăng thêm cái này U Minh nguyên phủ bao phủ bên trong, thiên khiếu chân kinh cũng coi là bị khắc chế ở. Rồi rào cuồn cuộn võ đạo tinh thần ngút trời mà ra một nghìn đạo võ thần trưởng không cần tiền giống như anh sát hướng hạng ương. Xôi trào mãnh liệt, vũ lực ngập trời, mỗi một trưởng lực lượng đều có thể dung chuyển càn khôn. Hạng ương thân thể mạnh mẽ chấn. Một nghìn đạo võ thần trưởng đánh vào đến trên người hắn, lập tức liền là như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. La quân không khỏi líu lưỡi. Đối mặt dạng này cao thủ, La quân trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác vô lực mà hạ gương đối mặt kiều ngưng luyện long chi tay, hắn liên tiếp đánh ra ba quyền. Ba nói cực lớn quyền ấn biến hóa ngàn vạn, mỗi một đạo quyền ấn bên trong đều ẩn chứa vô số u minh phân tử. Những thứ này u minh phân tử chính là u minh nguyên phủ khí tinh hoa. Những thứ này u minh phân tử vận chuyển bên trong, liền hiển lộ ra cuộc đời khí phách cùng vô thượng thần thông. Những thứ này u minh phân tử toàn bộ đều là thần thông tu sĩ biến thành. Vô số phù văn tại U Minh phân tử bên trong vận chuyển, bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang. Hung hãn, ngập trời, dồi rào, cuồn cuộn. Cái này ba quyền thành sách lịch sử đồng dạng lực lượng. Oanh, oanh, oanh. Luyện Long chi tay trực tiếp bị đánh giết thành phấn vụn. Kiều Ngưng theo phun ra một ngụm máu tươi tới, nàng bây giờ tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng gặp gỡ tầng 10 đỉnh phong cao thủ, nàng vẫn là khó có thể chống lại a. À. Đừng nhìn Kiều Ngưng cùng La Quân đã từng xử lý quá tầng 10 trung kỳ từ bác nhìn. Nhưng tầng 10 trung kỳ cùng tầng 10 đỉnh phong ở giữa chính là có to lớn khoảng cách. Tầng 10 sơ kỳ cùng tầng 10 trung kỳ, đó là 700 triệu cùng 1.4 tỷ khác nhau. Mà tầng 10 trung kỳ cùng tầng 10 đỉnh phong, đây chính là 1.4 tỷ cùng 28 ức khác nhau. Thậm chí, tối cao tầng 10 đỉnh phong cao thủ có thể đạt tới hơn 30 ức mai tế bảo não khai phát cái kia là có thể nghiền sát tầng 10 trung kỳ cao thủ. Ngân Sa Vương, ha ha, hạng ương cười ha hả bổn công tử muốn người bị vạn nhân cưỡi a à. ngươi Người dám can đảm đến phản kháng bổn công tử, bổn công tử muốn để ngươi biết, cái gọi là tứ đại yêu tiên tại bổn công tử trước mặt, bất quá chỉ là chó một dạng nhân vật. Đúng lúc này, La Quân lại lần nữa ra tay. La Quân ngừng tụ Trung Châu Trấn Thiên Ấn, đón lấy, đem Trung Châu Trấn Thiên Ấn áp xúc lên, nhưng lực lượng cũng đã đạt tới ức vạn cấp bậc oanh toàn bộ đại hắc đan giống như sao chổi đụng địa cầu một giạc lôi đình ngập trời bàn sơn đảo hải nhật nguyệt vô quang cương phong cuồn cuộn u minh phân tử bị đè ép đến văng tứ phía toàn bộ không gian đều bày biện ra một loại sụp đổ nổ tung thái độ tựa như là tận thế hàng lâm động đất lật trời núi lửa bạo phát đây là la quân hung hãn nhất nhất khích thì liền hạng ương cũng bị dạng này uy thế chấn nhiếp hắn hơi khẽ cau mày sau đó lệ cười một tiếng, nói, cũng tốt, bổn công tử trước hết diệt sát người cái này con kiến hôi. Hạng ương đồng thời cũng hướng la quân đánh ra ba quyền. Cái này ba quyền chính là hạng ương an thân lập mệnh quyền thuật, gọi là hoàng thiên đại quyền thuật. Hắn đánh tan kiều ngưng luyện long chi tay cũng là dùng cái này hoàng thiên đại quyền thuật. Hoàng thiên đại quyền thuật phối hợp u minh nguyên phủ u minh tinh khí, cái kia là tuyệt đối khủng bố vô địch vô cùng phù văn cùng u minh phân tử tạo thành hoàng thiên đại quyền thuật ba quyền cuồn cuộn bành trướng tựa như sách lịch sử cự truyền một dạng uy nghiêm cùng tinh thần thẳng ngút trời là quân cấp tốc thì bị dìm ngập tại quyền pháp này trong hải dương hoảng sợ tuyệt vọng chờ chết rất nhiều tâm tình cùng nhau phun lên la quân trong lòng la quân tự nhiên không dám chết đi như thế hắn cấp tốc vận chuyển ra đại thôn vệ thuật đồng thời hắn minh được nước cờ hiểm đem đại hắc đan vô hạn thu nhỏ Trực tiếp hút tới trong nghi tâm Đại hắc Đan liền thì như vậy cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống bám vào cùng một chỗ Đại Thôn Phệ Thuật triển khai Ba quyền lực lượng cấp tốc oanh sát tiến Đại Thôn Phệ Thuật bên trong Đại Thôn Phệ Thuật tự nhiên không cách nào tiêu hóa hung hãn quyền lực Nhưng là lúc này huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng Hạt giống bên trong hỗn độn chi khí đột nhiên bắt đầu cuồng bạo Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống phối hợp lại quyền lực mãnh liệt tràn vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong lập tức liền bị hỗn độn chi khí luyện hóa la quân cảm giác được vô cùng vô tận tinh khiết cường đại u minh lực lượng tràn vào tới la quân không khỏi cuồng hỉ nếu như không có đại thôn phệ thuật như vậy huyền hoàng thần cốc hạt giống khẳng định làm không được nhanh như vậy luyện hóa u minh lực lượng đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống phối hợp lại quả thực cũng là không chê vào đâu được là quần cấp tốc đem cái này có cường đại đến nghịch thiên u minh tinh khiết lực lượng rót vào u minh cửu âm đồ bên trong cái kia u minh cửu âm đồ bên trong rất nhiều quỷ thần quần ma toàn bộ hoan hô lên đó là một loại nói không nên lời vui sướng cùng hưng phấn bọn họ điên cuồng thu nạp u minh lực lượng cái kia hắc ma thần huyết ma thần còn có u minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần cấp tốc bành trướng cường đại lên ma thần nhóm hình thể chưa từng có to lớn trên thân xuất hiện một vòng một vòng lực lượng gợn sóng bọn họ không ngừng tiến hóa là quần đem cái này ba quyền lực lượng tiêu hóa song song liền giống như là hướng u minh cửu âm đồ bên trong rót vào một sông chi thủy làm sao có thể hạng ương không khỏi hoảng sợ thất sắc hạng ương không thể không kinh hãi hắn cảm giác được chính mình hết sức luyện hóa u minh tinh khí thế mà bị đối phương thôn phệ. đây là tâm huyết của hắn a đáng giận hạng ương vừa giận vừa hận đồng thời trong lòng có chút run rẩy la quân u minh cửu âm đồ bên trong quần ma phát triển vô cùng đây là bọn họ vui sướng nhất thời điểm rất nhiều ma vương lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng la quân cười ha ha hắn thân thể nhảy lên cấp tốc thì vọt đến kiều ngưng bên người hai người cộng đồng ứng đối hạng ương hạng ương bị la quân cái kia đại thôn vệ thuật làm cho có chút không rõ làm sao có thể ngươi làm sao có thể cắn nuốt bổn công tử lực lượng hạng ương giận dữ không thôi hắn sau đó thân thể nhảy lên hướng lên thiên không tứ đại hộ pháp cho bổn công tử bảo hạng ương phẫn nộ phía dưới mệnh lệnh tứ đại hộ pháp đồng loạt ra tay đón lấy cái kia u minh nguyên phủ bên trong nhà tù liền bắt đầu tinh quang lấp lóe từng cái từng cái tu sĩ cứ như vậy nổ tung lên huyết nhục văng tung tóe nhưng mỗi một hạt huyết nhục đều hòa tan thành u minh phân tử vốn là hạng ương là muốn luyện hóa ra u minh tinh khí nhưng bây giờ làm như thế, quả thực cũng là phung phí của trời. Thế nhưng là đây hết thảy, hạng ương đều không lo được. Đón lấy, là quân cùng kiều ngưng liền vừa ý hư không u minh phong bạo cuốn lên. Phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ trở thành u minh phong bạo lốc xoáy. Cỗ này lốc xoáy lực lượng bên trong tràn ngập hoảng sợ, xâm nghiêm, địa ngục, tra tấn đủ loại khủng bố tinh thần. Tại dạng này tinh thần bao phủ xuống, là quân cùng kiều ngưng đã cảm thấy toàn thân đều là dùng mình, tựa như là cảm thấy thiên địa đã bắt đầu biến thành u minh địa ngục. Bành trướng hạo đại, hùng hậu vô cùng hoảng sợ pháp tác tại u minh lốc xoáy bên trong vô cùng phóng đại. Ngay vào lúc này, cái kia u minh lốc xoáy hình thành một cỗ thiên trụ đồng dạng gió lốc chiếu nghiêng xuống. Tựa như là thiên hà sụp đổ, khiến người ta không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Tại dạng này áp lực phía dưới, là quân cấp tốc thi triển ra đại thôn phệ thuật. Hắn nghi tâm trước, đại hắc đan hình thành to lớn màu đỏ lốc xoáy. U minh gió lốc sông vào sau khi đi vào, hỗn độn lực lượng cùng đại thôn vệ thuật chặt chẽ phối hợp. Sau đó, La Quân lần này đạt được càng thêm lượng lớn U minh tinh khiết lực lượng. Hắn đem những lực lượng này nguyên khí cấp tốc rót vào U minh cửu âm đồ bên trong. U minh cửu âm đồ bên trong, đám tiểu quỷ cấp tốc toàn bộ tiến hóa thành ma vương, ma vương nhóm cũng gấp cần tấn thăng, bắt đầu có chính mình nhanh nhạy, pháp lực cũng theo vô hạn bành trướng. Làm sao có thể, hạng ương cảm giác được chính mình U Minh Nguyên Phủ bên trong lực lượng đang lấy một loại tốc độ kinh khủng bị suy yếu. Hạng ương hoảng sợ muốn tuyệt, cái này U Minh Nguyên Phủ cùng hắn đã tu thành một thể. Hắn pháp lực, công pháp, toàn bộ cùng U Minh Nguyên Phủ cùng một chỗ. Hạng ương vị này tầng 10 đỉnh phong cao thủ tăng thêm U Minh Nguyên Phủ, hắn thực lực đã có thể cùng hư tiên cảnh cao thủ sánh ngang. Dựa theo đạo lý tới nói, hạng ương muốn giết la quân cùng kiều ngưng là dễ như trở bàn tay nhưng là lúc này loại tình huống này để hạng ương chăm bề khó lường giải hạng ương lạnh hừ một tiếng hắn đột nhiên thua tất cả lực lượng la quân cùng kiều ngưng liền gặp bốn phía tất cả u minh nguyên khí bắt đầu co vào những cái kia hắc vụ cấp tốc tiêu tán đón lấy bên trong thiên địa một mảnh thanh minh giữa sân đã không có hạng ương tồn tại trời xanh mây trắng bích hải như nước thủy triều chân trời có hải âu lướt qua, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Hạng ương thế mà mang theo u minh nguyên phủ, đào tàu. Hạng ương bản sự công tham tạo hóa, hắn nếu muốn đi, là quân cùng Kiều Ngưng tự nhiên là ngăn không được. Đây là có chuyện gì, Kiều Ngưng cũng chăm bề khó lường giải. Là quân thu hồi đại hắc đan, hắn hiện tại cảm giác được u minh cửu âm đồ bên trong cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cái kia U Minh Nguyên Phủ Nguyên Khí chỉ ít tổn thất một phần ba. Một phần ba U Minh Nguyên Phủ Nguyên Khí lại là đại đại thành tựu la quân U Minh Cửu Âm Đồ. Lúc này, U Minh Cửu Âm Đồ bên trong, đản sinh ra tiếp cận 100.000 ma vương. Trước đó ma thần nhóm, pháp lực bành trướng mãnh liệt, mỗi người đều đã tương đương với thái hư bát trọng thiên cao thủ. Riêng là U Minh Nguyên Thần cùng ngôi sao Nguyên Thần, cái này hai tôn Nguyên Thần Tu Vi đã đến cửu trọng thiên sơ kỳ. Đương nhiên, bọn họ chỉ là pháp lực lên tới đạt. Thực chiến lên, liền bát trọng thiên cao thủ đoán chừng đều rất khó đánh qua. Đây là U Minh Nguyên phủ đối bọn hắn một lần đại cải tạo cùng đại tăng lên. Là quân cũng không cần những thứ này ma thần nhóm có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, hắn cần là bọn họ cung cấp vô cùng nguyện lực, còn có tại bố trận pháp thời điểm, thể hiện ra hùng hồn pháp lực là được. Đến giờ này khắc này, là quân có thể nói là tầng 10 phía dưới đệ nhất nhân. Cái này 100 ngàn ma vương cùng một chỗ thi pháp, nhiếp hồn đại pháp có thể trong nháy mắt đem cửu trọng thiên trung kỳ cao thủ hồn phách thu lấy. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho la quân tiêu hao đem về càng khủng bố hơn. Lại nói lúc này, linh tuệ hòa thượng cũng nhảy ra, ba người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn có thể cảm giác được hồ lão bọn họ sao? La quân cấp tốc hỏi linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cảm giác không thấy, cái kia u minh phong bạo thi triển thời điểm, tất cả tu sĩ đều bị hạng ương cho bạo. Nói cách khác, bọn họ đều đã chết. Chết, La Quân không khỏi bị kinh ngạc, đồng thời trong lòng nhịn không được buồn giận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta chọc giận hạng ương, hắn một mực áp chế u minh nguyên phủ, không thể toàn lực thi triển. Nhưng là tại đạo hữu người chọc giận hắn về sau, hắn liền đem những tu sĩ kia bạo chết, sau đó toàn lực thi triển ra u minh nguyên phủ. Chỉ là hắn nằm mơ không nghĩ tới, đạo hữu người lại là hắn u minh nguyên phủ khắc tinh la quân trong lòng tràn ngập tự trách không nghĩ tới lần này thế mà lại chôn vùi hồ lão cùng trịnh lão tánh mạng kiều ngưng gặp la quân tự trách khe khẽ thở dài nói ra sát kiếp buông xuống vậy đại khái cũng coi là bọn họ kiếp số đi la quân thở dài hắn cũng thì không nói thêm lời tiếp lấy liền cùng kiều ngưng rời đi nơi này vẫn là kiều ngưng tại la quân phòng bị tu di bên trong đợi la quân thì triển ra đại na di thuật trong nháy mắt ngay tại ngoài trăm dặm có đại na di thuật về sau, là quân vẻn vẹn dùng một ngày thời gian liền rời đi Bắc Hải, đến đại thuận biên giới bên trong. Là quân đang bay trở về đến quá trình bên trong, hắn cùng Kiều Ngưng còn có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, hãng ương thế mà không địch lại mà đi, đây có phải hay không là đại biểu cho, về sau ta dù cho gặp phải tầng 10 đỉnh phong bá chủ, cũng không cần sợ hãi. Mặc cho bọn họ thần thông lại nhiều, ta dùng đại thôn vệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống phối hợp, liền có thể đem hết thảy công kích tiêu trừ. Kiều Ngưng nói ra, cái này tựa hồ rất không có khả năng đi. Dựa theo đạo lý tới nói, đại thôn phệ thuật lợi hại trình độ là theo tu luyện giả pháp lực đến quyết định. Người rất không có khả năng có thể cắn nuốt tầng 10 cao thủ lực lượng. Tựa như là nhỏ động cơ sao có thể kéo theo xe vận tải lớn đâu. Đây là muốn xảy ra vấn đề mà. La Quân nói ra, vốn là là không thể nào, nhưng ta tăng thêm huyền hoàng thần cốc hạt giống về sau, hỗn độn chi khí thật là sinh ra kỳ diệu lực lượng lúc này linh tuệ hòa thượng nhảy ra hắn nói ra bần tăng cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này bất quá muốn nghiệm chứng vấn đề này cũng không khó liền để kiều ngưng đạo hiếu đến công kích đạo hiểu ngươi nếu như ngươi cũng có thể thuận lợi đem nàng công kích thôn phệ hết lâu như vậy chứng minh trong lúc này thật là sinh ra kỳ diệu thật không thể tin phản ứng hóa học phản ứng hóa học có ý tứ gì kiều ngưng không hiểu linh tuệ hòa thượng nao nao hắn theo rồi nói ra, ách, thì là một loại kỳ diệu ý tứ. Hắn cùng La Quân đều tại bình hành thế giới bên trong đợi quá thật lâu, cho nên hiểu những vật này. Nhưng Kiều Ngưng lại chỗ đó hội hiểu đây. Linh Tuệ Hòa Thượng đề nghị rất có tính kiến thiết, cho nên La Quân cùng Kiều Ngưng trên mặt biển thì thí nghiệm một lần. Kiều Ngưng biết La Quân hiện tại tu vi tuy nhiên kém chính mình một cảnh giới, nhưng thật đánh lên, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên xuất thủ cũng tuyệt bất sung tình. Kiều Ngưng triển khai lôi pháp công kích, là quân một dạng thi triển đại thôn vệ thuật, đồng thời phối hợp Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Nhưng là, hắn thế mà không cách nào đem Kiều Ngưng công kích cho hoàn toàn thôn vệ hết, chỉ có thể thôn vệ một bộ phận, đằng sau bộ phận ngăn cản không nổi. Đây là một cái bình thường giá trị mức độ. Bần Tăng trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không thông vấn đề này. Linh Tuệ Hòa thượng phân tích cả buổi về sau, chỉ có thể nói như thế. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng nghiên cứu không ra, sau cùng cũng đành phải không phải. Về phần cái kia hạng ương, hắn u minh nguyên phủ nguyên khí đại thương. Hắn cũng không phải là sợ hãi La Quân, chẳng qua là lúc đó tình huống quá quỷ dị, để hắn bản năng sinh ra một loại hoảng sợ. Tựa như là một cái nhà giàu nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng tiền rất là kỳ lạ đại lượng sói mòn. Lúc này vô ý thức chính là muốn đem thẻ ngân hàng đóng băng hắn trước hết nhất muốn biết rõ sở chính là, cái này mẹ nó là vì cái gì. Hạng ương chạy đi về sau, tìm kiếm được một chỗ yên lặng địa phương rơi xuống chân tới. Đó là một cái hoang đảo. Bắc Hải Minh mông vô biên, trung hoang đảo tự nhiên nhiều như cá giết sang sông. Dừng chân về sau, hạng ương tìm cái kia tứ đại hộ pháp đi ra. Các ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạng ương nói ra, bổn công tử từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Trên người tiểu tử kia, quá mức quỷ dị, mà lại hắn thôn vệ thuật bên trong, tựa hồ có loại để bổn công tử bản năng hoảng sợ lực lượng. Tứ đại hộ pháp bên trong đại hộ pháp Kim Nguyên nói ra, công tử, kẻ này tại thôn vệ ngài lực lượng lúc, ta tựa hồ cảm nhận được đến từ tiên giới lực lượng. Tiên giới lực lượng, nói đùa cái gì? Hạng ương nói ra, bổn công tử cũng còn không cảm giác được tiên giới lực lượng, thì hắn có thể nắm giữ ngươi cũng cần phải không cảm giác được kim nguyên nói ra công tử phu nhân đã từng thông qua nguyên thần chi thuật cùng thuộc hạ câu thông lúc thuộc hạ nhìn thấy tiên giới một chút manh mối mẫu thân của ta cùng ngươi câu thông hạng ương sắc mặt cổ quái kim nguyên nói ra ngài cần phải rõ ràng phu nhân cũng không phải là phổ thông nhân loại nàng là địa cầu phía trên đã từng đẳng cấp cao nhất một loại sinh linh chính là loại sinh linh này mới nô dịch kepler tinh cầu kiến tạo tiên giới Ngài trong huyết mạch, có nhân loại chúng ta một mạch, cũng có loại kia sinh linh một nửa huyết mạch. Cho nên Ngài tu luyện, mới sẽ như thế làm ít công to. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, Ngài thì tu luyện tới mức độ này. Mẫu thân của ta bị giáng trước tới địa cầu phía trên hơn nghìn năm, mà ta tại 5 năm trước mới biết mình thân thế. Cũng là mẫu thân vì ta mở ra đạo này tu đạo đại môn. Hạng ương trầm giọng nói ra, mẫu thân lại đưa ngươi nhóm huấn luyện ra, chuyên môn phục thị tại ta nàng cho các người cũng có lớn lao ân đức. Kim Nguyên bọn người lập tức nói ra, nếu là không có phu nhân, chúng ta bất quá là đề tiện nhất nô bộc. Chúng ta cảm niệm phu nhân đại ân, tự nhiên vĩnh thế hiệu chung công tử. Hạng ương gật gật đầu, hắn sau đó lại vung tay lên, nói ra, cái này không cần nhiều lời, các người hiệu chung bổn công tử chính là nên bổn phận. Phần này trung tâm, bổn công tử cũng cho các người nhớ kỹ. Ngày khác ngày, tự nhiên cũng có các người hưởng chi không hết chỗ tốt hắn đón đến, nói ra, bất quá kim nguyên, người nói người theo trên người người này cảm nhận được tiên giới khí tức, lời này bắt đầu nói từ đâu. Kim nguyên nói ra, về công tử lời nói, thuộc hạ đã từng nghe nói phu nhân nói qua. Các tiên nhân nô dịch Kepler tinh cầu về sau, Kepler tinh cầu bên trong có một vị thổ dân dị nhân đã từng vì phản kháng loại này nô dịch, cũng tới tới địa cầu phía trên. Cái này theo kẻ này có quan hệ gì? Hạng ương hỏi. Kim Nguyên nói ra, công tử, ngài có chỗ không biết là phu nhân các nàng loại sinh linh này tại cực kỳ lâu trước kia tuy nhiên cũng là loài người nhưng lại so với nhân loại cao hơn một cái cấp bậc bọn họ gọi là nhân xà tộc nhân xà tộc là nơi sinh địa cầu bọn họ thông minh nhanh nhạy học tập thuật pháp mau lẹ vô cùng cái đuôi lay động có thể ở trong nước ngang dọc ngàn dặm đuôi rắn hất lên lại có thể thẳng vào cửu trọng thiên loại sinh linh này trên địa cầu cơ hồ là vô địch nhưng từ xưa đến nay bạn sử vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Không có khả năng có vĩnh viễn vô địch sinh linh, vị kia đến từ Kepler tinh cầu dĩ nhân thổ dân vì giải quyết những người này xa tộc, sau đó liền nghĩ đến đến địa cầu, tìm tới khắc chế bọn họ biện pháp. Há, lại có chuyện như thế, mẫu thân của ta thế mà chưa bao giờ nói với ta. Hạng ương ánh mắt lấp lóe. Kim Nguyên nói ra, phu nhân cũng là trong lúc vô tình nói lên việc này, nàng cũng cho rằng chuyện này đã quá khứ quá xa xôi không cần thiết nhắc lại. Hạng ương nói ra, người nói tiếp. Kim Nguyên nói ra, vâng, công tử. Hắn liền tiếp tục nói, về sau vị kia dị nhân thổ dân vẫn thật là tìm tới khắc chế nhân xà tộc đồ, vật. Thứ gì, hạng ương bị kinh ngạc, hỏi. Kim Nguyên nói ra, đó là một khỏa thần kỳ cây non, gọi là ngũ cốc xá tắc thần thụ. Cái này dị nhân thổ dân đem ngũ cốc xá tắc thần thụ mang về Kepler tinh cầu đồng thời triệu tập một đám Kepler thổ dân triển khai phản công. Cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ có thể hấp thu nhân xà tộc pháp lực cùng huyết nhục nguyên khí. Nhân xà tộc huyết thịt nguyên khí tại ngũ cốc xã tắc thần thụ phía trên có thể luyện hóa thành một quả thiên linh quả. Càng là lợi hại nhân xà tộc, một khi bị luyện hóa suốt ngày linh quả về sau, ngày này linh quả cho người ta ăn, uy lực lại càng lớn. Cái kia về sau thế nào? Hạng ương lập tức hỏi. Kim Nguyên nói ra, người đến sau xà tộc tổn thất nặng nề, lúc này, nhân xà tộc trưởng tay áo nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là tham gia tới địa cầu thế tục giới bên trong, tại trong nhân loại bồi dưỡng được cao thủ tới. Nhân loại tuy nhiên không bằng người xà tộc thông tuệ, nhưng đi qua nhân xà tộc phun trồng về sau, cũng liền tập được vô thượng tiên thuật. Sau cùng, nhân xà nhất tộc tại nhân loại trợ giúp dưới, đem cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy diệt, như thế về sau, mới hoàn toàn đem Kepler tinh cầu hoàn toàn nô dịch. Đi qua Ngũ cốc xá tác thần thụ một chuyện, nhân xà nhất tộc về sau tới địa cầu phía trên cố ý tìm kiếm, chính là muốn muốn đem loại vật này hoàn toàn diệt tuyệt rơi. Nhưng về sau vẫn luôn không có tìm được Ngũ cốc xá tác thần thụ. Tựa hồ trong thiên địa này, chỉ có lấy một gốc Ngũ cốc xá tác thần thụ. Năm đó Ngũ cốc xá tác thần thụ hấp thu vô số nhân xà tộc máu tươi, mọc ra vô số thiên linh quả, tạo nên rất nhiều Kepler thổ dân cao thủ. Về sau cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ cao đến ước vạn trượng theo mặt đất thẳng nhập chín ngày vân tiêu hùng vĩ tới cực điểm hạng ương nhíu mày nói ra chẳng lẽ ngươi ý là trên người tiểu tử kia có ngũ cốc xá tắc thần thụ khí thức kim nguyên nói ra thuộc hạ thật có sự hoài nghi này lấy hắn tu vi không có khả năng hấp thu hết u minh nguyên phủ lực lượng hạng ương nói ra nhưng ngũ cốc xá tắc thần thụ to lớn vô cùng làm sao lại ở trên người hắn đâu cái này thuộc hà cũng không biết nên giải thích thế nào kim nguyên nói ra hạng ương nói ra việc này xác thực chuyện rất quan trọng bồn công tử phải nghĩ biện pháp đi báo cáo mẫu thân của ta không phải vậy tương lai vạn nhất việc này trở thành sự thật lại là các tiên nhân một chàng tai nạn chỉ là hiện tại mẫu thân đã thừa dịp tiên giới chi môn mở rộng trở lại tiên giới mà bồn công tử vẫn còn cảm giác không đến tiên giới chi môn tin tức này có thể nên như thế nào truyền lại a à? kim nguyên nói ra công tử, hiện tại chúng ta xác thực không cách nào cùng tiên giới liên hệ với. Bất quá, chúng ta nếu là đem tiểu tử này bắt trên tay, như vậy về sau nhất định có thể tại các tiên nhân chỗ đó chiếm được tốt hơn nhiều chỗ, đây là một cái công lớn A. Hạng ương nhãn tình sáng lên. Kim Nguyên nói ra, mà lại, mặc kệ trên người hắn đồ, vật đến cùng theo ngũ cốc xã tắc thần thụ có quan hệ hay không, thế nhưng kiện nhất động nhất định rất là thần diệu. Hạng ương trầm ngâm một cái chớp mắt, nói tiếp, nhưng trên người hắn vật kia quả thực khủng bố, bổn công tử đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nếu là không có món đồ kia, bổn công tử bóp chết hắn thì như bóp chết một con kiến. Kim Nguyên nói ra, trong tiên giới, có khắc chế ngũ cốc xã tắc thần thụ công pháp. Còn có, công tử ngài trên thân cũng có nhân loại huyết mạch, sẽ không bị loại vật này khắc chế hoàn toàn. Và lại, U Minh Nguyên phủ chính là tiên giới pháp khí, bên trong tràn ngập nhân xà tộc lực lượng cho nên ngài dùng U Minh Nguyên Phủ mới có thể bị hắn chết khắc chế. Lần tiếp theo, ngài đổi dùng cách khắc khí, có lẽ hiệu quả hội có khác biệt lớn. Hạng ương nói ra, người nói cũng có đạo lý, tiểu tử này, bổn công tử quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là, hắn tựa hồ vẫn là ẩn tàng bộ mặt chân thật. Chỉ sợ lại muốn tìm tới hắn, có chút khó khăn. Kim Nguyên nói ra, kẻ này cùng Ngân Sa Vương có chút mật thiết, muốn tìm hắn, nhưng từ ngân xa vương thân thể nhúng tay vào. Có đạo lý, hạng ương vỗ vỗ Kim Nguyên bả vai, nói ra, tốt, Kim Nguyên, người rất tốt. bổn công tử phải thật tốt khen thưởng ngươi. Hắn nói xong cũng móc ra một nghìn mai thiên đan, nói, những thứ này đều theo các huynh đệ phân. Kim Nguyên các loại người vui mừng, nói ra, đa tả công tử. Là quân cùng Kiều Ngưng đến đại thuận cảnh nội về sau, là quân đối Kiều Ngưng nói ra, ta hiện tại muốn về chúng tinh điện kiều ngưng theo la quân đã nói tốt sẽ không theo đi nàng lúc này cũng chỉ có tôn trọng la quân la quân tiếp lấy còn nói thêm kiều ngưng có chuyện ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta ngươi nói kiều ngưng nói ra la quân nói ra lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ đem cái kia hạng ương thật to đắc tội mà lại tại minh nguyệt cung thời điểm ngươi cũng có thể thành chúng mũi tên chi ta sợ vũ hóa môn cùng hắn tu sĩ cùng hạng ương sẽ tìm ngươi phiền phức cho nên ta nhìn ngươi vẫn là đi cùng mỹ nương tụ hợp, thì đợi tại đại khang trong hoàng thành. chí ít ở nơi này, hoàng thượng là có thể bảo vệ ngươi. Kiều ngưng nao nao, nàng nói ra, đến lúc này, ngươi cần phải quan tâm nhiều hơn chính ngươi. Nếu như ba tháng kỳ hạn đến, ngươi vẫn không có phá giải, làm sao bây giờ? Ngươi tại phía xa chúng tinh điện, ta căn bản là không có cách liên hệ đến ngươi. La Quân nói ra, vậy cũng chỉ có thể an với thiên mệnh. Ta tin tưởng ta sẽ không như thế chết sớm, nếu như ta chết, vậy cũng không có gì, mà nếu như ta không chết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi." Kiều Ngưng trầm mặc đi xuống. Nàng cảm thấy rất thương cảm, tại không biết La Quân trước kia, nàng là ngang dọc tiêu sái ngân sa vương, là tứ đại yêu tiên bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng nhận biết La Quân về sau, nàng trở nên đa sầu đa cảm. Có thể Kiều Ngưng cũng không hối hận nhận biết La Quân, nàng đã tu thành một người cái kia nên thể hội một chút làm người tư vị ta đáp ứng ngươi ta sẽ đi hoàng thành ta ở nơi đó chờ ngươi ngươi cũng nhất định muốn trở về kiều ngưng nói ra la quân gật gật đầu sau ba tháng ngươi không trở lại ta sẽ đi tìm ngươi kiều ngưng nói ra la quân bị kinh ngạc hắn nói ra không được nếu như ta chết thật ngươi bởi vì đi tìm ta mà rơi vào đến hạng ương bọn người trên tay cái kia ta thì dù chết cũng sẽ không an tâm ta hội tận lực đi tìm ngươi, nhưng ngươi như không tu luyện đến tầng 10 trung kỳ, ngươi nếu là không có tự vệ cùng chống lại bọn họ bản sự, ngươi liền không thể rời đi hoàng thành. Kiều Ngưng nói ra, ta. Là Quân nói ra, Kiều Ngưng, người ta cũng không phải là thế tục người, chữ tình một chữ, đều có lý giải. Người ta mặc dù không thể trở thành phu thê, nhưng người trong lòng ta, tình nghĩa có ngàn vàng. Vô luận ta sống hoặc chết, đều hy vọng người có thể mạnh khỏe. Ta biết, ta tâm như người tâm, ta cũng không muốn chết. Có thể có một đường còn sống cơ hội, ta cũng tuyệt không buông tha. Bởi vì còn có quá nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Kiều Ngưng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Như thế về sau, là quân nói ra, ta cho ngươi thêm một đoạn đi. Chờ ngươi nhập hoàn thành, ta lại đi. Kiều Ngưng nói ra, tốt. Một ngày sau đó, là quân thuận lợi trở lại chúng tinh điện, đồng thời nộp lên nhiệm vụ hắn nhiệm vụ thời gian dài nhưng giao nhiệm vụ lại rất nhanh một dạng vẫn là vĩnh sinh phong vân bảng phía trên hạng nhất về sau la quân đạt được tinh chủ khen thưởng giống nhau là mấy khối tinh thạch những thứ này tinh thạch la quân bây giờ đã không quá quan tâm hắn đồng thời tại một ngày này bên trong hướng tinh chủ thỉnh cầu tinh nhất điện bên trong la quân thỉnh cầu nói tinh chủ ở trên thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ tinh chủ vẫn là cái kia bức tượng điêu khắc tựa hồ vĩnh xa không có bất kỳ nhân tình vị hắn nghe được la quân thỉnh cầu liền nói ra người nói la quân nói ra ngài cần phải nhìn ra thuộc hạ bây giờ thọ mệnh không lâu tinh chủ nói ra đó là ngươi xử tình câu nói này băng băng lạnh lùng không có không nhân tình vị la quân nao nao đồng thời thầm cười khổ đúng vậy a à, tinh chủ vốn thì là một người như vậy la quân nói ra thuộc hạ muốn tại trước khi chết, đem Linh Nhi phục sinh. Còn mời tinh chủ cáo chi thuộc hạ phương pháp. Tinh chủ trầm mặc một cái chớp mắt, nói tiếp, lúc này, người không cầu bản tôn giúp người phục sinh tánh mạng, lại cầu cứu sống từ đồ Linh Nhi. Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Chẳng lẽ tinh chủ có biện pháp vì thuộc hạ kéo dài tánh mạng? Là quân không khỏi đại hỷ. Không có, tinh chủ nói ra. Là quân thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó đây không phải trêu đùa chính mình sao? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, thuộc hạ tự biết ngày giờ không nhiều, cho nên chỉ muốn trước khi chết có thể đem Linh Nhi phục sinh. Mong rằng tinh chủ thành toàn. Tinh chủ nói ra, bản tôn lúc trước thật có đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi phục sinh tư đổ Linh Nhi. Mà bây giờ, ngươi không còn sống lâu nữa cũng là sự thật. Nhưng thời cơ còn chưa thành thuộc càng là sự thật, đây là ngươi loạn trình tự, nếu là không cứu sống tư đổ Linh Nhi, cũng cần trách không được bản tôn là quân nói gấp, thuộc hạ tự nhiên không dám quái tinh chủ ngài. Chỉ là, tinh chủ ngài thần thông quảng đại, nhất định còn có biện pháp có thể cứu Linh Nhi đúng không? Tinh chủ nói ra, vốn là không đợi được cái kia thời cơ, thật là không có thuốc nào cứu được tư đổ Linh Nhi. Nhưng bây giờ cũng thật là xuất hiện một tia chuyển cơ. Là quân không khỏi đại hỷ, hắn vội vàng nói, nhiều tả tinh chủ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, tinh chủ từ tốn nói, phải cứu từ đồ linh nhi cần máu và nước mắt đến dung hợp vốn là cái kia thời cơ không có đến ngươi muốn trước thời gian cứu nàng biện pháp duy nhất cũng là tinh chủ dừng lại một cái trước mắt la quân ngừng thở tinh chủ theo rồi nói ra biện pháp duy nhất cũng là dùng ngươi pháp lực giết chết trầm mặc nùng bào thai trong bụng tại ngươi giết cái kia thai nhi trước đó bởi vì hắn chính là trời sinh linh thể hắn hội cảm ứng được cha mình muốn xuống tay với hắn lúc này cái này thai nhi hội lưu lại một máu và nước mắt. Người vận chuyển người pháp lực đem máu này nước mắt tiếp được, như thế liền có thể cứu sống từ đổ linh nhi. Là quân nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Tinh chủ nói ra, một khi người pháp lực xâm lấn, tương đương với linh thể bị phá, hắn tự nhiên cũng là không sống. Là quân không khỏi thần hồn run rẩy, hắn nói ra, như vậy sao được? Ta sao có thể giết ta hải nhi? Tinh chủ nói ra, trước kia chuyện xưa, nhiệt duyên dây dưa, người cùng phụ thân ngươi ở giữa, đã là như thế. Có lẽ người cùng con của ngươi ở giữa, cũng là một trận mệnh số. Không, tuyệt đối không được, là quân nói ra, làm cha làm mẹ, thích cùng con gái, liền xem như muốn giết ta, ta cũng không có khả năng đi hại chính ta hài tử. Tinh chủ nói ra, như vậy ngươi liền phải chờ, các loại cái kia chính xác thời cơ đến. Là quân nói ra, thế nhưng là ta đã các loại không. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Tinh chủ nói ra, Thiên mệnh vương, người phải biết, người chính là thế giới bao la Thiên mệnh vương. Người mạng cách chính là thiên hạ vô song, Thiên mệnh vị trí không phải để ngươi đến hưởng thụ. Trên người người trọng trách so với ai khác đều nặng, người sinh ra cũng là gánh chịu trách nhiệm. Không có khả năng có như vậy song toàn chuyện tốt tình. Người muốn từ đổ linh nhi sống, liền muốn từ bỏ con của ngươi. Người muốn con của ngươi sống, liền muốn từ bỏ từ đổ linh nhi. Không được ta người nào đều không thể buông tha. La quân nói ra, tinh chủ nói ra, phàm nhân còn có không thể không đối mặt lấy hay bỏ, người lại có thể ngoại lệ. La quân nói ra, ta chính là thiên mệnh vương, ta nhất định sẽ không chết. Tinh chủ nói ra, mệnh số gây ra, đây là bản tôn cũng nói không chính xác sự tình. Bản tôn không dám chắc chắn ngươi nhất định chạy không khỏi một kiếp này, lại đồng dạng cũng không dám cắt nói ngươi liền có thể trốn qua một kiếp này. Biện pháp bản tôn đã nói cho ngươi, về phần ngươi đến cùng phải làm như thế nào đó chính là ngươi sự tình la quân không khỏi thần hồn chán nản tinh chủ nói tiếp nể tình ngươi vì bản tôn làm không ít chuyện giờ này khắc này bản tôn cũng không làm khó ngươi một kiếp này ngươi không vượt qua trước đó bản tôn sẽ không lại cho ngươi phái lên bất luận cái gì nhiệm vụ đồng thời bản tôn cho ngươi một cái nhiệm vụ ngọc giản ngươi có thể ngồi bàn nhược phi thuyền tiến về một lần thế giới bao la chờ ngươi lấy máu và nước mắt về sau ngươi lại bóp nát ngọc giản trở về đón đến tinh chủ tiếp tục nói cái kia máu và nước mắt phải dùng tốt nhất thuần ngọc tiếp được như thế ngọc thạch chắc hẳn ngươi không biết thiếu khuyết la quần ánh mắt lâm vào một mảnh si ngốc hắn sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại tinh chủ ta muốn đi xem linh nhi cũng muốn nhìn một chút ta theo bình hành thế giới mang về linh nhi não hạch la quân nói ra có thể la quân cũng không có vội vã tiến về thế giới bao la hắn tại chúng tinh điện bên trong đợi đại khái nửa tháng. Trong nửa tháng này, La Quân không có tu luyện, ngược lại là uống không ít rượu. La Quân là cái rất kiên cường người, hắn có rất ít xa suốt tinh thần thời điểm. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào kiên cường. Kiên cường đi giết con trai mình, hoặc là kiên cường nhìn lấy Linh Nhi chết. Đến giờ này khắc này, phải kiên cường làm cái gì? Nửa tháng sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm lần lượt trở về. Bọn họ đều hoàn thành mỗi người nhiệm vụ. Tần Lâm cùng Lâm Phong trước tiên tới gặp La Quân, bọn họ vậy mà không biết La Quân kinh lịch cái gì, chỉ là huynh đệ ở giữa có loại này lo lắng. Khi bọn hắn đi vào thính đào hiên lúc, trông thấy La Quân say mềm lúc, hai người không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy dạng này xa suốt tinh thần La Quân. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong đau lòng sau khi, lại có chút nổi nóng. Hắn ôm đồm đi La Quân bình rượu la quân cũng liền ngồi xuống hắn đối tần lâm cùng lâm phong cười một tiếng nói ra đại ca nhị ca các ngươi có thể tính trở về ta chờ các ngươi thật lâu tam đệ ngươi không phải cái hiểu ý chí tinh thần sa sút người đến cùng chuyện gì phát sinh tần lâm hãi hùng khiếp phía hỏi hắn sợ hãi nghe được một chút không muốn nghe đến tin dữ la quân liền nghiêm mặt nói ra đại ca nhị ca đời ta vô thân vô cố cha không thương nương chết sớm Duy nhất đệ đệ hận ta tận xương, nhưng ta cảm thấy, lão thiên có thể cho ta các người dạng này huynh đệ, cũng coi là để cho ta chết cũng không tiếc. Người êm đẹp, nói cái gì có chết hay không? Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Tần Lâm cũng nói, đúng vậy a à, tam đệ, êm đẹp nói những lời này làm gì, nghe ta hãi đến hoảng. La Quân nói ra, các người nghe ta nói hết lời. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng liền ngồi xuống. La Quân nói ra, ta lần này đi lúc thi hành nhiệm vụ đợi, tìm một chuyến trình kiến hoa. Chẳng lẽ là hắn hại ngươi? Lâm Phong trong mắt lóe lên lệ quang hàn ý, hắn nói ra, hắn dám hại ngươi, lão tử đem hắn băm cho chó ăn. Tại La Quân cùng Trình Kiến Hoa ở giữa, Lâm Phong theo không cảm thấy đây là một đạo lựa chọn. La Quân nói ra, không liên quan Trình Kiến Hoa sự tình, ta chỉ là tìm Trình Kiến Hoa học tập hắn tiểu túc mệnh thuật, hắn không hiểu tiểu túc mệnh thuật chân lý, nhưng ta hiểu. Trình Kiến Hoa rất hợp tác ta muốn nói là về sau sự tình. Về sau sự tình, Tần Lâm nói ra. La Quân nói ra, về sau ta gặp phải Trần Thiên Nhai, đúng, ta cha đẻ. Lâm Phong cùng Tần Lâm tự nhiên biết Trần Thiên Nhai cùng La Quân ân oán, hai người cũng biết Trần Thiên Nhai lợi hại thần thông. Ngươi, Lâm Phong cùng Tần Lâm không rét mà run. La Quân nói ra, ta không có cách nào, sau đó dùng tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật câu thông số mệnh lực, ta hao tổn ta tất cả thọ mệnh rốt cuộc đánh lui Trần Thiên Nhai. Cho nên, ta chỉ có hai tháng tốt số sống. Lâm Phong nói ra, nhất định có biện pháp đến kéo dài người thọ mệnh. Ta đi tìm tinh chủ. Hắn nói liền muốn đứng dậy. Tinh chủ không có cách nào. La Quân nói ra, đại ca, người không cần uổng phí tâm cơ, không có người có biện pháp. Đây là số mệnh lực lượng, số mệnh khế ước, số mệnh phía dưới, ai có thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ sư phụ ta có biện pháp lâm phong nói ra la quân nói ra không có biện pháp minh nguyệt tiên tôn không có cách nào linh tuệ hòa thượng cũng không có cách nào bởi vì trên đời này vốn cũng không có biện pháp bởi vì đây là số mệnh linh tuệ hòa thượng tần lâm hơi hơi kỳ quái la quân lại là không có giải thích cái này một gốc dạ hắn nói tiếp ta vốn định thừa dịp cái này thời gian mấy tháng nghĩ đến biện pháp đến phục sinh linh nhi thế nhưng là la quân liền giảng linh nhi sự tình còn có bình hành thế giới 20 năm. Cùng lúc này duy nhất cứu Linh Nhi phương pháp. Làm Lâm Phong cùng Tần Lâm sau khi nghe xong, hai người cũng ngây người. Bởi vì bọn hắn cũng không biết như thế nào giúp La Quân. Dạng này lựa chọn, cũng quá tàn nhẫn, quá tàn khốc. Thế gian làm sao được xong toàn pháp, không phụ như lai không phụ khanh. Ta nói nhiều như vậy, không phải muốn cho hai vị ca ca thêm phiền não. La Quân nói ra, chỉ là có chút đồ, vật muốn cho các ngươi, các ngươi cũng không cần cùng ta chối từ. Hắn nói xong cũng đem U Minh Cửu Âm Đồ lấy ra, còn có cái kia rất nhiều đan dược, pháp bảo. Hắn một mạch lấy ra. Cái này U Minh Cửu Âm Đồ ta nhìn cùng đại ca rất xứng đôi, bên trong uy lực rất lớn, nhưng là nuôi nấng những thứ này ma vương cần không ít đan dược. Cái này cần đại ca ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta chỗ này cũng còn có không ít đan dược có thể nuôi nấng chúng nó. La Quân nói như vậy, cái này chưa thiên bí kíp, đại ca ngươi có thể nhìn xem, linh tuệ hòa thượng cũng liền theo ngươi. La quân phân phối tiếp lấy còn nói thêm, ta chỗ này còn có ba nghìn đại đạo bên trong đại thôn phệ thuật, đại na di thuật thần thông bản nguyên, hai vị ca ca thì đều học đi. La quân bàn giao hậu sự, hắn nói tiếp, tiền đồ đến cùng như thế nào, ta không rõ ràng, nhưng nếu như ta thật đi bất quá một kiếp này, ta hy vọng hai vị ca ca về sau nhiều hỗ trợ chăm sóc lấy một chút. Đinh hàm mặc nùng còn có tại âm diện thế giới bên trong tống ninh kiều ngưng tuy nhiên không phải ta nữ nhân nhưng nàng đợi ta tình thâm nghĩa trọng hai vị ca ca có thể chăm sóc cũng xin nhiều chăm sóc một chút sau cùng lan đình ngọc giết lạc ninh thù này tam đệ tần lâm nước mắt dũng mãnh tiến ra hắn một câu đều nói không nên lời xoay người sang chỗ khác lâm phong hai mắt máu bắt đầu nóng hắn đột nhiên nhất trưởng đem cái bàn đập thành phấn vụn ta coi như hắn mẹ đại ca gì La Quân im lặng không nói. Hắn không có lời nào dễ nói. Ngày thứ hai, La Quân liền chuẩn bị tiến về thế giới bao la. Tam đệ, người thật muốn đi lấy máu và nước mắt. Tần Lâm bắt lấy La Quân tay, hắn cảm thấy đó là một loại như thế nào tàn nhẫn. La Quân nói ra, ta không biết đến cùng phải nên làm như thế nào, hai đời Linh Nhi đều vì ta mà chết. Dạng này lựa chọn, rất khó khăn, rất khó khăn. Nhưng mà kệ như thế nào, La quân đều phải đi một chuyến thế giới bao la. Bởi vì chỗ đó mới là hắn căn vị trí. Bần tăng theo đạo hữu cùng một chỗ tiến về thế giới bao la. Linh tuệ hòa thượng theo u minh cửu âm đồ bên trong nhảy đến la quân trên đỉnh đầu. Không dùng, la quân cự tuyệt. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo hữu người gây thù hẳn quá nhiều, nếu không có bần tăng giúp người ẩn tàng khí tức, chỉ sợ ngươi không cách nào còn sống trở về. Lâm Phong cũng liền nói, tam đệ, để hắn cùng ngươi cùng một chỗ đi." La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, liền cũng liền ngầm đồng ý. "Đại ca, nhị ca, ta lúc này đi." Bảo trọng, La Quân lớn nhất rồi nói ra. Lâm Phong cùng Tần Lâm một câu đều nói không nên lời. Bọn họ lời nói quá rất nhiều lần khác, nhưng lại sợ hãi cái này một biệt tướng là vĩnh viễn đừng. Tuy nhiên bọn họ kết bái bên trong cũng có chớ võ, nhưng là chớ võ dù sao cùng bọn hắn phạm vi cách quá xa. Giữa bọn hắn có quá nhiều tình cảm cùng đồng sinh cộng tử. Đây là chớ võ không thể trải nghiệm. Lâm Phong trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói ra, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta thì sẽ nghĩ biện pháp giúp người phục sinh Linh Nhi. Cũng sẽ chiếu cố đệ muội nhóm, còn có Lan Đình Ngọc, ta tất tự tay mình giết hắn. Đây là ta đối với người hứa hẹn. Tần Lâm nói ra, ta cũng vậy. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu không thể lại gặp nhau, chỉ mong chúng ta còn có kiếp sau sau đó, La Quân thì tiêu sái quay người tiến bàn nhược tiên chu. La Quân sau khi đi, Tần Lâm trong lòng thê lương bi thương. Đại ca, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn lấy tam đệ đi chết. Lâm Phong sắc mặt nặng nề, hắn sau khi hít sâu một hơi, nói ra, tam đệ là thiên mệnh chi vương, ta tin tưởng hắn nhất định có thể chuyển nguy thành an. Lúc này chúng ta ở chỗ này, có thể vì hắn làm có hạn. Chúng ta duy nhất có thể làm cũng là gấp rút tu luyện. Tần Lâm nước mắt lần nữa chảy xuống. Mà Lâm Phong trong lòng làm sao không là thống khổ tới cực điểm, phải nói ba người này bên trong, hắn là coi trọng nhất tình cảm huynh đệ. Làm Tần Lâm cùng La Quân cần hắn đến chúng tinh điện lúc, hắn biết rõ nơi này là cái hố lửa. Nhưng hắn lại không chút do dự, vì huynh đệ, hắn cứ như vậy nhảy vào tới. Làm La Quân bị nhốt núi phú sĩ núi lửa dưới đáy lúc, Lâm Phong đồng dạng không do dự nhảy đi xuống. Hắn có thể vì huynh đệ đi chết thế giới bao la, phồn hoa thế giới. Làm la quân đứng tại Tân Hải thành phố thời điểm, trời xanh mây trắng, gió biển nhẹ phẩy. Hắn đứng ở một tòa cao đến 33 tầng cao ốc chọc trời trên lầu chót. Nhìn lấy bốn phía phồn vinh, nhìn lấy những cái kia xuyên toa lui tới xe cộ. Hắn tinh thần có chút ngẩn ngơ, ngẩn ngơ ở giữa cho là mình lại trở lại cái kia bình hành thế giới bên trong. Một năm kia, hắn mới 16, bên cạnh hắn có Linh Nhi, có Triệu Anh Tuấn, có tống linh san cùng đồng giai văn bây giờ hết thảy đều đã cảnh còn người mất không biết nữ nhi hứa một lời có khỏe không là quân đứng rất lâu sau đó hắn mới chậm rãi đi vào theo dưới thang máy tới đến cái này thế tục giới bên trong vậy sẽ phải tuân thủ thế tục giới quy tắc không thể giữa ban ngày kinh hãi thế tục là quân đi trước u linh chủ đề quán ba các loại đi đến về sau mới nhớ tới quán ba ban ngày đều là đóng cửa trạng thái hắn lấy điện thoại di động ra, điện thoại kia đã sớm không có điện. la quân sau đó lại đi tìm buồn điện thoại, sau đó mới cho đinh hàm gọi điện thoại đi qua. linh tuệ hòa thượng một đường lên đều rất ngạc nhiên, hắn tại la quân tóc bụi bên trong giò xét bốn phía. nguyên lai like cái này mới là chân thực thế giới, có thể thấy phía dưới, tựa hồ cùng cái kia bình hành thế giới cũng không có gì quá khác nhiều. linh tuệ hòa thượng nói như vậy. la quân nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, linh tuệ hòa thượng hỏi ngươi cái sự tình đạo hữu xin hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra la quân nói ra ta đem ngươi cho phong bế như vậy ngươi ẩn tàng ta khí tức có thể hay không biến mất không biết a à, linh tuệ hòa thượng nói ra la quân ngay sau đó liền trực tiếp đem linh tuệ hòa thượng cho phong bế linh tuệ hòa thượng chính là đại la tiên đằng hạt giống la quân dùng pháp lực đem đại la tiên đằng hạt giống lục thức phong bế sau đó ném vào đến phòng bị tu di bên trong hắn lần này tới gặp Đinh Hàm, tổng miễn không có phong lưu khoái hoạt thời điểm. Muốn là cái này linh tuệ hòa thượng còn một mực tại một vừa nhìn, cái kia được nhiều khó chịu a. À. Đinh Hàm tiếp vào La Quân điện thoại sau tất nhiên là hoan hỉ kích động. Đinh Hàm lập tức lái xe tới đón La Quân. Nàng mở là chiếc kia Jaguar. Bây giờ Đinh Hàm mở ra xe sang trọng, mặc hàng hiệu, một cái túi sách đều là hơn 100 ngàn. Bây giờ nàng là chân chính công chúa, nàng thành thục, tự tin chính là từ trong bên trong phát ra. Tại Tân Hải không có cái kia trên đường lão đại giám tìm nàng phiền phức. U Linh chủ đề quán ba sinh ý cũng một mực nóng này, cái này quán ba thậm chí là trong thành phố trọng điểm đến đỡ cùng khen ngợi. Bởi vì U Linh chủ đề quán ba hiện nay là Tân Hải một cái bảng hiệu, rất nhiều người tới nơi này du lịch đều là nghe nói U Linh chủ đề quán ba những truyền thuyết kia. Đinh Hàm hiện tại là ngày vào đấu kim, đương nhiên. Đinh Hàm đem lợi nhuận phân hoa hồng vẫn là thành thành thật thật cho Tống Nghiên Nhi các nàng, còn có tần mặc sao, mộc tính cùng la quân. Sổ sách mặt, nàng không biết làm bộ. Dù vậy, Đinh Hàm mỗi tháng thu nhập cũng là 1 triệu NDT trở lên. Cho nên, một cái túi sách hơn 100 ngàn thật sự là không thể bình thường hơn được tiêu phí. Đinh Hàm còn làm một chút khác đầu tư, tỉ như mua nhà, mua cửa hàng. Vân vân. Xa cách từ lâu trùng phùng, tất nhiên là mừng rỡ la quân cùng đinh hàm trực tiếp đi khách sạn một trận điên loan đảo phượng tất nhiên là không cần nhiều lời hai người đều thuộc về nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa khoái hoạt về sau đinh hàm không gãy mảnh vải nằm tại la quân trong ngực nàng cả người uể oải la quân làm sao lại đột nhiên trở về la quân mỉm cười hắn tay vuốt ve đinh hàm trắng như tuyết phai cảm thấy hài lòng tới cực điểm trở lại thăm một chút ngươi la quân nói ra bất quá ta vẫn là đợi không thời gian quá dài Đinh Hàm đối điểm này ngược lại là nhìn lắm thành quen, nàng nói ra, ừm, ta biết. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu, Đinh Hàm tay sờ soạn tới. La Quân trong lòng nóng lên. Sau đó, lại một vòng kích tình rào rạt lên. Kích tình sau đó, La Quân cùng Đinh Hàm cùng nhau tắm rửa. Sau khi tắm xong, đã là trạng vạng tối. La Quân cùng Đinh Hàm đều có chút đói. Đinh Hàm nói ra, chúng ta trước đi ăn cơm, buổi tối đi trong quán ba nhìn xem, thế nào. La Quân nói ra, tốt. Đinh Hàm sau đó nhớ tới cái gì, liền hồ nghi nói ra, người lần này trở về giống như có chút không giống nhau lắm. La Quân nói ra, hả, có đúng không, có cái gì không giống nhau. Đinh Hàm nói ra, cảm giác người thật giống như có tâm sự. La Quân không khỏi giật mình trong lòng, nói ra, cái kia có. Đinh Hàm nói ra, tuy nhiên người không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được. La Quân không khỏi bội phục nữ nhân trực giác, hắn lại không nhiều lời, chỉ là nói, không có chuyện gì, người suy nghĩ nhiều. Thật sao, Đinh Hàm bán tín bán nghi, nhưng lúc này La Quân không nói, nàng cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Nàng chỉ có thể tận lực dùng nàng ôn nhu đến an ủi La Quân vết thương. Sau khi ăn cơm xong, đã là trăng lên giữa trời. La Quân cùng Đinh Hàm đi một chuyến u linh chủ để quán ba. Quán ba sinh ý hoàn toàn như trước đây nóng nảy, La Quân cùng Đinh Hàm tìm hẻo lánh ngồi xuống. Vậy bên ngoài là cái rất náo nhiệt thế giới, nhưng La Quân nhưng trong lòng như có một đạo hàn băng. Mặc dù hắn nỗ lực ẩn tàng, đan tê hàm lại đều rõ ràng cảm nhận được. La Quân đang quát phía dưới một ly đá bia về sau, hắn thăm thẳm nói ra, Đinh Hàm, lần này ta sau khi đi, người không muốn lại chờ ta. Về sau gặp phải người thích hợp, liền đem chính mình gả đi. Đinh Hàm nhất thời thân thể mềm mại rung mạnh, sắc mặt trắng bệch, Tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong, nàng lại đem la quân lời nói nghe được rõ ràng. Ngươi nói cái gì, một câu lời còn chưa nói hết, đinh hàm nước mắt thì rơi ra tới. La quân nhìn về phía đinh hàm, hắn bắt lấy đinh hàm tay, nói ra, thật xin lỗi, đinh hàm. Ta không thể cùng ngươi đến sau cùng, bởi vì ta đại khái chỉ có thể sống hai tháng. Đinh hàm thân thể mềm mại lần nữa rung mạnh, tin tức này so phía trên một tin tức càng tàn khốc hơn cùng khiến người ta chấn kinh vì sao lại dạng này đinh hàm phản bắt lấy la quân tay giống như là sợ buông lỏng tay la quân liền sẽ biến mất la quân nói ra luôn như vậy hắn liền đem chính mình cùng trần thiên nhai ân oán nói ra đối với một đoạn này ân oán đinh hàm là biết một chút chỉ là không biết trong cái thế giới kia lại là thần kỳ như vậy cùng tàn khốc chẳng lẽ thì không có một chút điểm biện pháp sao đinh hàm hỏi la quân nói ra không có cách nào duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chờ chết. Đinh Hàm thống khổ tới cực điểm. Giờ khắc này, nàng không biết nên nói cái gì. Là quân theo rồi nói ra, nói cho ngươi những thứ này, không phải là muốn để ngươi thống khổ. Ta chỉ là sợ, vạn nhất ta chết thật, mà ngươi lại còn đang chờ một cái vĩnh viễn đều khó có khả năng trở về ngươi. Đối ngươi như vậy tới nói, cũng quá tàn nhẫn một chút. Đinh Hàm nước mắt rơi như mưa. Là quân bồi tiếp Đinh Hàm đợi chừng năm ngày, trong năm ngày này, hai người nhiều nhất cũng là trên giường vui thích. Cái gọi là liều chết triền miên, nói chung cũng chính là như thế. Năm ngày sau đó, La Quân lựa chọn rời đi. Cách trước khi đi, La Quân nói ra, nếu ta có thể trốn qua một kiếp này, ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi, cùng ngươi báo cái bình an. Nếu ta chưa có trở về, thì đại biểu ta đã chết. Ngươi về sau, tốt cuộc sống thoải mái, đây là ta muốn nhìn nhất đến đinh hàm nước mắt lần nữa dũng mãnh tiến ra nàng sau đó từng chữ nói ra người một ngày không trở lại ta chờ ngươi một ngày người một năm không trở lại ta chờ ngươi một năm người vĩnh viễn không trở lại đời ta thì không gả ngươi muốn cầu một cái an tâm ta tuyệt sẽ không cho ngươi đinh hàm la quần hốc mắt cũng ướt át hắn một cái ôm đinh hàm thật xin lỗi thật xin lỗi ta lúc đầu nên rời xa ngươi những năm này ta mang cho ngươi mãi mãi cũng là vô tận chờ đợi. Ta không muốn ngươi nói xin lỗi. Đinh Hàm nói ra, đời ta, may mắn nhất cũng là gặp ngươi, có thể làm nữ nhân ngươi. Lúc trước ta không hối hận, hiện tại cũng không hối hận, về sau càng sẽ không hối hận. Là quân cuối cùng vẫn là rời đi, về sau, hắn liền đi âm diện thế giới. Bây giờ, âm diện thế giới câu đố hắn đã có thể khám mở, trực tiếp phá vỡ mê chướng, dùng đại na di thuật, không đến 3 giờ liền đến Tống Đế Thành. Lần này, là quân trực tiếp đi gặp Tống Ninh. Hắn bồi Tống Ninh 5 ngày. 5 ngày sau đó, hắn lựa chọn rời đi. Rời đi thời điểm, theo Tống Sương Tuyết nói một lần. Là quân nói mình tình cảnh, cũng nói cho Tống Sương Tuyết, nếu như mình trong vòng một năm chưa có trở về, vậy liền đại biểu mình đã chết. Đồng thời, là quân đem một phong tuyệt bút tin giao cho Tống Sương Tuyết. Hắn muốn Tống Sương Tuyết một năm về sau giao cho Tống Ninh nhưng nếu như mình trở về như vậy sự kiện này coi như làm chưa từng xảy ra đón lấy là quân đi một chuyến bất tử tộc hắn đem đại lượng đan dược cho sư tỷ lâm băng cũng cho diệp minh rất nhiều chỗ tốt đây là hắn đã sớm phân tốt đại bộ phận cho đại ca cùng nhị ca còn có một nhóm cũng là đến cho cho các vị bằng hữu hắn cho đinh hàm cùng tống ninh cũng đều lưu một chút có thể phục dụng đan dược là quân không có cùng lâm băng nói mình sắp chết sự tình tại bất tử tộc vui sướng đợi 5 ngày, sau đó liền rời đi. Ngay sau đó, La Quân lại đi một chuyến Bắc Nhĩ Châu. Hắn gặp Doran, gặp Bạch Tuyết, gặp Pha Lai Nhân. Hắn đem Hoàng Kim huyết tộc cực kỳ giản xếp một phen về sau, ở bên kia đợi thập chừng 5 ngày, như thế mới rời đi. La Quân cũng cho Yuna một chút chỗ tốt, lại đem Bạch Tuyết kêu đi ra. Hắn lưu cho Bạch Tuyết một phong thư, bên trong khắc lập huyết hoàng đồng thời nói cho Bạch Tuyết liên quan tới hắn sự tình, Bạch Tuyết tự nhiên chấn kinh thương tâm. Nhưng nàng cũng nhận lời La Quân, hội cực kỳ chiếu khán hoàng kim huyết tộc. Một tháng cuối cùng, La Quân lựa chọn trở lại Yến Kinh. Hắn muốn gặp là Trầm Mặc Nùng. Bây giờ, Trầm Mặc Nùng bào thai trong bụng đã nhanh năm tháng, bụng dưới hơi hơi hở ra. Gần nhất Trầm Mặc Nùng, mỗi ngày đều ngủ được rất bất an thà. Mỗi cái buổi tối, nàng đều sẽ làm ác mộng. Trong mộng, đây là một loại rượu mẹ con tương liên cảm ứng trầm mặc nùng mộng thấy một cái còn tại cuống rốn bên trong trẻ sơ sinh xung quanh là máu hướng nàng cầu cứu mụ mụ cứu ta mụ mụ cứu ta trầm mặc nùng kinh hãi ngồi mà lên nàng nước mắt mãnh liệt xuống cái mộng cảnh này quá chân thực nàng xem thấy nhi tử bộ dáng tâm như thuật không cắt cái kia mẫu thân không đau con trai mình đây cái này mộng bắt đầu vẫn chỉ là hô mụ mụ cứu ta nhưng càng về sau nói thẳng ba ba muốn giết ta ba ba trầm mặc nùng âm thầm mất la quân làm sao lại giết chính hắn hải nhi nhưng nếu như không phải như thế vậy ta vì sao lại làm dạng này không có logic mộng đâu trầm mặc nùng trăm tử khó lường giải mà một tháng trước nàng thu đến một tin tức đó là la quân trở lại tân hải la quân lúc này trở về nàng thần kinh nhạy cảm rốt cục bị triệt để xúc động Đinh Hàm bên kia, trầm mặc nùng vẫn luôn có thầm bảo vệ. Đây là tại nàng còn không trở thành la quân người trước đó, nàng bắt đầu làm. Mà la quân trở về nguyên nhân, trầm mặc nùng cũng rất nhanh tra rõ ràng. Nàng là an sáu cục lão đại, muốn tra rõ ràng chút chuyện này, quả thực là không có một chút độ khó khăn. Trầm mặc nùng rốt cục cũng xác định một việc, bụng thai nhi cảnh báo là thật. Bây giờ la quân chỉ có hai tháng mệnh, mà hắn chả phải cứu tư đồ linh nhi thức tỉnh duy nhất có thể cứu tư đồ linh nhi thức tỉnh liền chỉ có chính mình hài nhi máu và nước mắt trầm mặc nùng ái la quân nhưng nàng càng thích con trai mình riêng là ngay tại lúc này gốc cái có thể liền bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trầm mặc nùng cho rằng một cái còn chưa xuất thế hải nhi chỉ có thể coi là làm thai nhi dùng cái này thai nhi đến cùng tư đồ linh nhi thức tỉnh ở giữa làm lựa chọn trầm mặc nùng cảm thấy cái lựa chọn này để đối với la quân tới nói cũng không khó tuyển trầm mặc nùng sâu biết rõ được là quân cùng tư đồ linh nhi ở giữa cảm giác nhưng là mặc kệ là quân đối tư đồ linh nhi cảm giác đến cỡ nào sâu trầm mặc nùng hiện tại cũng đã định trước không cách nào cảm giác cùng thụ nàng quan tâm nhất là con trai mình mệnh nếu như muốn cầm con trai của nàng mệnh đi đổi tư đồ đổ linh nhi mệnh xin lỗi làm không được cho nên tại la quân đến yến kinh thời điểm trầm mặc nùng đã che giấu la quân điện thoại cho trầm mặc nùng không thông hắn đi cái kia man city trong khu cư xá thuộc về trầm mặc nùng ở chỗ đó cũng người đã đi hư không la quân không khỏi có chút buồn bực rơi vào đường cùng hắn đành phải đi tìm viên tinh vân viên tinh vân ngược lại cũng không khó tìm tại minh châu trong cao ốc liền có thể tìm tới trầm mặc nùng ở cái này sự tình tự nhiên là cùng viên tinh vân câu thông một phen cho nên dưới mắt la quân đến viên tinh vân liền cho rằng la quân là tới giết con trai mình đối với la quân cách làm này viên tinh vân tâm lý rất không tán đồng thậm chí phản cảm nhưng bất kể như thế nào viên tinh vân vẫn là theo la quân gặp mặt tại minh châu cao ốc đối diện trong quán cà phê la quân cùng viên tinh vân ngồi đối diện nhau ngươi muốn tìm mặc nùng viên tinh vân hỏi la quân cười một tiếng nói ra không sai tìm nàng làm cái gì viên tinh vân lãnh đạm hỏi hắn cái này độ để la quân có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Thế nào, viên, ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Viên tinh vân nói ra, ngươi vẫn là đi. Là quân có chút phiền, nói, cái gì ý tử? Mặc nùng không hội kiến ngươi, viên tinh vân nói ra, hắn cùng trầm mặc nùng ở giữa, có một loại sư đồ, trà đồng dạng nghỉ. Đứng tại viên tinh vân lập trường, hắn tự nhiên là lấy trầm mặc nùng. Vì cái gì không thấy ta, nàng làm sao, là quân nói ra, lời nói đều nói đến đây cái phần chẳng lẽ ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Ngươi đến kinh thành đến cùng là muốn làm gì, chúng ta tâm lý rõ ràng vô cùng. Nếu là chúng ta liền điểm ấy năng lượng đều không có, cái kia cũng không xứng đứng tại vị trí này. Viên Tinh Vân nói ra, là quân mặt trầm xuống. Ta chỉ là muốn nhìn một chút mặc nùng, viên ngươi lời nói, ta thật là không hiểu. Viên Tinh Vân nói ra, ngươi không còn sống lâu nữa, hôm nay tới đây, là muốn dùng mặc nùng bụng thai nhi tới cứu tư đồ linh nhi, Đúng hay không?" La Quân nói ra, "Tốt, hắn giơ ngón tay cái lên, nói ra, quả nhiên thần thông quảng đại, không sai biết ta không còn sống lâu nữa. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi hại con trai mình. Ta hôm nay đến là muốn gặp một lần Mặc Nùng. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Viên Tinh Vân nói ra. "La Quân nói ra, vì cái gì không tin, ta Trần Mỗ người khi nào ở trước mặt các ngươi nói láo?" Viên Tinh Vân nói ra, tóm lại sự kiện này, dừng ở đây. Ngươi có thể đi. La Quân bỗng cảm giác bi thương. Ta vốn cho rằng, viên ngươi là bằng hữu ta, mặc nùng là ta người. Khi các ngươi biết ta không còn sống lâu nữa về sau, sẽ đối với ta thêm ra một tia yêu mến cùng thương hại. Lại không nghĩ rằng, không sai luôn như vậy nắm lấy ta đi. Ta trần mỗ người xem như chết, đại khái các ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì thương xót. Viên tinh vân trầm mặc đi xuống cũng không phải là ta lãnh huyết viên tinh vân nói ra chỉ là mặc nùng yêu nàng bụng nhi tử người loại hành vi này chúng ta không thể nào hiểu được ta lúc nào nói qua ta muốn tới hại ta con trai mình la quân nổi nóng vạn phần viên tinh vân cười lạnh một tiếng hắn nói ra người đoán chúng ta vì sao lại biết sự kiện này vì cái gì la quân nói ra các ngươi vẫn luôn đang giám thị đinh hàm đúng hay không viên tinh vân nói ra nói dám thì không dễ nghe, những năm này, ngươi chạy ngược chạy xuôi. Mặc nùng sợ ngươi kẻ thù quá nhiều, cho nên giúp ngươi ẩn tàng đinh hàm cùng ngươi quá khứ, lại phái người bảo đinh hàm. Là quần nào nào, thực tế, điểm này hắn là biết. Chỉ là lúc này phẫn nộ thời điểm, đem sự tình muốn cực đoan một chút. Mặc nùng gần đây một mực nằm mơ, nàng mộng thấy con trai của nàng tại hướng nàng cầu cứu. Con trai của nàng nói với nàng, ba ba của nàng muốn giết hắn. Viên tinh vân nói ra, Mạc Nùng chính là là người phi thường, con trai của nàng có chút nhanh nhạy, cái kia cũng không đủ vì. Dạng này hoang đường mộng, Mạc Nùng không có khả năng vô duyên vô cớ làm. Mà lúc này đây, ngươi vừa vặn trở về, còn tới dạng này sự tình. Như vậy ngươi nói, chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Là quân tử chấn động. Hắn thật không nghĩ tới, sự tình lại là cái dạng này. Cho nên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi là trong sạch, ngươi rời đi kinh thành. Viên Tinh Vân nói ra. Là quân lắc đầu, hắn nói ra, Kinh Thành là ta sau cùng một chạm, không gặp được mặc nùng, ta không đi. Nổi giận ngươi chân thực sắc mặt, Viên Tinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, là quân, tuy nhiên ngươi tu vi rất cao. Nhưng ngươi phải biết, nơi này là Kinh Thành, có tổ long chi khí ở đều. Không có người có thể tại Kinh Thành quát tháo. La quân trầm mặc đi xuống. Hắn sau đó đứng lên, sau đó tử một, cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, Viên Tinh Vân ngồi tại nguyên chỗ, lòng hắn nhưng cũng là phiền muộn cùng cực. Sau một lúc lâu, Viên Tinh Vân cho Trầm Mặc Nùng điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh kết nối. Viên Tinh Vân nói ra, vừa mới ta gặp được La Quân. Trầm Mặc Nùng trái tim nhảy một cái, nàng nói ra, sau đó thì sao? Viên Tinh Vân nói ra, hắn đi, ta để hắn rời đi. Chỉ là không biết vì cái gì, tựa hồ chúng ta đối với hắn cũng quá tàn nhẫn. Trầm Mặc Nùng trầm mặc đi xuống. Viên Tinh Vân nói ra, hắn thời gian thật không nhiều. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nàng vội vã chính mình kiên lên, ta không có gì có khác biện pháp, ta không dám theo gặp mặt hắn. Ta không thể cầm nhi tử ta mệnh đến mạo hiểm như vậy. Viên Tinh Vân nói ra, thế nhưng là, hắn nếu thật đi, trong lòng ngươi. Trầm Mặc Nùng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tấm, nước mắt tại nàng trong hốc mắt lấy chuyển. Nhưng ta có thể làm thế nào? nàng hỏi viên tinh vân thực cũng là đang hỏi nàng chính mình la quân tìm một quán rượu vào ở lại hắn không có đi tu luyện tu luyện được một điểm ý nghĩa đều không có tuy nhiên thể các loại công năng cơ chế chưa từng xuất hiện thoái hóa nhưng la quân lại có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia sinh mệnh trôi qua hắn có thể cảm nhận được tối tăm chi có một loại lực lượng tại chi phối lấy mạng hắn chỉ chờ đến đúng lúc lực lượng kia giống như là quỷ một dạng hội đến đây mang đi hắn tất cả sinh cơ cái này, là số mệnh A. À. Thời gian như thủy, một trong nháy mắt, là quân tại trong tử điếm ở 29 ngày. Hắn cảm giác được chính mình mệnh chạy tới cuối cùng. Không có bất kỳ người nào đến thăm hắn, không có bất kỳ người nào đến quan tâm hắn. Tựa hồ hắn chết, đã là không quan trọng gì. Cũng là ở thời điểm này, là quân tâm xông ra một cỗ phẫn nộ tới. Hắn muốn gặp được trầm mặc nùng, đem lời nói cho nói rõ ràng. Là quân hình lóe lên, Giờ tử điếm ở giữa. La quân tất cả mọi thứ, đều tại trầm mặc nùng giám thị phía dưới. Giờ phút này la quân nhất động, trầm mặc nùng bên này lập tức như lâm đại địch. Trầm mặc nùng không biết, la quân đã là sau cùng mấy giờ. Nàng cho rằng la quân thời gian không nhiều, cho nên la quân rốt cục muốn nhịn không được hành động. La quân tìm không thấy trầm mặc nùng, hắn trực tiếp đi Minh Châu cao ốc. Viên tinh vân không thể không đi ra tiếp đãi la quân. La quân, người rốt cục kìm nén không được sao viên tinh vân trầm giọng nói ra la quân hít sâu một hơi hắn mắt bỗng nhiên huyết hồng một mảnh nói ra không sai đem trầm mặc nùng dao ra đây cho ta viên tinh vân bị kinh ngạc hắn vô ý thức lui về phía sau hai bước nói tốt 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 rốt cục muốn lộ ra kế hoạch la quân đột nhiên một tay vồ một cái một tay lấy viên tinh vân bả vai bắt lấy sau đó thi triển ra đại na di thuật một giây sau là quân cùng viên tinh vân xuất hiện tại Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong. Viên tinh vân không khỏi hoảng sợ mất, hắn không sai tại la quân trước mặt, không có một chút phản kháng năng lực. Cái này kinh thành chi, tổ long chi khí đều, một khi thi triển sao sao thuật, nhất định phải lọt vào tổ long chi khí phản phệ. La quân cũng chống lại bất quá bực này tổ long chi khí. Nhưng là, la quân chỉ cần không thi triển uy lực quá đại pháp thuật, như vậy cũng bình an vô sự. La Quân tại trụ sở dưới đất bên trong không sai bắt giữ Viên Tinh Vân. Sau đó nói một giờ chi, nếu như Trầm Mặc Nùng không đến, ta giết Viên Tinh Vân. Ta nói được thì làm được. Lúc này La Quân sát khí đằng đằng, hai mắt huyết hồng, người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn lời nói chân thực. Trầm Mặc Nùng tự nhiên rất nhanh biết tin tức này, nàng tâm vô hạn chìm xuống, lại là không nghĩ tới chính mình không sai sẽ cùng La Quân có một ngày đi đến cái này một cái đáng sợ cấp độ trầm mặc nùng tay xuống một tên an thành viên lập tức nói ra trầm ngài cũng không cần quá lo lắng chúng ta vẫn là đi mời long hồn tổ tới đối phó người này trầm mặc nùng không thể không lo lắng nàng nhíu mày nói ra long hồn tổ người là la quân đối thủ sao cái kia an thành viên nói ra bây giờ hắn tuy nhiên rất lớn nhưng là long hồn tổ cao thủ ngài là biết vị kia thật thần tuy nhiên bởi vì tổ long chi khí rút đi nhưng là lưu lại một số cao thủ cũng khá cái này tổ long chi khí khắc chế không chỉ là thật thần, chính là đối la quân cũng nên có chỗ khắc chế. Trầm mặc nùng nói ra, hắn là thiên mệnh chi vương, đối với hắn khắc chế không lớn. Nàng hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, bất kể như thế nào. Lần này xem ra ta là không đi không được, đem long hồn tổ một số cao thủ hô. Hắc như vậy mực, trầm mặc nùng đoàn người này đến Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất lúc, là quân huống đã không lớn rượu, hắn bắp thịt bắt đầu héo rút, sinh cơ chính đang nhanh chóng mất. Nhưng là hắn não vực pháp lực vẫn là tại đường hình. La quân có thể cảm nhận được tổ long chi khí uy, cái kia tổ long chi khí giống như là một cái thùng thuốc nổ, một cái sơ sẩy, chính mình hội sao sao mà chết. Cũng may mắn là quân chính là thiên mệnh chi vương, hắn khí thức cùng tổ long chi khí có chung chi, cho nên hắn có thể tại kinh thành đợi lâu như vậy. Ở căn cứ trong đại sảnh, trầm mặc nùng mang theo bát đại long hồn cao thủ đến đây. La Quân một tay chế trụ viên tinh vân, lạnh lùng nhìn về phía trầm mặc nùng. Hắn tóc cấp tóc trắng lên, mặt nếp nhăn hoành câu khe, giống như là một cái lão đầu tử. Loại này huống, La Quân không phải lần đầu tiên, tại cái kia bình hành thế giới bên trong, hắn đi qua một lần. Nhưng một lần kia, hắn rõ ràng biết là Linh Tuệ Hòa Thượng tại khống chế. Linh Tuệ Hòa Thượng vốn sẽ không để cho La Quân chết. Nhưng lúc này loại này huống, La Quân không có biện pháp nào làm trầm mặc nùng nhìn thấy la quân loại tình huống này lúc, nàng tâm chua chua, nước mắt kém chút rơi xuống. Nhưng là nghĩ lại, nàng nghĩ đến la quân muốn làm tàn nhẫn sự tình, nàng tâm địa lại kiên cứng. Nàng cho rằng, phụ thân, mẫu thân tại đối với mình hài từ lúc, loại kia thích là tuyệt đối vô tư. Khả la quân không sai vì phục sinh tư đồ linh nhi, không tiếc đối hắn con trai mình ra tay. Cái này quá tự tư. Loại này tự tư, trầm mặc nùng là quả quyết không thể tiếp nhận. Ta đã đến, ngươi có thể thả viên." Trầm Mặc Nùng lạnh giọng nói ra. La Quân ngay sau đó buông ra viên Tinh Vân. Hắn từng bước một hướng đi trầm mặc nùng. Ngăn lại hắn, Trầm Mặc Nùng lạnh lùng hạ lệnh, "Một người vì hài tử, nàng thì nguyện ý cùng toàn thế giới là địch." Quát cha đứa bé. Bát Đại Long hồn tổ cao thủ cấp tốc vây quanh La Quân. Bát quái kiếm trận, Bát Đại Long hồn cao thủ cấp tốc đều chiếm phương vị, tế ra bát quái kiếm trận. Cái kia một cái chớp mắt, Tám đạo kiếm quang tia chớp bay ra. Tám đạo kiếm quang như quang đồng dạng bắn giết hướng La Quân, những người này pháp lực thật không có cao thâm cỡ nào. Nhưng là La Quân pháp lực cũng bị Tổ Long chi khí áp chế. Một cái sơ sẩy, hội hôi phi yên diệt. Cho nên lúc này, La Quân ứng phó cũng sẽ không quá dễ dàng. Hắn tại cái này một cái chớp mắt tế ra đại hắc đan. Trong nháy mắt, đại thôn phệ thuật thi triển đi ra tám đạo kiếm quang chém vào đến đại thôn vệ thuật cấp tốc bị thôn vệ đến sạch sẽ bát quái kiếm trận trong nháy mắt bị phá la quân tiếp tục tiến lên hắn giống như là một cái xấu xí quái vật hắn hai mắt huyết hồng có một cỗ tử hỏa khí tức bát đại long hồn cao thủ quát viên tinh vân kinh hãi mất xuất thủ lần nữa la quân đại hắc đan lập tức các đại thần thông thi triển hắn đem pháp lực ép rất thấp nhưng là cái kia vô số thần thông thi triển đi ra lập tức đem viên tinh vân, bát đại long hồn cao thủ đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trầm mặc nùng trước mặt lại không ngăn cản. Trầm mặc nùng mặt băng hàn, tay nàng tế ra ánh tuyết kiếm. Là quân, người không muốn lại tới, ngươi đừng ép ta. Trầm mặc nùng lạnh giọng nói ra. Buộc ngươi lại như thế nào? Là quân cười lạnh một tiếng, nói ra, tay ngươi kiếm là ta cho ngươi, ngươi tu vi, mạng ngươi đều là ta cho ngươi. Quát bụng của ngươi bên trong hài tử ngươi không phải là muốn lấy hắn sao ta thật muốn động thủ ngươi được sao trừ phi ta chết trầm mặc nùng nói ra nếu không ngươi thôi muốn thương tổn hắn một sợi lông la quân từng bước một hướng phía trước đi trầm mặc nùng mắt hàn quang lóe lên ánh tuyết kiếm trong nháy mắt bay ra kiếm mang phóng đại băng hàn chi ý bức hồn phách người la quân bàn tay lớn vồ một cái liền đem cái này ánh tuyết kiếm chộp vào tay hắn đem ánh tuyết kiếm tiện tay vứt bỏ hình lóe lên, liền đến trầm mặc nùng trước mặt. Sau đó, là quân một phát bắt được trầm mặc nùng bả vai. Trầm mặc nùng nhất thời cảm thấy toàn tê liệt, không thể động đậy. Ta muốn giết ngươi, ngươi chống đỡ được sao? Là quân nghiêm nghị chất vấn. Là quân, ngươi chớ làm loạn, viên tinh vân chống lên đến, hắn nghiêm nghị nói ra, ngươi đừng quên, nàng là ngươi người. Trong bụng của nàng hài tử cũng là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi làm sao đi xuống tay? là quân buông ra trầm mặc nùng hắn đột nhiên ha ha cười như điên trầm mặc nùng người cho rằng ta đến yến kinh tới là làm cái gì người quá tự cho là đúng người cũng quá không rõ ta sau đó là quân hít sâu một hơi hắn đưa tay phòng bị tu di lấy ra đưa tới trầm mặc nùng trước mặt tới nơi này bất quá là muốn đem vật này cho ngươi đáng tiếc người không có cho ta cơ hội này hắn nói xong đem cái kia phòng bị tu di tiện tay ném ra đón lấy hắn hình lóe lên liền rời đi cái này Minh Châu cao ốc. Sau 10 tiếng, La Quân đi đến một đầu hồ nước trước. Đầu này hồ nước là trong viên hồ nước, hắn đứng ngay tại chỗ, độc ác ánh mặt trời chiếu tại trong viên, chiếu xả tại hồ nước. Cái kia mặt hồ quang lăn tăn. La Quân cảm giác được thần hồn xé rách, số mệnh lực sôi trào mãnh liệt nắm kéo hắn sinh cơ. Suốt cục, mắt tối sầm lại. Tất cả chỗ có ý thức hoàn toàn mất đi, La Quân tử một cắm, quăng vào hồ nước chi có người nước trong viên có dù ca e la to lên mà tại la quân mất đi sinh mệnh ý thức về sau linh tuệ hòa thượng cũng rốt cục khôi phục linh thức nó lập tức theo phòng bị tu di bên trong nhảy ra sau đó bắt đầu ở ở trong hồ mọc ra xúc tu làm những du đó ca e tới chính lo lắng như thế nào cứu người thời điểm cái kia mặt nước chi gợn sóng dạng đón lấy một gốc lục đại thụ cấp tốc mọc ra đây là một màn xem đồng thời cây xanh xúc tu đem la quân tóm chặt lấy, trực tiếp đem la quân phóng tới bờ. Đồng thời, linh tuệ hòa thượng tìm ra một quả hỗn độn quả, cấp tốc ném vào la quân miệng. Cái kia hỗn độn quả vào miệng tan đi. Linh tuệ hòa thượng đương nhiên cũng biết, hỗn độn quả không có khả năng phục sinh la quân. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có còn nước còn tát. Linh tuệ hòa thượng thủy trung trông coi la quân, lòng hắn có khó có thể nói hết bi thương. Trầm mặc nùng nhặt lên cái viên kia phòng bị tu di, nàng tìm kiếm bên trong, lập tức phát hiện ở trong đó có 10 khỏa thần đan, 100 mai thiên đan, ngoài ra còn có một chút không tệ pháp khí. Những vật này, mỗi một dạng tại trong thế tục đều là kinh hãi thế tục tài phú. Ngày này đan cho viên tinh vân dạng này cao thủ, đó là cầm toàn bộ nhà đến đổi, đều thì nguyện ý. Về phần thần đan, thì càng khiến người ta điên cuồng. Cái này một cái chớp mắt, trầm mặc nùng lệ tuôn như suối, nàng rốt cuộc biết, nguyên lai mình thật sự là 10 phần sai. An người rất mau tìm đến La Quân, La Quân được đưa đến Minh Châu trong cao ốc. Làm trầm mặc nùng nhìn thấy La Quân đã triệt để không có khí thức lúc, trong nháy mắt đó, cổ họng chua xót cuồng, muốn khóc không sai không phát ra được một chút thanh âm tới. Viên tinh vân mấy người cũng theo bắt đầu trầm mặc. Cũng là vào lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng hóa thành một cây nhỏ giống, nó đứng ở tại chỗ, miệng nói tiếng người. Ngươi là trầm mặc nùng, Linh Tuệ Hòa Thượng mặt nghiêm túc, trầm mặc nùng bọn người bị linh tuệ hòa thượng giật mình. Ngươi là, trầm mặc nùng nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, là quần đạo hữu độ hóa bần tăng, bần tăng chính là linh tuệ hòa thượng. Trầm mặc nùng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, nàng lại đắm chìm trong vô tận bi thương chi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, a di đà Phật, thí chủ cũng không cần quá khó chịu. Thế gian làm sao được song toàn pháp, không phụ như lai không phụ khanh. Đây là la quân đạo hữu lựa chọn, hắn bây giờ cũng coi là đạt được ước muốn hắn lựa chọn viên tinh vân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra không sai đây là la quân đạo hữu lựa chọn la quân đạo hữu phải cứu từ đồ linh nhi thí chủ nhất định phải hy sinh chính mình nhi tử đây là lưỡng nan sự tình sớm tại chúng tinh điện thời điểm la quân đạo hữu có hắn tự mình lựa chọn ngày đó hắn thỉnh cầu tinh chủ sau đó thu hoạch được phê chuẩn đi gặp tư đồ linh nhi thí chủ tư đồ linh nhi tại băng quan chi là quân đạo hữu tại tư đồ linh nhi băng quan trước đó nói ra hắn lựa chọn Là quân đạo hữu cả đời bất hạnh cha ruột xem hắn như cửu khấu cho nên hắn có thể trải nghiệm loại thống khổ này hắn quả quyết không biết đối với mình thân sinh nhi tử ra tay như vậy hắn sau cùng lựa chọn là bồi tư đồ linh nhi cùng chết như thế tới nói liền coi như ai cũng không cô phụ đây cũng là hắn duy nhất có thể làm Là quân trầm mặc nùng thống khổ nghẹn ngào viên tinh vân mặt cũng là cự cuối cùng tất cả mọi người là nhìn lầm la quân cho nên la quân mới có thể tại trước khi chết như vậy phẫn nộ thống khổ như vậy hắn chỉ là muốn đến đem chuẩn bị tốt đan dược đưa cho trầm mặc nùng cùng mình người nhi tử tới làm cuối cùng nói đừng nhưng trầm mặc nùng lại không có cho la quân cơ hội này trầm mặc nùng không khỏi hận chính mình nàng đột nhiên ba ba cho mình hai cái bạt tai mặc nùng người đừng như vậy viên tinh vân giật mình vội vàng khuyên can trầm mặc nùng linh tuệ hòa thượng khe khẽ thở dài hắn nói ra lúc này la quân còn chưa tránh thức chết đi có lẽ còn có một đường sinh cơ trầm mặc nùng cùng viên tinh vân nhất thời vui mừng không thôi trầm mặc nùng gấp rút nói ra người nói cho ta biết rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu tỉnh hắn linh tuệ hòa thượng thở dài nói ra bần tăng nếu là có biện pháp cũng sớm cứu tại la quân đạo hiếu chỉ bất quá Bần Tăng vừa mới cho La Quân Đạo Hữu ăn một cái hỗn độn quả. Vốn cho rằng là không hiệu quả gì, nhưng lại đem La Quân Đạo Hữu thể pháp lực cấp dưỡng ở. Nhưng là cái này cũng dưỡng không bao lâu, một khi pháp lực tán loạn, linh hồn hắn hôi phi yên diệt. Cho đến lúc đó, liền thật sự là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bần Tăng nhìn cái này hỗn độn quả cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày. Bần Tăng hết thảy có ba cái hỗn độn quả, đó cũng là nói nhiều nhất có thể lại duy trì 9 ngày. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên có mang, nhưng là nàng tu vi bây giờ cũng là bát trọng thiên kỳ. Cho nên nàng thể hiện tại vẫn là rất hung hãn, chi thường nhân muốn quá nhiều, nàng biết mình bây giờ duy nhất có thể làm là nghĩ hết tất cả biện pháp đến cứu Vãn La Quân. Trầm Mặc Nùng lên thần hỏi Linh Tuệ Hòa thượng, cái kia còn có biện pháp cứu La Quân sao? Linh Tuệ Hòa thượng lắc đầu, nói ra, chư thiên thế giới bên trong, cái kia rất nhiều đại thần thông giả cũng không có cách nào cứu La Quân các ngươi những thứ này phàm phu tục tử lại có thể có biện pháp nào đâu. Trầm mặc nùng nhịn không được nói ra, nhưng hắn là thiên mệnh chi vương, cái này không nên là mạng hắn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên mệnh chi vương mệnh cách là số mệnh cho, nhưng là quân đạo hữu lại sử dụng tiểu túc mệnh thuật, cho nên mệnh cách hắn thêm mệnh hẳn là đều bị số mệnh lấy đi. Tiểu túc mệnh thuật, viên tinh vân ở một bên hơi hơi không hiểu hắn cùng trầm mặc nùng đối với La Quân vì sao lại không còn sống lâu nữa cũng không rõ lắm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm mặc nùng hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng ngay sau đó đem sự tình đi qua nói một lần. Trầm mặc nùng thân thể rung mạnh, nói, thì ra là thế, nguyên lai hết thảy cũng đều là Trần Thiên Nhai gây ra. Nàng đón đến, nước mắt lần nữa rơi xuống, cho nên, chính hắn đều nếm đầy đủ bị phụ thân truy sát tư vị, hắn như thế nào lại đến tàn nhẫn đối con trai mình ra tay đâu là ta sai trách hắn, ta đáng chết, ta làm sao lại cho là hắn hội đối con trai mình ra tay. Ta thật sự là quỷ tâm khiếu, hắn đối đãi với ta như thế, ta lại đến bây giờ đều chưa từng tránh thức hiểu rõ qua hắn. Trầm mặc nùng nhớ tới năm ngoái thời điểm, là quân tình nguyện chết cũng không động vào chính mình tẩu tử. Hắn là một cái như vậy có kiên trì người, hắn làm sao lại làm loại này phát rồ sự tình đâu. Này cũng thực thật không phải trầm mặc nùng không hiểu la quân, không chịu tin đảm nhiệm la quân mà chính là bất cứ chuyện gì đều là quan tâm sẽ bị loạn, còn có mấy cái kia mộng mộng cảnh quá mức chân thực, cho nên mới sẽ để trầm mặc nùng làm ra sai lầm phán đoán. Vô luận trầm mặc nùng làm sao ảo não, nhưng là quân cùng tư đồ linh nhi, một trực thuộc ở chìm ngủ không tình. Mà lại, dựa vào hỗn độn quả, là quân cũng trèo trống không thời gian quá dài. Linh tuệ hòa thượng lời nói cũng không nói sai, chư thiên thế giới, cái kia rất nhiều thần thông giả đều giải quyết không sự tình trầm mặc nùng càng giải quyết không. Nhưng là bất kể như thế nào, trầm mặc nùng tại trong mấy ngày này, vẫn là tận lực trông coi la quân. Nàng không có lựa chọn đi nói cho Đinh Hàm, bởi vì nàng cảm thấy lúc này còn chưa tới thật đang lúc tuyệt vọng thời điểm, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ đây. La quân thể một mực bị cất giữ trong Minh Châu trong cao ốc. Trầm mặc nùng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng lại đều không có một chút có thể thực hiện. Viên tinh vân cũng là không thể làm gì, Trầm mặc nùng thậm chí ý nghĩ háo huyền hỏi linh tuệ hòa thượng, nàng nói ra, nếu như đem những thứ này thần đan đều cho la quân phục dụng đâu. Linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra, như vậy sao được, những thứ này thần đan dược lực chém giết vào. La quân đạo hữu lúc này lại không có ý thức để tiêu hóa cùng chống cự. Cái kia sẽ trực tiếp đem hắn đốt cháy thành phấn vụn. Cái này có thể 10 triệu không được. Trầm mặc nùng giật mình, nàng cũng biết, ý nghĩ này của mình thật là quá ý nghĩ hão huyền nếu thật có thể thực hiện là quân còn sống thời điểm cũng sẽ như thế làm vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy lấy một điểm cuối cùng sinh cơ đều muốn biến mất sao trầm mặc nùng thống khổ tới cực điểm linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cũng không biết càng là phỏng đoán không thấu thiên tâm thành ý cũng không nghĩ ra bất luận cái gì có thể thực hiện biện pháp cái này số mệnh thiên đạo an bài bần tăng suy nghĩ không thấu cho tới bây giờ bần tăng duy nhất có thể làm là phó thác cho trời. Tại La Quân Lâm vào loại này vĩnh hằng ngủ say ngày thứ bảy bên trong, trầm mặc nùng cùng linh tuệ hòa thượng rốt cục nghênh đón hắc ám một tia sáng. Để trầm mặc nùng không nghĩ tới là, xanh tím tới. Trầm mặc nùng đương nhiên nhận biết xanh tím, bất quá tại nàng trong ấn tượng, xanh tím vẫn là cái kia hoài bắc thành phố vô thiết ưng tập đoàn chủ tịch. Trầm mặc nùng nhớ đến, năm đó xanh tím là để cho nàng hỗ trợ cha qua liên quan tới nàng làm một chút mộng có cái gì nhắc nhở. lúc đó an bộ môn sát thực toàn lực điều tra lúc này, sau cùng đạt được đáp án là xanh tím có thể là mẫu viễn cổ thần chuyển thế chi. về sau, là quân cũng nói với trầm mặc nùng qua, xanh tím thật là thần cấp người khác vật. chính là bất tử tộc hoàng vương. lúc này trầm mặc nùng tu vi cũng đến độ cao nhất định, cho nên nàng nhìn thấy xanh tím, lập tức cảm nhận được loại kia cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác tại xanh tím trước mặt, trầm mặc nùng cảm thấy mình tu vi còn như là kiến hôi hèn mọn. Đây là chỉ có người tu đạo mới có thể cảm nhận được một loại thần cảm giác. Xanh tím một lam váy dài, nàng khí chất ung dung suốt trần, lãnh đạm lộ ra một loại nói không nên lời cao quý. Xanh tím đến yến kinh nhưng cũng là phải bị đến tổ long chi khí áp chế, có điều nàng bây giờ bởi vì tiên giới chi môn mở rộng, cho nên hấp thu vô số tiên giới thuần dương chi khí. Tu vi lần nữa phóng đại, nàng tuy nhiên không đối kháng được loại này đều chi khí nhưng cũng có thể đem khí thức ngăn chặn không cho tổ long chi khí làm ra quá kích phản ứng tổ long chi khí chính là vận hưng thịnh biểu tượng đây là thiên đạo duy vững vàng phía dưới phóng thích một loại khí thức loại khí thức này đại khái là thiên đạo tuyệt mật pháp điển cũng không thể đầy đủ phạm vi lớn cấp cho đi xuống cho nên vận hưng thịnh sẽ có tổ long chi khí làm vận bất ổn yêu hoành hành đến muốn thay đổi triều đại thời điểm tổ long chi khí tự nhiên cũng sẽ cùng theo biến mất. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, cùng cái này tổ long chi khí cũng là có giống nhau đạo lý. Linh tuệ hòa thượng cũng không nhận biết xanh tím, thế nhưng là hắn nhìn thấy xanh tím, lập tức phát giác xanh tím tu vi kinh người, A-di-đà-phật, vị thí chủ này tu vi không sai đến như vậy cấp độ, hơn nữa còn là không chết chi. Xanh tím nao nao, nàng nhìn về phía linh tuệ hòa thượng, không khỏi trả trách, người không phải cái kia đại la tiên đằng hạt giống sao làm sao còn rất dài ra nhanh nhạy ý thức đến, nhanh như vậy có khí linh, khí linh cũng rất không có khả năng sẽ có như vậy tự mình ý thức. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, a di đà Phật, Bần Tăng vốn là thiên đạo phong tồn trùng hoàng. Chỉ vì bị la quân đạo hiếu độ hóa, Bần Tăng quy y la quân đạo hiếu, bởi vậy cũng cùng hạt giống này dung hợp. Xanh tím là nắm giữ đại trí tuệ người, đầu hơi chuyển động, cũng đem sự tình đoán cái bảy tám phần. Nàng gật gật đầu, nói ra, tốt, Ngươi có thể bị cảm hóa quy y, đây là người phúc phận." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, chính là chính là, Bần tăng từ khi Quy y La Quân đạo hữu về sau, tâm rất nhiều ý nghĩ ngông cuồng đều đã tiêu trừ. Tâm cũng nhận được tránh thức đại an ninh, chỉ là đáng tiếc, lúc này La Quân đạo hữu nguy cơ sớm tối, Bần tăng hư không có trí tuệ, lại không cách nào trợ giúp La Quân đạo hữu vượt qua kiếp nạn này. Xanh tím nói ra, ta hôm nay đến, chính là vì La Quân mà đến. Trầm mặc nùng nhìn thấy xanh tím, nhất thời giống như là nhìn thấy người đáng tin cậy, làm tiền bối, ngài nhất định có biện pháp cứu la quân, đúng không? Xanh tím nhìn về phía trầm mặc nùng, nàng cũng lập tức nhìn ra trầm mặc nùng có mang. Là la quân hài tử, xanh tím hỏi. Trầm mặc nùng gật gật đầu. Xanh tím mặt cũng ôn hòa một chút, nàng nói ra, người không nên quá thương tâm, la quân chính là thiên mệnh chi vương, không đến mức sông không qua một kiếp này ta xem trước một chút hắn huống lại nói. Trầm mặc nùng nói ra, ừm. Xanh tím liền tới quan sát la quân tình huống, la quân nằm tại, hắn thể héo rút, hình dạng đã nhanh muốn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. May là xanh tím đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đột nhiên nhìn thấy la quân cái dạng này, xanh tím tâm y nguyên chua xót tới cực điểm. Nàng tại la quân tự nhiên không có bất kỳ cái gì thích, chỉ là nàng đợi la quân, lại có một loại đồ đệ, đệ đệ giống như tâm. Xanh tím hoành cả đời, thân rất ít người, Lam Hồng tính toán một cái, mà La Quân cũng coi như một cái. Năm đó La Quân liều chết cứu giúp, đến sau cùng nàng rốt cuộc thành công khôi phục thật. Cái kia một đoạn nghị, xanh tím cả đời đều khó mà quên được. Trần Thiên Nhai, xanh tím ánh mắt lộ ra nghiến răng nghiến lợi hận ý. Lam Tiền Bối, ngài có biện pháp không? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. Xanh tím không để ý đến Trầm Mặc Nùng nàng mắt bắn ra thần niệm, như vậy liếc nhìn la quân thể. Sau một hồi khá lâu, xanh tím nói ra, đây là cái gì quái trái cây, không sai có thể dưỡng ở la quân toàn thịnh pháp lực, vì hắn kéo lại sau cùng một hơi, không đến mức hồn phi phách tán. Đây là hỗn độn quả, Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, là bần tăng hấp thu cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí về sau, sử dụng đại la tiên đằng bắn ra sinh ra. Thì ra là thế, xanh tím nói ra, cái này hỗn độn quả ngươi còn có bao nhiêu? Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng một tháng chỉ có thể dục ra một quả hỗn độn quả đến, trước mắt hỗn độn quả đã sử dụng hết. Xanh tím mặt trầm xuống, nàng theo rồi nói ra, lúc này xem ra, chỉ có ta trước dùng thai chi mê đem la quân phong ấn chặt, để la quân linh hồn không đến mức tiêu tán. Linh tuệ hòa thượng nao nao, nói, thai chi mê. Hắn sau đó kinh hỉ nói ra, rượu quá thay, cái kia thai chi mê thần vô, chắc hẳn có thể đem la quân đạo hữu linh hồn một đoạn thời gian. Xanh tím gật gật đầu, nàng sau đó ánh mắt đọc quét qua, một giây sau, trước mắt là quân biến mất, lại là đã bị xanh tím vổ bắt đến nàng luyện chế lại một lần chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Cũng là thai chi mê bên trong. Trầm mặc nùng bị kinh ngạc, nàng muốn nói cái gì, lại trung quy là không nói ra miệng. Xanh tím quét mắt một vòng trầm mặc nùng, sau đó nói, ta cũng không biết có thể hay không đem la quân cứu sống tới, lúc này hắn huống khó giải quyết cực kỳ. Ta hội tận cố gắng lớn nhất đến phục sinh hắn, về phần có thành công hay không, cái kia thuận theo ý trời. Trầm mặc nùng gật đầu, nói ra, điểm này ta minh bạch. Mặc kệ như thế nào, đa tạ làm tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ. Xanh tím cười nhạt một tiếng, nói ra, người không cần cùng ta ca e khí, là quân là bằng hữu ta. Bằng hữu có việc, tự nhiên hỗ trợ. Về sau, xanh tím còn nói thêm, ta hiện tại muốn dẫn La Quân về chúng tinh điện, sau đó thương lượng với tinh chủ một chút. Nhìn có thể hay không tại cái này chư thiên thế giới bên trong, tìm tới một cái biện pháp cứu chữa La Quân. Nếu như cứu sống, hắn tự nhiên sẽ trở về gặp ngươi, nếu như không cứu sống, ta cũng làm đến nói với ngươi một tiếng. Trầm mặc nùng trong lòng ảm đạm, nói ra, ta đã thương tổn thấu lòng hắn, chỉ sợ hắn tính toán tỉnh lại, cũng không nguyện ý gặp ta. Xanh tím nao nao, theo rồi nói ra, thương tổn lòng hắn. Ngươi làm cái gì, là quân gia hỏa này ta vẫn còn có chút giải, sinh rộng rãi, nhất định không biết giống như ngươi so đo. Không phải như vậy, trầm mặc nùng tâm cũng có nghi, sau đó lập tức đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Nàng sau khi nói xong, không khỏi buồn bực, hỏi, làm tiền bối, là quân không có ý thương tổn ta bụng thai nhi, nhưng vì cái gì ta lại nhiều lần làm dạng này ác mộng đâu. Nếu không phải cái này là lạ mộng, ta quả quyết không sẽ như thế đối đãi la quân. Xanh tím nói ra, việc này quả thật có chút quỷ dị, muốn đến là người bụng thai nhi chính là trời sinh linh thể, cảm giác được một chút nguy hiểm. Cho nên mới sẽ như thế. Trầm mặc nùng nói ra, khả la quân cũng không có muốn thương tổn nhi tử, nguy hiểm tại sao. Xanh tím nói ra, lời nói không phải nói như vậy, la quân đương nhiên sẽ không thương tổn hắn con trai mình, điểm này ta giải nhưng là lòng hắn chưa hẳn không có từng sinh ra loại ý nghĩ này, sau cùng thiên nhân giao gian, nhưng lại tất yếu lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn nhi tử cùng tư đồ linh nhi. Đứa nhỏ này, không sai nhanh nhạy như vậy, trầm mặc nùng kinh ngạc nói ra. Xanh tím nói ra, từ xưa đến nay có thai mộng nói chuyện, thai nhi tại thai vốn là phi thường nhanh nhạy. Đợi đến sinh ra về sau, ngược lại lại bởi vì hấp thu không khí dơ bẩn, ngược lại mất đi loại này nhạy bén giác quan thứ sáu, Trầm Mặc Nùng tâm nghi rốt cuộc giải khai đứa nhỏ này hắn về sau hội hận La quân sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, xanh tím nói ra, người chớ suy nghĩ quá nhiều, tiểu gia hỏa tại bụng là không có có ý thức, chẳng qua là một loại bản năng phản ứng, loại bản năng này thật nhỏ chó sinh ra tới, trời sinh khả quan, con thỏ sinh ra tới, trời sinh sợ người, huống hồ là quân cũng không có có lỗi với hắn nhi tử a. À. Trầm Mặc Nùng liền nói ra đa tạ làm tiền bối vì ta giải xanh tím nói ra được rồi ta cũng nên đi trầm mặc nùng nói ra la quân nhiều xin nhờ tiền bối xanh tím nói ra ừm um, người yên tâm hắn sự tình ta tử sẽ dốc toàn lực tới làm nàng đón đến lại đối một bên linh tuệ hòa thượng nói ra người muốn cùng ta cùng đi sao linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng quy y tại la quân đạo hiếu la quân đạo hiếu ở nơi đó bần tăng tự nhiên là muốn theo tới đó Xanh tím nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi cũng tiến vào." Nàng thần niệm quét qua, trong nháy mắt đem linh tuệ hòa thượng cũng thu vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong đi. Cái kia linh tuệ hòa thượng sau khi đi vào, ngựa lớn hô rượu rượu chân rượu. Xanh tím cùng trầm mặc nùng tạm biệt, sau đó hình lóe lên, một giây sau, nàng đã không tại Minh Châu trong cao ốc. Xanh tím hồi hỏa tinh là dựa vào bàn nhược thiên chu, nàng là tìm tinh chủ mượn một chiếc bàn nhược thiên chu nàng tuy nhiên tu vi chắc tuyệt, nhưng là dựa vào thịt lực lượng, lại là căn bản là không có cách trở lại sao hỏa. Sau 10 tiếng, xanh tím thuận lợi trở lại chúng tinh điện bên trong. Lần này xanh tím chỗ lấy có thể thuận lợi chạy đến, cũng là bởi vì nàng xong xuôi tinh chủ bàn giao sự tình, sau đó trở lại chúng tinh điện. Trở lại chúng tinh điện về sau, nàng lập tức theo tinh chủ miệng hiểu được la quân huống. Sau đó xanh tím liền không nói hai lời chạy trở về thế giới bao la nàng chỗ lấy có thể chuẩn xác tìm tới la quân lại là bởi vì la quân có hắc ám mạn đồ la cái kia hắc ám mạn đồ la chính là nàng suy nghĩ biến thành cho nên cho dù là linh tuệ hòa thượng cũng vô pháp ẩn tàng hắc ám mạn đồ la khí tức trở lại chúng tinh điện về sau xanh tím trực tiếp đi gặp tinh chủ tại chúng tinh điện bên trong xanh tím địa vị cao cả cùng tinh chủ ngang hàng luận giao nàng đến tinh nhất điện không có bất kỳ người nào có can đảm ngăn cản tinh chủ xanh tím đi vào tinh nhất điện về sau hô cái kia mục điêu tố lập tức có phản ứng tuy nhiên y nguyên thấy không rõ lắm bày tỏ nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tinh chủ giọng nói có chút ôn hòa làm cô nương người trở về xanh tím hơi hơi liền ôm quyền nói ra tinh chủ là quân bây giờ đã đoạn lục thức sinh cơ hoàn toàn không có hắn huống rất không lạc quan tinh chủ nói ra đây là hắn số mệnh xanh tím nói ra này số mệnh cùng kia số mệnh, cuối cùng có chút khác biệt. Tinh chủ nói ra, làm cô nương người ý tử là muốn cứu La Quân đúng không? Nhưng bản tôn cũng không có cách nào cứu hắn. Xanh tím nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch, cũng không có tuyệt đối không thể phá giải. Ta tin tưởng tại cái này chư thiên thế giới bên trong, nhất định còn có một loại phương pháp tới cứu sống La Quân. Tinh chủ nói ra, người muốn bản tôn như thế nào giúp ngươi? Xanh tím nói ra, ta biết tinh chủ ngươi có một kiện pháp khí, gọi là tương lai chi chủ, cái này tương lai chi chủ, thôi toán quá khứ tương lai, đều có thần diệu. Ta muốn mời tinh chủ dùng cái này tương lai chi chủ tìm cho ta tìm, như thế nào đem la quân cứu sống. Tinh chủ nói ra, nghĩ không ra làm cô nương liền tương lai chi chủ cũng biết. Xanh tím cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá là sống năm tháng lớn chút, cho nên hiểu cũng nhiều một ít. Tinh chủ nói ra, tương lai chi chủ thôi toán đi qua, tính toán không bỏ sót. Nhưng cũng thôi toán không tương lai, bởi vì tương lai là nhiều, cái kia cũng không phải là một tầng không. Mà muốn tính toán ra cứu là quân biện pháp, cái này cũng không dễ dàng. Bản tôn mỗi dùng một lần tương lai chi chủ, muốn tiêu hao đại lượng nguyên khí. Thôi toán càng lâu vật xa, hoặc là thôi toán càng xa tương lai, tiêu hao nguyên khí cũng là tăng lên gấp bội. Tiêu hao nguyên khí là cùng thôi toán độ khó khăn thành chính, Bây giờ La Quân là chết tại số mệnh chi, muốn tìm ra vật như vậy, chỉ sợ đại giới là không thể đo lường. Xanh tím nói ra, tinh chủ, ta biết ngươi ý tử. La Quân mặc dù là thiên mệnh chi vương, nhưng thiên mệnh chi vương cũng không phải một tầng không. Chết là La Quân, lại không có nghĩa là chết là thiên mệnh chi vương. Một cái thiên mệnh chi vương chết, còn sẽ có một cái khác thiên mệnh chi vương xuất hiện. Cho nên La Quân cũng không đáng ngươi xuất thủ, nàng đón đến, nói ra, hắn là không đáng, nhưng ta xanh tím muốn theo ngươi lấy người này. Tinh chủ nói ra, làm cô nương đã mở miệng lấy muốn cái này người, vậy thì tốt, bản tôn vì xuất thủ một lần. Ân, một ngày sau đó, bản tôn sẽ cho ngươi đáp án. Nhiều tà tinh chủ, xanh tím nói ra. Sau đó, xanh tím cũng rời đi. Xanh tím trở lại thính đào hiên bên trong, lâm nhã dung, lâm nhã tử trước phục thị. Xanh tím phất phất tay, làm cho các nàng đừng quản chính mình sau đó, xanh tím đem linh tuệ hòa thượng làm ra đến. Linh tuệ hòa thượng hô to rượu, nói ra, thí chủ, người cái này thai chi mê thật sự là rượu a. À? Cho dù là bần tăng cũng không thể lại trong lúc nhất thời hiểu thấu đáo. Xanh tím cười một tiếng, nói ra, người đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy hiểu thấu đáo. Người mặc dù là viễn cổ trùng hoàng, trí tuệ nguyên viễn dài. Nhưng là ngươi lại không chuyển thế qua, đây là ta tại chuyển thế thời điểm, vì sống sót, tại thai tìm hiểu ra đến ảo diệu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, thì ra là thế. Xanh tím còn nói thêm, đúng, cứu la quân một chuyện, ta đã xin nhờ tinh chủ. Ngày mai hắn sẽ cho ta đáp án. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái này số mệnh sự tình, khó có đáp án A. Bần tăng lĩnh hội không thấu, chỉ sợ cái này tinh chủ cũng chưa chắc có bản lãnh này. Hắn như có bản lĩnh, lần cũng nói cho la quân. Xanh tím nói ra, số mệnh xác thực khó phá bất quá, người làm không được sự tình, không có nghĩa là tinh chủ làm không được. Giống người bị phong tồn tại bình hành thế giới bên trong như thế bí ẩn sự tình, hắn không phải cũng là biết không? Linh Tuệ hòa thượng mắt nhất thời lộ ra cổ quái thần, thiên đạo chỗ an bài sự tình, xác thực bí ẩn. Bần tăng tại cái kia bình hành thế giới, tối tâm cảm giác như ảo tưởng mơ một giấc, giống như có lẽ đã làm thành muốn làm sự tình. Nhưng là về sau lại phát hiện tựa như ảo mộng, Bần tăng tử đến muốn đi mới hiểu được là tinh chủ nghịch chuyển thời không, đúng hay không?" Xanh tím nói ra, "Không sai." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Nói đến, vẫn là thiên đạo gian lận." Nếu không có thiên đạo cho phép, người nào có bản lĩnh nghịch loạn thời không? Thời không nguyên tố, từ trường, mật mã lớn đến vô cùng lớn. Một cái số lẻ di động, liền sẽ tạo thành không thể đo lường nhân quả. Xem như cái này tinh chủ thần thông quảng đại, hắn cũng không chịu nổi cái này thời không nghịch loạn hậu quả xanh tím nói ra, người xác thực rất thông minh. Linh tuệ hòa thượng nói ra, A-di-đà Phật, chuyện cũ trước kia, bất quá mây khói một trận. Bần tăng trước kia chấp nhất, bất quá là một trận huyến mộng chuyện cười. Bây giờ quy y là quân đạo hiếu, cũng mới đạt được tâm đại an ninh. Xanh tím mỉm cười, nói ra, ừm, rất tốt. Quy y tốt, người có nghe nói qua tương lai chi chủ. Xanh tím lời nói xoay chuyển. Linh tuệ hòa thượng hơi kinh hãi, nói ra, thí chủ biết tương lai chi chủ. Xanh tím nói ra, tinh chủ thôi toán quá khứ tương lai, dựa vào là tương lai chi chủ. Linh tuệ hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế, bần tăng nói cái này tinh chủ tại sao lại có như thế hung hãn thôi toán năng lực đây. Hắn sau đó cũng là mất, nói ra, tương lai chi chủ chính là thiên địa thành thời điểm, hỗn độn chi sinh ra đến thần khí. Trên đời này đã từng có một ít đại năng giả muốn đi nắm bắt tương lai chi chủ, nhưng sau cùng đều thất bại. Tính toán là năm đó doanh thiên tử Tần Thủy Hoàng cũng không thể cầm tới tương lai chi chủ. Cái này tinh chủ không sai đem tương lai chi chủ thu phục. Xem ra hắn bản sự còn tại doanh thiên tử chi. Xanh tím nói ra, người biết quả thật không ít, hiện tại chúng ta chỗ có hy vọng liền đều tại cái này tương lai chi chủ mặt. Linh tuệ hòa thượng gật gật đầu. Hắn sau đó lại quái nói ra, cái này tinh chủ muốn tạo hóa toái phiến, muốn bần tăng não hạch, hắn muốn chi vật, Mọi thứ đều là thế gian huyền. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Xanh tím nói ra, theo như hắn nói, hắn là muốn tạo một cái thiên địa diệt mà chúng tinh điện bất diệt thần khí đi ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Bần tăng lại là không tin, Bần tăng cũng coi như bất tử bất diệt. Này thiên đạo y nguyên có biện pháp đem Bần tăng áp chế lại. Thiên đạo chi, người nào có thể siêu thoát, vậy thì có cái gì thiên địa diệt mà hắn bất diệt thần khí. Cái này không phù hợp thiên đạo. Đến sao Hỏa chi, há không thoát ly thiên đạo." Xanh tím nói ra, nàng là vô ý thức thăm dò, nàng biết, cái này linh tuệ hòa thượng kiến thức không kém chính mình. Là càng thêm viễn cổ tồn tại. Linh tuệ hòa thượng nói ra, xuất từ địa cầu, đến địa phương nào đều trốn không thể rời bỏ thiên đạo. Bởi vì chư nhân thịt cũng là thiên đạo một bộ phận. Chỉ bất quá, cách địa cầu, thiên đạo áp chế hội đến mỏng yếu một ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền Lam tử y có chút hiểu được, nói ra, người nói cũng có đạo lý, cái kia trong tiên giới, cũng cùng địa cầu cùng một nhịp thở. Cho nên các tiên nhân cũng trốn không thể rời bỏ thiên đạo. Nhiều năm trước, bọn họ đóng lại tiên giới thông đạo, cũng là vì suy yếu thiên đạo lực khống chế. Nhưng hôm nay, sát kiếp buông xuống, cho nên bọn họ lại lần nữa mở ra tiên giới thông đạo, đại khái liền là muốn nhìn một chút, có thể lần này sát kiếp bên trong, vì tiên giới ngưu đến chỗ tốt gì đi linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng tại tiên giới đợi qua tiên giới có tiên giới chỗ tốt nhưng là tiên giới cũng có tiên giới nhược điểm chí mạng căn vẫn là trên địa cầu bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đóng lại tiên giới thông đạo chỉ sợ bọn họ lần này mở ra tiên giới thông đạo cũng là tại giải quyết bọn họ tự thân nguồn năng lượng nguy cơ lam tử y nói ra đại khái là vậy cùng linh tuệ hòa thượng trò chuyện thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân lam tử y không cần đi nhìn liền liền biết là lâm phong cùng tần lâm tới lam tử y tiếp đãi hai người này lâm phong cùng tần lâm mặt sắc mặt ngưng trọng hai người đầu tiên ôm quyền nói gặp qua lam tiền bối lam tử y ngồi xuống nói ra các ngươi cũng ngồi hai người ngồi xuống tần lâm không nhìn được trước hỏi tiền bối ta tam đệ hắn linh tuệ hòa thượng thân thể lay động biến thành một gốc không tệ cây non cao có hai mét nhánh cây sinh trưởng ra hai tay hai chân liền bộ mặt, ánh mắt đều sinh trưởng đến giống như đúc. Con hàng này tuy nhiên có thể có chơi nhiều biến hóa, nhưng tất cả biến hóa đều cực hạn trên tàng cây. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hai vị đạo hiếu cũng không cần quá mức lo lắng, lúc này là quân đạo hữu tuy nhiên không thể nói còn sống, nhưng cũng không có chết. Đây là hắn kiếp số, đến mức kiếp số này hắn có thể hay không vượt qua, liền muốn nhìn tinh chủ tương lai chi chủ đến cùng có thể hay không tại cái này chư thiên thế giới bên trong tìm tới nghịch phản số mệnh biện pháp tương lai chi chủ lâm phong cùng tần lâm một mặt mộng so lam tử y liền cũng liền giải thích tương lai chi chủ tồn tại lâm phong cùng tần lâm bừng tỉnh đại ngộ đồng thời trong lòng hai người cũng bốc lên ra vô hạn hy vọng tới tam đệ chính là thiên mệnh chi vương nhất định sẽ như thế đoản mệnh hắn như thì như thế chết thiên đạo chẳng phải là đang đánh mình mặt a à. tần lâm nói như vậy một ngày sau đó lam tử y tiến về tinh nhất điện gặp tinh chủ Tinh chủ, làm tử y hơi hơi liền ôm quyền. Tinh chủ nói ra, làm cô nương, tại cái này chư thiên thế giới bên trong, bản tôn thấy qua vô số người cùng yêu, thậm chí nói, chư thiên sinh linh, bản tôn đều được chứng kiến. Bản tôn kinh lịch đã lâu năm tháng, mà trong này, làm cô nương người tuyệt đối được cho người nổi bật. Bản tôn biết, trong tiên giới không thiếu có so làm cô nương người tu vi cao nhiều người, nhưng là, làm cô nương người trước mắt tu vi chẳng qua là bị địa cầu chỗ cực hạn, làm ngươi đến tiền giới về sau, ngươi y nguyên có thể tiền đồ vô hạn. Làm tử y nói ra, ta không biết, tinh chủ ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Tinh chủ nói ra, bản tôn là muốn nói, ngươi là như thế thiên kiêu nhân vật, cần phải biết được một cái như la quân giống như hèn mọn sinh linh bất quá là chư thiên thế giới bên trong một hạt cát bụi. Ngươi kiến thức sa mạc rộng lớn vô biên, kiến thức chư thiên thế giới vi diệu, lại vì một hạt cát bụi phí sức như thế phí sức cái này không phù hợp thân phận của ngươi cùng kiến thức. Làm tử y cười nhạt một tiếng, nói ra, người tu đạo, nhất không mảnh cũng là tình nghĩa. Tu đạo truy cầu cũng là vô ngã, vô tính, đại tự tại trạng thái. Thất tình lục dục cũng là độc dược, chỉ có lợi dụng, không có bằng hữu. Vì cần, huynh đệ giết đến, phụ mẫu giết đến, bởi vì bọn hắn đều là cát bụi, hết thảy là hư, đại đạo mới là chân thực. Những vật này, ta nhìn nhiều, cũng quá hiểu nhân sinh đến hữu tình, đại đạo để cho chúng ta biến vô tình. Mà sau đó ta mới phát hiện, đại đạo đến cùng là cái gì đây? Là trường sinh bất tử, vạn năm vạn thọ, là cầm nhật nguyệt, chóc tinh thần, càn khôn vuốt phe. Thật đến tình trạng kia, lại như thế nào đâu? Không quên sơ tâm, mới có thể thủy chung. Lam tử y nói ra, ta nhìn tình này nghĩa hai chữ cũng rất không tệ, ta tại chuyển thế về sau, cảm nhận được thân tình mỹ diệu. Cho nên hiện tại, ta không muốn đi hiểu những đạo lý lớn kia, hoặc là đại đạo. Tinh chủ như có điều suy nghĩ, hắn nói ra, yêu tinh muốn tu luyện nhiều năm, mới có thể cảm nhận được thất tình lục dục cảm giác. Mà nhân loại tu đạo lại nỗ lực quên mất thất tình lục dục. Đến cùng ai là chính xác thực, hắn đón đến, nói ra, làm cô nương, người sống rất thấu triệt. Làm tử y nói ra, tinh chủ quá khen, ta bất quá là cái không cầu phát triển người. Tinh chủ nói ra, ừm, bản tôn nghi hoặc đã giải mở. Mà Lam cô nương ngươi hôm qua sở cầu sự tình, bản tôn cũng đã có đáp án. Lam tử y hơi hơi vui vẻ, nói ra, làm phiền tinh chủ. Tinh chủ nói ra, chư thiên thế giới bên trong, thật có cứu chữa la quân biện pháp. Lam tử y nói ra, nguyện nghe tường. Tinh chủ nói ra, tại chư thiên thế giới bên trong, có một thế giới vì phía tây vương giới. Hy lạp thần thoại khởi nguyên thì bắt nguồn từ phía tây vương giới. Tại phía tây vương giới bên trong, có một thần sơn gọi là Olympia thần sơn, thần sơn bên trên thì có chúng thần điện, tại chúng thần điện bên trong, chúng thần chi vương rất vương quan bên trong có một quả bảo thạch, bảo vật này thạch gọi là trường sinh quả. Cầm tới trường sinh quả, liền có thể đánh vỡ số mệnh lực lượng, phục sinh la quân. La quân thọ mệnh có thể đạt tới vạn năm lâu. Lam tử y không khỏi bị kinh ngạc, nói ra trường sinh quả như thế cường hãn. Ta thọ mệnh còn không hơn vạn năm, một cái trường sinh quả liền có thể đánh vỡ số mệnh giam cầm, đồng thời có thể đem thọ mệnh kéo xuống vạn năm lâu. Tinh chủ nói ra, trường sinh quả là thần vương rất lực lượng cội nguồn, nhưng nếu như cho La Quân phục dụng về sau, bởi vì đánh vỡ số mệnh cấm chế, như vậy La Quân cũng sẽ không đạt được trường sinh quả lực lượng, vẹn vẹn chỉ có thể đạt được một chút thọ mệnh mà thôi. Ngươi như phải cầu được trường sinh quả, chính là muốn đoạt lấy thần vương rất lực lượng cái này cũng chẳng khác nào người muốn cùng toàn bộ phía tây vương giới thần là địch, làm cô nương. tuy nhiên người tu vi bây giờ trên địa cầu đã vô pháp vô thiên, nhưng là toàn bộ phía tây vương giới, người khó có thể chống lại. cái kia olympia thần sơn, người càng là khó có thể ứng phó. làm tử y nói ra, nhiều tạ tinh chủ nhắc nhở, trong lòng ta cũng sớm có cái này chuẩn bị. muốn đánh phá số mệnh cấm chế, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. tinh chủ nói ra vậy bản tôn chỉ có chúc Lam cô nương may mắn. Lam tử y sau đó còn nói thêm, có điều, ta có một chuyện hiếu kỳ. Đã phía tây vương giới bên trong mới là Hy Lạp thần thoại khởi nguyên, như vậy những thứ này thần đến cùng xuất hiện tại Hy Lạp bên trong sao? Tinh chủ nói ra, xuất hiện qua, làm thế tục văn minh tiến trình đến mức nhất định, phía tây vương giới thần nhóm vì cùng nhân loại ngăn cách ra, cho nên thì chế tạo phía tây vương giới. Đây cũng là bây giờ trong thế tục, không có những thứ này thần linh nguyên nhân. Lam Tử Y nói ra, thì ra là thế. Tinh chủ còn nói thêm, "Lam cô nương, sự kiện này bản tôn vốn là không muốn nhúng tay, nhưng bản tôn cùng ngươi ở giữa, cuối cùng có chút giao tình, cho nên vẫn là hy vọng có thể giúp đỡ ngươi một chút bận bịu." Hắn theo rồi nói ra, "Sự thật chứng minh, rất nhiều chuyện không phải dựa vào lực lượng cường đại liền có thể hoàn thành. Cái này bên trong còn cần một chút vận khí." vậy bản tôn thì phái gia lâm phong cùng tần lâm hiệp trợ ngươi cùng một chỗ tiến về phía tây vương giới nhiều tà tinh chủ lam tử y nghe vậy về sau giật mình một chút theo rồi nói ra cứu thực tới nói lam tử y cảm thấy lấy lâm phong cùng tần lâm giống như con kiến tu vi nàng căn bản là không để vào mắt nhưng là lâm phong cùng tần lâm là la quân huynh đệ bọn họ chắc hẳn cũng là muốn ra phía trên một điểm lực bởi vậy lam tử y cũng không có ngăn cản kết quả là rất nhanh Tần Lâm cùng Lâm Phong thì nhận được mệnh lệnh, theo Lam Tử Y cùng một chỗ tiến về phía Tây Vương Giới, hiệp trợ Lam Tử Y chiếm lấy trường sinh quả. Đương nhiên, lần này cũng không phải là lấy Ngọc Giản nhiệm vụ xuất phát. Bởi vì tinh chủ một khi phía dưới Ngọc Giản nhiệm vụ, vậy thì có nhiệm vụ kỳ hạn. Một khi kết thúc không thành nhiệm vụ, Tần Lâm cùng Lâm Phong hạ tràng liền thì thê thảm. La Quân vốn là đã rất thê thảm, muốn là vạn nhất La Quân không cứu được thành, ngược lại bị tinh chủ đem la quân hai cái huynh đệ cho đóng băng. Này làm sao cũng không còn gì để nói mà. Lam tử y tiến đến, trước thì cùng Lâm Phong cùng Tần Lâm gặp mặt. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng tiếp vào nhiệm vụ. Lâm Phong nói ra, Lam tiền bối, đa tạ ngài nghĩ đến biện pháp cứu ta tam đệ. Lần này tiến về phía tây vương giới, sông pha khói lửa, toàn bằng tiền bối phân phó. Tần Lâm cũng là theo Lâm Phong đồng dạng thái độ, lam tử y liếc nhìn hai người liếc một chút nói ra lần này tiến về phía tây vương giới chính là cùng toàn bộ tây phương thần giới đối nghịch bên trong hung hiểm quả thực khó liệu các ngươi lần này đi với ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt tần lâm cùng lâm phong nói ra vì cứu tam đệ không chối từ lam tử y nói ra tại đi phía tây vương giới trước đó ta sẽ làm đỡ một ít chuẩn bị các ngươi trước tiên có thể về một chuyến thế giới bao la bàn giao một ít chuyện Tần lâm cùng lâm phong gật đầu, sắc mặt hai người ngưng trọng, nhưng lại tuyệt không nửa phần do dự cùng hối hận. Đúng, tiền bối, lâm phong nhớ tới cái gì, nói ra, tam đệ trước khi đi từng có bản giao, muốn chúng ta giao cho tiền bối người một ít gì đó. Há, thứ gì, làm tử y hơi hơi kỳ quái. Lâm phong trong nháy mắt tế ra hai đạo màu vàng phù lục. Bùa này phía trên đều có thần bí hoa văn, mỗi một đạo hoa văn nhìn kỹ phía dưới bên trong tự tựa tựa hồ chất chứa một cái tiểu thế giới. Đây là 3.000 đại đạo bên trong đại thôn vệ thuật cùng đại na di thuật. Tam đệ đạt được về sau, phân biệt đem cái này thần thông bản nguyên phân cho ta cùng nhị đệ. Hắn có bản giao, muốn đem hai loại thần thông bản nguyên cũng chia cho tiền bối ngươi. Lâm Phong nói như vậy. Đại thôn vệ thuật, đại na di thuật, làm tử y thân thể mềm mại chấn động. Hắn cái gì lộn xộn bảo bối, như đan dược, như pháp bảo chờ một chút, Lam Tử Y hứng thú còn thật không lớn. Nhưng là cái này hai môn thần thông bản nguyên lại đem Lam Tử Y hung hăng rung động một chút, bởi vì hai loại thần thông bản nguyên đối với nàng mà nói, thật sự là quá quý giá. Lam Tử Y ngón tay búng một cái, liền đem hai đạo thần thông phù lục vồ bắt tiến trong nghi tâm. Trong nội tâm nàng cứu là quân tâm tư cũng liền càng thêm kiên quyết. Về sau, Lam Tử Y lấy bàn nhược tiên chu xuất phát như vậy như thiên chu mặc dù không có bị tinh chủ đưa cho lam tử y nhưng lam tử y lại có quyền khống chế đồng thời không cần báo cáo chuẩn bị lam tử y trước đem lâm phong cùng tần lâm đưa về thế giới bao la sau đó nàng trước hết đi một chuyến thiên châu đi thiên châu lam tử y lại muốn đi trước hải ngoại tiên sơn nàng muốn đi tìm người thế mà chính là minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn tuy nhiên ở trên trời châu không lộ liếu bí ẩn nhưng là Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lại là sớm đã nhận biết, thậm chí có thể nói là không tệ bằng hiếu. Lam Tử Y cao thủ cỡ nào, cái kia đại na di thuật cùng đại thôn phệ thuật tại nàng một ngày dưới việc tu luyện, đã đến bất khả tư nghị cấp độ. Trong nháy mắt, chuyển rời ra hơn vạn dặm đường tới. Cho nên nàng đi tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn, lại là không đến một giờ liền đến Minh Nguyệt Cung bên ngoài. Lúc này, thiên thanh khí sảng, ánh nắng cao chiếu. Cái kia ánh mặt trời chiếu sáng tại Minh Nguyệt Cung phía trên, Minh Nguyệt Cung cùng mặt biển sóng nước lấp loáng lẫn nhau chiếu rọi, thật sự là tốt một phen hải đảo tiên cảnh. Tại Minh Nguyệt trên đài, tiên khí lượn lờ, cái kia Minh Nguyệt Cung trên không thỉnh thoảng có tiên nhân bay qua, nếu nói nơi đây chính là bồng lai tiên đảo, tuyệt không làm qua. Lam tử y bay đến rõ ràng trên đài ngắm trăng hư không, liền cất giọng nói, Minh Nguyệt đạo hiếu, cố nhân trước tới bái phỏng, còn mời ra gặp một lần lam tử y thanh âm trong nháy mắt thì truyền khắp minh nguyệt cung mỗi khắp ngõ ngách người đến người nào lại dám tại minh nguyệt cung trắng trợn ồn ào ngay vào lúc này minh nguyệt cung bên trong tứ đại tuần cung trưởng lão xuất hiện cái này tứ đại trưởng lão theo minh nguyệt cung bên trong như bốn đạo lưu quang bay ra ngoài trong nháy mắt liền đem lam tử y vây tứ đại tuần cung trưởng lão toàn bộ đều là minh nguyệt cung bên trong cao thủ bốn người tu vi ba cái cửu trọng thiên trung kỳ một cái cửu trọng thiên đỉnh phong. Cái này tứ đại trưởng lão người mặc đạo bào màu vàng, đều là xem ra chừng 30 tuổi nữ tử. Linh tuệ hòa thượng tại Lam Tử Y trên đỉnh đầu, hắn nói ra, "Wow, xem ra nữ thí chủ ngươi cùng Tiêu Minh Nguyệt giao tình không dày a. À. Lần này đánh lên, có thể phiền phức cực kỳ a." À. Lam Tử Y nói ra, "Phiền phức sao? Ta nhìn ngươi là cùng La Quân đợi quá lâu, như thế mấy cái lâu la đi ra, cũng coi như phiền phức." linh tuệ hòa thượng hơi hơi ngẩn ngơ hắn phải thừa nhận lam tử y cái này lời mặc dù cầu thả điểm nhưng là còn cũng là chuyện như vậy a à. hắn thật là cùng la quân ở lâu mỗi lần hai người hùn vốn đối phó một cái cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đều là cố hết sức cực kỳ lúc này một chút chạy ra đến bốn cái hắn sao sẽ cảm thấy không phiền phức đây mà cái kia tứ đại tuần cung trưởng lão nghe nói lam tử y thế mà xưng hô các nàng vì lâu la không khỏi giận tím mặt sau đó tứ đại tuần cung trưởng lão lập tức xuất thủ muốn chết cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ vị trưởng lão kia trong nháy mắt tế ra huyền thiên âm la trướng chỉ gặp bên trên bầu trời đột nhiên một mảnh tấm màn đen cái kia huyền thiên âm la trướng đem lam tử y bao phủ ở chính giữa tiếp lấy thì có vô số màu đen phân tử lốp ba lốp bốp bắt đầu nổ tung lên mỗi từng hạt tử nổ tung đều mang theo không gì sánh kịp uy lực cực lớn động thiên thần kiếm một vị trưởng lão khác cũng tế ra một đạo kiếm quang kiếm quang trong nháy mắt ngang dọc hơn nghìn thước, trực tiếp làm tử y vị trí hiểm yếu. Trấn sơn nhiếp hồn ấn, lại một vị trưởng lão một đạo đại thủ ấn vổ bắt xuống tới. Đại tu di thần quyền. Trong nháy mắt, làm tử y nguy cơ trùng trùng. Linh tuệ hòa thượng chỉ cảm thấy bốn phía áp lực khủng bố như thập bát trọng địa ngục, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này minh nguyệt cung tứ đại tuần cung làm thật sự là cường hãn a. À. Mà lại, cái này tứ đại tuần cung sử xuất tay cũng quá hung ác, vừa ra tay cũng là không chết không thôi. Nhưng vào lúc này, Lam Tử Y lại là ống tay áo vung lên. Lập tức, ngũ sắc thần quang tế ra. Cái kia cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ diệu lực lượng khổng lồ quét tới, nàng lập tức cầm giữ không được. Cái kia huyền thiên âm la chướng lập tức liền mất đi cùng hắn liên hệ. Đồng thời, động thiên thần kiếm, chấn sơn nhiếp hồn ấn, đại tu di thần quyền cũng toàn bộ đều bị ngũ sắc thần quang thu đi cũng chỉ có trong nháy mắt uy áp khủng bố không gian bên trong lập tức lại lần nữa thiên thanh khí lãng lên đều lui ra đi nếu như vừa mới ta không nương tay các người hiện tại cũng đã thành thi thể lam tử y nói ra lợi hại lợi hại diệu quá thay diệu quá thay linh tuệ hòa thượng lập tức nói nữ thí chủ người cái này ngũ sắc thần quang quả nhiên là thần diệu vô biên chỉ sợ so với cái kia đại thôn phệ thuật còn có chỗ kỳ diệu a lam tử y nói ra im miệng Liên cũng tại lúc này, Minh Nguyệt cung Ly Thiên Điện Điện Chủ, cũng chính là Minh Nguyệt tiên tôn thủ tỏa đại đệ tử Ly Thiên Nhược xuất hiện. Ly Thiên Nhược cùng nhị sư muội kiếm hồng bụi, cùng Ly Thiên Nhược đệ tử rời người phong lập tức liền đến đây. Ly Thiên Nhược là tầng 10 đỉnh phong tu vi, kiếm hồng bụi cũng là mới vừa vào tầng 10 đỉnh phong. Rời người phong chính là tầng 10 sơ kỳ, ba người này đều là Minh Nguyệt cung trung kiên lực lượng. Lúc này, Ly Thiên Nhược quát lạnh một tiếng, nói, các hạ tốt đại uy phong a sau đó, ba người đã lóe lên ở giữa đem Lam Tử Y vây vào giữa. Lam Tử Y liếc nhìn ba người này, nàng lạnh giọng nói ra, Minh Nguyệt Cung bây giờ chỉ sợ cũng quá không ai bị nổi đi. Ta hôm nay đến đây, ngay tại ngoài cung hô một tiếng, các ngươi không phân tốt xấu tới liền muốn đánh muốn giết. Xem ra ta được thay tiêu Minh Nguyệt thật tốt quản giáo quản dạy các ngươi. Cuồng vọng, Ly Thiên nhược giận tím mặt. Nàng chính là Minh Nguyệt Cung thủ tọa đệ tử, Đại Sư Tỷ luôn luôn đều là cao cao tại thượng, uy nghiêm vô song. Hôm nay cái này nữ tử trước mắt lại còn nói muốn thay sư tôn để giáo huấn chính mình, cái này khiến Ly Thiên Nhược làm sao có thể đầy đủ không giận. Ly Thiên Nhược lạnh hừ một tiếng, nàng tiếp lấy thì xuất thủ. Thiên cương kiếm, Ly Thiên Nhược ngón tay gảy liên tục. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành ba ngàn dặm. Nàng mỗi búng một ngón tay, thì có một nghìn đạo kiếm khí giết ra mỗi một đạo kiếm khí đều như ngàn trượng thiên long một thật lớn vô cùng trong nháy mắt bên trên bầu trời kiếm khí giống như minh mông biển lớn hùng hồn vô cùng đại đạo ngang dọc kiếm khí bên trong lực lượng khủng bố tới cực điểm dạng này kiếm khí mỗi một đạo đều là la quân chỗ không chịu nổi linh tuệ hòa thượng khẩn trương tới cực điểm hắn hiện tại gặp phải nguy hiểm thì có loại là tại cùng la quân kể vai chiến đấu cảm giác lập tức gặp phải dạng này công kích cảm giác mình đều là muốn chết một dạng hoàn toàn không có chống lại dục vọng a cũng là tại lúc này lam tử y vẫn là ngũ sắc thần quang vừa ra lần này ngũ sắc thần quang lại là quang mang vạn trượt đủ mọi màu sắc trong một chớp mắt tất cả thiên cương kiếm khí thì đều bị lam tử y cho thu vào đi ly thiên nhược thấy thế không khỏi hoảng sợ nàng lập tức liền minh bạch trước mắt nữ tử này tu vi chỉ sợ không kém sư tôn kiếm hồng bụi cùng rời người phong chính muốn ra tay ngay vào lúc này Minh Nguyệt Tiên Tôn thanh âm truyền đến. Chúng đệ tử, lui ra đi, nàng vừa dứt lời âm, một giây sau liền đã lấy đại na di thuật xuất hiện tại ly thiên nhược trước mặt, cũng chính là chính diện đối mặt với Lam Tử Y. Lam Tử Y, chúng ta đã lâu không gặp, Minh Nguyệt Tiên Tôn hướng Lam Tử Y mỉm cười, nói ra. Lam Tử Y lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, tiêu Minh Nguyệt, người bây giờ uy phong không nhỏ nha. Ta muốn gặp ngươi, ngươi trả lại cho ta ở chỗ này từ cao tự đại, là muốn để ngươi những đệ tử này đi thử một chút ta cân lượng sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra, Lam Tử Y, người hỏa khí vẫn là như trước kia đồng dạng A. Lam Tử Y nói ra, bớt nói nhiều lời, hôm nay tìm ngươi, là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi giúp hay là không giúp? Nàng cái này phách lối ngữ khí để ly thiên nhược bọn người trợn mắt hốc mồm, các nàng thế nhưng là biết sư tôn tuy nhiên xem ra hỏa ái, nhưng uy nghiêm chi thịnh, chính là không thể tưởng tượng trước mắt nữ tử này lại dám như thế nói chuyện với sư tôn nàng là sống chán ngán sao minh nguyệt tiên tôn nói ra giúp ngươi có thể bất quá ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi là muốn ta giúp ngươi làm gì a à? hỏi nhiều như vậy làm cái gì cùng ta cùng đi chính là Làm tử y theo rồi nói ra ngươi phải biết nếu là bình thường sự tình ta sao lại trước tới tìm ngươi muốn tìm ngươi khẳng định là có nguy hiểm tính mạng minh nguyệt tiên tôn nói ra đã như vậy vậy ta thì đi theo ngươi một chuyến đi, lam tử y nói ra minh nguyệt tiên tôn sau đó thì đối ly thiên nhược đám người nói ta phải đi ra ngoài một bận thiên nhược hồng trần minh nguyệt cung trên dưới cứ giao cho các ngươi xử lý nếu như ta chết thiên nhược ngươi coi như đời tiếp theo minh nguyệt cung cung chủ sư tôn cái này ly thiên nhược bọn người mắt trợn tròn lam tử y lập tức cũng liền nói người tiểu cô nương này gọi là ly thiên nhược đúng không bản sự không lớn ngạo khí rất lớn a à, ta đến còn không có ác ý các người cái này liên tiếp xuất thủ nếu như hôm nay ta là các người địch nhân người bây giờ đều đã hồn phi phách tán lần sau tốt nhớ kỹ làm người khiêm tốn một chút người thiên cương kiếm khí trả lại cho ngươi nàng sau khi nói xong vung tay lên liền đem cái kia thiên cương kiếm khí trả lại cho ly thiên nhược đồng thời làm tử y cũng đem còn lại pháp bảo như huyền thiên âm la trướng chờ một chút tất cả thuộc về còn ra đi. Loại này hạ cấp bậc đồ, vật, nàng mới không hứng thú đây. Tiền bối dạy bảo, thiên nhược ngươi nghe rõ ràng, minh nguyệt tiên tôn lông mày nhướn lên, nói ra. Sư tôn, đệ tử rõ ràng, ly thiên nhược lập tức cung kính nói ra. Đi, minh nguyệt tiên tôn thân hình nhảy lên, đã bay ra ngoài. Lam tử y theo sát sau. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó liền nói, Lam Tử Y, chúng ta so tài một chút cước lực. Lam Tử Y vừa mới đến Đại Na Di Thuật, chỗ đó sẽ sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tốt, người nói địa điểm, Lam Tử Y nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thì Đại Khang Hoàng Thành. Tốt, sau đó trong nháy mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn thì thi triển ra Đại Na Di Thuật. Trong nháy mắt tám ngàn dặm, Lam Tử Y nao nao, âm thầm kỳ quái, con hàng này làm sao cũng sẽ Đại Na Di Thuật. Đại thôn phệ thuật là minh nguyệt bản mệnh thần thông, đại na di thuật nàng cũng biết. Làm không tốt là quần cái này hai môn thần thông đều là theo nàng nơi này làm đi thôi. Lam Tử Y tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ như thế nói. Sau đó, Lam Tử Y cũng thi triển ra đại na di thuật. Trong nháy mắt 10 ngàn dặm. Sau một tiếng, Lam Tử Y tại Đại Khang trên hoàng thành hư không yên ổn chờ đợi Minh Nguyệt tiên tôn. Sau 10 phút, Minh Nguyệt tiên tôn đuổi tới. Ngươi minh nguyệt tiên tôn nhìn thấy lam tử y về sau nhất thời trợn mắt hốc mồm ha ha lam tử y mất cười nói ngươi cho rằng khắp thiên hạ chỉ một mình ngươi hội đại na di thuật sao ngươi cũng sẽ đại na di thuật minh nguyệt tiên tôn hơi kinh hãi lam tử y nói ra đâu chỉ ta sẽ còn đại thôn phệ thuật đây nàng sau khi nói xong trong nghi tâm bắn ra một tấm bùa phù lục cấp tốc hình thành đại thôn phệ thuật cái này minh nguyệt tiên tôn con ngươi đảo một vòng Nói ra, cái kia Lâm Thiên Sơn cùng ngươi quen biết. Chẳng lẽ Lâm Thiên Sơn là người phái tới? Lâm Thiên Sơn là ai? Ta không biết, Lam Tử Y nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức nói, nữ thí chủ, Lâm Thiên Sơn cũng là La Quân a. La Quân chấp hành tinh chủ nhiệm vụ, thật là theo tiên tôn tay ở bên trong lấy được đại na di thuật cùng đại thôn phệ thuật. Thì ra là thế, Lam Tử Y bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, La Quân không phải ta phái đi qua bất quá lần này ta tới tìm ngươi, lại là cùng hắn có quan hệ. Lâm Thiên Sơn, La Quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức cũng liền minh bạch, nàng nói ra, vị kia hậu sinh vãn bối cùng số mệnh đạt thành khế ước, bây giờ không phải là cũng đã chết sao. Lam Tử Y nói ra, còn chưa có chết, bởi vì chúng ta cho hắn ăn một loại hỗn độn quả, bảo trì toàn thân hắn pháp lực chưa từng biến mất. Bây giờ ta đem hắn để vào đến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong. Cái kia suy nghĩ bên trong, có ta thiết lập đài bên trong chi mê Cho nên tạm thời hắn còn có thể sống được Nhưng cũng không tính tránh thức còn sống Cái kia hậu sinh ngược lại là làm một kiện để cho ta thống khoái sự tình Theo cái kia vũ hóa môn bên trong đem năm đó tinh thần toa mảnh vỡ cho trộm ra Tuy nhiên cái này tinh thần toa mảnh vỡ tác dụng đã không lớn Nhưng lại quả thực là quét phú hóa môn thể diệt Để cho ta cảm thấy thống khoái Ta vốn là cũng dự định cứu trợ tại hắn Có thể về sau phát hiện cái kia số mệnh khí ước hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Minh Nguyệt Tiên Tôn theo rồi nói ra, ngươi tìm ta, chẳng lẽ là bởi vì ngươi có biện pháp có thể cứu trợ tại hắn? Lam Tử Y nói ra, thật là có biện pháp, nhưng là cũng rất khó. Cho nên ta mới có thể kêu lên ngươi. Có bao nhiêu khó? Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi. Lam Tử Y nói ra, muốn tới phía Tây Vương giới bên trong, theo Thần Vương rất Vương quan phía trên lấy đi viên kia bảo thạch, cái kia bảo thạch chính là trường sinh quả trường sinh quả có thể cứu sống la quân. Phía tây vương giới, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta xem khắp chư thiên thế giới, đã từng chú ý qua phía tây vương giới. Cái chỗ kia là không thua gì thiên châu tồn tại, bên trong đại thần thông giả rất nhiều, mà rất chính là chúng thần chi vương, vẫn là chúng pháp chi thần viên giác đệ tử. Chúng ta muốn theo hắn vương quan phía trên lấy đi viên kia bảo thạch, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lam tử y nói ra, nói nhảm, không khó lời nói, ta thì không tìm ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tuy nhiên ta có lòng giúp cái này hậu sinh, nhưng cũng không nguyện ý làm một cái hậu sinh mà đi cam mạo kỳ hiểm. Đương nhiên, người hôm nay tìm ta, ta sẽ không cự tuyệt. Ta chỉ là kỳ quái, người theo cái này hậu sinh quan hệ thế nào, tại sao muốn dạng này giúp hắn. Lấy người ánh mắt, cũng không có khả năng nhìn chúng hắn loại này không quan trọng tu vi người A. Lam tử y nói ra, người nghĩ chỗ nào đi ta đương nhiên sẽ không đối với hắn lòng có sở thuộc, chỉ bất quá là năm đó ta độ kiếp chuyển thế, hắn trợ giúp qua ta rất nhiều. Giữa chúng ta, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên hôm nay hắn gặp đại kiếp, ta nên vì hắn độ kiếp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ân oán rõ ràng, làm tử y, đây là ta bội phục nhất ngươi. Bất quá ngươi cái tên này đem ta đại thôn phệ thuật cùng đại na di thuật rất là kỳ lạ học hội, ngươi nhưng phải đền bù tổn thất đền bù tổn thất ta. Ngươi cái kia bất tử thần mang bí thuật, còn có bất hủ thai tàng thần công, cùng nhau nói cho ta biết đi. Làm tử y nghiêng liếc một chút Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, người nghĩ đến cũng rất mỹ a à. Minh Nguyệt Tiên Tôn hì hì cười một tiếng, nói ra, thế nào đi, người có chuyển hay không? Muốn ta chuyển cho ngươi, có thể a à. Làm tử y cũng cười tủm tỉm nói ra, người bái ta làm thầy, gọi ta một tiếng sư phụ. Ta nhổ vào, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Làm tử y cười ha ha một tiếng, Nàng theo rồi nói ra, "Tốt, không cùng ngươi mở cái này trò đùa. Ta lấy không chết thần mang bí thuật còn có bất hủ thai tàng thần công, không phải là ta không nỡ cho ngươi, mà chính là chúng nó có đặc biệt tính, ngươi trừ thiên luyện long vạn giới thuật đã đại thành, dạy cho ngươi, ngược lại ngươi xấu nguyên khí." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Ta cũng biết điểm này, bất quá ngươi cái tên này thế mà đem ta cái này hai môn bí thuật học, ta cái này trong lòng luôn luôn không quá nhanh nhẹn." về sau há không cần tiếp tục bị người áp chế đến xít sao. Lam tử y nói ra, tốt, không nói đùa, ta hiện tại muốn đi thế giới bao la bên trong tìm địa tàng vương Bồ Tát, hy vọng hắn cũng có thể theo ta đồng loạt ra tay. Dạng này ta phần thắng hội lớn rất nhiều. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, địa tàng vương Bồ Tát. Ha ha, tốt, nghe đồn rằng, vị này Bồ Tát tinh thông Phật giới lục đại thần thông. Không thể nói được ta còn muốn cùng hắn tỉ thí một trận, ganh đua cao thấp lam tử y nói ra cái kia tùy ngươi sau đó hai người lập tức rời đi các nàng xé rách ra không gian tiến về thế giới bao la tầm thường cao thủ muốn đi hướng thế giới bao la cái kia lại là cần truyền tống trận hao phí đại pháp lực mà lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn lại là trực tiếp xé rách không gian tiến đến lam tử y trừ bỏ chúng tinh điện còn cần pháp khí trợ giúp nhưng cái này chư thiên thế giới lại là không cách dùng khí phụ trợ đi chúng tinh điện Chủ nếu là bởi vì chúng tinh điện tại sao hỏa, đây không phải là đơn thuần có thể dựa vào không gian quy tắc có thể giải quyết. Tần Lâm trở lại thế giới Bao La, hắn thông qua điện thoại liên lạc đến hiên viên Nhã Đan. Hiên viên Nhã Đan lại là tại Malaysia một cái hải đảo phía trên tỉnh dưỡng. Tỉnh dưỡng, Tần Lâm không khỏi có chút kỳ quái. "Thối Lâm ca, người ta có người bảo bảo." Hiên viên Nhã Đan nói ra. Tần Lâm nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chính là cuồng hỉ về sau hắn xác định hiên viên nhã đan vị trí sau đó thì dựa vào đại na di thuật một đường cuồng tiến lên chỉ dùng hai canh giờ tần lâm liền đến tòa kia ưu mỹ trên hải đảo cái này cái hải đảo phía trên khí trời sáng sủa tự nhiên nở mày nở mặt đẹp không sao tả xiết nơi này kiến trúc lộng lẫy hiên viên nhã đan ở chỗ này trực tiếp mua một dãy biệt thự tần lâm sau đó tìm đến hiên viên nhã đan biệt thự hắn gõ cửa không bao lâu hiên viên nhã đan tự mình đến đây mở cửa. Làm nàng nhìn thấy tần lâm thời điểm, không khỏi kinh hỉ vạn phần, sau đó tựa như yến non về rừng một dạng vùi đầu vào tần lâm trong lồng ngực. Lâm ca, hiên viên nhã đan nhiệt lệ cuồn cuộn. Tần lâm ôm ấp ở hiên viên nhã đan, hắn cũng là kích động không thôi. Hiên viên nhã đan trong bụng bảo bảo đã có 8 tháng, còn có 2 tháng liền muốn sinh sản. Tần lâm không khỏi có chút tự trách, nói ra, đan muội, thật xin lỗi, ta đều không có thể một mực tại bên cạnh ngươi cùng ngươi. Hiên viên nhã đan nói ra, Lâm ca, ta biết ngươi. Ngươi có đại chuyện bận rộn, ngươi chỉ cần có thể một mực còn sống, liền cũng là đối với ta cửa ải lớn nhất tâm. Tần Lâm không khỏi nhiệt lệ cuồn cuộn, có như thế, còn cầu mong gì đâu. Tần Lâm tại trên hải đảo này ở 7 ngày, trong 7 ngày, hắn đối hiên viên nhã đan quan tâm đầy đủ. Đối hiên viên nhã đan trong bụng hải nhi, càng là quan tâm không được về sau, hiên viên nhã đan để Tần Lâm về một chuyến hiên viên tộc. Tần Lâm có chút không hiểu. Hiên viên nhã đan nói ra, ngốc lâm ca, người bây giờ tu vi đã đến trình độ như vậy, tự nhiên nên trở về đi báo tin vui. Cha ta gặp người nhất định cao hứng, mà lại trong tộc người thì cũng không dám nữa đối với ta cha có cái gì gì tâm. Nguyên lai like là trấn nhiếp, Tần Lâm lập tức hiểu. Hắn đáp ứng hiên viên nhã đan, sau đó còn nói thêm, đan muội, lần này trở về, còn có một việc ta không có nói với ngươi. Hiên viên nhã đan nao nao, nói ra, sự tình gì? Tần lâm lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền hối hận. Hiện tại đan muội lập tức liền muốn sinh sản, chính mình nói với nàng những thứ này làm gì đâu, không phải để cho nàng hư không từ lo lắng sao. Sau đó hắn lập tức lại đổi giọng nói ra, thực cũng không có gì, cũng là tam đệ ra một ít chuyện. Ta cùng đại ca lập tức sẽ đi cho hắn tìm kiếm một vật. Tam đệ xảy ra chuyện gì? Hiên viên nhã đàn bị kinh ngạc, lập tức hỏi. Tần lâm nói ra, cũng không có việc lớn gì. Hiên viên nhã đàn nói ra, lâm ca, ngươi đừng gạt ta. Bởi vì ngươi cũng sẽ không nói nói láo, ngươi nói chuyện láo, lỗ tai liền sẽ đỏ. Ta biết ngươi là sợ ta lo lắng, nhưng là ngươi như thế cất giấu, dịch, ta sẽ chỉ càng thêm lo lắng. Cái này, tần lâm cũng biết, vợ mình là tuyệt đối cực kỳ thông minh. Chính mình ở trước mặt nàng, thật sự là không có nói sai thiên phú. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, tam đệ. Hắn ngay sau đó liền đem la quân tình huống nói ra, sau đó còn nói hắn cùng Lâm Phong còn có làm tự y muốn đi trước phía tây vương giới sự tình. Hiên viên nhã đàn chờ đợi cũng trầm mặc một trận, nàng theo rồi nói ra, ta biết cái này bên trong nhất định có đại hung hiểm, không phải vậy lời nói, người không biết cố ý trở về một chuyến cùng ta tạm biệt. Tần Lâm ôm lấy hiên viên nhã đan, nói ra, đan nguội, ta nhất định sẽ thật tốt còn sống. Ta còn muốn xem chúng ta hài tử lớn lên. Hiên viên nhã đàn trọng trọng gật đầu, nói ra, Lâm ca ngươi là người tốt, người nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Lại nói Lâm Phong cũng đi gặp Diệp Tử Thanh. Diệp màu tím đã tốt nghiệp đại học, nàng gần nhất một mực tại vì tìm việc làm sự tình phiền lòng, bởi vì nàng chuyên nghiệp thật là ít lưu ý một chút. Lâm Phong lạnh lùng tại nhìn thấy Diệp Tử Thanh lúc liền bị hòa tan. Hai người này tại trong tử điếm cực kỳ triền miên, mà triền miên sau đó, Diệp Tử Thanh cũng nói với Lâm Phong lên nàng buồn giàu. Lâm Phong nhíu mày, nói ra, tìm công việc gì, ngươi nhìn chúng công ty gì, ta mua cho ngươi xuống tới. Chính ngươi làm lão bản, để cho bọn họ tới làm việc cho ngươi. Diệp Tử Thanh khách khách cười một tiếng, nói ra, Lâm Phong ca ca, ta nhìn chúng Alibaba, ngươi mua đến xuống tới sao. Lâm Phong nói ra, Alibaba rất lợi hại phải không, bao nhiêu ức à. Diệp Tử Thanh nói ra, cũng không nhiều, giống như giá trị thị trường là hơn 2.000 ức USD đi. Lâm Phong nhất thời mặt đen lại, nói ra, người đùa bỡn ta đúng hay không? Diệp Tử Thanh không khỏi yêu kiều cười, nói ra, ai để ngươi như thế thổ hào, ta biết Lâm Phong ca ca ngươi có tiền đây. Có thể ta cũng không thể làm ngươi ký sinh trùng A. Ta muốn tự thực lực, nữ hài tử, cần phải chính mình thẳng tắp cái eo. Không phải vậy lời nói, thì không có cách nào để nam nhân tôn trọng đây. Lâm Phong không khỏi cười khổ, hắn nói ra, tốt ra, dù sao ta cho ngươi thẻ ngươi cầm lấy, có cần ngươi thì soát. Bên trong hạn mức đại khái là mấy trăm triệu, hẳn là đủ ngươi tiêu xài. Diệp tử thanh lại là thở dài, nói ra, ta mới không quan tâm có bao nhiêu tiền đâu, muốn là ta có thể một mực theo Lâm Phong ca ca ngươi cùng một chỗ, ta thì vui vẻ. Lâm Phong nhất thời lòng sinh ái náy, hắn nói ra, tử thanh, thật xin lỗi ta cũng rất muốn tại bên cạnh ngươi thế nhưng là ta còn có thật nhiều không thể không làm sự tình cũng không phải là vì danh lợi mà chính là có thật nhiều ngươi còn không thể nào hiểu được đồ vật ta là vì sinh tồn mới không thể không đi liều nhưng ta đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp nỗ lực giải quyết những chuyện này sau cùng ta sẽ đến cùng ngươi chỉ cần ta còn sống hắn đón đến còn nói thêm nhưng là giả dụ có một ngày ta gặp bất hạnh ngươi cũng không cần quá thương tâm khổ sở ta chỉ hy vọng ngươi có thể vui vui sướng sướng hắn đều không trọng yếu diệp tử thanh lập tức nói lâm phong ca ca ta không muốn ngươi ra chuyện ngươi không để xảy ra việc gì ta sẽ chờ ngươi vĩnh viễn chờ ngươi trên đời này trừ ngươi ta ai cũng không thích lâm phong không khỏi rất là cảm động hắn đem trong ngực diệp tử thanh ôm sát sau một hồi khá lâu diệp tử thanh nói ra lâm phong ca ca cha mẹ ta muốn gặp ngươi một lần người có thể cùng ta gặp gỡ bọn họ sao? Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nàng cảm thấy Lâm Phong là như thế đỉnh thiên lập địa, kiệt ngao bất thuần. Nàng cũng sợ Lâm Phong ca ca tại trước mặt cha mẹ bị khinh bỉ, cũng sợ. Diệp tử sảnh sợ Lâm Phong ca ca tại trước mặt cha mẹ bị khinh bỉ, cũng sợ Lâm Phong ca ca không nể mặt phụ mẫu. Vân vân, đây hết thảy đều bị Diệp tử sảnh rất là mâu thuẫn. Lâm Phong nghe vậy, nao nao hắn xưa nay đều là không sợ trời không sợ đất chủ nhưng là tiểu nha đầu đột nhiên sách yêu cầu này trong lòng của hắn lại là nhảy một chút hắn thực sự không muốn đi đối diện với mấy cái này đồ vật nhưng hắn cũng biết tiểu nha đầu là phàm tục chi nhân nếu như hắn chỉ lo chính mình vậy cũng là quá tự tư đương nhiên có thể sau một hồi khá lâu lâm phong nói ra diệp tử sảnh nhất thời nhảy cẫng gieo hò nói ra cảm ơn lâm phong ca ca Lâm Phong cười cười, nói ra, ngốc nhà đầu, cái này có cái gì tốt tạ, ta là bạn trai ngươi. Đi gặp cha mẹ ngươi, hiếu kính cha mẹ ngươi không đều là cần phải sao. Ngày thứ hai, Diệp Tử Sảnh thì mang Lâm Phong đi gặp phụ mẫu. Diệp Tử Sảnh trong nhà coi là thư hương môn đệ, phụ thân là đại học vật lý giáo sư. Mẫu thân là cao trung số học lão sư. Nhà bọn hắn là cái tiểu tam cư, tại một chỗ yên tĩnh mà không mất phồn hoa địa phương. Là cái căn phòng cũ, trước cửa còn có cái đình viện, trong đình viện loại không ít hoa hoa thảo thảo. Lâm Phong là buổi chiều cùng Diệp Tử Thanh cùng một chỗ đến nhà, hắn sách rất nhiều quà tặng. Diệp Tử Thanh mẫu thân tại hạ trù, mà Diệp Phụ thì tại trợ thủ. Diệp Tử Thanh trong nhà là rất hòa hài ân ái, cái này cũng là bọn hắn có thể nuôi dưỡng được Diệp Tử Thanh ưu tú như vậy hài tử nguyên nhân. Diệp Phụ mang tơ vàng một bên ánh mắt, người rất gầy gò, xuyên đường trang. Một thân dáng vẻ thư sinh hơi thở. Lâm Phong vào cửa, Diệp Phụ, Diệp Mẫu cùng một chỗ ra đón. Tại nhìn thấy Diệp Phụ, Diệp Mẫu một sát na kia, Lâm Phong rất không thích ứng, hắn thậm chí có chút không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là trong nháy mắt ổn định chính mình, cúc một cái cung, tất cung tất kính nói ra, bá Phụ, bá Mẫu, các ngươi tốt. Lâm Phong tuyệt đối được cho nhất biểu nhân tài, hắn khí chất trầm ổn, một đôi tròng mắt kiên nghị vô cùng. Một người như vậy, nhìn lấy liền có thể trống lên một ngọn núi. Diệp phụ, Diệp mẫu tại nhìn thấy Lâm Phong lúc, hai người cũng là có chút xấu hổ. Bởi vì bọn hắn vốn là dự định nhìn một chút hậu sinh vãn bối, nhưng là Lâm Phong cho bọn hắn loại kia cảm giác áp bách, tựa như Lâm Phong là bọn họ đại lãnh đạo một dạng. Người này tuyệt không phải bình thường người, Diệp phụ tại trong lòng lập tức thì có một cái phán đoán. Tiểu la, ngồi một chút ngồi, Diệp phụ rất nhanh chấn định lại. Diệp Mẫu thì đi pha trà. Lâm Phong cùng Diệp Phụ ngay tại trước sofa ngồi xuống, Diệp Tử Thanh đem trà bưng lên về sau, liền bị Diệp Mẫu gọi vào trong phòng bếp. Diệp Mẫu lặng lẽ hỏi Diệp Tử Thanh, nói ra, cái này tiểu la, đến cùng là làm gì? Mẹ làm sao cảm thấy hắn không phải người bình thường đâu? Diệp Tử Thanh nói ra, mẹ, ta không phải sớm đã nói với người à? Hắn vốn cũng không phải là người bình thường, hắn đã từng đã cứu ta mấy lần mệnh, về sau vì cứu ta, kém chút thì chết. Nhưng là hắn một mực cũng không nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ, nói hắn thế giới là ta chỗ không hiểu. Nhưng là ta bỏ qua không dưới hắn, lấy cái chết bức bách, hắn mới tiếp nhận ta. Diệp tử thanh trong nháy mắt thì toàn bộ đỡ ra, nàng là có bao nhiêu sợ phụ mẫu sẽ đi làm khó lâm phong ca ca. Diệp mẫu không khỏi ngốc ngẩn ngơ, nàng thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Trong phòng khách, lâm phong cùng Diệp phụ trò chuyện cũng triển khai. Tiểu la, ngươi là làm cái gì? Diệp phụ hỏi. Lâm phong nao nao, hắn theo rồi nói ra, tử thanh là làm sao nói ta? Diệp phụ nói ra, đứa nhỏ này mỗi lần cho tới ngươi thì lập lòe nhấp nháy, hắn nói ngươi là đại lão bản. Lâm phong không khỏi khẽ cười khổ, hắn nói ra, bá phụ, ngài là trưởng giả. Trưởng giả cha hỏi, vãn bối không dám nói láo. Hắn hữu lễ có tiết, riêng là cái này âm thanh vãn bối nói ra, chính là biểu dương một loại lễ nghi sau đó lâm phong còn nói thêm ta thế giới có chút phức tạp thậm chí là ngài không thể lý giải diệp phụ nhất thời đến hứng thú hắn nói ra ta là làm vật lý hết thảy đều coi trọng khoa học chỉ cần là tồn tại liền không có không có thể hiểu được lâm phong nói ra nhưng cũng có rất nhiều thứ là vật lý không thể giải thích Tỷ như hắn đưa tay chộp một cái bàn kia dâng trà chén thì lăng không vồ bắt đến tay diệp phụ nhất thời hoảng sợ hắn theo gặp quỷ một dạng cái này diệp phụ nói ra cái này sao có thể chẳng lẽ ngươi không phải người lâm phong nói ra bá phụ ta đương nhiên là người rõ ràng người chỉ là ta xác thực lại cùng người thế tục có chút khác biệt vậy ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được diệp phụ nói ra cái này quá bất khả tư nghị cái này căn bản không phải vật lý năng đầy đủ giải thích lâm phong nói ra thịt người thân thể là có hạt nhưng nhân đại não là vô hạn. Có chút thôi miên sư tinh thần lực rất mạnh, bởi vậy hắn nói chuyện liền có thể đạt tới thôi miên một người công hiệu. Mà tinh thần lực sóng điện còn có một loại khác biểu hiện, cái kia chính là hai cái song bào thai, cách nhau 10.000 dặm. Nhưng một phương cảm thấy thống khổ, một phương khác cũng sẽ có đồng dạng cảm giác. Coi ta đại não tế bào não khai phát tới trình độ nhất định, liền có thể linh hồn xuất khiếu, có thể ngưng tụ thành nguyên thần, cách không lấy vật bất quá là làm việc nhỏ. Đại thần thông giả, tay cầm Nhật Nguyệt, Lâm Không đứng vững, ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình cũng có thể làm được. Ngài đang nhìn cái này." Lâm Phong nói xong cũng tế ra Tuyệt Tiên kiếm. Cái kia Tuyệt Tiên kiếm trên không trung bay múa một vòng, sau đó vững vàng đứng bất động ở không trung. Diệp Phụ nhìn trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong nói ra, Vãn Bối còn có hắn rất nhiều thủ đoạn, liền xem như đến một chi phổ thông quân đội, Vãn Bối muốn đem diệt sát, cũng bất quá là vẫy tay một cái sự tình cái này cái này cái này lâm phong thuộc việt tiên kiếm hắn thành khẩn nói ra bá phụ vãn bối hướng ngài triển lãm những thứ này ngược lại cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì chỉ là vãn bối cũng không muốn bá phụ ngài đối với ta hoàn toàn không biết gì cả nhìn ta tựa như nhìn bí mật đoàn một dạng cứ như vậy ngài biết đối với ta càng thêm không yên lòng cũng sẽ đối tử thanh càng thêm lo lắng vãn bối đối tử thanh xuất phát từ chân tâm cũng tuyệt không dám có bất kỳ ép buộc mà đối đãi nàng vãn bối cùng tử thanh cũng không phải là một cái thế giới người nàng ở cùng với ta đều cũng có là vô tận chờ đợi đối với tử thanh rất không công bằng vãn bối đã từng nghĩ tới muốn cùng tử thanh tách ra nhưng là nàng rất kiên trì ta một mực kéo lấy tử thanh nhưng lại không đến theo các ngài một cái công đạo cái này đối tử thanh đối với ngài nhóm hiển nhiên đều rất không công bằng tử thanh tử thanh biết ngươi diệp phụ lắp bắp nói ra lâm phong nói ra ta cùng tử thanh kết bạn tại nghịch cảnh thời điểm, năm đó. Hắn lập tức liền đem chính mình cùng Diệp tử thanh nhận biết một năm một mười nói ra. Lúc này, Diệp mẫu cùng Diệp tử thanh cũng đều ở một bên lặng lẽ nghe. Lâm Phong không dám có nửa phần thêm mắm thêm muối, hắn nói Diệp tử thanh bọn họ tao ngộ bầy sói, hắn nói Diệp tử thanh không giống bình thường. Hắn cuối cùng nhịn không được xuất thủ cứu giúp, về sau, hắn mấy lần cứu giúp Diệp tử thanh, mà Diệp tử thanh thân thể chúng cổ độc, Lâm Phong giúp Diệp Tử Thanh hút ra cổ độc. Không muốn chính hắn lại là chúng cổ độc. Về sau, Diệp Tử Thanh xả thân cứu giúp, bị nhốt thánh nữ động. Lâm Phong vì cứu Diệp Tử Thanh ra ngoài, giả ý để Diệp Tử Sảnh làm hắn nữ nhân. Hai người âm dương giao dung, sau cùng đem cái kia cổ vương dẫn tới Lâm Phong trên thân. Mà Diệp Tử Thanh đạt được tự do chi thân. Lại càng về sau, Lâm Phong luyện hóa cổ vương, trở thành miêu cương cổ vương. Vân vân. Lâm Phong giảng chính mình thân thế, giảng hắn hết thảy. Diệp phụ cùng Diệp mẫu đều nghe rất nghiêm túc. Lâm Phong kinh lịch, tựa như là một cái truyền kỳ cố sự. Nói ra, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi, nhưng là Lâm Phong triển hiện ra bản sự, cũng để bọn hắn không thể không tin. Trên thực tế, Lâm Phong không quá ưa thích cùng người giảng những vật này. Hắn không muốn giảng chính mình thân thế cùng mềm yếu. Nhưng là Diệp Tử Thanh phụ mẫu, hắn không thể không giảng sau cùng lâm phong nói ra thật xin lỗi bá phụ bá mẫu những vật này vốn là có thể không nói nhưng ta không biết nên vung một cái dạng gì láo đến để cho các ngươi an tâm ngẫm lại đại khái vẫn là ăn ngay nói thật tốt nhất nếu như tử thanh muốn đi tìm mặt khác phu quân ta tuyệt sẽ không trách nàng ta hội chúc phúc nàng ta cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc mỹ mãn không diệp tử thanh hiện ra nước mắt lao ra nàng nói ra đời ta trừ lâm phong ca ca người khác ta người nào đều không muốn. Diệp phụ cùng Diệp mẫu nhìn nhau, hôm nay tiếp xúc hết thảy, quá mức rung động. Hai người thế mà không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ tâm cũng loạn thành một bầy đai rối. Lâm Phong hơi hơi thở dài một hơi, hắn đứng dậy nói ra, thật xin lỗi, bá phụ, bá mẫu. Có nhiều quấy giày, vãn bối liền đi trước. Diệp tử thanh giữ chặt Lâm Phong tay áo, nhịn không được nói ra, Lâm Phong ca ca, người không muốn đi có được hay không? diệp phụ cũng rốt cục mở miệng nói ra như thế nào đi nữa, cũng muốn cơm nước xong xuôi lại đi mà diệp mẫu phụ họa nói ra đúng vậy a à, đúng a à. lâm phong nào nào hắn gặp hai người mở miệng liền cũng liền không tốt kiên trì rời đi sau khi ăn cơm xong lâm phong cáo từ diệp tử thanh đưa lâm phong ra ngoài thật xin lỗi tiểu nha đầu lâm phong nói ra ta muốn rất nhiều Ta cảm thấy bá phụ bá mẫu cần phải có cái này hiểu rõ tình hình quyền. Có lúc suy đoán ngược lại càng thêm đáng sợ." Diệp Tử Thanh nói ra, "Ta biết chính ta, cũng biết ta đang làm cái gì. Mặc kệ cha mẹ ta sẽ như thế nào tới yêu cầu ta, nhưng đời ta thì nhận chuẩn Lâm Phong ca ca ngươi. Ta cái mạng này vốn là kiếm về, hiện tại ta có thể sống một ngày, liền cũng chính là kiếm lời một ngày." "Mạng sống con người rất ngắn." Lâm Phong nói ra, "Mạng ngươi hết thảy mới bao nhiêu năm?" mỗi một ngày ngươi cũng cần phải chân quý sống. Mà đem dạng này chân quý tuổi tác lấy ra vô tận chờ đợi, cái này đối với ngươi mà nói, quá không công bằng. Có công bằng hay không, có đau hay không khổ, hạnh không hạnh phúc. Diệp Tử Thanh nói ra, đây là như người uống nước, ấm lạnh từ biết sự tình. Chẳng lẽ ta đi tìm người khác, không coi là sống uổng tuổi tác sao? Lâm Phong ca ca, ta chưa từng có dao động qua cùng với ngươi quyết tâm. Nhưng ngươi lại luôn đem ta hướng ra phía ngoài đẩy, người có nghĩ qua ta cảm thụ sao? Lâm Phong ngơ ngẩn. Diệp Tử Thanh nói ra, ta không hối hận, vĩnh không hối hận. Lâm Phong đem Diệp Tử Thanh ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn, là trong nội tâm nàng cái thế anh hùng. Nàng như là đã kiến thức đến hắn quang mang, lại làm sao có thể lại đi chịu đựng hắn nam tử ánh sáng đom đóm đây. Lâm Phong sau cùng rời đi Diệp Tử Thanh, tiến đến cùng Lam Tử Y tụ hợp. Hắn cưỡi gió bay đi, nhảy lên ở giữa cũng là hơn trăm dặm đường. Diệp Tử Thanh cũng về đến nhà, nàng không biết phụ mẫu hội cùng với nàng nói cái gì. Nhưng mà kệ như thế nào, nàng đều làm tốt nghênh đón báo tác chuẩn bị. Diệp Tử Thanh đi vào trong nhà, vừa vào trong nhà, nàng liền cảm nhận được một loại nói không nên lời ngưng trọng bầu không khí. Diệp Tử Thanh đi vào trước mặt cha mẹ, nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Cha mẹ, ta không biết các người muốn nói gì." Nhưng không quản các người nói cái gì, trong nội tâm của ta đã làm tốt quyết định. Thật xin lỗi, xin tha thứ nữ nhi bất hiếu." Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu nhìn nhau, sau đó, Diệp Phụ nói ra, "Hôm nay chuyện này, ta và mẹ của ngươi xem như hoàn toàn biết chân tướng. Theo lý tính tới giảng, ta và mẹ của ngươi không tán thành ngươi cùng Tiểu La cùng một chỗ. Khác biệt hai thế giới, không là hoàn toàn dựa vào ái tình cùng cảm động liền có thể dung hợp. Nhân sinh đường rất dài rất dài, nhưng là chính ngươi đường cuối cùng là phải chính ngươi đến đi. Ngươi có người ý nghĩ, cha mẹ cũng cưỡng cầu không ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta và mẹ của ngươi đều tôn trọng ngươi lựa chọn. Diệp tử thanh ngốc ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới, phụ mẫu thế mà cứ như vậy thỏa hiệp. Cha, mẹ, trong chấp nhóm này, Diệp tử thanh có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng sau cùng lại chẳng hề nói một câu đi ra. Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn rất nhanh liền tìm tới địa tàng Vương Bồ Tát, Lam tử y mở miệng muốn nhờ, mà lại việc quan hệ la quân sinh tử. Cho nên địa tàng vương Bồ Tát cũng không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp thì cùng Lam Tử Y tụ hợp. Đồng thời, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có địa tàng vương Bồ Tát tụ hợp Tần Lâm, Lâm Phong. Như thế về sau, chỉ đội ngũ này cũng coi như chỉnh tề. Tuy nhiên Lam Tử Y ba người này đều cảm thấy Lâm Phong cùng Tần Lâm theo cùng một chỗ có chút dư thừa, nhưng là đã tinh chủ an bài như vậy, cũng có thể đưa đến tác dụng gì chứ, ba vị lão đại đối lâm phong cùng tần lâm đó là không để lại dấu vết khinh bỉ a nhưng là lâm phong cùng tần lâm tuy nhiên có thể cảm nhận được loại này khinh bỉ có thể hai người này nhưng cũng là không có một điểm tính khí a không có cách người nào làm cho đối phương là như thế hung hãn đây mà liền tại mọi người tề tụ về sau chuẩn bị đi hướng tây phương vương giới thời điểm đúng lúc này xa như vậy chỗ bỗng nhiên truyền đến thần long tiếng gầm ngay sau đó một đầu liệt diễm thần long xuất hiện, cái này liệt diễm thần long dài đến ngàn trượng, trong nháy mắt đem tối tăm bầu trời chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa, toàn thân nó liệt diễm cuồn cuộn, để phương viên 300 dặm đều trở nên nóng rực vô cùng. Còn tốt, cái địa phương này so sánh hoang vắng, cho nên cũng mới không có tạo thành người nào viên thương tổn. Lâm Phong cùng Tần Lâm không khỏi sắc mặt trắng bệch, bọn họ chỗ đó hội không biết đầu này thần long a. À con hàng này không phải liền là lúc trước đem bọn hắn vây ở mãng hoang cảnh bên trong con rồng kia vương sao đồng thời bọn họ cũng biết đầu này long vương chính là tam đệ la quân sáng tạo ra tới lam tử y cùng địa tàng vương bồ tát cũng nhận ra cái này long vương bởi vì ban đầu ở đại khang hoàng thành ứng đối trần thiên nhai một nhóm người lúc cái này long vương cũng tham chiến ngược lại là minh nguyệt tiên tôn cũng không nhận ra người đến không là người khác lại chính là tiểu long cái kia linh tuệ hòa thượng tại lam tử y trên đầu vai đứng thẳng, hắn líu lưỡi nói ra, wow, con rồng này giống như không phải thái cổ thiên long a. À. Làm sao khí tức so cái kia thái cổ thiên long còn cường hãn hơn, đó là cái cái gì chủng loại. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi hưng phấn, nói ra, ta chưa thiên vạn long luyện giới thuật, đang cần một đầu thần long tổng cương. Đầu này thần long, ta nhìn rất không tệ, thân thể nó bên trong ẩn chứa năng lượng, không thể tưởng tượng. Ta được đưa nó cho thu luyện vào đến ta chư thiên vạn long luyện giới thuật bên trong địa tàng vương bồ tát đang muốn mở miệng làm tử y lại là vội ho một tiếng ngăn cản địa tàng vương bồ tát nàng nói với minh nguyệt tiên tôn trăng sáng a à, đầu này thần long không thể coi thường a à, ta nhìn ngươi vẫn là đừng nhúc nhích nó đầu óc không phải vậy nó đưa ngươi cho thương tổn cái kia mặt mũi ngươi phía trên cũng khó nhìn a à. ngươi nói đùa cái gì minh nguyệt tiên tôn nhất thời chẳng thèm mó tới nói ra ta thống lĩnh vạn long đầu này tiểu trùng tử còn có thể thương tổn được ta, ngươi cũng quá xem thường ta. Lam Tử Y che miệng cười khẽ, Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức liền xuất thủ, nàng trong mi tâm nhất thời bắn ra vô cùng kim quang, kim quang kia trên không trung hình thành thiên long lĩnh vực. trong lúc nhất thời, vạn con thiên long gào thét, luyện long chi tay vồ bắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướn lên, trong tay kết pháp ấn. sau đó, tại cái kia không trung đột nhiên thì hình thành một cái to lớn. Quanh thân hiện ra kim sắc long lân cự trảo. Cái này cự trảo giống như theo trong bầu trời xuất hiện, trực tiếp liền đem tiểu long toàn bộ thân thể bao phủ lại. Tiểu long thân thể dài đến ngàn trượng, to lớn vô cùng, trên không trung uốn lượn như kim sắc ngọc long sơn mạch. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là một trảo, liền đem nó toàn thân cao thấp bao phủ lại. Vô cùng long uy trấn áp xuống, cái kia luyện long chi tay giống như ức vạn quân chi trọng. Vô cùng thiên long pháp tác ở chính giữa bạo phát dạng này quy tắc phía dưới, bất luận cái gì long tộc đều muốn thần phục. Tiểu long sướng sờ sướng sờ, sau đó cũng liền giận. Nó nổi giận cuồng hống một tiếng, tiếp lấy ngửa mặt lên trời phun ra nó tuyệt chiêu, lôi điện thần hỏa trụ. Tiểu long thân thể cũng là liệt diễm tạo thành, nó hấp thu hỏa sát chi tinh, luyện thì liệt diễm chân kinh, lại hấp thu động thiên thần quang. Lần này phun phun ra, tuyệt đối mạnh mẽ hỏa sát lực lượng đốt cháy hết thảy quy tắc. Cái này là tuyệt đối lực lượng ta thiên, cái này tiểu trùng tử vẫn còn có chút hung ha. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là sướng sờ sướng sờ. Nàng luyện Long Chi trong tay, lập tức phân vụ lượn lờ, kim quang lấp lóe, Vô cùng kim sắc phân tử bạo phá, phân giải, sau đó lại tổ thành quy tắc phá giải lôi điện thần hỏa chảm. Minh Nguyệt Tiên Tôn một mặt phá giải, nhưng tiểu Long lôi điện thần hỏa chảm lại tựa hồ như vô cùng vô tận, càng chảm càng mạnh mẽ. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Thế mà bắt không được một đầu tiểu trùng tử, Minh Nguyệt Tiên Tôn rất cảm thấy mất mặt, nàng lệ hống một tiếng, quát nói, phá. Luyện Long chi tay oanh một tiếng áp xuống tới, liền trực tiếp đem cái kia lôi điện thần hỏa chảm phá thành phấn vụn, đồng thời đem tiểu Long chết ép trên mặt đất. Mặt đất kia phía trên lập tức bị hòa tan thành dịch thể, phương viên chăm dặm mặt đất, toàn bộ trở nên nóng hổi vô cùng. Tiểu Long liều mạng rằng co, nhưng là bất kể nó làm sao dễ dụa, đều thoát khỏi không luyện long chi tay khống chế. Thu nhỏ, Minh Nguyệt Tiên tôn tiện tay ngón tay liền kết pháp ấn. Một giây sau, xâm nghiêm quy tắc buông xuống, tiểu long thân thể cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng theo một đầu tiểu xà một dạng, bị Minh Nguyệt Tiên tôn nắm ở trong tay. Người cái này tiểu trùng tử, vẫn rất hung hãn. Minh Nguyệt Tiên tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, ta liền đem ngươi luyện vào đến ta chư thiên vạn long luyện giới thuật bên trong tin tưởng có ngươi ta cái này chưa thiên vạn long luyện giới thuật làm uy lực tăng gấp bội ta dựa vào người cho thối nữ nhân bất nam bất nữ tranh thủ thời gian buông ra lão tử tiểu long cái kia giận a à. lại dám mắng ta minh nguyệt tiên tôn nói ra được rồi được rồi trăng sáng mau thả nó nó là la quân luyện chế một đầu nguyên thần là bằng hữu của chúng ta lam tử y nói gấp minh nguyệt tiên tôn nhất thời có chút mắt trợn tròn không nói sớm hải ta bạch hoan vui một trận lam tử y nói ra trăng sáng ta cho người biết người căn bản không có khả năng luyện hóa nó tuy nhiên người có thể áp chế nó nhưng người luyện hóa không nó một khi người đưa nó đặt vào đến người thiên long trong lĩnh vực làm không tốt về sau người thiên long lĩnh vực đều bị nó cho người thôn phệ đến lúc đó người thì khóc đi minh nguyệt tiên tôn cũng là kiến thức bất phàm người nàng lập tức cũng liền phát giác tiểu long chỗ đặc thù đương nhiên coi như tiểu long không có có chỗ đặc thù, minh nguyệt tiên tôn lúc này cũng không có khả năng thật luyện hóa nó. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm mà. Sau đó, minh nguyệt tiên tôn thả tiểu long. Tiểu long thân thể lập tức phồng lớn đến khoảng 3 trượt, toàn thân vảy màu vàng kim, cái này kim lân chính là long văn thép chế tạo. Trên người nó năng lượng cũng liền đều nội liếm đi vào. Tiểu long phiền muộn vô cùng, nhưng là nó tuy nhiên phách lối, có thể lập tức cũng liền phát hiện hôm nay trường hợp này bên trong chính mình trừ có thể khi dễ khi dễ tần lâm cùng lâm phong cái này hắn ba vị tại trước mặt bọn hắn nó vẫn thật là chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế ngươi làm sao tìm được đến lam tử y hỏi tiểu long tiểu long lại hỏi lam tử y nói ra cha ta đâu minh nguyệt tiên tôn nói ra thì là quân cái kia tiểu hậu sinh không quan trọng bản sự có thể tạo ra như vậy một đầu nguyên thần đến. Không thể nào. Lam Tử Y Bạch Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút, nói ra, hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, về sau ngươi liền có thể kiến thức đến. Nàng đón đến, nói ra, vâng, ngươi là La Quân sáng tạo nguyên thần, chính là theo La Quân tế bảo não bên trong tháo rời ra. Ngươi cảm giác được hắn sinh cơ xa vời, cho nên liền đến, đúng hay không? Không sai, Tiểu Long lo lắng hỏi, hắn làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lam Tử Y nói ra, hắn sau đó, Lam Tử Y liền đem La Quân Tao Ngộ nói ra. Tiểu Long nhất thời vô cùng phẫn nộ, ngươi cũng không cần muốn muốn đi tìm Trần Thiên Nhai báo thù, ngươi liên minh nguyệt đều đánh không lại, không nói đến Ma đế Trần Thiên Nhai. Lam Tử Y nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời có chút không phục, nói ra, Lam Tử Y, lời này của ngươi nói. Kia cái gì Ma đế cũng bất quá là mới lạ chi thanh tú, chẳng lẽ ta còn đừng sợ hắn? Lam Tử Y nói ra ta đều bắt không được hắn, ngươi cảm thấy ngươi so với ta mạnh. Minh Nguyệt Tiên tôn nhất thời hụt hơi. Lam Tử Y theo sau tiếp tục nói, hiện tại khẩn yếu nhất cũng là tiến về phía tây vương giới, đem rất vương quan phía trên trường sinh quả lấy xuống. đây mới là giải cứu là quân biện pháp duy nhất. tại vân vụ lượn lờ bên trong, một tòa thần sơn đứng vững vân tiêu. ngọn thần sơn kia sắt cũng không phải sắt, nhưng lại một mảnh đen kịt. loại này chất liệu vô cùng kỳ lạ chính là đao phách diều đục, cũng không thể thương tổn mảy may. Mà lại, loại này thần sơn còn có một loại đặc chất, cái kia chính là đại thần thông giả tranh đấu hung mãnh lúc, ngọn thần sơn này có thể hấp thu tranh đấu người còn sót lại khí thức cùng lực lượng. Ngọn thần sơn này chính là là phàm nhân chỉ có thể nhìn lên tồn tại, đã từng cũng có phàm nhân ý đổ leo, nhưng đều ngã chết ngay tại chỗ. Nghe đồn rằng, này trên ngọn thần sơn ở thần vương rớt, trụ tư thống lĩnh chúng thần, uy nghi khắp nơi ngọn thần sơn này chính là Olympia. Giờ phút này, đứng vững tại trong mây xanh trên đỉnh núi, có to lớn màu trắng cung điện cùng vân vụ lẫn nhau quanh quần. Cung điện kia không ngừng một tòa, lại là hết thảy có 12 tòa. Bên trong chủ điện chính là thần vương rất chỗ ở thần điện. Trong thần điện, kim bích huy hoàng. Đại điện mặt đất, như kim sắc tấm gương, đại điện bên trong, hết thảy có 12 cây kim sắc cây cột, trên cây cột có khắc chúng thần phù điêu, Tại đại điện trên cùng, một nữ tử ngồi ở kia thần vương trên bảo tọa. Nữ tử mái tóc dài màu vàng óng, tóc dài tới eo, nàng dáng người tính có cực cảm giác, người mặc quần dài màu lam, nhưng nửa bên trắng như tuyết vai lại lộ ở bên ngoài. Nữ tử này chính là Thiên hậu Hera. Lúc này, một người mặc áo giáp màu vàng óng, một đầu tóc vàng, anh tuấn vô cùng cường tráng thanh niên đi tới. Thanh niên tóc vàng hai con ngươi như sáng chói chấm nhỏ, hắn đi tới chỗ nào? tựa hồ thì cho người ta mang đến hy vọng cùng quang huy. Thiên hậu, thanh niên tóc vàng đứng tại trong đại điện ở giữa, một tay ôm ngực, hơi hơi thi lễ, hô. Hera đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng nhìn về phía thanh niên tóc vàng, nói ra, Apollo, người đột nhiên đi vào thần sơn, là có chuyện gì không? Thanh niên này, chính là quang minh chi thần Apollo. Apollo ngắm nhìn bốn phía liếc một chút, có chút kỳ quái nói ra, thiên hậu, ta muốn gặp phụ thần. Hera nói ra, phụ thần ra ngoài, không biết đến đó. Cha người thần bản tính người cũng biết, hắn thích nhất hóa thành phàm nhân, cùng những người phàm tục kia nói một trận không tệ yêu đương, sau đó sinh một chút bán nhân bán thần hài tử. Chúng ta Olympia trang nghiêm thần thánh huyết mạch cũng là bị cha người thần dạng này phá hư. Apollo không khỏi nhíu mày, hắn đương nhiên biết phụ thần thật là như Hera nói, hắn cũng rất là chán ghét phụ thần cùng những nhân gian đó nữ tử sinh hạ một chút bán nhân bán thần huynh đệ, thiên hậu, ta lần này đến, là có chuyện quan trọng tìm phụ thần. Hera nói ra, ngươi có chuyện gì, có thể trước nói với ta. Nếu như ta nhìn thấy ngươi phụ thần, ta nhất định sẽ chuyển cáo hắn. Apollo, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Apollo nói ra, ta tự nhiên tin tưởng thiên hậu, chỉ là sự tình khẩn cấp. Bởi vì ta gần nhất tại quan trắc tinh tưởng khí vận bên trong, phát hiện có phía Đông thần linh muốn xâm nhập chúng ta phía Tây. Bọn họ mưu đồ tựa hồ là nhằm vào phụ thần mà đến phía đông thần, Hera nói ra, phía đông hệ thống to lớn mà hỗn loạn, không giống chúng ta tiến hành đại nhất thống. Bọn họ bên kia, có thể có lợi hại gì thần? Apollo nói ra, đại địa chi mẫu Gaia đều từng đã thông báo chúng ta, tuyệt đối không nên đi gây phía đông. Cho nên, đối với phía đông thần, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Hera nói ra, người nói có đạo lý, nhưng là bây giờ, ta xác thực không biết cha người thần đi nơi nào. Hắn muốn đi đâu, là không biết hướng ta bàn giao. Cho nên chuyện này cũng còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Apollo nhíu mày, theo rồi nói ra, đã như vậy, vậy ta thì cáo lui. Hắn nói xong hơi hơi thi lễ, không sai sau xoay người rời đi. Apollo có vẻ hơi vô lễ, nhưng Hera cũng là không thể làm gì. Nàng mặc dù là cao cao tại thượng thiên hậu, nhưng là Apollo cũng là cường đại tồn tại. Hắn là quang minh chi thần, sau lưng còn có quang minh thần điện, dưới trướng có vô số cường giả, liền xem như thần vương rất, cũng không thể đối Apollo tùy ý quát lớn. Apollo sau khi đi, Hera lâm vào trầm tư. Apollo không chỉ là quang minh chi thần, hắn tiên đoán cũng cực chuẩn xác. Đã hắn nói có phía đông thần muốn đi qua, đây đại khái là sẽ không sai. Hera không khỏi có chút oán trách, bởi vì cái này thần vương rất, thật là nhàn hạ quá lâu, vượt qua càng hoang đường. Rất ở nhân gian lưu lại loại không biết có bao nhiêu cái này thần sơn bên trên, bao nhiêu nữ nhân đều cùng hắn có liên quan. Thế nhưng là, hắn tựa hồ cũng là đối với nữ nhân mãi mãi cũng chơi không ngán. Hera không biết nên đi chỗ nào tìm rớt. Có thể hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, bên người nàng đột nhiên xuất hiện từng tầng từng tầng kỳ diệu ánh sáng. Sau đó, thần vương rất liền thì xuất hiện, thần vương rất người mặc tử sắc áo choàng đầu đội kim sắc vương quan. Hắn xem ra cũng là theo thô cuồng hán tử dâu quai nón tròm dâu. Rất ôm Hera mềm mại vòng eo, sau đó tại nàng trắng như tuyết trên cổ dùng lực khẽ ngửi, nói ra, Hera, ta vừa mới nghe được ngươi tại nhắc tới ta, là muốn ta sao? Hera đẩy ra rớt, lạnh lùng nói ra, người còn biết trở về. Rớt cười ha ha một tiếng, nói ra, Hera, ta lần này đi nhân gian, cố ý cho người tuyển một kiện lễ vật. Người nhìn bộ này crystal váy bao nhiêu xinh đẹp. Hắn vung tay lên, hư không bên trong lập tức thì xuất hiện một bộ treo đầy crystal váy dài cái này váy lộng lẫy tinh mỹ tới cực điểm hera không khỏi ngẩn ngơ sau đó trong đôi mắt đẹp tách ra ánh sáng tới thật xinh đẹp hera nhịn không được nói ra rất nói ra thích không hera vốn là đang muốn gật đầu nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng nói ra ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi rất nói ra được rồi hera tới tới tới, người nhanh thay đổi. Cái này nhất định sẽ rất xinh đẹp, cái này váy, ta tìm thật lâu. Sau cùng rốt cuộc tìm được, ta cảm thấy dưới gầm trời này, chỉ có người mặc vào bộ này váy, mới có thể thể hiện ra bộ này váy mỹ lệ. Cũng chỉ có bộ này váy, mới có thể đem người mỹ lệ tôn lên hoàn mỹ. Hera cuối cùng vẫn là tâm động. Nàng thân thể chuyển một cái, đón lấy, cái kia crystal váy thì ở trên người nàng. Thế nào, Hera tại rất trước mặt chuyển một vòng tròn, sau đó hỏi: "Thật sự là thật xinh đẹp, Hera, ta hoàn toàn bị ngươi mê đảo." Rất không có không keo kiệt ca ngợi, sau đó, hắn tiến lên ôm Hera, hướng Hera dâng lên nồng đậm hôn nồng nhiệt. Hera lập tức liền mất phương hướng tại rất trong khi hôn hít. Chỉ gặp rất đột nhiên vung tay lên, lập tức mở ra một nói cửa lớn màu vàng óng. Hắn mang theo Hera vượt qua cửa lớn màu vàng óng, sau đó liền đến trong phòng ngủ rớt đem hera đẩy đến trên giường sau đó hera tất cả oán trách còn có hết thảy bất mãn đều hòa tan tại rớt cường tráng trong ôn nhu thủy triều mãnh liệt nhưng lại rất nhanh rút đi hera ôn nhu như thủy co quắp tại rớt trong ngực nàng cảm thấy thỏa mãn vô cùng sau một hồi khá lâu hera mới lên tiếng đúng vừa mới apollo tới tìm ngươi rớt nao nao nói ra há hắn tìm ta làm cái gì hera nói ra apollo nói có phía đông thần muốn tới chúng ta phía tây tới. Bọn họ tựa hồ là đối người có ý đồ. Đối với ta có ý đồ. Rất cười lạnh, nói ra, ta chính là chúng thần chi vương, bọn họ dám đối với ta có ý đồ, là sống không kiên nhẫn sao. Hera nói ra, nhưng người vẫn là đến cẩn thận nhiều, đối phương đã dám đến, còn dám đối người có chỗ mưu đồ, đó nhất định là có chút bản sự. Rất gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực, lam tử y một đoàn người xé rách không gian thuận lợi đến phía tây vương giới bên trong bọn họ rất thuận lợi đáp xuống một cái phồn hoa thành trì bên trong bất quá vì che người tai mắt bọn họ là tuyển tại một rừng cây nhỏ bên trong khí trời rất sáng sủa lam tử y cảm giác được nơi này thời gian điểm cùng thế giới bao la thời gian điểm là một dạng nói cách khác cái thế giới này là chân thật tồn tại khi thời gian điểm là vặn vẹo vậy đã nói rõ cái thế giới này bất quá là thiên đạo một cái trí nhớ chứa đựng điểm. Tựa như là mọi người xem tivi dùng băng ghi hình quay xuống một dạng. Nhưng là lúc này, nơi này thời gian tuy nhiên cùng thế giới bao la một dạng. Nhưng nơi này kiến trúc vẫn là tràn ngập hy lạp cổ lúc phong cách. Các loại kiến trúc, phần lớn là dùng thạch đầu đắp lên. Thị tập trên người nhóm phần lớn đều là xuyên hở ngực lộ vú, có loại Alibaba và 40 tên cướp loại kia phong cách. Thần không biến mất, văn minh thì không tiến bộ tần lâm nhịn không được nói ra lam tử y nói ra đây là người làm olympia chúng thần hạn chế nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật để bọn hắn thí nghiệm không cách nào thành công sau đó văn minh vẫn dừng lại tại nguyên chỗ minh nguyệt tiên tôn nói ra ta cảm nhận được cái này phía tây vương giới bên trong địa vực rộng rộng rãi không thua thiên châu a bọn họ là làm sao làm được lam tử y nói ra đem Olympia cùng tòa kia Hy Lạp thành trì trực tiếp chuyển tới, mặt khác khai mở không gian, một lần nữa làm cho nhân loại gây giống. Thời gian dài như vậy bên trong, lần nữa phát triển lớn mạnh, cũng không phải là không được. Đây là đem phía Tây Vương giới cùng phía Đông hoàn toàn ngăn cách mở. Kể từ đó, cũng mới có thể bảo trì chúng thần tuyệt đối quyền uy tín. Đại khái bọn họ là tiên đoán được tương lai phía Đông sẽ cùng phía Tây dung hợp. Nếu như bọn hắn muốn một mực lâu dài thống trị đi xuống, chỉ có làm như thế mới là lớn nhất nhanh gọn. đây là không cho phàm nhân mở dân trí a, à. cái gọi là thần cũng bất quá là tự tư quỷ mà thôi. tần lâm nói ra, thần cũng là người, là người đều tự tư. minh nguyệt tiên tôn lông mày nhướn lên nói ra, tiểu long thì nói ra, không như bây giờ chúng ta trực tiếp giết đến tận olympia đem rất cho bắt, sau đó cứu sống cha ta. nó ngược lại là trực tiếp làm, làm tử y trợn mắt chừng một cái nói ra tiểu long người bản sự không lớn gia châu ngược lại là thổi rất lớn a à. olympia chúng thần tướng thành trì đều cho chuyển trở tới đây bọn họ tự mình khai sáng không gian chẳng khác gì là sáng thế thần đồng dạng tồn tại thì chúng ta mấy người này người thì dám nói muốn giết đến tận olympia tiểu long nhất thời nghẹn lời minh nguyệt tiên tôn nói ra cứng rắn không được xem ra cũng chỉ có dùng trí địa tàng vương bồ tát ở một bên vẫn luôn không nói một lời Lam tử y hỏi Địa Tạng Vương, nói ra, đại sư có thể có biện pháp gì tốt sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, Bần tăng đến đây, hết thảy mặc cho chư vị phân phó chính là. Lam tử y liền biết Địa Tạng Vương lại là câu trả lời này. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng cảm thấy, chúng ta phải trước tiên tìm một nơi giàn xếp lại, đem hết thảy dò nghe, thực lực đo đạc rõ ràng về sau, sau đó lại làm hành động. Lam tử y nói ra, cũng tốt nàng đón đến nói ra cũng không biết nơi này tiền tệ là cái gì ta chuẩn chuẩn bị một chút hoàng kim hẳn là thông dụng đi thôi sau đó một đoàn người thì ra rừng cây nhỏ chúng ta bộ dáng này tựa hồ theo người ở đây so ra xem như ăn mặc quái dị minh nguyệt tiên tôn nói ra xem ra chúng ta còn phải trước thay cái trang phục mới được lâm phong nói ra cần gì phiền toái như vậy ta chỗ này có phòng bị tu di mọi người trước hết vào ở phòng bị tu di bên trong quá nhiều người, có chút rêu rao. Lam tử y nói ra, phòng bị tu di cũng không cần, ta trên tay có một món pháp bảo, gọi là đa bảo kim tháp, bên trong có thật nhiều gian phòng. Các ngươi trước tiến đến ở đi, ta đi đem bọn ngươi y phục chờ một chút hết thảy làm tốt. Các loại ở trọ về sau, chúng ta sẽ chậm chậm thương lượng. Lam tử y đề nghị đến đến mọi người đồng ý. Sau đó Lam tử y thì dùng đa bảo kim tháp đem mọi người đặt vào. Sau đó, Lam Tử Y đi trước phụ cận trong thương hội đổi nơi này thông dụng tiền. Nơi này thông dụng tiền là kim tệ, ngân tệ, cùng đồng tệ. Sau đó, Lam Tử Y đi mua không ít hy phục. Nơi này lời nói có hy lạp ngữ, cũng có tiếng Anh. Còn may là Lam Tử Y tiếng Anh cũng rất tốt, cho nên bắt đầu giao lưu, cũng không có cái gì quá lớn khó khăn. Lam Tử Y sau đó đi qua một phen giải, dần dần đối phía Tây Vương giới có đại khái đại khái. Cái này phía Tây Vương giới bên trong, hết thảy có tứ đại châu tứ đại châu cũng nhưng nói là tứ đại hải dương đem cái này phía tây vương giới làm bốn cái bản khối trước mắt mọi người vị trí tại bản khối là đông olympia châu tại đông olympia châu bên trong lấy olympia thần sơn vì dân chúng tối cao tín ngưỡng cái này phía tây vương giới bên trong nhân khẩu hết thảy ước chừng có ba tỷ phân biệt là đông olympia châu tây ba tắc châu bắc athena châu nam minh vương châu tên như ý nghĩa, tại phía đông Olympia Châu bên trong, là lấy thần vương rất cầm đầu. Tại phía tây, chính là lấy hải thần Poseidon cầm đầu. Phía bắc là Athena, phía nam là minh vương Hades. Mà tại Olympia phía trên, hết thảy có 12 chủ điện, 12 chủ điện là thập nhị chủ thần cung điện. Nhưng trừ thần vương rất, thiên hậu Hera, còn lại thần cơ vốn đều không ở tại 12 trong chủ điện. Hàng năm đồng chí ngày, liền sẽ có chúng thần chi hội. Lúc này, Tất cả thần đều sẽ tới đến Olympia vào chiều bái rớt. Tại phía tây vương giới bên trong, có khác biệt màu da loài người. Cũng có châu Á người tồn tại, giống Lam Tử Y các nàng cái này một loại người da vàng, ở chỗ này được xưng là Á Thái người. Á Thái người tại phía tây vương giới bên trong địa vị cũng không cao, nhưng đối với Lam Tử Y các nàng có một chỗ tốt, cái kia chính là các nàng sau khi đi ra, không sẽ có vẻ quá trói mắt. Ta tra một chút, tại lữ điếm trong phòng. Lam Tử Y chính mình cũng tiến vào đa bảo kim trong tháp. Nàng theo mọi người thương lượng, theo rồi nói ra, ta tra được, tại Olympia phía trên, chiến thần Ares, hỏa thần Hephaestus đều là trung tâm ủng hộ thần vương rất. Hai người này chính là rất cùng thiên hậu Hera Nhi Tử. Tại Olympia phía trên, còn có 36 tinh túc thần quan, thần tướng 30.000, ngoài ra còn có Olympia thiên sát trận pháp bảo vệ. Thần vương rất vì thân còn tại vương quan nội luyện tạo không gian, mang theo 16 tên luyện thần tử sĩ. Mỗi một tên luyện thần tử sĩ đều là cực nhân vật cường hãn. Thì lại càng không cần phải nói, rất sau lưng còn có một cái thần điện trưởng lão hội, trong trưởng lão hội cũng có rất nhiều cao thủ. Lại có một cái viên chắc kỵ sĩ đoàn, cũng đều là cao thủ. Cho nên, chúng ta muốn xông vào Olympia, trên cơ bản là không có cái này có lẽ. Tuyệt đối là đã đi là không thể trở về. Những thứ này đại khái đều là bí mật, làm tử y ngươi là làm sao cha được. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi kỳ quái. Làm tử y nói ra, ngược lại không phải là cái gì bí mật, Olympia luôn luôn đều tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền, cũng sẽ ở hàng năm đồng chí sẽ lên bày ra bắp thịt. Ta tại mua xong y phục trở về trên đường, phân biệt dùng siêu hồn thuật lục soát cha một chút người bình thường trí nhớ, bởi vậy đạt được những thứ này kết luận. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, như vậy nói cách khác, người những tài liệu này bên trong, có lẽ có Olympia khoác lác thành phần tồn tại. Làm Tử Y nói ra, xác thực, nhưng tổng không biết toàn bộ đều là khoác lác. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chúng ta một mực đều ở nơi này thảo luận, cũng là thảo luận không ra kết quả. Nếu không như vậy đi, chia ra hành động. Làm sao cái chia ra hành động pháp? Làm Tử Y nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta và ngươi đi Olympia chung quanh tìm kiếm một phen, muốn là đánh không lại, cũng có thể đi mà địa tàng vương Bồ Tát liền mang theo tần lâm, lâm phong ở chỗ này chờ đối đãi chúng ta, yên lặng nhìn biến. Lam tử y nói ra, cũng được. Đề nghị này đến đến mọi người tán thành. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam tử y liền thi triển đại na di thuật rời đi địa phương. Tại phía tây vương giới nội từ trường, phần tử, còn có khí đợi cùng Thiên Châu cũng không có cái gì quá khác nhiều. Bất quá nơi này không gian quy tắc, còn có các loại xâm nghiêm pháp tác bên trong đều có thần khí tức đây là tại Thiên Châu không sở hữu. Nơi này thần, là tuyệt đối trưởng khống giả. Tòa thành trì này gọi là Lucy Thành, một đường hướng đông mà đi, liền đến Olympia Thành. Tại Olympia Thành phía sau, cũng là đứng vững vân tiêu Olympia Thần Sơn. Lúc này đã là trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Cái kia quang minh chi thần Apollo lái hoàng kim chiến xa chính trên không trung tuần tra. Apollo hoàng kim chiến xa liệt diễm hừng hực, là thiên hư không mang đến ánh sáng cùng chính nghĩa. Hắn thủ hộ Olympia đồng thời, cũng tại thời khắc hướng mọi người biểu thị công khai lấy thần tồn tại. Đồng thời, Apollo cũng đang ngăn trở hết thảy ác ma tới gần Olympia. Lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn trong một sát na, liền dựa vào gần Olympia. Các nàng tại bốn phía trước là xa xa quan sát, hai người phân biệt cảm ứng Olympia tồn tại. Sau một lúc lâu, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, khó trách ngọn núi này muốn bị thần vương chuyển tới núi này chất liệu cực hiếm thấy một khối nhỏ núi đá đều có thể đem ra luyện chế pháp khí mà dạng này một cả tòa núi tạo thành olympia tiên sát trận pháp lực lượng kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng không nói trước rất lực lượng cùng thần điện lực lượng chỉ là rất dựa vào ngọn núi này lực lượng thì có thể đủ đưa người ta khốn ở chính giữa không cách nào tự kiềm chế lam tử y gật gật đầu nói ra xem ra chúng ta muốn làm sự tình rất khó ha à minh nguyệt tiên tôn nói ra nhắm chúng ta lửa ta đem ta minh nguyệt cung đệ tử toàn bộ điều động tới không tin thì bắt không được olympia lam tử y nói ra liều mạng lời nói rất có thể để thần vương điều động châu khác chủ thần đến đây tham chiến minh nguyệt cung bây giờ tuy nhiên cường đại nhưng còn chưa đủ lấy ứng phó phía tây chúng thần mà lại cũng sẽ mang cho ngươi đến cực lớn tổn thất thảm trọng nước cờ này đi không được minh nguyệt tiên tôn nói ta nói cách khác nói mà thôi quá nhiều người tới mục tiêu quá lớn. Tòa này trên bầu trời đều đã có thần quy tắc ở bên trong. Không hổ là thần vương khai sáng ra đến không gian, ta người đến đất khách tác chiến, không có bất kỳ cái gì thần toán. Cái gọi là thần quy tắc ở chính giữa, chính là tại bên trong vùng không gian này, nếu như nhục mạ thần, ngay lập tức sẽ bị lôi điện đánh chết. Nếu như thành kính tín ngưỡng, cũng sẽ bị thần nghe được, có lẽ thần liền sẽ thỏa mãn người nguyện vọng. Làm tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn những người này lúc nói chuyện, đều đã đem loại kia thần quy tắc phong tồn ở, cho nên bọn họ trò chuyện mới sẽ không bị thần nghe được. Và lại, nhân gian giới bên trong nhiều lời như vậy ngữ, tựa như là vô cùng tin tức chảy, cho nên thần cũng không có khả năng cái gì cũng nghe được. Nhưng giống như thế giới bao la bên trong mạng lưới quản lý một dạng, hội thiết chí một chút mẫn cảm tư. Tỷ như nhục mạ người lãnh đạo quốc gia chờ một chút, đều có thể sẽ bị để mắt tới. Xem ra, chúng ta muốn làm thành sự kiện này, phương pháp tốt nhất cũng là thừa dịp thần vương rất ra ngoài. Ta thăm dò được, cái này thần vương rất cực hoa tâm, thích nữ sắc, thường xuyên giả trang thành phàm nhân đi ra cùng Mỹ lệ nữ tử yêu đương. Làm tử y sau đó cười một tiếng, nói ra, Minh Nguyệt, người lớn lên cũng rất đẹp, ta nhìn nếu không ngươi đến sắc dụ thần vương đi. Minh Nguyệt tiên tôn nghe vậy nhất thời trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta sẽ chỉ sắc dụ nữ, nam vẫn là người tới đi. Làm tử y cười ha ha một tiếng, đúng lúc này cái kia không trung tuần tra quang minh chi thần apollo cùng chiến xa đột nhiên biến mất lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn trong lòng lập tức sinh ra một trận vi diệu cảm giác đến hai người lập tức minh bạch các nàng bị phát hiện nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi lam tử y nói ra minh nguyệt tiên tôn vật đầu hai người liền muốn thi triển đại na di thuật rời đi nhưng ngay lúc này hai người phát hiện bốn phía không gian quy tắc không ngừng biến hóa thần linh quy tắc, ý chí cấp tốc cường đại lên. Hai người thế mà căn bản thi triển không đại na di thuật. Nơi này cách thần sơn quá gần, không nên ở lâu, tốc chiến tốc thắng. Lam tử y nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, giống như con kiến đồ, vật, cũng dám đến cùng ta xuất thủ. Đúng lúc này, liệt diễm hừng ngực hoàng kim chiến xa từ không trung xé rách đi ra. Apollo điều khiển chiến xa, ngăn lại Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đường đi. Apollo nói là tiếng Anh, hắn mở miệng quát nói, các ngươi hai nữ tử này cũng không phải là thần linh, làm sao có thể đầy đủ hư không bay lượt, các ngươi là phương nào thần ma. Hắn chít chít hoa hoa nói cái gì đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên nghe không hiểu tiếng Anh, một mặt mộng so nhìn về phía Lam Tử Y. Lam Tử Y rất nghiêm túc nói ra, hắn nói người cái này tiểu nương tử ra mịn thịt mềm rất không tệ, để ngươi về nhà cho hắn làm ấm bản chân hoàn. Muốn chết a à? Minh Nguyệt Tiên Tôn giận tím mặt, nàng trong hai con người hẳn ý bắn ra tới. Luyện Long chi tay, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong cơn giận dữ vừa ra tay cũng là tuyệt sát chi chiêu. Ngày đó Long Lĩnh vực trong nháy mắt liền đem Apollo bao phủ lại. Sau đó to lớn Thiên Long cự chảo đem Apollo cùng chiến xa cùng nhau vồ lấy. Apollo cũng là mộng, không hiểu rõ vì cái gì nữ tử này không nói một lời liền muốn động lôi đình chi nộ nhưng là đồng thời, Apollo cũng ý thức được nữ tử này lợi hại. Hảo lợi hại quy tắc lực lượng, Apollo hoảng sợ bên trong, lập tức xuất thủ, hắn toàn thân cao thấp, kinh phong bạo liệt lên, đón lấy, Apollo thân thể chấn động. Hắn hoàng kim chariot of phai triệt để hóa thành một đoàn liệt diễm thần mang. Tựa như là toàn bộ mặt trời đều bị biến hóa ra, đốt cháy thiên địa hết thảy lực lượng và chạm hướng luyện long chi tay. Thiên long lĩnh vực tất cả quy tắc đều bị cái này liệt diễm thiêu. Đây là Apollo trung cực sát chiêu, tên là mặt trời kim luân. Cái này liệt diễm hoàng kim chiến xa vốn là hấp thu mặt trời lực lượng ngưng tụ mà thành, Apollo rất ít khi dùng đến mặt trời kim luân sát chiêu. Nhưng là minh nguyệt tiên tôn vừa ra tay quá hung ác. Luyện long chi tay trong nháy mắt liền bị mặt trời kim luân đốt hóa thành cho tàn. Không trung nổ tung liên tiếp oanh động, từng đoàn từng đoàn liệt hỏa đem không trung đám mây đốt. Tựa như là toàn bộ bầu trời đều bị đốt bốc cháy, đó là cực trói lọi cùng hùng vĩ tràng cảnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướn lên, nàng biến chiêu cực nhanh. Sau đó, mi tâm mở rộng, thần mang vàng óng bắn ra. Cấp tốc, thiên long lĩnh vực lần nữa hình thành. Đầy trời bên trong đều là vạn cổ thiên long tồn tại, những ngày này long bên trong nhiễm lôi đình khí tức. Lôi đình dày đặc, lôi long cùng trời long quấn quyết nhau. Lôi long chi thủ, Minh Nguyệt Tiên Tôn lại nhất trưởng lấy xuống. Sức mạnh sấm xét đem chỗ có thần linh quy tắc phân hóa, cái kia lôi long cự trảo một cái liền đem toàn bộ mặt trời kim luân nắm trong tay. Apollo không khỏi thất sắc, trong lòng của hắn nhịn không được chửi mắng, cái này là ở đó đến nữ tử, lực lượng như thế nào như thế cường hãn, tùy tiện hai lần xuất thủ, quả thực chính là muốn hủy thiên diệt địa. Apollo được xưng là quang minh chi thần, hắn tự nhiên cũng không phải dễ dàng. Mắt thấy mặt trời kim luân lực lượng cũng xé rách không cái này lôi long chi thủ. Apollo cấp tốc thi pháp, vẫn diệt ngôi sao. Trong nháy mắt, mặt trời kim luân nổ tung. Phía tây vương giới công pháp cùng phía đông ở giữa cơ bản giống nhau, tất cả mọi người là thông qua não vực tinh thần lực đến khống chế bốn phía lực lượng. Bất qua phía tây cùng phía đông có chút khác nhau, cái kia chính là phía tây thần nhóm sinh ra tới người, trời sinh não vực tinh thần lực thì rất dị thường. Đây là một loại huyết thống thuần trùng. Không giống như là phía đông cao thủ, coi như lão tử lợi hại hơn nữa, nhưng nhi tử sinh ra tới cũng có thể là người bình thường. Bởi vì phía Đông cao thủ phần lớn đều là từ người bình thường tu luyện được. Apollo tu luyện là đại quang minh kim kinh, hắn ngưng luyện Thái Dương chân hỏa, nắm giữ Thái Dương chi thần quy tắc lực lượng, lợi hại vô cùng. Apollo là rất cùng ám dạ nữ thần Leto sở sinh, Apollo kế thừa phụ thần rất tốt đẹp huyết thống, sinh xuống tới thời điểm thì cùng mặt trời hữu duyên, hơn nữa có thể ngưng tụ Thái Dương chân hỏa. Cái này đại quang minh kim kinh trình độ nào đó, cùng Trần Thiên Nhai Thái Ất huyền kim chân kinh cũng có chỗ tương tự. Apollo lúc này ở trong nguy cơ thi triển ra vẫn diệt ngôi sao, trong nháy mắt, mặt trời kim luân sụp đổ ra, hóa thành vạn điểm ngôi sao, mỗi một điểm tinh thần đều bộc phát ra không gì sánh kịp bạo tạc lực lượng. Mỗi một điểm tinh thần đều có thể đem một ngọn núi san thành bình địa. Apollo là thật liều mạng. Người đến quá mức cường hãn, hắn không có chút nào có thể lưu thủ. Xưa nay, Apollo gặp phải những lòng đất yêu ma đó, còn có cửu âm sơn ma đầu nhóm, hắn đều là phất tay làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Ngày hôm nay, cơ hồ là đầu một lần để hắn như thế cố hết sức. Apollo trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có tại hắn năm đó đánh với Phan Thần một trận thời điểm, mới bị buộc đến nước này. Thế nhưng Phan Thần thế nhưng là thành danh đã lâu thần linh, mà lại hung uy hiển hách. Cái này nữ tử trước mắt, không có danh tiếng gì, như thế nào hung hãn như vậy? bằng trực giác, Apollo cảm thấy như tử này tu vi còn tại phan thần phía trên. Olympia châu bên trong, lúc nào ra nhân vật như vậy. Apollo âm thầm kinh hãi. Lúc này, lam tử y nhíu mày. dù sao đã đả thảo kinh xa, chúng ta đem ra hỏa này trực tiếp bắt đi. Lam tử y nói với minh nguyệt tiên tôn. Minh nguyệt tiên tôn quát nói, lam tử y ngươi nói cái dám a, à, ta một người tóm được a. À. nàng vừa nói, ngón tay liên tục búng ra nàng pháp lực tại quanh thân vận chuyển, bành trướng như thủy triều mãnh liệt. Minh Nguyệt Tiên tôn sợi tóc phiêu tán, từng chiếc thẳng tắp. Nàng cũng là liều mạng. Trong nháy mắt, cái kia lôi long chi thủ biến hóa cấp tốc. Đại thôn phệ thuật, lôi điện lưu chuyển, rồi rào hùng vĩ. Những sụp đổ đó ngôi sao phần lớn đều bị đại thôn phệ thuật trực tiếp thôn phệ đi vào. Apollo lập tức cảm giác được chính mình thái dương tinh hỏa nguyên khí tại kịch liệt biến mất. Cái này còn phải. Apollo hoảng sợ thất sắc. Cũng chính là vào lúc này, Lam Tử Y cũng xuất thủ. Lam Tử Y xuất hiện sau lưng Apollo, nàng nhất trưởng vô bắt hướng Apollo. Apollo cũng phòng bị Lam Tử Y, hắn lập tức nhấn một ngón tay, trong tay pháp ấn tiếp liền thi triển. Cái kia tất cả thái dương tinh thần đều một lần nữa ngưng tụ thành chariot of fire. Thì liền bị minh nguyệt tiên tôn thôn vệ lực lượng cũng bị Apollo cưỡng ép lôi kéo đi ra. Apollo Chariot of Fire đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng, liền muốn đào tẩu. Lưu lại đi, làm tử y chủ kiếp suy nghĩ thi triển đi ra, Apollo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Chủ này kiếp suy nghĩ bên trong, là quần cũng ẩn thân bên trong. Nhưng là làm tử y đài bên trong chi mê cuồn cuộn mà thần thái bí, cất là quân địa phương là Apollo vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Người nào, thần sơn bên trên rốt cục có phản ứng, trong nháy mắt, vô số đạo nhân ảnh thiềm động, tất cả đều là hướng bên này gấp rút tiếp viện. Đi, Lam Tử Y nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn. Hai người nhìn nhau, lập tức thi triển ra đại na di thuật. Một cái trong một chớp mắt, đã tại tám ngàn dặm bên ngoài. Đối phương cũng là vỗ lập tức cũng không đuổi kịp. Bên trong thần điện, thần vương rất tức giận vô cùng. Bởi vì hắn cảm giác không thấy Apollo tồn tại, mà lại có thần quan tới bẩm báo, cái này thần quan nằm dạp trên mặt đất bẩm báo nói mở báo thần vương vừa mới quang minh tri thần apollo vương tử tại thần sơn bên ngoài theo thường lệ tuần tra nhưng lại gặp phải phục kích thần sơn bên ngoài phát sinh kịch liệt chiến đấu nhưng thời gian chiến đấu rất ngắn thần sơn thủ vệ cao thủ chạy tới thời điểm đối phương đã biến mất liền mang theo apollo vương tử cũng không biết tung tích rất có thể apollo vương tử đã bị đối phương bắt đi rất trong đôi mắt là khó nén tức giận thiên thượng nhân gian có ai có bản sự này có thể tại như thế trong thời gian ngắn bắt đi apollo người nói cho ta biết thần quan vẻ mặt cầu xin nói ra apollo vương tử lấy chiến đấu lực xương hùng thiên thượng nhân gian khó có đối thủ trừ phi trừ phi là trừ phi cái gì rất hỏi trừ phi là minh vương hades xuất thủ mới có thể nhanh như vậy đem apollo vương tử bắt đi thần quan nói ra hades người nói là kakata Hắn tại sao muốn bắt đi nhi tử ta?" Rất nói ra, không có khả năng, ta lượng hắn không có lá gan này. Cũng là tại lúc này, Thiên hậu Hera chậm rãi đến. "Vĩ đại vương, chẳng lẽ ngài quên Apollo cảnh báo, chính là kéo sau khi đi vào, tại rất trước mặt thi lễ, sau đó nói." Phía Đông thần, Rất mày nhíu lại đi xuống, thế mà nhanh như vậy liền xuống tay, xem ra ta không cho phép bọn họ. Sau đó rất bắt đầu thể ngộ Olympia châu thiên đạo pháp tắc. Cái này toàn bộ không gian đều là rất chúng thần sáng tạo, bọn họ cũng sáng tạo pháp tắc. Trường khống quy tắc, pháp tắc, bọn họ cũng là sáng thế thần tồn tại. Rất trường khống Olympia châu, toàn bộ Olympia châu thiên đạo quy tắc đều tại hắn trường khống phía dưới. Rất bắt đầu điều tra là ai bắt Apollo. Đây là một kiện mười phần tiêu hao lực lượng hành vi. Rất vốn đang không có vội vã như vậy muốn làm sự kiện này, nhưng là hiển nhiên lúc này, đối phương là trà đạp hắn phòng tuyến cuối cùng. Ước chừng nửa giờ sau, rất đình chỉ điều tra. Hắn trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, sắc mặt cũng có chút bạch. Thế nào, Hera hỏi rớt. Rất trầm giọng nói ra, trước hết để cho Ares cùng Hephaestus chỉ huy bốn đại tinh thúc thần quan tiến đến đuổi bắt. Tại trong lưỡi điếm, địa tàng vương Bồ Tát đột nhiên cảm ứng được nguy cơ. Sắc trời đã là đen kịt một màu địa tàng vương bồ tát mở to mắt hắn rời đi đa bảo kim tháp tiểu long tần lâm cùng lâm phong đều đi theo đi ra xảy ra chuyện gì đại sư tần lâm hỏi lâm phong cũng nhìn về phía địa tàng vương bồ tát địa tàng vương bồ tát nói ra a di đà phật bần tăng trông thấy lam thí chủ cùng tiêu thí chủ cùng thần sơn người lên xung đột các nàng ngược lại không có sự tình thần vương dùng thiên đạo quy tắc điều tra không có cha ra lam thí chủ cùng tiêu thí chủ đến tột cùng nhưng lại đem bần tăng bọn người nhìn ra, hiện tại thần vương phái cao thủ đến đây lùng bắt chúng ta. Hắn đón đến, nói ra, là thí chủ, tần thí chủ, các người tu vi còn thấp, thì trốn cái này đa bảo kim trong tháp. Bần tăng cùng tiểu long mang các người rời khỏi nơi này trước. Lâm Phong cùng tần lâm bây giờ cũng coi như cường giả, nhưng là tại địa tàng vương Bồ Tát trước mặt, bọn họ cũng còn thật không có phản bác lực lượng. Sau đó, địa tàng vương Bồ Tát liền để tiểu long cũng đến trên người hắn tiểu long thân thể thu nhỏ, theo một đầu tiểu xà một dạng nắm chắc địa tàng vương Bồ Tát đầu vai. Đón lấy, địa tàng vương Bồ Tát bước ra một bước đi. Bước ra một bước đi, người đã tại 300 dặm bên ngoài. Địa tàng vương Bồ Tát tinh thông Phật môn lục đại thần thông, này thần thông vì thiên túc thông. Một bước ở giữa, cải biến không gian quy tắc, xúc địa thành thốn. Địa tàng vương Bồ Tát bước nhanh mà đi, trong nháy mắt ngay tại 3.000 dặm bên ngoài nhưng là cho dù địa tàng vương bồ tát tốc độ rất nhanh mà chiến thần Ares cùng hỏa thần Hephaestus cũng đã khóa chặt địa tàng vương bồ tát những thứ này thần linh nhóm tại chính mình trong địa bàn trưởng khống quy tắc vậy cũng là không dễ đối phó chiến thần Ares cùng hỏa thần Hephaestus cùng bốn vị tinh túc thần quan cuối cùng tại bờ biển chặn đứng địa tàng vương bồ tát đường đi thủy triều mãnh liệt cuộn trào bên trong thiên địa đen kịt một màu đen nhánh không chung, gió biển gào thét mà qua Chiến thần Ares cường tráng vô cùng, hắn người mặc chiến thần khăn choàng, nửa bên cánh tay trần trụi lộ ở bên ngoài. Ares chính là rất cùng Hera nhi tử, mà Hephaestus cũng là rất cùng Hera nhi tử. Hai người chính là thân huynh đệ. Ares cản trở địa tàng vương Bồ Tát đường đi, hắn con người như hàn băng. Lúc này, Ares băng lãnh nói với địa tàng vương Bồ Tát, ngươi là phía đông đến tăng nhân. Địa tàng vương Bồ Tát là lệ thuộc thế giới bao la, cho nên đối lời nói phía trên có thật nhiều tinh thông. Hắn muốn học tập một môn lời nói cũng là cực nhanh, Ares nói là tiếng Anh, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng hiểu này môn lời nói. Bần tăng xác thực đến từ Đông Phương, nhưng lại không biết thí chủ cản trở bần tăng đường đi là làm cái gì. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng dùng tiếng Anh nói ra. Ares cùng Hephaestus chợt cảm thấy cổ quái, người này thế mà lại nói tiếng Anh a. Chúng ta nơi này đã cùng phía Đông ngăn cách, Ares nói ra người đột nhiên tới là vì cái gì còn có người tại sao phải đào tẩu địa tàng vương bồ tát nói ra a di đà phật hắn lại là cự tuyệt trả lời ares lạnh hừ một tiếng nói ra rất tốt vậy liền bắt ngươi về thần điện tra hỏi ares thủ hạ bốn đại tinh thúc thần quan lập tức liền đem địa tàng vương bồ tát vây quanh ares trong tay xuất hiện một thanh trường thương tiếp lấy một chỉ điểm ra lại là một đầu cửu đầu địa ngục thần khuyển trùng sát đi ra Cửu đầu địa ngục thần khuyển gào thét một tiếng, hướng về địa tàng vương Bồ Tát trùng sát mà đến. Ares trong tay trường Mâu cũng đột nhiên ném ra. Cái này trường Mâu gọi là thiên thần Chi Mâu, Mâu bên trong quán chú thiên thần lực lượng, quy tắc, nghe nói là có thể xuyên qua thế giới tồn tại. Thiên thần Chi Mâu giết ra, chưa có không phá chi vật. Hỏa thần hephaistos là què chân người, khuôn mặt xấu xí. Tuy nhiên hắn cũng là Hera nhi tử, nhưng Hera lại có chút ghét bỏ hắn. Lúc này, bốn đại thần quan cùng Hephaestus đều đối địa tàng vương Bồ Tát triển khai công kích. Trong nháy mắt, mỗi người sát chiêu toàn bộ đem địa tàng vương Bồ Tát bao phủ. Trong nháy mắt đó, Tiểu Long đột nhiên bạo giận lên, nó trùng sát đi ra, một miệng liền đem cái kia địa ngục cửu đầu thần khuyển thôn phệ tiến trong bụng. Tiểu Long xông vào bên trên bầu trời, quanh thân hóa thành liệt diễm. Cái kia hung hãn cửu đầu địa ngục thần khuyển trực tiếp liền bị Tiểu Long cho luyện hóa. Lẽ nào lại như vậy? Ares thấy thế không khỏi giận dữ. Mà cùng lúc đó, địa tàng vương Bồ Tát đột nhiên niệm lên chú ngữ. Lậu tấn thông, vô tận trí tuệ. Trong miệng hắn chú ngữ hóa thành vô cùng kim sắc văn tự, những thứ này kim sắc văn tự quay chung quanh tại địa tàng vương Bồ Tát chung quanh, tầng tầng lớp lớp, không ngừng phiêu động. Lậu tấn thông, vô tận trí tuệ. Phù văn màu vàng vô cùng vô tận phiêu tán đi ra, vây quanh địa tàng vương Bồ Tát. Trong nháy mắt đó, tại địa tàng vương bồ tát bốn phía phù văn màu vàng tựa như là ngôi sao đầy trời tầng tầng lớp lớp không có kẽ hở vô số không gian quy tắc còn có sinh mệnh quy tắc trật tự quy tắc chúng sinh quy tắc hình thành ares cả đám người rõ ràng ngay tại địa tàng vương bồ tát trước mặt nhưng bọn hắn công kích lại giống như là muốn xuyên thẳng qua một cái vũ trụ xa như vậy tựa hồ mãi mãi cũng đến không địa tàng vương bồ tát bên người ares thiên thần chi mâu tia chớp đâm ra tốc độ nhanh đến không có sóc, nhưng là ngắn như vậy khoảng cách, nó thế mà một mực không cách nào đến địa tàng vương Bồ Tát phụ cận. Đây chính là Phật môn lục đại thần thông bên trong lậu tấn thông, không lỗ hổng trí tuệ, bao quát thiên địa vũ trụ. Đáng giận, Ares rất là nổi nóng, hắn lấy giết hại mà thành tính, tính tình vốn là cực hung tàn. Lúc này nhiều người như vậy thế mà công không được hòa thượng này, hắn làm sao có thể đầy đủ không nổi giận. Ares ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiểu Long đợi ta trước kết con rồng này sau đó lại tới thu thập hòa thượng này ares ánh mắt phát lạnh tiếp lấy thân thể lóe lên liền cản trở tại tiểu long trước mặt tiểu long trông thấy ares thế nhưng là không có chút nào khách khí há mồm thì phun ra ra cường hãn vô cùng lôi điện thần chém tiểu long cơ hồ không có công pháp gì nó dựa vào cũng là này bản mệnh lôi điện thần hỏa mà cái này lôi điện thần hỏa lực lượng lại là có thể phần sát thế giới rất nhiều quy tắc cái kia lôi điện thần trảm mãnh liệt chém tới Ares. Ares lập tức liền cảm nhận được loại kia lôi điện thần chém chúng loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này bên trong không có pháp tắc có thể nói, có cũng là diệt sát hết thảy hung hãn. Ares thân thể lóe lên, tốc độ của hắn mau ra tàn ảnh, lập tức liền tránh đi tiểu long một kích này. Đồng thời, Ares toàn thân pháp lực biên cuồng chống động. Hắn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh búa đi ra, cái này thanh búa lăng không xuất hiện dài đến ba trượng rộng lớn vô cùng tựa như là khai thiên cự phủ búa lớn trên thân xuất hiện vô số đồi núi hư ảnh hết thảy quy tắc đều muốn sụp đổ đây cũng là ares việt sát chi chiêu đồi núi thần phủ ầm ầm búa lớn chém xuống đến tiểu long ngửa mặt lên trời phun ra lôi điện thần trảm hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ tất cả đều là hung hãn tuyệt luân trong không khí lực lượng gợn sóng tầng tầng khuếch tán tiểu long lôi điện thần chạm lực lượng vô cùng, liên tục cùng Ares pha chạm. Mạt, Ares đôi núi thần phủ thế mà bị tiểu long lôi điện thần chạm chém ra một đạo lỗ hồng tới. Ares thấy thế giận tới cực điểm, hắn chiến thần chi danh, có thể là tuyệt đối được đến không giả. Nếu là liền một con rồng đều thu thập không nổi, truyền đi, thật sự là muốn tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Ares nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay gảy liên tục, đột nhiên thì bắn ra chín đạo màu đen hư ảnh. Cái này chín đạo màu đen hư ảnh, mỗi một đạo đều giống như nhất tôn ma vương. Chín đạo ma vương đột nhiên cùng một chỗ tự bảo. Ầm ầm. Chín mẫu thần ma bí lôi. Đây là Ares một cái khác sát chiêu, hắn tu luyện là bàn thiên đại lực thần thông, ngưng tụ hư không bên trong vô số chiến ý cùng lực lượng. Đôi núi thần phủ là lực lượng, ngưng tụ đôi núi chi lực lượng. Chín mẫu thần ma bí Rainier là hắn vổ bắt lòng đất tầng 16 đại ma đầu. Sau đó y theo bản Thiên Đại Lực Thần Thông luyện chế. Không đến bị bất đắc dĩ, Ares cũng sẽ không thi triển. Nhưng là lúc này, hắn bị tiểu long chọc giận, trực tiếp liền đem cái này Tuyệt Sát Chi Chiêu thi triển đi ra. Hắn lần sau muốn lại dùng cái này chín mẫu thần ma bí lôi, liền phải lại đi một lần nữa vổ bắt đại ma đầu. Rầm rầm rầm, mỗi một đạo thần ma bí lôi bộc phát ra lực sát thương, đều khủng bố tới cực điểm. Tinh hà chấn động, sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Tiểu Long đối mặt dạng này lực lượng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dẫy dụa chỗ trống. Sau đó, Tiểu Long trên không trung hoàn toàn nổ tung, bạo thành vô số toái phiến, nhao nhao bay xuống. Ares một chút giải quyết Tiểu Long, hắn cái này mới lần nữa trở lại trên chiến trường đối địa tàng Vương Bồ Tát. Tiểu Long đương nhiên sẽ không cứ như vậy chết, thân thể nó trải qua vạn trượng kiếp nạn, cơ hồ tương đương bất tử chi thân. Chỉ là loại này phá hư, là tuyệt đối giết không chết nó nó so ma la đại đế còn khó quấn hơn. Nhưng là, tiểu long tại dạng này diệt sát phía dưới, nó vẫn là nguyên khí đại thương. Thân thể muốn một lần nữa ngưng tụ tất cả toái phiến, cái kia cũng cần một chút thời gian. Không chung toái phiến chậm chậm bắt đầu ngưng tụ, đây là Ares đều không có phát hiện sự tình. Chỉ một lúc sau, tiểu long một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Tiểu long cũng không có cách nào đem tất cả toái phiến ngưng tụ, nó muốn khôi phục nguyên khí cũng không dễ dàng cái này chín mẫu thần ma bí lôi lực sát thương quá cường hãn. Lúc này, Tiểu Long đối địa tàng vương Bồ Tát những người này có thể không có cái gì nghĩa khí. Nó chủ yếu nhiệm vụ cùng mục đích cũng là muốn cứu về La Quân. Cho nên Tiểu Long dứt khoát lặng lẽ rời đi, nó quyết định tiến đến tìm thần Long tộc, sau đó tụ tập chúng nó đến nghĩ cách cứu viện La Quân. Ares chiến trường, hắn cùng huynh đệ Hephaistos đứng chung một chỗ. Đại ca, hòa thượng này mười phần cổ quái, Chúng ta công kích hoàn toàn không thể phá mở hắn quy tắc." Hephaestus nhíu mày nói ra. Ares lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ta cũng không tin, có sức mạnh không phá nổi đồ vật." Hắn muốn duy trì dạng này quy tắc lực lượng, tiêu hao pháp lực tuyệt đối không ít. Đồi núi thần phủ, Ares lần nữa ngưng tụ ra đồi núi thần phủ. Một đạo thần phủ đột nhiên chém xuống. Vẫn là không có đối địa tàng vương Bồ Tát tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ. Ares hai mắt lâm vào huyết hồng, đột nhiên liên tiếp chém ra 10 đạo đồi núi thần phủ. Ầm ầm. Địa Tàng Vương Bồ Tát chung quanh, những ngôi sao đó phủ văn rốt cục xuất hiện một vết nứt. Ares bọn người thấy thế không khỏi đại hỉ. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng là nhíu mày, vô tận trí tuệ đối mặt Ueno cậy mạnh lượng, cũng có khó có thể ứng phó thời điểm. Cái này chiến thần Ares dừng lại chém mạnh, lực lượng hung hãn, thế mà thật đem địa tàng vương Bồ Tát lậu tẫn thông thần thông phá vỡ địa tàng vương bồ tát tiếp lấy lần nữa ngâm một tiếng a di đà phật ngón tay hắn liên tục búng ra đột nhiên bắn ra sáu đạo bạch quang cái này sáu đạo bạch quang đúng là hắn tâm thông thần thông cái này tha tâm thông thần thông cấp tốc hướng ares sáu người từng đánh chết tới ares há mồm phun ra một cây kiếm khí kiếm khí này cực kỳ cường hãn liền muốn đem bạch khí kia chém giết thành cho tàn thế nào biết cái này bạch khí lại là một cỗ kỳ diệu khí tức thế mà không cùng ares lực lượng bài xích bạch khí trực tiếp xâm nhập vào ares trong não vực ừm ares nhất thời có loại bí mật gì đều bị đối phương tìm kiếm đến cảm giác đương nhiên đây là một loại ảo giác mà càng nguy hiểm hơn là lúc này ares phát hiện mình thân thể không quá thụ chính mình khống chế lại có loại kỳ diệu lực lượng tại trưởng khống thân thể của hắn hòa thượng này thật cổ quái lực lượng ares hoảng sợ thất sắc hắn lập tức thu nhiếp tinh thần chỗ có pháp lực đem cái kia màu trắng khí tức vây xung quanh sau đó bắt đầu luyện hóa. Còn lại 5 người, cũng gặp phải giống như Ares tình huống. 6 người này trong lúc nhất thời đều không thời gian đến công kích địa tàng vương Bồ Tát. Địa tàng vương Bồ Tát cấp tốc lại thi triển ra túc mệnh thông thần thông. Một loại số mệnh lực lượng bắt đầu trong lòng mọi người tràn ngập ra. Cái này túc mệnh thông là một môn rất thần diệu công pháp, cùng tiểu túc mệnh thuật có cơ bản giống nhau tác dụng. Nhưng tiểu túc mệnh thuật là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trồng trọt số mệnh. Mà Túc Mệnh Thông là tại vốn là số mệnh phía trên chế tạo thiếu hụt, hoặc là minh bạch đối phương số mệnh vị trí. Đây là có bản chất khác biệt. Phật môn lục đại thần thông Túc Mệnh Thông là không kịp tiểu Túc Mệnh thuật. Nhưng là, Túc Mệnh Thông tại Địa Tàng Vương Bồ Tát thi triển dưới, cũng là có quỷ thần khó đoán tác dụng. Ares sáu người trong lòng sinh ra giấy ruột, thống khổ, đủ loại tâm tình. Bọn họ cảm giác được số mệnh dây dưa, cảm giác được chính mình bất lực, cũng cảm giác được tội ác Địa tàng vương Bồ Tát sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn mặc dù là Bồ Tát, tuy nhiên pháp lực cao thâm khó lường. Nhưng là Ares, Hephaistos cùng cái này bốn đại tinh thúc thần quan, cũng đều là pháp lực cao thâm hạng người. Ares tu vi phóng tới phía đông, đó cũng là một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ. Hephaistos cũng cũng giống như thế, bốn đại thần quan cũng đến tầng 10 trung kỳ cấp độ. Những người này đều là thần vương dưới chướng lực lượng cường đại. Phía Tây Vương giới bên trong tu vi phân chia cùng phía Đông có chút khác biệt, đây là văn hóa khác biệt, hệ thống khác biệt. Phía Tây Vương giới bên trong, chia làm Thanh Đồng kỳ, Bạch Ngân kỳ, Hoàng Kim kỳ. Thanh Đồng kỳ chẳng khác gì là thần thông cảnh, mà Bạch Ngân kỳ chẳng khác gì là trường sinh cảnh. Hoàng Kim kỳ cũng là Thái hư trọng thiên, Ares tu vi cũng là Hoàng Kim 10 đoạn đỉnh phong tu vi. Mà tại Hoàng Kim 10 đoạn lại hướng lên, cái kia chính là hình thành tiểu vũ trụ được xưng là tinh không kỳ. Tinh không kỳ đại khái là là lam tử y các nàng hư tiên cảnh. Tại Ares bọn người giấy dụa thời điểm, địa tàng vương Bồ Tát đột nhiên lần nữa thi triển ra thiên túc thông đại thần thông. Cả người lướt ngang ra ngoài, chính là hướng về mặt biển xuất phát. Ares bọn người rất nhanh liền tỉnh táo lại. Truy, Ares lập tức xuất lĩnh mọi người, lang không đứng vững, truy giết ra ngoài. Ares xuất ra một kiện pháp khí, thái cổ thần toa. Vậy quá cổ thần con thoi giống như thuyền con, mọi người ngồi lên về sau, lập tức khóa chặt địa tàng vương Bồ Tát, cấp tốc đuổi theo. Địa tàng vương Bồ Tát giống như khổ hành tăng, thì trên mặt biển hành tẩu. Mỗi đi một bước, đều là hơn 300 dặm Mà thái cổ thần toa cũng là vượt qua quy tắc, càng đuổi càng chặt. Lúc này, địa tàng vương Bồ Tát đột nhiên theo lâm phong bọn người truyền âm. Hai vị thí chủ, bần tăng lập tức liền dùng túc mệnh thông lực lượng đem bọn người khí thức che đậy kín, các ngươi trước chìm vào đáy biển, các loại bần tăng dẫn dắt rời đi bọn họ về sau, các ngươi lại chính mình chạy trốn. Không cần thiết không thể lại hướng Olympia Châu mà đi, bởi vì các ngươi đã bại lộ tại thần vương rất không coi vào đâu. Sau đó, địa tàng vương Bồ Tát đem cái kia đa bảo kim tháp ném ra bên ngoài. Đa bảo kim tháp cấp tốc thì hướng đáy biển lặn xuống. Địa tàng vương Bồ Tát chạy ra không lâu, Ares mấy người cũng lại lần nữa đuổi theo a di đà Phật, địa tàng vương Bồ Tát đối mặt mọi người, nói ra, bần tăng lấy lòng giả từ bi, không muốn nhiều tạo giết hại. Các vị thí chủ cần gì hùng hổ dọa người đâu. Người hòa thượng này, cần gì giả ý hậm hực, nếu là không quỷ, người đến phía tây tới làm cái gì. Người trốn cái gì, Ares nói ra, hôm nay người phải cùng ta trở về gặp cha ta thần, chờ đợi phụ thần xử lý. Địa tàng vương Bồ Tát hư ngồi trung ương, hắn tăng bảo theo gió bay lên. Lúc này, hắn lại lần nữa niệm lên chú ngữ tới. Lập tức, phù văn màu vàng lần nữa đầy trời tung bay. Ngã Phật từ bi, nhưng Phật cũng hàng ma, Phật cũng có lửa giận. Địa tàng vương Bồ Tát bị Ares cái này cả đám người nhiều lần bức bách, hắn rốt cục động thật giận. Địa tàng vương Bồ Tát thi triển ra lộ tấn thông thần thông, vô cùng phù văn màu vàng sau cùng hình thành một cái to lớn vạn tự. Cái này vạn tự bên trong tản mát ra thương khung chi nộ đến, vạn tự phía trên ánh sáng màu vàng đại thịnh, trong một chớp mắt, cái này vạn tự ánh sáng màu vàng đem địa tàng vương Bồ Tát bao phủ lại. Sau đó, địa tàng vương Bồ Tát thân thể phát sinh biến hóa. Hư không bên trong, ánh vàng đại thịnh, sau đó, nhất tôn thiên long Bồ Tát xuất hiện. Ngày này long Bồ Tát quanh thân ánh sáng màu vàng đại thịnh, chỉ gặp hư ngồi mặt biển van xin, hắn giống như nhạc sơn đại Phật như vậy nguy nga, nhàn nhạt nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Mặt biển bành trướng mãnh liệt lên, hết thảy lực lượng tại ngày này Long Bồ Tát trước mặt, tựa hồ cũng trở nên phá lệ bất lực. Đôi núi thần phủ, Ares bạo giống một tiếng, hư không một nắm, khai thiên cự phủ lăng không chém xuống. Cái này búa lớn dài đến 3.000 trượng, chạm xuống tới thời điểm, cái kia mặt biển gợn sóng mãnh liệt, kình phong cương khí đem nước biển triệt để đảo loạn. Hephaistos cũng thi triển ra hỏa thần chi nộ. Bốn đại tinh thúc thần quan mỗi người triển khai sát chiêu. Cái kia một cái chớp mắt, Nguyệt hủy tinh trầm, nhật nguyệt vô quang. Trong nước biển nhấc lên to lớn lốc xoáy, vô cùng lực lượng nổ tung, vỡ nát, đốt cháy hướng lên trời Long Bồ Tát. Vô cùng quy tắc như đánh tan đồng dạng sông về phía Thiên Long Bồ Tát. Thiên Long Bồ Tát sau lưng hết thảy có 18 đạo ánh sáng, lúc này, Thiên Long Bồ Tát một trưởng vỗ ra. Hắn sau lưng 18 đạo ánh sáng toàn bộ theo Thiên Long Bồ Tát trưởng ấn oanh sát đi ra. Ầm ầm, hết thảy lực lượng công kích đều ở trên trời long bồ tát trưởng ấn bên trong bắt đầu tan rã cự đại trưởng ấn đem tất cả công kích đều vỡ nát sạch sẽ đón lấy thiên long bồ tát nhất trưởng chụp vào ares thượng thương chi thủ một trường này lấy xuống tựa như là toàn bộ thương khung áp xuống tới cái này khiến ares căn bản không biết nên làm sao né tránh cùng phản kích vô cùng phật gia quy tắc lực lượng ép áp xuống tới ares hoảng sợ thất sắc đôi núi thần phủ ares tại trong nguy cấp bổ ra nhất phủ cái kia trưởng ấn toàn thân kim quang trưởng ấn bên trong thiên long hư ảnh trùng điệp âm âm đôi núi thần phủ trực tiếp bị vỡ nát thành cho tàn hỏa thần hephaistos cũng lập tức xuất thủ bốn đại thần quan cũng theo xuất thủ nhưng bọn hắn công kích tựa như là băng tuyết gặp phải đại hồng lô cái này hồng lô đem thiên địa hòa tan lúc này ares mới cảm nhận được tuyệt vọng hòa thượng này như thế nào như thế nào lợi hại dạng này thực lực đã là có thể cùng phụ thần liều mạng ares sắp nứt cả tim gan hắn tại trên trời dưới đất giết hại vô số từ trước đến nay khó gặp địch thủ lại không nghĩ rằng hôm nay bị một hòa thượng bước đến nước này cũng là vào lúc này trong nước biển đột nhiên xuất hiện to lớn lốc xoáy trong vòng phương viên mấy trăm dặm nước biển đột nhiên liền muốn bị móc làm sau đó một viên giọt nước tại thiểm điện ở giữa kích xạ hướng lên trời long bồ tát viên này giọt nước tại trong khoảnh khắc, đem phương viên 300 dặm nước biển ngưng tụ thành một viên giọt nước. Đột nhiên lại băng giết ra đến. ầm ầm trời long đất nở, hủy diệt vũ trụ lực lượng kinh khủng, giọt nước bộc phát ra sơn hồng biển động. Đại hải quy tắc ầm ầm bạo phát đi ra. Thiên long bồ tát thân thể rốt cuộc bị nổ tung lên. Là nhị bá, hải thần Poseidon tới. Ares cảm thấy áp lực suy giảm, không khỏi đại hỷ địa tàng vương bồ tát bóng người xuất hiện tại không trung hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi địa tàng vương bồ tát vừa mới không tiếc hao phí tinh nguyên thì triển ra cái này đại thiên long bồ tát thần thông tới ares một đám người thật là quá mạnh nếu như đơn đả độc đấu địa tàng vương bồ tát tự nhiên có thể nắm vững thắng lợi nhưng dưới loại tình huống này địa tàng vương bồ tát cũng chỉ có liều mạng mắt thấy địa tàng vương bồ tát liền có thể đem ares cả đám người toàn bộ trọng thương thế nhưng là lúc này Hải thần Poseidon xuất thủ. Hải thần thực lực cái kia là có thể cùng thần vương rất sánh ngang, riêng là lúc này vẫn là tại trên biển. Vậy đơn giản cũng là Poseidon thiên địa a. Cho nên Poseidon toàn lực nhất kích phía dưới, trực tiếp thì phá địa tàng vương Bồ Tát mạnh nhất Thiên Long Bồ Tát thần thông. Cùng lúc đó, Poseidon từ đáy biển xuất hiện, hắn từng bước một đi tới, đầu đội vương quan, thần sắc nghiêm túc. Poseidon uy nghiêm cực nồng mạnh để Ares dạng này thích giết chóc thành tính người ở trước mặt hắn, đều có chút thấp thỏm lo âu. Nhị bá, Ares bọn người đối Poseidon cung cung kính kính hô. Poseidon liếc nhìn liếc một chút địa tàng vương Bồ Tát, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Một phiên giọt nước lập tức đem địa tàng vương Bồ Tát bao trùm, địa tàng vương Bồ Tát liền bị Poseidon thu vào trong nghi tâm. Poseidon nhìn Ares bọn người liếc một chút, lạnh lùng nói ra, các người đây là đang làm cái gì? nhiều người như vậy vây công một cái tăng nhân, còn thể thống gì? Ares nói ra, nhị bá, hòa thượng này chính là theo phía đông nhập cư trái phép tới. Hắn đồng bạn còn đem Apollo cho bắt đi, phụ thần mệnh chúng ta trước tới bắt hòa thượng này đi về hỏi lời nói. Còn mời nhị bá đem này hòa thượng giao tại chúng ta mang về Olympia. Poseidon nao nao, hắn không nghĩ tới Olympia phát sinh dạng này sự tình. Bất quá, Poseidon cũng không có đem địa tàng vương Bồ Tát giao ra. Hắn trầm mặc đi xuống. Ares đám người nhất thời tâm thần bất định, cứu thực tới nói, bọn họ cũng biết nhị bá cùng phụ thần quan hệ cũng không phải là như vậy hòa hợp. Nhị bá, sau một hồi khá lâu, Ares nhịn không được hô. Poseidon trầm giọng nói ra, tốt, Ares, các người trở về đi. Nếu như không có ta xuất thủ, các người cũng bắt không được cái này tăng nhân. Thậm chí các người còn có thể phải bỏ mạng, cái này tăng nhân ta sẽ dẫn trở về thật tốt hỏi thăm rõ ràng, một khi có tin tức gì, ta cũng sẽ phái người đi nói cho các người biết phụ thần. Sự tình thì quyết định như vậy. Nhị bá, như vậy sao được? Ares gấp. Poseidon lông mày dựng lên, nói, làm sao không được? Ta như không xuất thủ, ngươi tóm được hắn sao? Ta nếu không phải niệm tại ngươi là cháu của ta phân thược, liền chậm lại nhất thời nửa khắc. Giờ phút này ngươi còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện sao? Ares, người cũng đừng không biết tốt xấu. Nhị bá, Ares một câu đều nói không nên lời. Sau đó, Poseidon liền trực tiếp trở về đáy biển. Mà cái kia mặt biển cấp tốc thì khôi phục lại bình tĩnh. Ares bất đắc dĩ, chỉ có xuất lĩnh hỏa thần bọn người hoàn hồn núi phục mệnh. Đại ca, người nói cái này Poseidon đem cái này tăng nhân mang đi, là ý gì? Chẳng lẽ hắn thì phải cứ cùng chúng ta phụ thần không qua được sao? Một đường lên, Bọn họ lấy thái cổ thần toa trở về Olympia thần sơn. Trên đường, Hephaestus hỏi Ares. Ares trong mắt lóe lên hàn ý, hắn nói ra, Poseidon là không muốn bị mơ mơ màng màng, hắn muốn trước đem sự tình làm rõ ràng. Cũng có thể tại mũ một sự kiện bên trong, tìm tới công kích phụ thần biện pháp. Sau đó hắn liền tốt vào ở Olympia. Những năm gần đây, minh vương Hades còn có Poseidon cùng Athena, bọn họ đều đang ngó chừng thần vương vị trí này đây. Athena, Hephaestus nổi nóng nói ra, "Hừ, nàng là chúng ta muội muội, nên nghe theo huynh trưởng lời nói. Có thể nàng dựa vào cái gì liền có thể chiếm cứ nhất châu, cùng phụ thần, cùng Minh Vương còn có Hải thần bình khởi bình tọa." "Đệ đệ ta nha, cái này còn cần hỏi sao? Chỉ bằng nàng bản sự không tại Minh Vương cùng Poseidon phía dưới a." Ares cười lạnh nói ra. Hephaestus nhất thời nghẹn lời. Ares bọn người trở lại thần sơn về sau, Ares cùng Hephaestus lập tức hướng đi phụ thần rất bẩm báo. Phụ thần, chúng ta truy sát hòa thượng kia đến trên biển. Mắt thấy là phải đem hòa thượng bắt lấy. Nào biết lúc này nhị bá Poseidon đột nhiên giết ra tới. Hòa thượng kia bây giờ bị nhị bá mang đi, chúng ta cũng không có cách nào. Ares nói như vậy, hắn đem tất cả sai lầm đều giao cho Poseidon. Mà Hephaestus còn có bốn vị tinh túc thần quan đương nhiên sẽ không đến vạch trần Ares. Lẽ nào lại như vậy? Rất nghe vậy không khỏi giận tím mặt, đáng giận Poseidon, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đến xem náo nhiệt gì? Sau đó, rất bay ra Olympia thần sơn. Rất trong tay cũng có một cái thái cổ thần toa, hắn lấy thần toa trực tiếp tiến về Tây Ba Tắc Châu. Tứ đại châu bên trong, phía Tây Ba Tắc Châu là cổ quái nhất, bởi vì nó đại bộ phận lãnh thổ đều là hải dương. Hải thần Poseidon thủ hạ cũng không nhiều, hắn tại đáy biển chiếm cứ cung điện lấy toàn bộ đại hải vì hắn lĩnh vực cùng lực lượng. Ở trong biển mặt, không ai dám cùng Poseidon làm càn, liền xem như rất cũng thật sâu kiêng kỵ vị huynh đệ kia. Nhưng là Poseidon cũng không dám đi trên ngọn thần sơn cùng rất tương đối cao thấp. Tại trên ngọn thần sơn rất, cơ hồ là vô địch. Rất xuyên thẳng qua mặt biển, tiến vào đáy biển, rất nhanh liền đi vào đáy biển chỗ sâu một tòa cung điện. Poseidon từ nhỏ sinh ra tới, liền có thể tại trong biển tự do hô hấp đại hải cùng hắn ở giữa tựa như là mẫu thân cùng nhi tử lẫn nhau ở giữa thân thiết mà thân mật tòa cung điện kia tại đáy biển bên trong hùng vĩ mà kỳ diệu mặc cho đáy biển biển ép mãnh liệt bực nào nhưng cung điện lại không có chút nào thụ ảnh hưởng trong cung điện cũng không có một nước ở trong đó khô mát vô cùng hơn nữa còn có không khí lưu thông cùng bình thường cung điện không có gì khác biệt rớt đi vào cung điện cung điện bên ngoài cũng không có người chấn giữ Poseidon thì bốn tên tử sĩ thủ hạ, còn có thập nhị cung nữ phục thị. Hắn sinh hoạt rất đơn giản, cũng vẫn luôn là không tranh quyền thế. Nhưng là Poseidon thực còn có thể thống ngự đáy biển yêu ma, một khi phát sinh chiến tranh, hắn chiến đấu lực mạnh không thể tưởng tượng. Nhưng loại này mạnh cũng bị cực hạn tại trong biển. Rất tiến vào cung điện về sau, lập tức liền có cung nữ tiến lên đây. Cái kia cung nữ nhận ra thần vương, lập tức hành lễ rất luôn luôn đều là thương hương tiếc ngọc, nhưng giờ phút này lại là không có có tâm tư, liền nói ra, ta muốn gặp ta ca ca Poseidon. Cung nữ nói ra, đúng, vương, ta lập tức vì ngài thông báo. Poseidon rất nhanh liền tự mình đi ra tiếp kiến rớt. Nguyên lai like là thần vương đại giá Quang Lâm, Poseidon sau khi ra ngoài, mỉm cười, nói ra. Rất ngăn chặn hỏa khí, nói ra, Poseidon, hiện tại Olympia phát sinh rất nhiều chuyện, những chuyện này cũng không liên can tới ngươi, ngươi đem cái kia tăng nhân bắt là làm cái gì? Ngươi lập tức đem hắn trả lại cho ta." Poseidon nói ra, "Thần vương, ngươi cái này coi như không nói đạo lý. Ngươi là ta bắt, ta tại sao phải cho ngươi?" "Ngươi," rất không khỏi nghẹn lời. Hắn tức giận nói, "Ngươi muốn thế nào?" "Ta không có muốn thế nào a." À? Poseidon nói ra, "Ngươi hai đứa con trai cùng thủ hạ đến bắt cái này tăng nhân, nếu không phải ta xuất thủ, bọn họ chỉ sợ đều ngỏm củ tỏi. Ta xuất thủ cứu bọn họ, thuận tiện bắt cái này tăng nhân. Người không đến cảm tạ ta, làm sao trả lại trách cứ ta đây? Audio điện tử võ tấn bền Rất sững sờ, hắn lập tức liền minh bạch sự tình chân tướng. Tự nhiên, hắn sẽ không cảm thấy Poseidon đang nói láo. Đối với nhà mình huynh đệ, rất vẫn là có chỗ giải. Đương nhiên, lúc này không phải truy cứu những khi này rất nói ra poseidon đem cái này tăng nhân giao cho ta poseidon không chút khách khí nói ra dựa vào cái gì ta bắt tại sao muốn giao cho ngươi rất nói ra apollo bị bắt đi cái này tăng trên thân người có rất manh mối trọng yếu ngươi cũng nhìn thấy những thứ này phía đông người tới từng cái pháp lực vô biên cái này tăng nhân vừa ra tay ta hai đứa con trai cùng bốn cái tinh túc thần quan cũng không là đối thủ mà Apollo Tuvi đã đến tinh không cảnh, hắn cơ hồ không có ở cái kia hai cái đông phương nữ nhân trong tay chống nổi vừa đối mặt, sau đó thì bị bắt đi. Người đông phương đột nhiên xâm nhập tiến đến, dụng ý khó dò. Đây là việc quan hệ toàn bộ Olympia chúng thần sự tình, lý do này, người cho rằng đầy đủ sao? Poseidon nói ra, cái này tăng nhân, ta có thể dẫn người đi nhìn hắn. Nhưng là người không thể đem hắn mang đi, mà lại, ta có thể cùng người cam đoan nếu như ta đến đến bất kỳ liên quan tới Olympia sự tình, nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Rất, ngươi hẳn phải biết, ta là lời ra tất thực hiện người. Rất ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt, sau đó cũng liền nói, tốt, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp cái này tăng nhân. Poseidon nói ra, tốt. Sau đó, tại Poseidon chỉ huy dưới, rất nhìn thấy địa tàng vương Bồ Tát. Cái kia địa tàng vương Bồ Tát bị cầm tù tại thiên điện bên trong, trong thiên điện, Poseidon dùng một kiện thủy chi thần châu đem địa tàng vương Bồ Tát tù ở. Địa tàng vương Bồ Tát ngay tại giọt nước bên trong, cái kia giọt nước mượt mà, có một cái căn phòng cỡ như vậy. Đưa người pháp khí này triệt hồi, rất nói với Poseidon. Poseidon gật gật đầu, hắn vẫy tay một cái, cái kia thủy chi thần châu liền đến trong tay hắn. Lúc này, địa tàng vương Bồ Tát cũng liền từ từ mở mắt. A-di-đà Phật, địa tàng vương Bồ Tát ngâm một tiếng niệm Phật, rất liền lạnh giọng hỏi, người cái này tăng nhân, ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, bần tăng pháp danh địa tạng, địa tạng pháp sư. Rất cùng Poseidon nhìn chăm chú liếc một chút. Bọn họ vẫn chưa nghe nói qua cái này pháp danh, đối với đông phương thế giới, rất cùng Poseidon giải không nhiều. Mà lại, địa tàng vương Bồ Tát thành danh thời điểm, rất bọn họ đã thành lập phía tây vương giới. Địa tạng, rất nói ra, địa tạng, các ngươi một nhóm người này đột nhiên theo phía đông tới hơn nữa còn bắt đi nhi tử ta các ngươi đến cùng có âm mưu gì cùng mục đích địa tàng vương bồ tát nhìn về phía rớt hắn nói ra bần tăng bọn người du lịch tứ phương đến đây phía tây vương giới cũng là kính đã lâu tây phương thần thoại chi rực rỡ lịch sử bần tăng cái kia hai cái bằng hữu muốn đi xem trong truyền thuyết olympia thần sơn nhưng mà không biết vì cái gì cùng apollo lên xung đột như thế mới có bắt đi sự tình việc này là cái hiểu lầm Tuy nhiên người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng địa tàng vương Bồ Tát cũng không phải cái kia bảo thủ tăng nhân, cho nên hắn cái này nói láo cũng là há mồm liền đến. Dù sao cũng là một thế hệ vật, đến đây làm việc, không có khả năng địch nhân hỏi một chút, lập tức liền nói thẳng ra. Nếu thật là như vậy, vậy thì không phải là trung thực, mà chính là đần độn Địa tàng vương Bồ Tát tinh thông thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông chờ một chút, cho nên đối với thần sơn chuyện phát sinh, trong lòng là nhất thanh nhị sở rất dò xét địa tàng vương Bồ Tát, hắn mặc dù là cái hoa tâm đại củ cải, thích nữ sắc, nhưng người lại là cực khôn khéo. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng địa tàng vương Bồ Tát lời nói. Địa tàng, hắn ta trước tiên có thể mặc kệ, nhưng là các người người lại dám bắt đi nhi tử ta, đây là tại mạo phạm toàn bộ Olympia thần Sơn Uy Nghiêm. Người hiện tại có thể liên hệ với các nàng sao? Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, bần tăng không liên lạc được. Muốn đến các nàng cũng biết gây ra đại họa, bởi vậy mới làm sử dụng pháp thuật che đậy cái này bên trong thiên địa thần linh quy tắc kể từ đó thần vương ngươi mới không cách nào thẩm tra đến các nàng chỗ ngươi thẩm tra không đến bần tăng tự nhiên cũng liền không cảm ứng được rất cười lạnh nói ra người cái này tăng nhân xem ra trung thực trên thực tế lại là gian xảo vô cùng ngươi cho rằng ngươi thuyết pháp như vậy ta liền lấy ngươi không có cách nào sao địa tàng vương bồ tát nói ra bần tăng ăn ngay nói thật từ trước đến nay không đánh lừa dối. Rất nói ra, ta có một loại pháp thuật, gọi là luyện hồn thuật. Đem linh hồn ngươi luyện hóa, dạng này ngươi tất cả trí nhớ đều sẽ bị ta biết được. Mà lại, người hội nhận hết nhân gian cực hạn thống khổ. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, thần vương đã có bực này pháp thuật, không cần còn muốn cùng bần tăng nhiều lời đâu. Câu nói này nhất thời để rất nghẹn lời. Rất thật là có luyện hồn thuật, nhưng luyện hồn thuật đối pháp lực yếu ớt người hữu hiệu. Mà muốn luyện hóa như Địa Tàng Vương Bồ Tát dạng này cao thủ, cái kia đến hao phí cực lớn nguyên khí cùng tâm lực. Không đến bất đắc dĩ, rất đều không muốn đi đường này. Địa Tàng, rất nói ra, ngươi là người thông minh, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Ta muốn luyện hóa ngươi, xác thực là rất khó, thậm chí muốn tiêu tốn rất nhiều nguyên khí. Nhưng cái này không có nghĩa là ta nói là giả, ngươi tốt nhất đừng sai lầm. A Di Đà Phật, Địa Tàng Vương Bồ Tát dứt khoát ngâm một tiếng niệm Phật sau đó thì im miệng không nói. Lúc này, Poseidon nói với rất, cái này tăng người lai lịch xác thực cổ quái, đã như vậy, vậy ta thì cùng ngươi cùng một chỗ dùng luyện hồn thuật đến luyện hóa hắn. Ngươi được hắn trí nhớ, ta được hắn lực lượng nguyên thần. Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, rất lạnh giọng nói ra. Cô đông cười hắc hắc, nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ngươi coi như ta không nói gì qua. Rất lạnh hừ một tiếng, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Rất cùng Poseidon cùng một chỗ thi triển luyện hồn thuật. Trong tay hai người kết đồng dạng pháp ấn, đón lấy, mi tâm mở rộng, mỗi người bắn ra một đạo đỏ ánh sáng màu vàng. Hai đạo quang mang cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hình thành một mặt xích kim sắc tấm gương. Tấm gương này bắn ra đỏ ánh sáng màu vàng, sau đó đem Địa Tàng Vương Bồ Tát bao phủ lại. Mà lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát trong miệng đọc chú văn. Sau đó lại lần nữa có vô số phù văn màu vàng tung bay bay ra ngoài. Những thứ này phù văn màu vàng vây xung quanh địa tàng vương Bồ Tát, tiếp lấy tựa như là tơ tầm một dạng vây xung quanh địa tàng vương Bồ Tát. Không bao lâu, địa tàng vương Bồ Tát thì bị bao khỏa tại tơ tầm bên trong. Xa xa xem xét, liền giống như là một cái loại cực lớn tầm cưng. Rất cùng Poseidon liên tục thi triển luyện hồn thuật, nhưng đều phát hiện luyện hồn thuật lực lượng bị ngăn cách tại cái kia kim sắc tơ tầm bên ngoài thật sự là đáng giận a à. rất không khỏi nổi giận hắn lập tức hạ sát thủ chỉ gặp hắn cong ngón búng ra lập tức dẫn ra một đạo to đến 10 trượng lôi điện chảm giết tiếp rất chính là lôi đình chi thần hắn phát động sức mạnh sấm sét bên trong cuồn cuộn lôi đình pháp tắc chúng thần pháp tắc đều là hung hãn tuyệt luân ầm ầm một tia chớp chém xuống về sau cái kia kim sắc tơ tầm lại là không nhúc nhích tí nào rất không có cam lòng trong tay hắn sau đó thì xuất hiện một thanh màu đen cái búa. Đây cũng là cách khắc khí, khắp nơi chi nện. Cái này khắp nơi chi nện, như ý huyền chuyển, tại rất trong tay, nhẹ như lông hồng. Nhưng ở trong tay địch nhân, lại có ức vạn quân chi trọng. Một khi phát động công kích, trong nháy mắt thì có 1.8 tỷ liệt mã bôn đằng lực lượng. Rất cấp tốc một chùy tiếp tục đánh giết. Toàn bộ đáy biển cung điện chấn động mạnh một cái, dạng này lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Oanh khắp nơi chi nện chém giết tại cái kia kim sắc tầm trên vỏ trứng, tầm trứng kịch liệt xoay tròn, các loại khôi phục lại bình tĩnh về sau, vẫn là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Rất còn đợi tiếp tục công kích, Poseidon liền nói ra, rất, người không lại dùng uổng phí sức lực. Cái này tăng nhân cái này bảo hộ kén cực cổ quái. Như không tìm được bí quyết, ta nhìn liền xem như thiên địa hủy diệt, cái này tầm trứng cũng sẽ không hủy diệt. Rất nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? đông nói ra người đi về trước đi ta thật tốt nghiên cứu một chút nếu có cái gì tin tức mới ta sẽ lập tức nói cho ngươi ngươi thuận tiện cũng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi cứu apollo đi rất nói ra cái này tạm chứng ta đem mang về olympia mới là ổn thỏa nhất đông nói ra người là ta bắt cái này tăng trên thân người quá nhiều cổ quái ta được thật tốt nghiên cứu ta nói nếu có cái gì tiến triển ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết Giớt. Người khác khinh người quá đáng. Ngươi, rất khí không nhẹ, hắn sau khi hít sâu một hơi, sau đó phải tay áo bỏ đi. Sau đó, rất lấy thái cổ thần toa trở về Olympia. Rất chỗ lấy không cảm giác được Apollo tồn tại, cũng vô pháp truy tìm đến Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Lại là bởi vì Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đã tại rất nhanh thời gian bên trong rời đi Olympia châu. Trong lòng hai người rất rõ ràng Olympia châu bên này Thần Vương rất đối quy tắc nắm giữ cực kỳ khủng bố, tại Olympia Châu, hai người là tuyệt đối không thể gạt được rất truy tra. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào Nam Minh Vương Châu. Hai người vượt qua Nam Minh Vương Châu Hải Dương, đi vào Minh Vương Hades khu vực bên trong. Tại Minh Vương Châu bên trong, có một tòa cử đại Minh Vương thành, Minh Trong Vương thành nhiều năm hắc vụ trùng thiên. Tại Minh Trong Vương thành, cơ hồ là tụ tập chỗ có quỷ hồn, những quỷ hồn này đều là Minh Vương Hades lực lượng. Hades đương nhiên sẽ không phụ trách cái gì chuyển sinh, đầu thai loại hình đồ, vật. Cái kia vốn là là lời nói vô căn cứ, phổ thông quỷ hồn đầu thai, sinh ra cũng sẽ chỉ là ngu ngốc. Minh Vương Thành bên ngoài, còn có Điệu U Trị Uyên. Điệu U Trị Uyên bên trong có vô số yêu ma, cái kia Điệu U Trị Uyên nhất cùng sở hữu tầng 10. Trên cao nhất một tầng yêu ma tu vi yếu nhất, càng đến phía dưới, yêu ma thì càng lợi hại. Hades chấn áp yêu ma, thành tựu đệ nhất Minh Vương. Vô luận là Hades, vẫn là Poseidon, cùng rất, bọn họ tại chính mình trong lĩnh vực, cơ hồ là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng là một khi rời đi chính mình lĩnh vực, đều sẽ bị suy yếu không ít. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, rất có thể một mực ngồi vững chúng thần chi vương vị trí này nguyên nhân. Chỉ cần rất còn tại Olympia phía trên, rất dựa vào Olympia lực lượng, như vậy Hades bọn họ thì vĩnh viễn không có cơ hội lấy thần vương mà thay vào. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tìm Minh Vương Thành Đông mặt một cái vắng vẻ vị trí. Vị trí này, một mảnh hoang vu, mặt đất đều là màu đen đất đai. Cái này màu đen đất đai minh mông, không biết bao la đến mức nào. Phía trên duy nhất thực vật cũng chính là một loại không biết tên màu đen thực vật. Hai người rơi xuống về sau, Lam Tử Y thì nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, cái này Apollo pháp lực rất mạnh, chủ công kiếp suy nghĩ cũng khốn không hắn quá lâu. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói, ta đi vào đem hắn chân áp. Lam tử y cười một tiếng, nói ra, chủ công kiếp suy nghĩ bên trong, có thể không nhịn được hai người các người pháp lực va chạm. Vẫn là người ta đi vào chung đem hắn chân áp lại. Linh tuệ hòa thượng tại Lam tử y trên đầu vai, hắn nói ra, đáng tiếc cái kia u minh cửu âm đồ tại lâm phong thí chủ trên tay, không phải vậy lời nói, bằng mượn hai người các người đại pháp lực thi triển đại lôi âm phổ độ pháp, nhất định có thể đem cái này Apollo độ hóa, độ hóa Apollo về sau, vậy chúng ta thì làm ít không to. Lam tử y nói ra, chưa hẳn, cái kia đại lôi âm phổ độ pháp ta có chút giải. Đến Apollo cái này tu vi, không có khả năng bị độ hóa. Độ hóa cũng coi trọng cái duyên phận, trừ phi còn có so với chúng ta pháp lực lợi hại gấp 10 lần đại thần thông mới có thể đem Apollo loại người này độ hóa. Linh tuệ hòa thượng nói ra, có thể cho Apollo thả mở tâm linh độ chấp nhận hóa. Lam tử y nói ra, cái kia cũng có thể thử một lần. Bất quá dưới mắt, trước hàng phục Apollo lại nói. Sau đó, Lam tử y đem cái viên kia chủ kiếp suy nghĩ theo trong mi tâm lấy ra. Sau đó Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mang theo linh tuệ hòa thượng độn đi vào. Nơi này là Nam Minh Vương Châu, nói cho cùng, cũng vẫn là tại phía Tây Vương giới bên trong. Cho nên Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không dám làm to chuyện, sợ làm cho không tất yếu phiền phức tới tiến vào cái kia đài bên trong chi mê về sau, làm tử y đi trước mắt nhìn La Quân. La Quân tình huống vẫn là như cũ, cũng coi như ổn định, chính là không có bất luận cái gì tức giận. Làm tử y hơi hơi thở dài, bây giờ La Quân cùng tư đồ linh nhi cũng coi như là bình thường bộ dáng. Đối với bộ dáng, quả nhiên là số khổ A. Cái kia Apollo tại vô biên hắc ám bên trong cuồng loạn bay lượt, hắn hoàng kim chiến xa liệt diễm hừng hực, đem chọn cái bầu trời đêm chiếu sáng. Cái kia hư không bên trong, hắc ám liên hoa xoay chậm chậm, vô luận Apollo làm sao công kích, nhưng hắn công kích tựa hồ là mãi mãi cũng đến không hắc ám liên hoa thân một bên. Apollo, đúng lúc này, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất hiện tại Apollo trước mặt. Apollo nhìn thấy Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhất thời giận tím mặt, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt ta? Các ngươi muốn làm cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn lại mộng, nàng hỏi Lam Tử Y, nói ra hắn nói cái gì. Lam tử y lúc này cũng không tâm tình qua loa phiên dịch, nàng nói ra, hắn hỏi chúng ta là ai, vì cái gì vô duyên vô cớ muốn bắt hắn. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, không phải hắn trước nói năng lỗ mãng sao. Ta tiêu Minh Nguyệt cho hắn làm ấm bàn chân hoàn, thiên hạ này còn có người dám nói như thế tới nói. Đã hắn dám như thế đại bất kính, ta đương nhiên muốn giáo huấn hắn. Minh Nguyệt tiên tôn nói chứng chạc đàng hoàng. Lam Tử Y đều có chút không dám vạch trần chính mình hoang ngôn. Nàng nói ra, vâng vâng vâng, trời đất bao la, Minh Nguyệt lớn nhất. Có thể ngươi là Minh Nguyệt, người ta là mặt trời a. À. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi. Lam Tử Y cười khúc khích, theo rồi nói ra, tốt, ngươi trước đứng một bên, ta muốn ngươi động thủ, ngươi thì động thủ. Apollo cũng có chút mộng so nhìn lấy Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đàm tiếu tiếng gió, hắn đang muốn nổi giận. Lam Tử Y thì nhìn về phía Apollo. Lúc này, Lam Tử Y sắc mặt dày đặc lạnh xuống. Nàng biểu lộ chuyển đổi là cực nhanh. "Apollo, ngươi hỏi chúng ta tới là làm gì? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chúng ta tới là đối phó phụ thân ngươi. Ta muốn phụ thân ngươi trên đầu vương quan bên trong bảo thạch." Lam Tử Y nói ra. Apollo bị kinh ngạc, nói ra, "Các ngươi muốn lấy tinh thần thạch?" "Tinh thần thạch?" Lam Tử Y lẩm bẩm nói. Nàng lập tức cũng liền minh bạch, cái này tinh thần thạch là rất bọn họ cách gọi. Chính mình bên kia cách gọi lại là trường sinh quả. Không sai, Lam Tử Y nói ra. Apollo nói ra, cha ta thần lực lượng cội nguồn bắt nguồn từ tinh thần thạch, muốn tinh thần thạch, chẳng khác nào đòi mạng hắn. Lam Tử Y nói ra, có thể cho rằng như vậy đi, nhưng chúng ta không nhất định thì muốn giết hắn. Tinh thần thạch tới tay, chúng ta thì sẽ lập tức rời đi. Apollo sắc mặt cổ quái nói ra người đem những thứ này nói cho ta biết là có ý gì lam tử y nói ra có ý tứ gì trong lòng ngươi rõ ràng đó chính là ngươi duy nhất sinh cơ chính là phối hợp chúng ta vào tay tinh thần thạch không phải vậy lời nói chúng ta tuyệt không thể để ngươi còn sống rời đi nếu như ngươi nguyện ý vì cha ngươi thần mà chết cái kia cũng có thể ngươi nói một tiếng như vậy ta hiện tại liền trực tiếp đưa ngươi giết dù sao cũng là thần không biết quỷ không hay Apollo trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hắn nhịn không được lui lại hai bước. Làm tử y lại là tiến lên trước một bước. Đây là một cái rất tốt tâm lý ám chỉ. Apollo quanh thân lông tơ dốc ngược lên, hắn là một cái thần, tinh không cảnh thần, cơ hồ cũng là bất tử chi thân, thọ mệnh vạn năm. Hắn tại cái này phía tây vương giới bên trong, bất tử bất diệt. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy. Thế nào, người còn muốn chống cự sao? Lam Tử Y lần nữa tiến lên trước một bước. Apollo trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn theo rồi nói ra, ta như thế nào lại có thể tin tưởng các ngươi lời nói. Vạn nhất ta dù cho hợp tác với các ngươi, các ngươi đạt được tinh thần thạch về sau, vẫn là giết cha ta thần, lại giết ta, làm sao bây giờ? Lam Tử Y nói ra, không biết, nhưng ta có thể phát thể đáp ứng ngươi, ngươi như không tin ta cũng không có cách nào. Bởi vì ta không có cảm tốt hơn biên pháp đến cùng ngươi cam đoan. Apollo nói ra, ta có thể hợp tác với các ngươi. Lam Tử Y nói ra, Apollo, ngươi là người thông minh. Ta biết giờ này khắc này, đầu ngươi bên trong nhất định lóe lên rất nhiều ý nghĩ quỷ kế. Ngươi lành nghề phương tiện, nhưng ngươi là người thông minh, ta cũng không phải người ngu. Ngươi nếu thật tâm hợp tác, cái kia liền buông ra ngươi tâm linh. Ta tại ngươi trong tâm linh đánh vào một đạo thần thông. Cái này đạo thần thông đánh vào về sau, trong lòng ngươi chỗ có ý tưởng đều sẽ bị ta biết được. Nếu như ngươi có chủ tâm lừa gạt, như vậy ta sẽ trực tiếp dẫn bạo cái này đạo thần thông, giết ngươi. Ngươi mặc dù là bất tử chi thân, nhưng ta muốn giết ngươi cũng không khó. Apollo ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. Ta cùng các ngươi liều. Apollo toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên vô cùng hỏa diễm tới. Hừ, quả nhiên là tại lừa gạt, Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ta không cho ngươi nếm chút khổ sở ngươi là không biết đi vào khuôn khổ. Apollo đem cái kia Chariot of Fire ngưng tụ một cái lửa đan, đón lấy, lửa đan một tiếng ẩm vang hướng làm tự y nổ bắn ra mà đến. Cái này mai lửa đan bên trong ẩn chứa Apollo chỗ có pháp lực, lửa này đan một khi bạo phát đi ra, lực lượng kinh người. Toàn bộ trong bóng tối, toàn bộ đều là liệt diễm uy lực. Nhiệt độ cao đến không thể tưởng tượng cấp độ, liền xem như kim cương thạch bỏ vào đến, cũng sẽ bị lập tức dung thành thiết tương lam tử y làm ngăn cách nơi này nhiệt độ còn lan tràn không đến la quân nơi đó đi giờ phút này la quân chỗ đó trải qua chịu được dạng này công kích lam tử y cười lạnh liên tục nói ra muốn liều mạng vậy cũng không được sau đó nàng thi triển ra đại thôn phệ thuật cái kia bốn phía vô cùng liệt diếm nhiệt độ còn có cái kia không trung tuôn ra đến thuần dương lực lượng bị lam tử y cuồng mãnh hấp thu đi vào lam tử y chưa chút cho ta Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thi triển ra đại thôn phệ thuật. Apollo bạo giống một tiếng, nói: "Ta để cho các ngươi nuốt, các ngươi nuốt được sao?" Apollo trực tiếp đem tất cả lực lượng bộc phát ra đi, cái kia thuần dương lực lượng tại đại thôn phệ thuật bên trong lôi đình nhảy lên, biến hóa ngàn vạn. Đột nhiên giống như ma quỷ, như thần tiên, như thiên nữ, như liệt diễm, như hàn băng không ngừng biến hóa. Biến hóa vạn tượng, thần chi quy tắc, Apollo lại lần nữa bạo giống một tiếng nói, sụp đổ. Ầm ầm, Apollo thuần dương liệt diễm tại đại thôn phệ thuật bên trong nổ tung lên. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ngưng thần, hai người không ngừng vận chuyển đại thôn phệ thuật tiêu trừ, đồng thời thôn phệ. Những thuần dương đó liệt diễm vừa mới nổ tung, lập tức lại bị chuyển hóa thành thuần dương lực lượng. Đáng giận, Apollo thấy thế không khỏi tuyệt vọng. Gia hỏa này lực lượng còn thật đáng sợ, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nếu là ta một người còn thật không có cách nào cho hắn thôn phệ. Trong này thần chi quy tắc quá lợi hại, may mắn là chúng ta đồng loạt ra tay. Lam tử y lại là không để ý tới minh nguyệt tiên tôn. Hai nữ trên mặt một mảnh kiều mị ửng hồng, cái này thuần dương liệt diễm bị thôn vệ chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng, làm thật là đại bổ rất ga. Trong nháy mắt, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lực lượng lần nữa tăng lên một bậc thang. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, áo tím, chúng ta đem ra hỏa này huyết nhục toàn bộ thôn vệ chuyển hóa thành nguyên khí, chắc hẳn càng có thể uy lực đại tăng. Lam tử y nói ra, chính sự quan trọng đâu, cũng không phải đến cấp người bổ thân thể. Nếu là hắn ngu xuẩn mất khôn, lại giết không muộn. Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không phải địa tàng vương bồ tát như thế người, lấy lòng dạ từ bi. Giết cá biệt người, trong lòng các nàng một điểm gánh vác đều không có. Quản ngươi có đúng hay không cái gì quang minh chi thần, làm không tốt thì giết đi. Apollo sức mạnh tổn hại nhiều. Đón lấy, Lam Tử Y thì thi triển ra bất hủ chân không ấn. Bốn tôn thần linh tạo thành thủ ấn, Lam Tử Y câu thông nguyên khí của tiên giới, bốn tôn thần linh lực lượng tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, bốn tôn thần linh đem Apollo chết kiềm chế ở. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vĩnh hằng ảo nghĩa quy tắc xâm nhập vào Apollo trong lòng. Apollo kịch liệt dẫy dụa lấy nhưng lúc này hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Apollo là tinh không cảnh cao thủ, cũng có thể câu thông nguyên khí của tiên giới. Nhưng là Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y cùng một chỗ thi triển đại thôn vệ thuật, chuyện này với hắn tạo thành rất đại thương hại. Lúc này, Lam Tử Y lại thi triển bất hủ chân không ấn, Apollo liền coi như là triệt để đi đến cùng đường mặt lộ. Vì cái gì, vì sao lại có loại công pháp này? Apollo thả hét lên điên cuồng. Đối với lực lượng bị thôn vệ chuyện này, hắn bi phẫn tới cực điểm. Minh Nguyệt, đưa người thiên lòng ấn cái đánh vào đến hắn trong não vực. Làm tử y phân phó Minh Nguyệt tiên tôn. Tốt, Minh Nguyệt tiên tôn lập tức liền đem thiên lòng ấn cái đánh vào đến Apollo trong óc. Sau đó, làm tử y lại nặng nặng đem Apollo ngũ tạng lục phủ trọng thương. Đồng thời tại hắn tạng phủ vải bố lót trong phía dưới cấm chế, đây là không cho Apollo khôi phục thương thế. Như thế về sau, cũng coi là đem apollo toàn bộ lực lượng cho cầm cố lại đi lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn rời đi chủ kiếp suy nghĩ lam tử y tướng chủ kiếp suy nghĩ lại để vào đến trong nghi tâm gia hỏa này rất cố chấp cũng có chút không sợ chết lam tử y nói ra chúng ta muốn hắn hợp tác rất khó hiện tại vẫn là đi trước tìm địa tàng vương bồ tát địa tàng vương bồ tát có một môn thần thông gọi là tha tâm thông có thể trồng vào đến hắn trong não vực như thế thì nhưng biết khác ý nghĩ. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. Lam Tử Y sau đó liền bắt đầu chăm chú cảm nhận địa tàng Vương Bồ Tát. Nàng và địa tàng Vương Bồ Tát là mỗi người lưu lại ấn ký, làm liên hệ chi dụng. Nhưng lúc này, nàng lại hoàn toàn cảm giác không thấy địa tàng Vương Bồ Tát tồn tại. Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp Lam Tử Y cao mày, không khỏi hỏi, làm sao? Lam Tử Y thu hồi pháp lực, nói ra, địa tàng Vương Bồ Tát ra chuyện, ta đã cảm giác không thấy hắn tồn tại. Có ý tứ gì, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng bị kinh ngạc, nói ra, người nói địa tàng vương Bồ Tát chết. Lam Tử Y nói ra, đó cũng không phải, địa tàng vương Bồ Tát không dễ dàng như vậy chết. Nhưng mà rất hiển nhiên, tại chúng ta bắt đi Apollo về sau, liền thì kinh động thần vương rất. Có thể là cái này rất tìm không thấy người ta, sau đó liền đi tìm địa tàng vương Bồ Tát xuất khí. Hiện tại địa tàng vương Bồ Tát đến cùng là tình huống như thế nào? ta cũng không hiểu biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói ra, nếu không chúng ta cầm Apollo đi đổi địa tàng vương Bồ Tát. Lam Tử Y nói ra, một khi chúng ta cùng bọn hắn bên kia liên hệ, như vậy thần vương bên này liền sẽ lấy lôi đình chi thế đến rảo sát người ta. Địa tàng vương Bồ Tát đều có thể bị bắt, người cảm giác đến hai người chúng ta có thể chống lại toàn bộ Olympia châu lực lượng sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vậy ngươi nói phải làm gì? Lam Tử Y nói ra, xem ra chúng ta điểm đột phá vẫn là tại Apollo trên thân, chỉ cần Apollo không quay về. Bọn họ sẽ không dễ dàng đối địa tàng vương Bồ Tát hạ tử thủ. Mặt khác, ta biết Địa Tàng Vương Bồ Tát vẫn còn có chút cứu mạng thủ đoạn, có lẽ Địa Tàng Vương Bồ Tát còn căn bản không trên tay bọn họ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái này Apollo không thành thật lắm, đáng tiếc người ta không có biết người khác tư tưởng thần thông. Lam Tử Y nói ra, chậm rãi ép hỏi đi luôn luôn có biện pháp. Sau đó, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mang theo linh tuệ hòa thượng lần nữa tiến vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Apollo uể oải khoanh chân ngồi dưới đất. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào Apollo trước mặt, Lam Tử Y nói ra, Apollo, người quỷ kế có rất nhiều. Nhưng là ở trước mặt ta, người còn quá non một chút. Cái này Olympia châu sinh hoạt quá an nhàn, để ngươi không biết bên ngoài nhân tâm đến cùng có bao nhiêu hiểm ác. Cho nên, Ngươi cùng ta chơi một bộ này, bất quá là tự rước nhục. Ngươi bây giờ hẳn là cũng đoán được, ta cũng không có trưởng khống ngươi ý nghĩ trong lòng thần thông, cho nên ta hiện tại kiên nhẫn cũng không nhiều. Ngươi là phía tây thần, cao cao tại thượng thần. Ngươi mà chết, bên trong thiên địa thì lại không người Apollo. Ngươi bây giờ nếu như một lòng muốn chết, chúng ta bắt ngươi không có cách, như vậy cũng chỉ có tại đủ kiểu bất đắc dĩ đưa ngươi huyết nhục luyện hóa, thôn phệ. Ngươi thật muốn lựa chọn con đường này sao? Apollo tràn ngập cừu hận nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, giết đi, muốn ta bán cha ta thần, tuyệt không có cái này có lẽ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, hắn nói cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn nói hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không xảy ra bán phụ thần. Minh Nguyệt Tiên Tôn là cái bạo tính khí, nàng nói ra, cái kia liền thành toàn hắn tốt. Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Nàng sau khi nói xong liền nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, đem hắn thôn phệ đi. Sau khi nói xong, Lam Tử Y xoay người. Nàng lộ ra lãnh khốc vô cùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn có chút xấu hổ, nói ra, cái này không tốt lắm đâu, Lam Tử Y, hắn nhưng là đại bổ phẩm. Như vậy đi, ta thôn phệ một nửa, còn có một nửa lưu cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, trong tay ngưng tụ ra một miệng Thiên Long kiếm đi ra. Khẩu này Thiên Long kiếm thì hướng về Apollo đầu chém giết tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn là dự định đem Apollo một phân thành hai. Phanh một tiếng, Apollo đầu thế mà kiên cố vô cùng, Thiên Long kiếm trực tiếp vỡ vụn ra. "Hắc, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đầu vẫn rất cứng rắn mà." Nàng ngón tay búng một cái, lập tức lần nữa ngưng tụ ra một miệng Thiên Long kiếm tới. Lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Thiên Long kiếm bên trong quán chú Thiên Long pháp tắc cùng Thiên Long chi lực một cỗ rét lạnh uy nghiêm thiên long khí tức từ thiên long kiếm bên trong phát ra cỗ khí tức này để apollo không rét mà run minh nguyệt tiên tôn liền muốn xuất thủ chém giết apollo đúng lúc này apollo trên trán mồ hôi chảy ròng ròng trong nháy mắt đó vãi cả linh hồn hắn nhịn không được nói ra chờ một chút minh nguyệt tiên tôn thực cũng là cố làm ra vẻ nàng cái này đệ nhất kiếm cũng là cố ý không dùng chân lực như thế hai lần còn thật cho apollo một loại nói không nên lời uy áp tới làm một tên thần linh hiển nhiên apollo là muốn so phạm nhân cũng biết tử vong ý nghĩa đó là một loại vĩnh hằng tiêu tán cho nên tại thời khắc này apollo rốt cục vẫn là khuất phục tất cả kiên cường cùng cốt khí đều tại minh nguyệt tiên tôn kiếm thứ hai phía dưới tiêu tán hầu như không còn lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn chính là bạn tốt nhiều năm lẫn nhau biết rõ cho nên phối hợp cũng tự nhiên ăn ý Lúc này, Lam Tử Y quay người trở lại, lạnh lùng nói ra, "Làm sao?" Apollo nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, "Ta có thể hợp tác với các ngươi, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện." Lam Tử Y nói ra, "Ngươi nói đi." Apollo nói ra, "Thứ nhất, chỉ lấy tinh thần thạch, không muốn hại ta phụ thần. Thứ hai, lưu ta nhất mệnh." Lam Tử Y nói ra, "Đây là không có vấn đề." Apollo nói ra, "Các ngươi phát thệ Lam Tử Y thản nhiên phát thệ, sau đó Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng theo phát thệ. Tu Vi đến các nàng tình trạng này, lời thề ước thúc lực tuyệt đối là có. Không phải vậy lời nói, tại lần sau Tấn Thăng cùng đột phá thời điểm, vi phạm lời thề nhân quả liền có thể buông xuống. Sau đó, Lam Tử Y nói với Apollo, lời thề cũng lập, điều kiện cũng đáp ứng. Nếu như Apollo người còn dám tới lừa gạt tại chúng ta, cái kia người chính là tự tìm đường chết. Apollo xanh cả mặt, hắn nói ra, ta biết. Lam tử y nói ra, người nói đi. Apollo nói ra, ta chỗ này có mấy cái biện pháp, thứ nhất thì là các người đem ta thả, sau đó các người giấu ở ta trên xe. Ta hoàng kim liệt Diếm chiến xa tuy nhiên bị các người thôn vệ hơn phân nửa, nhưng cũng còn có thể biến hóa ra. Về sau, ta sẽ dẫn lấy chiến xa đi gặp cha ta thần, tìm đúng cơ hội đánh lén tại hắn, sau đó đoạt lấy hắn tinh thần thạch. Lam tử y nói ra, Apollo, Ngươi kế hoạch này ta không biết là ngươi đang tìm cái chết, vẫn là ngươi muốn mang bọn ta muốn chết. Đánh lén rớt, nói đùa cái gì, ngươi còn không có động niệm, hắn liền đã biết được. Mà lại, ngươi cũng giấu không được chúng ta, cho nên biện pháp này không được. Apollo liền tiếp tục nói, ta cũng biết, biện pháp này các ngươi sẽ không đồng ý. Cái kia chính là biện pháp thứ hai. Ngươi nói, Lam Tử Y nói ra. Apollo nói ra, cha ta thần tu vì ta rất giải cho dù là hai người các ngươi hợp lực muốn đánh bại hắn bắt hắn lại đều không có quá đều có thể có thể đây là chỉ phụ thần rời đi olympia cho nên thứ nhất các ngươi cần muốn tìm người hợp tác người này cũng là minh vương hades hades là cha ta thần huynh đệ nhưng là nhiều năm như vậy hắn một mực bị cha ta thần áp chế hắn là muốn đem nhất cha ta thần kéo lên thần đàn người hắn đón đến tiếp tục nói cha ta thần yêu thích sắc đẹp chỉ cần nghe nói nhân gian nơi đó có cái gì mỹ nữ, hắn đều sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi có thể tìm kiếm nhân gian mỹ nữ, hoặc là lấy thần thông đem nữ tử biến hóa đến mỹ mạo một chút, sau đó đi qua trắng trợn phủ lên, dẫn cha ta thần tới. Đến lúc đó, chúng ta bố trí mai phục, phối hợp minh vương Hades, tự nhiên có thể thành công bắt giữ cha ta thần. Làm tử y nhìn Apollo liếc một chút, nàng nói ra, kế hoạch này rất đơn giản, nhưng là điểm mấu chốt lại tại minh vương Hades trên thân. Dựa theo lời ngươi nói, Hades cùng cha ngươi thần là tử thù, như vậy Hades làm sao không dùng kế hoạch này tới đối phó cha ngươi thần? Apollo nói ra, thứ nhất, kế hoạch này rất khó thành công. Cha ta thần cũng không ngốc, không biết như vậy mà đơn giản chúng kế. Thứ hai, Hades cũng không dám làm việc, bởi vì hắn như hại chết phụ thần, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, hắn sẽ trở thành chúng thần thảo phạt đối tượng. Mà các ngươi như cùng Hades hợp tác, hades có thể đem tất cả sai lầm đẩy đến ngươi trên người chúng ta tin tưởng cứ như vậy hades hội cảm thấy rất hứng thú linh tuệ hòa thượng ở một bên thì vì minh nguyệt tiên tôn phiên dịch lam tử y hỏi minh nguyệt tiên tôn nói ra ngươi cảm thấy thế nào minh nguyệt tiên tôn nói ra có thể thử một chút đi cùng hades tiếp xúc việc này trung quy là phải mạo hiểm không có khả năng thì nhẹ nhàng như vậy thành công lam tử y gật gật đầu nàng nói ra vậy thì tốt dạng này, ta một người đi gặp Hades. Apollo thì đặt ở trên tay ngươi, nếu như Hades có cái gì ý nghĩ khác, hoặc là đối phó ta, ta không có trốn tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta nhìn vẫn là ta đi gặp Hades đi. Lam Tử Y nói ra, người gặp qua cái giam A, người cùng hắn lời nói đều không thông. Linh Tuệ Hòa Thượng có thể vì ta phiên dịch, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y nói ra, không dùng phiền toái như vậy, việc này là ta gọi ngươi tới không có khả năng mạo hiểm sự tình cho ngươi đi làm, ta ở phía sau ngồi hưởng thành. Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, nếu như Hades dám gây bất lợi cho ngươi. Ta liền đi ta Minh Nguyệt cung triệu tập đệ tử, sau đó đem Minh Vương Châu náo cái long trời lỡ đất. Lam Tử Y nói ra, cứ như vậy bình tĩnh. Sau đó, Lam Tử Y liền đem Apollo giao cho Minh Nguyệt Tiên Tôn trông giữ. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng lưu cho Minh Nguyệt Tiên Tôn, bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng cần một người thông dịch. Mà lại, Linh Tuệ Hòa thượng tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là đến Lam Tử Y cấp bậc này chiến đấu phía trên, thật là không thể giúp quá đại ân. Nam Minh Vương Châu cũng được cho địa vực Bao La, bất quá đại bộ phận đều là đất hoang, phế thành, phế thành bên trong yêu ma hoành hành, một vùng tăm tối, không có chút nào phép tắc. Minh Vương Hades trời sinh trưởng khống hắc ám lực lượng, hắn quản lý địa phương này là không có gì thích hợp bằng Lam Tử Y trực tiếp bay hướng Minh Vương Thành. Sau một lát, nàng liền đạt tới Minh Trong Vương Thành. Trực tiếp đáp xuống Minh Trong Vương Thành. Cái này Minh Trong Vương Thành, hắc vụ lượn quanh, trên chợ có thật nhiều ăn mặc quái dị người, còn thật nhiều yêu ma. Những yêu ma này đều là lương dân, là bị Minh Vương Hades thuần phục. Trên đường, còn có thật nhiều Minh Vương Hades phủ binh tuần tra. Minh Trong Vương Thành có Minh Vương Thành phép tắc, hắc vụ thì là một loại tối tăm u hồn pháp tắc. Những vật này đều là Minh Vương thành đặc thù lực lượng, thuộc Minh Vương Hades điều tiết khống chế. Lam Tử Y trực tiếp đi vào Hades trước cung điện mặt. Phía trên cung điện này hư không hắc vụ phá lệ nồng đậm, màu vàng xanh nhạt cung điện chợt nhìn tựa như là màu đen. Cái này Minh Vương điện đại môn cho người ta một loại cuồn cuộn nhưng lại âm u cảm giác, cái kia đại môn đóng chặt. Khiến người ta khó tránh khỏi tưởng tượng bên trong tựa hồ thì có vô cùng giống như ma quỷ. Lam Tử Y ngẫm lại, nàng cấp tốc ngưng tụ ra một đạo hư không nguyên thần tới đối với minh vương lam tử y tuyệt không giải cho nên nàng cũng nhất định phải cẩn thận cái kia đại môn đóng chặt lam tử y hư không nguyên thần lại là thuận lợi xuyên qua đại môn tiến vào minh vương điện bên trong lam tử y chỗ lấy không ở bên ngoài kêu gọi minh vương đó là bởi vì nàng sợ việc này truyền đi một khi truyền đi nàng hợp tác với minh vương tương lai có rất nhiều sự tình cũng không tốt tiếp tục phát triển cái kia hư không nguyên thần tiến vào cung điện bên trong, làm tử y xa xa chỉ huy tôn này hư không nguyên thần. Hư không nguyên thần thấy, chính là nàng thấy. Lúc trước đi thần sơn, bởi vì là ở bên ngoài điều tra. Cho nên làm tử y là bản thể đi, mà tiến vào cung điện này bên trong, một khi phát hiện chuyện không thể làm, làm tử y liền có thể trực tiếp tản mất tôn này hư không nguyên thần. Tiến vào đại môn về sau, chính là đại điện. Đại điện này rộng lớn vô cùng, khoảng chừng 3.000 mét vuông, cao có chừng 20 thước. Vô cùng sương mù màu đen vần quanh ở chính giữa, khiến người ta hoài nghi đây là đi vào âm tào địa phủ. Đương nhiên, tại phía tây là không có âm tào địa phủ nói chuyện. Địa ngục, tựa hồ nơi này chính là chân chính ngục. Lam tử Y hư không nguyên thần vừa tiến đến, lập tức cảm giác được âm u băng hàn chi ý. Mà lại, trong sương mù ẩn chứa rất nhiều ma đầu, loại này ma đầu, có là tâm ma, có là âm hồn, có là âm hồn tu luyện có thành tựu ma vương vân vân, cái này một cỗ như thủy triều âm hàn lực lượng cấp tốc ăn mòn hướng Lam Tử Y. Lam Tử Y âm thầm kinh hãi, cái này Minh Vương Điện quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là người bình thường tiến đến, trong nháy mắt liền bị xé rách thành toái phiến, sau đó hóa thành một sợi âm hồn, vĩnh thế bị cầm tù ở chỗ này. Lam Tử Y vung tay lên, liền đem bầy quỷ tản ra. Những quỷ hồn này không có Minh Vương chỉ huy, cũng sẽ không thể hiện ra rất mạnh mẽ tấn công đánh lực tới lam tử y liên tục vài cái phất tay đem bầy quỷ vẫy lui sau đó nàng liền phát ra cường đại ý niệm tới minh vương hades ta là theo phía đông tới tán tu có việc muốn cùng ngươi hợp tác còn mời đi ra gặp nhau lam tử y liên tục hô vài tiếng ngay vào lúc này cái kia trong hắc vụ có động tính phía đông đến thanh âm này mang theo một loại rét lạnh ý vị bản vương nghe nói mấy cái phía đông đến thần tướng olympia châu quấy long trời lỡ đất còn đem bản vương chất nhi cho bắt đi. Không nghĩ tới người dám đưa tới cửa, hắn sau khi nói xong, lập tức xuất thủ. Lam tử y đã nhìn thấy cái kia xương mù màu đen bên trong, một đạo thao thiên ma chảo hình thành, sau đó thì hướng nàng chảo nhiếp tới. Này cũng thao thiên ma chảo chính là Hades minh thần chi thủ. Đạo này minh thần chi thủ bên trong ẩn chứa minh vương Hades đối hắc ám lực lượng lý giải cùng quy tắc. Một chảo phía dưới, bốn phương tám hướng ma khí phun trào, xâm nghiêm sắc bén thế mà để lam tử y có loại lên trời không đường xuống đất không cửa cảm giác một chảo phía dưới tất cả thế giới đều cùng lam tử y sinh ra ngăn cách loại này ngăn cách là một loại tâm hồn ngăn cách lam tử y cười lạnh một tiếng nàng tự nhiên biết đây là minh vương hades tại xương nàng cân lượng như lam tử y không chịu nổi một kích vậy dĩ nhiên lẫn nhau là không có hợp tác tất yếu lam tử y tuy nhiên bản tôn ở bên ngoài nhưng lại có thể hướng hư không nguyên thần chuyển vận liên tục không ngừng lực lượng. Nàng cấp tốc thi triển ra thai tàng bất hủ thần công bên trong thấy rõ. Lam tử y hai tay kết thiên thủ ấn, lập tức, vô số hỏa diễm theo Lam tử y trong tay nhảy ra tới. Thiên ti vạn lũ hỏa diễm tản mát đến cái kia minh thần chi thủ phía trên. Những ngọn lửa này toát ra, biến hóa, ngọn lửa này lực lượng cực cổ quái. Mang theo một loại bất hủ lực lượng vốn là lam tử y chiêu này thấy rõ thì vô cùng lợi hại, lại thêm dung hợp nguyên khí của tiên giới, vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh. Chính là minh vương Hades giờ phút này minh thần chi thủ cũng bắt đầu bị đốt cháy ra hết lần này tới lần khác khói xanh đi ra. Lam tử y thân thể đột nhiên biến đổi, dựa vào thai tàng tinh khí, đem cả người thu nhỏ. Nàng giống như một đạo con ruồi, nhanh chóng nhanh rời đi minh thần chi thủ khống chế. Sau đó, Lam tử y thì xa xa tung bay trên không trung Hades, đây bất quá là ta nhất tôn hư không nguyên thần. Nơi này là của người bàn, đánh lên cũng không có ý nghĩa. Người như thật là có bản lĩnh, có thể đến phía đông, đến ta địa bàn phía trên, ta tự nhiên sẽ theo người thật tốt đọ sức. Cho nên, người cũng không cần lại nơi này xưng ta cân lượng. Ta bên ngoài cũng còn có đồng bạn, nếu như người dám gây bất lợi cho ta, cho dù ta chạy không thoát, cũng có thể để người Nam Minh Vương Châu gà chó không yên. Không tệ không tệ, Hades cười lên ha hả, tại bản vương trong địa bàn, người dựa vào nhất tôn hư không nguyên thần thì phá bản vương minh thần chi thủ. Cái này chứng minh người thật là cái có năng lực người. Ta có không có năng lực, không dùng ngươi đến phán định, trong lòng ta rất rõ ràng. Lam tử y lạnh lùng nói ra. Hades nói ra, ngươi muốn muốn hợp tác như thế nào? Còn có, ngươi tại sao tới tìm ta? Lam tử y nói ra, Apollo tại ta trên tay, tuy nhiên apollo là cái rất có cốt khí người nhưng thử hỏi thần linh người nào không sợ chết cho nên hắn vì mạng sống nhất định phải cống hiến ra một chút hữu dụng giá trị cùng tình báo đi ra ta cũng không cần giấu giếm ngươi chúng ta lần này tới chính là vì nhằm vào thần vương rớt hades người thủy chung không có thoát hiểm nhưng làm tử y lời nói này sau khi đi ra rõ ràng cung điện bên trong bầu không khí có biến hóa trở nên ngưng trọng một chút bản vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Sau một lúc lâu, Hades trầm thấp nói ra. Lam tử y nói ra, không dựa vào cái gì, trong này, không cần ngươi bốc lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Ngươi chỉ cần cung cấp một chút nho nhỏ trợ giúp là được. Thì coi như chúng ta sự bại, cũng liên lụy không đến ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy có thể xuất thủ, liền tại ổn thỏa nhất thời điểm xuất thủ. Làm ăn này, ngươi làm thì làm, không làm, ta tự nhiên cũng miễn cưỡng không được ngươi rất là đệ đệ ta, mệnh ta hay là hắn cứu. Hades nói ra, năm đó cha ta thần Cronus lật đổ ra ra của ta chính sách tàn bạo, ra ra lúc sắp chết nói cho phụ thân, nói tương lai hắn cũng sẽ bị con trai mình lật đổ. Về sau, phụ thần mỗi sinh phía dưới một đứa con trai, liền đem thôn vệ đến trong bụng. Ta cũng bị thôn vệ đi vào, là rất may mắn đào thoát về sau, chỉ huy thái thản cự nhân lật đổ cha ta thần, cũng bức bách phụ thần đem chúng ta phun ra. Cái này là mạng sống đại ân, người hôm nay thế mà tới tìm ta muốn ta đi đối phó ta ân nhân cùng huynh đệ chỉ sợ ngươi là tìm sai đối tượng các ngươi những thứ này quá khứ ta không biết là thật hay giả lam tử y nói ra chỉ bất quá đây là apollo cung cấp manh mối xem ra là apollo cung cấp có sai cái kia ta rời đi vẫn là tốt hơn chờ một chút hades cười lạnh một tiếng nói ra đến còn muốn đi sao bản vương muốn đem ngươi bắt đưa cho ta đệ đệ rớt Lam tử y cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Ta tới nơi này, không phải nhầm vào ngươi, ngươi tốt nhất đừng dẫn họa trên người. Thật cuồng khẩu khí, Hades cười ha hả. Lam tử y quay người định rời đi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì. Hades đột nhiên nói ra. Đã ngươi như thế kính yêu đệ đệ ngươi, vậy ta cũng không cần thiết nói cho ngươi, tên của ta. Lam tử y nói ra. Hắc sắc ma vụ bên trong, Hades bộ mặt chân thật rốt cuộc xuất hiện. Ngược lại không phải là dài đến răng nanh dữ tợn, ngược lại có như vậy một tia thanh tú cùng đường chính. Xem ra cũng là chừng 30 tuổi thanh niên, hắn thân thể mặc trường bào màu đen, trường bào phía trên gì có chín cái đầu lâu. Trường bào này chính là Hades chiến bào, cũng là một kiện tuyệt diệu pháp khí, gọi là Thâm Uyên Ma Bào. Hades nói ra, "Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi, ngươi mục đích ha? Lam Tử Y nói ra, "Tốt, nói cho ngươi cũng không sao." "Ta, Lam Tử Y, tới nơi này mục đích là vì đoạt được rất phương quan phía trên tinh thần thạch." "Tinh thần thạch?" Hades nói ra, "Cái kia tinh thần thạch vì rất cung cấp lực lượng cường đại cội nguồn. Chính là cái này tinh thần thạch mới khiến cho hắn thành chúng thần chi vương." "Ngươi muốn tinh thần thạch làm cái gì?" Lam Tử Y nói ra, "Ta tất nhiên là có ta tác dụng." Hades nói ra, "Ngươi muốn muốn hợp tác như thế nào?" Lam tử y nói ra, ta mục đích người cũng rõ ràng, đạt được tinh thần thạch về sau, ta hội lập tức rời đi các người phía Tây. Còn sau đó sự tình, người nên xử lý như thế nào cũng có thể. Hades trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, ta muốn gặp Apollo. Lam tử y trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, cũng được. Nàng đón đến, nói, vậy ngươi thì đi theo ta. Lam tử y sau khi nói xong, hư không nguyên thần liền tiêu tán trên không trung hades thân hình lóe lên cũng liền xuất hiện tại cung điện bên ngoài hades xuất hiện tại lam tử y bản thể trước mặt đi lam tử y chỉ huy hades tiến đến gặp minh nguyệt tiên tôn chỉ cần không phải tại cung điện kia bên trong hoặc là cái gì tuyệt đối lĩnh vực bên trong lam tử y đối hades cũng không có gì tốt sợ hãi sau một lát tại vắng vẻ một chỗ hoang dã địa phương bên trong lam tử y nhìn thấy minh nguyệt tiên tôn Minh Nguyệt Tiên Tôn ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lam Tử Y cùng Hades thứ nhất, Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức đứng lên, ngưng thần đề phòng. Hắn muốn gặp Apollo, Lam Tử Y nói ra, sau đó lại hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn giới thiệu, nói ra, vị này cũng là Minh Vương Hades. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên phiên dịch. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. Sau đó, nàng đem Apollo theo pháp khí bên trong bắt tới. Lúc này Apollo một mảnh huệ hoài, Hắn huề oải trên mặt đất, lúc này hắn suy yếu ngẩng đầu, nhìn về phía Hades thúc thúc. Apollo hô một tiếng. Hades trong mắt lóe lên tức giận, nói ra, các ngươi làm sao có thể như thế đối Apollo? Lam Tử Y từ tốn nói, không đối với hắn như vậy, chẳng lẽ muốn mời hắn ăn tiệc, cực kỳ chiêu đãi. Hades không khỏi nghẹn lời. Sau đó, hắn nói ra, ta muốn các ngươi thả Apollo, giải trừ Apollo trên thân cấm chế. Lam tử y nói ra, Hades, người nói đùa cái gì? Apollo nếu như bị giải trừ cấm chế, hắn đem kế hoạch chúng ta lại tiết lộ cho rất. Vậy chúng ta còn dùng làm việc sao? Nàng đón đến, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là thật tâm thương ngươi chất nhi, còn là muốn lung lạc hắn. Cái này đều không trọng yếu, chỉ cần chúng ta đạt được tinh thần thạch, về sau, Apollo ta sẽ giao cho ngươi. Tin tưởng ngươi nếu là muốn làm chúng thần chi vương, nếu có Apollo chống đỡ, nhất định sẽ làm ít công to. Mà Apollo người cũng có thể yên tâm, đúng hay không? Apollo thật sâu nhìn một chút Hades, sau đó gật gật đầu. Hades ánh mắt cũng liền lạnh lùng đi xuống. Hiển nhiên ngay tại vừa mới, hắn phản ứng thật là có diễn trò thành phần ở bên trong. Sau đó, Hades liền nói, vậy được rồi. Hắn đón đến, nói ra, nơi này trò chuyện không tiện lắm, chúng ta tìm tuyệt đối an toàn địa phương trò chuyện. Nơi này, ra đến an bài. Lam Tử Y nói ra, Hades cười một tiếng, nói ra, xem ra hai vị vẫn là không tin được ta. Lam Tử Y nói ra, vốn là không có tín nhiệm có thể nói, chúng ta cũng không phải lão bằng hiếu, lẫn nhau cẩn thận một chút, luôn luôn tốt. Hades buông buông tay, nói ra, vậy được rồi. Sau đó, Lam Tử Y tướng chủ kiếp suy nghĩ tế ra đến, sau đó thì chỉ huy Hades đi vào. Hades ngược lại là rất lớn khí trực tiếp tiến chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Làm tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó thì mang Apollo, liền cũng đi theo vào. Nơi này, rất kỳ diệu. Hades sau khi đi vào liền đánh giá chung quanh, hắn nói ra, bên trong có rất nhiều huyền ảo đạo lý, liền xem như ta, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Làm tử y nói ra, mọi người vẫn là ngồi xuống nói chuyện chính sự đi. Nàng căn bản không tiếp Hades gốc giả. Hades cười một tiếng, liền ngồi xếp bằng. Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Apollo cũng đều đi theo khoanh chân ngồi xuống. Lam Tử Y chủ trì hội nghị, nàng nói ra, Apollo, đưa ngươi dự định cùng Hades nói một chút đi. Hades liền cười tủm tỉm nhìn về phía Apollo, Apollo có chút tâm hỏng cúi đầu xuống, muốn đến, luôn luôn đều là chính nghĩa dũng cảm, công chính vô tư lấy xưng quang minh chi thần Apollo, bây giờ thế mà giúp người ngoài mưu đồ chính mình phụ thần, cái này khiến Apollo thật là khó có thể tại Hades trước mặt dũng cảm nâng lên cao ngạo đầu lâu tới. Thế nhưng là, thế nhân lại cuối cùng sẽ đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác nhu nhược. Trên thực tế, đổi chỗ mà xử, Hades chưa hẳn liền sẽ so Apollo có cốt khí. Thậm chí là rất, cùng hắn thần linh, thậm chí phía đông thần chờ một chút, bọn họ tại dạng này tình cảnh dưới đều chưa hẳn lại so với Apollo làm càng tốt hơn. Apollo nhưng mà vì còn sống, nhưng hắn vẫn là đang cực lực bảo toàn phụ thần tánh mạng. Apollo sống cực kỳ lâu, hắn chỗ lấy sẽ sợ chết, là bởi vì hắn biết còn sống là cỡ nào không dễ, biết chết đến cơ sở ý vị như thế nào. Một người, thành lại càng lớn, vinh diệu càng nhiều, quyền thế càng lớn, tài phú càng lớn, thì càng khó có thể bỏ qua. Cho nên, năm đó Tần Thủy Hoàng, thậm chí Chu Lệ, gia tính Hoàng đế, cùng ung chính những Hoàng đế này, bọn họ đều liều mạng muốn trường sinh bất lão. Có lúc, là quân cũng sẽ sợ chết. Hắn có lúc cận kề cái chết không muốn đi làm một chuyện, đó là bởi vì, người kia hắn rất quan tâm. Mà rất hiển nhiên, Apollo đối phụ thần quan tâm vẫn là không có siêu việt hắn tính mạng mình. Apollo cúi đầu rất lâu. Làm tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không có thúc giục Apollo, cũng không có bất kỳ cái gì chế giễu hắn ý tứ. Apollo cuối cùng vẫn lấy dũng khí, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói, ta ý là, chúng ta chế tạo ra một cái xuất sắc mỹ nhân, sau đó dẫn ra cha ta trước thần tới. Hắn đến lúc đó nhất định sẽ hóa thành phàm nhân, tuy nhiên hắn trang phục cùng cải biến hình dạng thần thông có rất ít người có thể nhận ra. Nhưng là ta tin tưởng thúc thúc ngươi nhất định có biện pháp nhận ra. Hades nói ra, rất nắm giữ một môn thần thông, gọi là đại biến hóa thuật. Hắn biến hóa, trên thực tế là ta cũng vô pháp nhận ra. Đại biến hóa thuật, làm tử y cùng minh nguyệt tiên tôn nhìn nhau hai người lập tức liền biết, môn thần thông này cũng là ba nghìn đại đạo bên trong một loại. Hades tiếp tục nói, có điều, ta đối rất quá giải. Hắn ánh mắt lừa gạt không ta, đến lúc đó ta hội đang âm thầm quan sát, chỉ cần hắn xuất hiện, ta nhất định có thể nhận ra. Apollo nói ra, đã như vậy, vậy bây giờ muốn làm liền là tìm kiếm đến để cho ta phụ thần tâm động nữ nhân. Tuy nhiên lúc này bởi vì phía đông chúng thần đến để phụ thần tâm phiền, nhưng là phụ thần không chịu nổi tịch mịch, sẽ không ở thần sơn bên trên mỏi mòn chờ đợi. làm tử y thì nói ra, Hades vì cái gì ngươi một mực không có thi hành kế hoạch này? Hades cười hắc hắc, nói ra, không phải ta không muốn thi hành. Thứ nhất, rất không biết chạy đến ta nam minh vương châu theo đuổi cầu nữ tử. Bởi vì nam minh vương châu thật sự là không có phương diện này tư nguyên. Nếu có, hắn nhất định có thể đoán ra là ta làm. Ta cái này đệ đệ tuy nhiên tham luyến sắc đẹp, nhưng hắn trên thực tế là cực thông minh. Thứ hai, chỉ cần hắn không tại Nam Minh Vương Châu bên trong, tại địa phương khác, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta mang lên thủ hạ cũng không được, hắn thực lực quá mạnh. Huống chi, hắn trả tùy thân mang theo 16 tên luyện thần tử sĩ. Mặt khác điểm thứ ba, cũng là rất trọng yếu một điểm. Rất nếu là chết tại ta trên tay, như vậy Athena, còn có Poseidon cùng thiên hậu Hera đều sẽ không bỏ qua ta. Đến lúc đó, ta là tự tìm khổ ăn. Hades lúc nói chuyện, Linh Tuệ Hòa Thượng thì ở một bên vì Minh Nguyệt Tiên tôn phiên dịch. Lam Tử Y nói ra, nói như vậy lên, nếu như chúng ta xuất thủ, người ở một bên hiệp trợ, người có nắm chắc chế phục rất. Hades nói ra, 100% tự tin không dám nói, bảy thành nắm chắc là có. Đến lúc đó ta sẽ phái ra ta thủ hạ tới áp chế cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ. Lam Tử Y nói ra, tốt, được hay không được, đều ở phen này. Rất sinh tử, không phải ta quan tâm, rất mất đi lực lượng về sau, chúng thần chi vương tự nhiên là làm không được. Đến lúc đó các ngươi nên xử lý như thế nào, vậy cũng là người cùng Apollo sự tình. Chúng ta sẽ lập tức rời đi phía tây vương giới, đương nhiên, cũng hoan nghênh các ngươi đến chúng ta thế giới bên trong tìm chúng ta báo thù. Hades nói ra, đại địa chi mẫu Gaia đã sớm khuyên bảo qua chúng ta, phía đông là một cái không thể gây, không thể đi địa phương. Cho nên, phương diện này, Người không cần lo lắng. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, vốn là không có lo lắng. Hades liền nói ra, trên thực tế, dù hoặc xuất nữ tử, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Hắn đón đến, nói ra, ta một mực chờ đợi một cơ hội, xem ra hiện tại, ta cơ hội tới. Olympia trong thần điện, thần vương rất một mực tại điều tra phía Đông thần linh tồn tại. Nhưng là Lam Tử Y bọn người tựa như là châu đất xuống biển, không hề có một chút tin tức nào mà cái kia địa tàng vương Bồ Tát cũng vẫn tại Poseidon trên tay. Poseidon cũng muốn rất nhiều biện pháp, lại đều không có cách nào đánh tan địa tàng vương Bồ Tát kén tầm. Rất đến hỏi mấy lần Poseidon, Poseidon sau cùng rơi vào đường cùng, trực tiếp để rất đem địa tàng vương Bồ Tát cho mang đi. Rất đem cái kia tẩm trứng mang về Olympia, mời chúng thần đến phá giải, nhưng cũng không có cách nào phá vỡ tẩm trứng. Rất thậm chí muốn vận dụng Olympia thần sơn lực lượng phá trứng bất quá cử động lần này bị thiên hậu Hera ngăn cản lại. Thần Sơn lực lượng, không thể tùy tiện động, đây là tổ mẫu bàn giao, động một lần, đối thần Sơn liền sẽ có ấn tượng. Loại lực lượng kia khủng bố, người cũng biết, coi như đến lúc đó, người phá vỡ cái này mai trứng thì tính sao? Đất này cất đều chết, người còn có thể thế nào? Rất giận dữ, hắn sau đó quyết định đem cái này tầm chứng chân áp tới lòng đất tầng 18 bên trong lòng đất tầng 18 chính là ma uyên chi địa, chỗ đó yêu ma hoành hành, mà lại chỗ đó yêu ma đều là vô cùng lợi hại. Càng có ngày hoàng thần yêu tồn tại. Năm đó Tây phương thế giới, yêu ma hoành hành, bởi vậy mới có thần linh xuất hiện. Đại địa chi mẫu thi triển ra vô thượng thần thông, đem không gian quy tắc cải biến, đem tất cả lợi hại yêu ma chấn nhập đến trong lòng đất. Cũng chỉ có một ít tu hành cạn yêu ma mới có cơ hội đi ra, bởi vì vì không gian quy tắc phản mà đối với bọn hắn sinh ra tác dụng rất nhỏ tu vi càng lợi hại, những yêu ma đó càng thụ không đại địa chi mẫu gai A chế tạo quy tắc. Mà đại địa chi mẫu lại cải tạo Nam Minh Vương Châu, để Hades chấn áp những địa đó trên mặt yêu ma. Kể từ đó, cũng mới để thế gian đạt được thanh tính. Đến mức địa tàng vương Bồ Tát vận mệnh đến cùng như thế nào, đây cũng là không được biết. Lòng đất tầng 18 Ma Uyên chi địa, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là địa tàng vương Bồ Tát một trận đại kiếp. Địa tàng vương Bồ Tát cũng từ lâu đã có nghênh đón đại kiếp chuẩn bị, hắn không của mắng, không giận, không vui, thản nhiên đối mặt hết thảy, không sợ cũng vô bi. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Trong một tháng này, phát sinh một việc, cái kia chính là thần long nhất tộc bên trong phát sinh bạo động, nhưng sau cùng cũng không có trêu ra chuyện gì tới. Đồng thời, rất còn nghe nói tại Bắc Athena châu nhân gian xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này gọi là Rasia, Truyền thuyết Gracia tuổi mới 18 là một cái tên là Phu Kẹt trên trấn chủ nông trường nhà nữ nhi. Nàng có một đầu mái tóc dài màu vàng óng, nàng con ngươi là màu xanh lam, nàng nụ cười để trên trấn mỗi một thiếu niên vì chi thần hồn biên đảo. Lúc này, Gracia phụ thân cũng chính là cái kia chủ nông trường quyết định vì Gracia tìm một cái xuất sắc trưởng phu đi ra, cũng thuận tiện khiến người ta đến kế thừa nhà hắn nghiệp. Phu Kẹt chấn lập tức trở nên rất là náo nhiệt rất nhiều người trẻ tuổi không xa ngàn dặm chạy tới chính là vì có thể có được chủ nông trường yêu ái tin tức này không biết làm sao lại truyền đến olympia thần sơn phía trên rất là nghe được các cung nữ nghị luận mới biết được chuyện này các ngươi làm sao lại biết hạ giới sự tình rất cảm thấy có chút hồ nghi cái kia các cung nữ nhìn thấy thần vương rất là sợ hãi lập tức quỳ phục trên mặt đất là chiến thần ares nói với chúng ta cung nữ nói ra chiến thần nói hắn cũng mau mau đến xem nữ tử kia đến cùng có bao nhiêu rung động lòng người rất bừng tỉnh đại ngộ hắn gật gật đầu sau đó liền đi mở ares nhiều năm ở nhân gian pha trộn biết những chuyện này cái kia cũng chẳng có gì lạ mà lại ares trong khoảng thời gian này cũng xác thực không tại thần sơn bên trên bất quá rất nếu như cần ares lúc ares cũng sẽ lập tức gấp trở về cho nên rất không có ước thúc ares nhưng mà giờ này khác này rất hứng thú cũng bị cong lên trong khoảng thời gian này bởi vì phía đông thần tiên sự tình để hắn một mực vội vã cuống cuồng hắn tại cái này trên núi cũng thực là ngột ngạt cứ việc thiên hậu hera xinh đẹp phi phạm nhưng nam nhân luôn luôn cảm thấy bên ngoài hoa tươi càng càng xinh đẹp huống chi rất luôn luôn đều là hoa tâm đại cổ cải tính cách không phải vậy lời nói ngày này phía trên chúng thần như thế nào phần lớn đều là con hắn nữ đây athena là nữ nhi của hắn Apollo là con của hắn. Hephaestus, Ares cũng đều là con của hắn. Hades tại bên trong thần điện, sớm đã có chính hắn bố trí. Bây giờ kế hoạch một khi triển khai, hắn hành động lực cũng nhanh kinh người. Lại nói rất cũng là hành động phái, hắn rất nhanh liền cõng thiên hậu Hera tiến về nhân gian. Địa điểm cũng là cái kia phu kẹt chấn. Rất trên đầu vương quan đã cùng đầu của hắn hòa làm một thể, cái này vương quan cũng là hắn tuyệt thế pháp bảo khi hắn muốn ẩn tàng vương quan thời điểm, vương quan thì sẽ thu nhỏ, cơ hồ mắt thường đều nhìn không thấy. Khi hắn muốn vương quan biến lớn thời điểm, vương quan có thể biến làm một lần Olympia tới. Vương quan không cách nào gỡ xuống, làm vương quan hóa thành Olympia thời điểm, bản thân hắn cũng liền cùng ngọn núi lớn này hòa làm một thể. Rất dựa vào đại biến hóa thuật đem chính mình biến thành một cái anh tuấn quý tộc. Hắn áo gấm, lại đến nhân gian đi đem nô bộc mang lên. Phải biết, rất tại nhân gian cũng là có không ít tài sản cùng người hầu như thế về sau rất mới tiến về phu kẹt trấn làm rất đến phu kẹt trấn thời điểm tiếp xúc đến rasia cùng chủ nông trường chủ nông trường đối rất phi thường hài lòng rasia cũng đối rất trái tim thầm hứa hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi hades cũng đã rất nhanh nhận ra rất sau đó một trận nhằm vào rất kế hoạch cấp tốc tiến hành lên hades phái ra thủ hạ thập đại minh thần đây là hắn chăm chú bồi dưỡng được đến, mỗi một tên minh thần tu vi đều không khác mấy là tầng 10 đỉnh phong, kém một chút cũng là tầng 10 sơ kỳ. Thập đại minh thần tiến hành ngụy trang. Tại phu kẹt trấn trong buổi tối, rất cùng chủ nông trường trò chuyện với nhau thật vui, đều đang thương lượng như thế nào cưới Rasia công việc. Rất tại nhân gian có không ít thê tử, hắn dù sao hội đặt mua nhà dưới nghiệp, sau đó nói là muốn đi làm ăn, như thế về sau liền rời đi. Cách một đoạn thời gian, cũng sẽ trở về. Hắn có đại biến hóa thuật, đó là tự tải tới lui không có con đường thứ hai. Đúng lúc này, rất đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mắt nhìn cái kia chủ nông trường. Tuy nhiên bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia Rasia bắt đến vương quan bên trong. Đón lấy, rất thân thể nhoáng một cái, lập tức liền thiểm hiện đến bên trên bầu trời. Tối nay mặt trăng rất tròn, trong bầu trời đêm, ngôi sao trải rộng rớt vừa đến không trung liền bị Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chặn lại. Ta coi là là ai đang tính kế ta, nguyên lai là các ngươi. rất cười lạnh, hắn nhìn chăm chú Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, trong mắt đột nhiên tách ra một tia cuồng nhiệt tới. rất là cái khẩu vị rất ngậm người, nhưng là lúc này, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Mỹ mạo triệt để câu lên hắn hưng thu tới. Riêng là hai cái này Mỹ nhân còn có thông thiên bản sự, cái này để hắn chinh phục lên càng thêm như si như cuồng rất chơi qua nữ thần cũng không ít ám dạ nữ thần leto thì cho nàng sinh hạ apollo hai cái mỹ nhân nhi rất tốt ta có thể đối với các ngươi tính kế chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là ta nhất định phải làm cho các ngươi tới làm ta nữ nhân ha 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 rất đột nhiên cười ha hả hắn cười cái gì minh nguyệt tiên tôn buồn bực có phải bị bệnh hay không a à? linh tuệ hòa thượng phiên dịch nói hắn nói muốn các ngươi hai cái làm hắn nữ nhân minh nguyệt tiên tôn ánh mắt phát lạnh đúng lúc này rất cười lên ha hả trên đầu của hắn vương quan tụ tập biến hóa đột nhiên cái kia vương quan hóa thành một tòa cung điện khổng lồ cung điện kia kim bích huy hoàng trong nháy mắt ngang dọc ngàn dặm bên trên bầu trời chính là bị cái này cung điện khổng lồ bao phủ tựa như vân đính thiên cung lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn cũng liền bị bao phủ tiến trong cung điện hai người bốn phía là trống rỗng cái này kim sắc cung điện bên trong cũng là kim sắc nhưng không có cái gì hắn sự vật cung điện mái vòng rất cao cao có khoảng một nghìn trượng cơ hồ đều muốn nhìn không thấy đỉnh dưới đất là kim sắc kim sắc mặt đất thì như chiếc gương đồng dạng bóng loáng thả mắt nhìn đi một mảnh kim sắc bên trong thiên địa đều là kim sắc lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn lập tức cảm nhận được chính mình ngay tại rất phương quan bên trong cái này bốn phía tràn ngập vô tận thần chi pháp tắc tình huống rất là không ổn. Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn nhau, hai người nhưng lại không có bất kỳ sắc mặt biến hóa. Lúc này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hai người là tuyệt không có lùi bước đạo lý. Đồng thời, rất thanh âm xuất hiện. Rất người nhìn không thấy, hắn âm thanh vang lên lúc, toàn bộ cung điện đều sinh ra cộng minh. Tựa như toàn bộ cung điện thì là người khác. Hai cái tiểu mỹ nhân, ta biết các ngươi khẳng định bố trí bẫy dập nếu như ta đoán không sai, Hades cũng ở phụ cận đây đi. Rất nói ra, xem ra, là nhi tử ta Apollo cho các người cung cấp linh cảm, sau đó đi tìm Hades. Nhưng là các người thật sự cho rằng, có Hades trợ giúp, các người thì có thể đối phó ta sao? Ta tại đến thời điểm, thì ngờ tới sẽ có này một kiếp. Vì đem bọn người đoạn, cho nên ta vẫn là tới. Rất tiếp tục nói, Hades trong thời gian ngắn lúc không tiến vào ta cái này tạo hóa vương quan bên trong, chờ ta đem bọn người bắt lại sau. Hades phát hiện chuyện không thể làm, hắn sẽ chỉ xám xịt rời đi. Ta quá giải hắn, mà bây giờ, các người hai cái tiểu mỹ nhân thì ngoan ngoãn tiếp nhận ta đối với các người vuốt phe đi. Làm tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn âm thầm gọi hỏng bét. Trên thực tế, mấy cái này trong một chớp mắt, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thần niệm đã bắn phá đến bốn phương tám hướng. Hai người đều không tìm ra cái này vương quan cung điện sơ hở rất cũng không có ý định cùng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Cây nấm đi xuống. Tạo hóa chi thủ, lôi đình chi nộ, rất quát nói. Trên cung điện hư không, đột nhiên phong vân dũng động, từ trường phần tử bắt đầu cuồng bạo, cấp tốc hình thành lôi vân. Cái kia khắp nơi chi nện trên không trung xuất hiện. Cả hư không, toàn bộ đều là lôi vân. Trong lôi vân, điện quang ẩm ẩm. Ẩm ầm Trăm ngàn đạo to lớn tia chấp đồng thời hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn từng đánh chết tới. Đồng thời, tạo hóa chi thủ cũng xuất hiện. Dưới chân kim sắc cùng điện hóa thành trăm ngàn con đại thủ bắt kéo hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Không chung quy tắc lực lượng, thần chi quy tắc nặng như thiên vạn đại sơn đè ép hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Rất cái này vừa ra tay, cũng là không chút lưu tình, vận dụng tạo hóa vương quan tất cả lực lượng. Tạo hóa vương quan lực lượng còn bắt nguồn từ cái kia một khỏa ngôi sao thạch. Cái này tinh thần thạch bên trong nắm giữ cuồn cuộn tinh hà lực lượng cùng tinh hà quy tắc. Khủng bố uy áp để Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nháy mắt hô hấp đều cảm thấy không thông. Cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rất chính là chúng thần chi vương. Hắn thực lực thật sự là quá quá kinh khủng. Nhất định phải phá mất cái này vương quan, Lam Tử Y nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nàng nói ra, ta trèo chống, người phá. Ừm, Lam Tử Y nói ra, hai người phối hợp cực ăn ý. Minh Nguyệt tiên tôn ngón tay gảy gảy, trong nháy mắt tế ra lôi long chi thủ. Lôi long dày đặc đi ra, trong nháy mắt, tại toàn bộ cung điện bên trong, lôi long vạn cái, từng cái từng cái ngàn trượng chiều dài. Toàn bộ trong cung điện đều là lôi long lĩnh vực. Đây là Minh Nguyệt tiên tôn dung hợp kiều ngưng lôi đan về sau, biến hóa xuất thần thông. Lôi long giận chống đỡ, âm ầm va chạm, chính là muốn muốn đem cung điện đâm vào một lỗ hồng tới. Không biết sao, cung điện này kiên cố vô cùng, vô luận Minh Nguyệt Tiên Tôn lôi long lĩnh vực có bao nhiêu lợi hại, cung điện lại là không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, lôi long chi thủ trong nháy mắt đem trăm ngàn đạo lôi điện bắt lấy. Đến mức cái kia tạo hóa chi thủ vô bắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn phệ thuật lập tức đem tạo hóa chi thủ thôn phệ đi vào. Vô cùng nguyên khí màu vàng óng tiến vào đại thôn phệ thuật bên trong. Ừm, Minh Nguyệt Tiên Tôn phát hiện cái này nguyên khí màu vàng óng bên trong thần chi quy tắc vô cùng vô tận, mà lại không ngừng biến hóa, căn bản là không có cách đem thôn phệ, tịnh hóa. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc đình chỉ thôn phệ, nàng một tay cầm ra luyện long chi tay, đem cái kia tạo hóa chi thủ chống lại. Loại này cấp bậc chiến đấu, linh tuệ hòa thượng căn bản giúp không được gì, chỉ có thể là lo lắng xuông. Lam tử y đột nhiên biến thành bất tử phượng hoàng bản thể, cái kia một cái trước mắt, Lam tử y toàn thân bốc cháy lên, nàng hai mắt bắn ra không chết thần mang bí thuật thần thông tới. Đã từng la quân muốn học Lam Tử Y không chết thần mang bí thuật, nhưng bị Lam Tử Y cự tuyệt. Đơn giản là, cái này đạo thần thông, chỉ có nàng mới có thể học hội. Đây là nàng độc hữu Hai đạo xích kim sắc không chết thần mang, trực tiếp bắn giết hướng tạo hóa chi thủ. Cái này hai đạo không chết thần mang cũng không có cỡ nào lóa mắt, thậm chí có vẻ hơi phổ thông nhưng là tại không tử thần mũi nhọn bên trong nhiệt độ lại là tuyệt đối dọa người. Mà lại, không chết thần mang, thần mang ở phía sau, không chết ở tiến. Bên trong tử vong quy tắc, cuồn cuộn xâm nghiêm. Cái kia kim sắc tạo hóa chi thủ tiếp xúc đến không chết thần mang về sau, lập tức liền giống như là ngọn nến gặp phải nhiệt độ cao, trực tiếp mềm mại đi xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền nhẹ lỏng một ít, nàng liên tục thi triển lôi long chi thủ chống lại rất lôi đình chi nộ. Đồng thời, Lam tử y tiếp tục thi triển không chết thần mang. Cái kia hai đạo không chết thần mang bắn giết hướng kim sắc mặt đất. Mặt đất lập tức bắt đầu hòa tan, kim sắc mặt đất tựa như là đất dẻo cao su một dạng, bắt đầu mềm nhũn. Đón lấy, lại như là sôi trào dung nham. Lam tử y là muốn đem cung điện này đục xuyên, sau đó thừa cơ rời đi vương quan. Nhưng mà rất nhanh, Lam tử y liền phát hiện một kiện khổ cực sự tình. Cái kia chính là cung điện này mặt đất, thế mà sâu không thấy đáy cung điện này chính là mô phỏng Olympia nội bộ, lòng đất tràn đầy 10.000 trượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ sao? Rất ha ha lệ cười rộ lên. Thiên địa dung lô, sau đó, rất lần nữa thi pháp. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ cung điện phát hiện biến hóa. Cái kia chính là kim sắc mặt đất bắt đầu hòa tan, cơ hồ là một cái trong một chớp mắt, mặt đất toàn bộ trở thành kim sắc dung nham. Dung nham bên trong, nhiệt độ kinh người. Mặt đất biến thành minh mông biển lớn, đồng thời bắt đầu mãnh liệt sôi trào. Bên trên bầu trời, lôi vân dày đặc, khắp nơi chi nện không ngừng phóng xuất ra hung mãnh lôi điện tới. Trên mặt biển, dung nham chi thủ lần lượt vồ bắt hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y thân thể bay lên không chung, mà cái kia thiên không không ngừng thu nhỏ, mái vòm cũng dần dần thu nhỏ. Sau cùng, dung nham hải dương đem chọn cái cung điện bao phủ, mái vòm cùng dung nham cũng hòa vào nhau. Lam Tử Y tế ra ngũ sắc thần quang đến, cái kia ngũ sắc thần quang hóa thành năm màu vũ y, sau đó đem Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ lại. Kể từ đó, Dung Nham cũng liền không có cách nào công kích đến hai người. Cái kia Dung Nham chi thủ, lôi điện chi lực lần lượt công kích năm màu vũ y, nhưng năm màu vũ y đều muốn thuận lợi bắn ra. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y nói ra, nói nhảm ta đương nhiên biết dạng này không phải biện pháp. Nhưng là lúc này, cái này vương quan bên trong đã cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Người ta thuật xuyên toa, đại na di thuật đều không thi triển được. Cái này vương quan cực kỳ cổ quái, muốn phá vỡ, rất khó khăn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt nhất là đem rất giết. Làm tử y nói ra, giết không, ta nhìn xem, rất cùng vương quan triệt để hòa làm một thể. Công kích vương quan tương đương công kích rất phá vương quan rất cũng sẽ trọng thương nhưng mấu chốt là cái này vương quan lực lượng quá mạnh người ta rất khó đem phá vỡ minh nguyệt tiên tôn nhíu mày nói ra đáng tiếc ta tịnh bình đã bị hủy không phải vậy lời nói cũng có thể cùng cái này vương quan liều mạng nàng đón đến nói ra chẳng lẽ ngươi không có cái gì nghịch thiên pháp bảo sao lam tử y nói ra ta luôn luôn không quá dựa vào pháp bảo duy nhất pháp bảo là ta cái này ngũ sắc thần quang Đúng, ta cái này còn có một thứ đồ vật. Lam Tử Y đột nhiên đem một món pháp bảo tế ra tới. Cái kia không ngờ là Như Lai áo cà sa. Cái này áo cà sa, Như Lai áo cà sa, truyền thuyết chi có thể đến bỉ ngạn đồ tốt, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhãn tình sáng lên. Lam Tử Y nói ra, đến không tới bỉ ngạn, ta đây nhưng không biết. Bất quá dưới mắt, Như Lai áo cà sa cũng mang bọn ta xuyên không đi ra. Nơi này không gian hình thành đứt gãy. Nàng nói xong đem như lai áo cà sa cho Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, ngươi thử một chút xem sao, nhìn có thể hay không có cái gì trợ giúp. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc tiếp nhận như lai áo cà sa. Linh Tuệ Hòa Thượng lại là nói ra, ha ha, cái này là đồ tốt ra. Bên ngoài công kích hung hãn tuyệt luân, nhưng làm tử y năm màu vũ y đó cũng là tuyệt đỉnh pháp bảo, cho nên rất trong lúc nhất thời cũng là công không phá được. Luyện thần tử sĩ, rất nổi giận. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng phía dưới, 16 tên luyện thần tử sĩ xuất hiện. Cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ, mỗi một danh đô thân thể mặc đồ trắng áo choàng. Bọn họ khuôn mặt không thể gặp, dáng người nhất trí. Mỗi một tên luyện thần tử sĩ thân thể đều tách ra cường đại dị thường khí tức. Nhưng này khí tức chi lại duy chỉ có không có nhân loại tình cảm. 16 tên luyện thần tử sĩ vây quanh năm màu vũ y. Bọn họ phát động pháp lực, lập tức, cái kia dung nham chi lao nhanh ra 16 đạo dung nham cự thủ. Cự thủ lộ ra thảm liệt tử khí, còn có cuộn trào vô cùng lực lượng khổng lồ. Âm âm, năm màu vũ y chấn động kịch liệt lên. Làm tử y sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nàng cho dù pháp lực ngập trời, nhưng là hôm nay bị thần vương vây ở cái này vương quan chi, lại có 16 tên luyện thần tử sĩ cùng một chỗ công kích. Giờ phút này, cho dù là thần diệu năm màu vũ y cũng là khó mà chống đỡ được. Ta trèo chống không quá lâu, Lam Tử Y lập tức nói ra. Cái này là lần đầu tiên trong đời, Lam Tử Y cảm thấy kiệt lực cùng bất lực. Thế gian này, có rất ít người có thể đưa nàng bước bách đến nước này. Cái kia khắp nơi chi nền cũng đang không ngừng phát động công kích. Mà 16 tên luyện thần tử sĩ lập tức lại phát động lần công kích thứ hai. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì tại thể ngộ như lai áo cả xa. Linh Tuệ Hòa Thượng Tại vừa nói cái này như lai áo cà sa chính là Phật giới chi vật, rõ ràng nguyệt thí chủ, người có thể dựa vào chư thiên vạn long luyện giới thuật câu thông long giới. Nếu là người đem Phật giới lực lượng cùng long giới lực lượng hỗn tạp hợp lại, tạo thành thiên long Bồ Tát, đó nhất định là uy lực vô biên A. À. Có đạo lý, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhãn tình sáng lên, sau đó còn nói thêm, nhưng mà vội vàng ở giữa, ta cũng ngộ không ra Phật giới ảo diệu tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng biết hắn sau đó đem thân thể dọc theo rất nhiều xúc tu tới. Những thứ này xúc tu tại như lai áo cà sa thẩm thấu ra xanh biết chất lỏng đến, đón lấy, như lai áo cà sa ẩn ẩn xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này là Phật giới chi môn, cần muốn lực lượng cường đại đem oanh mở. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nàng lập tức khu động pháp lực oanh sát cái kia đạo Phật giới chi môn. ầm ầm Phật giới chi môn sừng sững bất động, Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi hơi kinh hãi. Lam Tử Y nói ra, ta có biện pháp, nàng đột nhiên một chỉ điểm hướng năm màu Vũ Y, lúc này, bên ngoài cường đại công kích lực đột nhiên chảy vào, mà lại là trực tiếp oanh sát hướng cái kia Phật giới Chi môn. Đây là Lam Tử Y ngũ sắc thần quang độc có năng lực, có thể bắn ra công kích, cũng có thể hấp thu công kích. Ầm ầm, rồi giao lực lượng oanh sát tiến đến, trực tiếp đánh vào Phật giới Chi môn. Đón lấy Phật giới chi môn mở rộng. Cái kia như lai áo cà sa chi xuất hiện một cánh cửa, trong cửa đầy trời kim quang. Sau đó, vô cùng Phật Pháp lực lượng nghiêng đi ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc thi triển đại thôn vệ thuật, tham lam mà hung hãn hấp thu lên cái này Phật giới lực lượng tới. Cái này Phật giới lực lượng vốn là tinh khiết, cho nên hút thu lại không tốn sức chút nào. Tính toán không có đại thôn vệ thuật cao thủ, cũng có thể hấp thu Phật giới lực lượng. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay kích động, trực tiếp hóa ra một nghìn tôn thiên long Bồ Tát. Đương nhiên, ngày này long Bồ Tát không thể cùng địa tàng vương Bồ Tát thiên long Bồ Tát tướng. Nhưng là một nghìn tôn lực lượng, cũng là cường đại vô cùng. Một nghìn tôn thiên long Bồ Tát hư ngồi hư không, bọn họ thân thể phát ra kim quang, thân thể thiên long quấn quanh. Trong nháy mắt, trong cung điện tất cả lực lượng đều trở nên an lành lên. Giống như là đến Phật giới thánh địa. Một nghìn tôn thiên long Bồ Tát đột nhiên đồng loạt ra tay, một nghìn nói trưởng ấn hội tụ thành một cỗ kim sắc lực lượng. Cỗ này kim sắc lực lượng cuồn cuộn rồi rào, trong nháy mắt đem trọn cái cung điện nổi giận dung nham chân áp xuống dưới. Tất cả dung nham đông lại, giống như là bị thi triển đại đống kết thuật một dạng. Liền cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ cũng bị đông cứng ở, bọn họ bị đông cứng tại quy tắc chi, không nhúc nhích, chỉ còn lại có tròng mắt tại lăn lông lốc chuyển động. Thế gian, bình tĩnh trở lại như lai áo cà sa Phật giới lực lượng cùng minh nguyệt tiên tôn chư thiên vạn long luyện giới thuật phối hợp lại, quả thực là thiên hạt tuyệt phối. Phá, minh nguyệt tiên tôn hai mắt phát lạnh, sau đó, cỗ này kim sắc cuồn cuộn lực lượng hình thành một đạo cự đại Phật thủ trưởng ấn. Đạo này Phật thủ trưởng ấn hướng bầu trời vỗ tới. Chính là muốn đem cung điện này chính thức cho phá vỡ. Minh Nguyệt Tiên Tôn một trưởng này lực lượng, đã siêu việt cực hạn. Dung hợp Phật giới trí tôn lực lượng, một trưởng này cũng xác thực có phá vỡ cái này tạo hóa hoàng quan năng lực. Vào lúc này, cái kia rất đột nhiên xuất hiện tại hư không. Hắn nghi tâm chi đột nhiên mở rộng. Tinh thần thạch, tinh thần lực lượng, chân áp, rất chợt quát một tiếng. Sau đó, cái kia hư không chi, nhất tôn tinh cầu xuất hiện. Tinh cầu này minh mông bắt ngát, vô hạn to lớn. Lớn đến ước vạn vạn bên trong, lớn đến vô biên vô hạn. Nhưng xảo diệu là, tinh cầu này nhưng vẫn là tại cung biện chi. Bởi vì loại này lớn, chính là tinh cầu hư ảnh. Cái này tinh thần thạch, chính là hư không chi, một tòa bên trong tinh cầu hạch ngưng luyện mà thành, uy lực vô cùng. Ngôi sao hư ảnh xuất hiện. Oanh! Trưởng ấn đánh giết tại ngôi sao hư ảnh, lập tức ầm ầm, toàn bộ cung điện chấn động. Cái kia ngôi sao hư ảnh đem trưởng ấn từng khúc nghiền nát. Một nghìn tôn thiên long bồ tát cũng theo anh một tiếng vỡ vụn, vô cùng kim sắc toái phiến đầy trời tung bay. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi tới. Lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn bị thương không nhẹ. Minh Nguyệt, Lam Tử Y bị kinh ngạc. Hai vị tiểu mỹ nhân, các người thần phục đi, ngoan ngoãn làm ta nữ nhân. Rất cười ha hả. Cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ cũng khôi phục tự do, mặt đất dung nham hải dương lập tức lần nữa gầm hét lên cái này Phật giới chi môn có thể hay không để cho chúng ta xuyên thẳng qua ra ngoài, linh tuệ hòa thượng. Lam tử y vội hỏi. Đồng thời, cái kia ngôi sao hư ảnh tiếp tục nghiền sát xuống tới. Lam tử y ngũ sắc vũ y cũng điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt, bắn ra 70 triệu cái quy tắc, liền muốn đem sao trời hư ảnh bắn ra. Nhưng ngôi sao hư ảnh đem những quy tắc đó đánh nát. Linh tuệ hòa thượng nói ra, Phật giới chi môn thông đạo không mở, không xuyên qua được chỉ có thể hấp thu Phật khí, theo hiện tại tiên giới chi môn một dạng. Làm tử y ngũ sắc vô y oanh một tiếng bốc cháy, đây là bởi vì ngũ sắc vô y cũng không chịu nổi ngôi sao hư ảnh lực lượng. Làm tử y hoảng sợ thất sắc. Lúc này, nàng có mọi loại thuật pháp, nhưng cũng không có một điểm biện pháp nào đến ứng đối cái này ngôi sao hư ảnh. Cái kia ngôi sao hư ảnh rồi rào cuồn cuộn lực lượng, giống như là cả một cái tinh cầu trấn áp xuống. Rất cười ha ha, hắn nói ra, hai cái tiểu mỹ nhân, chờ ta bắt các ngươi, liền để cho các ngươi cởi sạch y phục, cùng đi tắm rửa. Cái kia chắc là một kiện rất thoải mái sự tình, ta đã không kịp chờ đợi. Hắn ngôn ngữ ngả ngớn tới cực điểm, giờ này khắc này, lại cái kia có một chút thần vương phong phạm. Minh Nguyệt Tiên Tôn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, làm tử y nguy cơ chi nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, đến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong đi. Nàng nói xong một chảo, đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bắt đến chủ kiếp suy nghĩ bao quát linh tuệ hòa thượng cũng đi theo vào lam tử y độc lập đối mặt cái kia ngôi sao hư ảnh nghiền ép bất đắc dĩ chi nàng duy nhất có thể làm lại là đại thôn vệ thuật lam tử y mi tâm mở rộng đại thôn vệ thuật thi triển đi ra chủ kia kiếp suy nghĩ cũng tại nàng mi tâm chi không biết tự lượng sức mình a à, tiểu mỹ nhân bằng ngươi người cắn nuốt cái này ngôi sao hư ảnh rất nói ra lam tử y ôm đồm ra apollo nàng nói ra rớt người không thu tay lại ta lập tức giết apollo Hắc, cái kia ngôi sao hư ảnh đột nhiên nhô ra một cái đại thủ trực tiếp đem apollo vồ bắt đi qua lam tử y một mặt ngăn cản ngôi sao hư ảnh nhưng căn bản ngăn cản không nổi đại thủ này chỉ chớp mắt apollo đã bị ngôi sao hư ảnh thôn phệ cái kia tinh thần lực lượng bị lam tử y thôn phệ đi vào về sau lập tức phá hư lên lam tử y đại thôn phệ thuật cái này tinh thần lực lượng cuồn cuộn dồi dào Lam Tử Y lập tức khuôn mặt đỏ lên, nàng thật là không có bản sự này tiêu hóa cái này tinh thần lực lượng. Nhưng bây giờ, nàng lại không có khác biện pháp để ngăn cản ngôi sao hư ảnh. Tại Lam Tử Y cảm giác mình toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung thời điểm, lúc này, quái sự tình rốt cục phát sinh. Đó là ngủ say La Quân, đột nhiên cũng thi triển ra đại thôn phệ thuật. Vậy cơ hồ là một loại bản năng phản ứng. Ừm, Lam Tử Y không hiểu, Linh Tuệ Hòa thượng lập tức hô lớn: để hắn thôn phệ, nhanh. Làm tử y bản năng nghe Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói, dù sao giờ này khắc này, đã cấp bách. Lúc này, giống như là hồng thủy vỡ đê, tất cả tinh thần lực lượng ùn ùn kéo đến chút xuống hướng la quân. Làm tử y hãi hùng khiếp phía, bởi vì nàng cảm thấy, chính mình cũng không cách nào tiêu hóa loại này rồi rào tinh thần lực lượng. Lấy la quân tu vi, đây không phải muốn chết sao cái kia tinh thần lực lượng đại lượng bị la quân đại thôn vệ thuật thôn vệ đi vào. Lam tử y nhìn lấy la quân thôn vệ tinh thần lực lượng, nàng ở một bên hãi hùng khiếp vía. Nhưng là nàng cũng biết cái này có rất lớn cổ quái, bởi vì la quân đã không có bất kỳ khí thức gì, làm sao lại đột nhiên thi triển đại thôn vệ thuật đâu. Lam tử y trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, nhưng mà rất nhanh, Lam tử y phát hiện cái kia đại lượng tinh thần lực lượng như hảo hãn uông dương tràn vào. Có thể sau khi đi vào, La Quân lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái, càng chưa từng xuất hiện bạo thể dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Lam Tử Y không hiểu. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức nói ra, một lần, Bần tăng cùng La Quân đạo hữu gặp phải một cái tên là U Minh Sinh hạng ương người. Tu vi của người này đã tới tầng 10 đỉnh phong, La Quân đạo Hiếu vạn vạn không phải là đối thủ. Nhưng về sau không biết vì cái gì, La Quân đạo hữu cũng là dùng đại thôn phệ thuật, liền đem lực lượng hấp thu rất nhiều cái kia hạng ương hoảng sợ không thôi, sau đó đào tẩu. lúc này tình huống cùng lúc trước hạng ương tình huống ngược lại là không có sai biệt. Làm tử y mắt lóe qua vẻ mừng rỡ, nói ra, cái này tinh thần lực lượng là trường sinh quả lực lượng, ta còn tại đau đầu như thế nào lấy được trường sinh quả. Là quân đây là tại chính mình hấp thu trường sinh quả lực lượng a. linh tuệ hòa thượng đại hỷ, nói ra, không tệ, như thế như vậy đi xuống. nói không chừng la quân đạo hữu mình có thể tỉnh lại rất lúc này cũng cảm giác được tinh thần thạch lực lượng tại cuồng mãnh trôi qua rất không khỏi hoảng sợ đây là cái gì cổ quái lực lượng hư ta để ngươi thôn phệ ngươi cắn nuốt sao rất bạo giống một tiếng đem sao trời thạch lực lượng thôi vận đến cực hạn hắn muốn đem cái kia đại thôn phệ thuật triệt để đánh nổ ra hắn không tin có người có thể thôn phệ tinh thần thạch lực lượng đại lượng tinh thần lực lượng như lũ quét đồng dạng xông vào đến la quân đại thôn phệ thuật rất sốt cục phát hiện không đúng xúc sinh tên xúc sinh này a à, thế mà thôn phệ ta nhiều như vậy tinh thần lực lượng hắn cấp tốc thu nạp tinh thần lực lượng nhưng là rất lúc này cũng căn bản ngăn không được loại này thôn phệ bởi vì tinh thần lực lượng ầm ầm giống như là van nước buông ra cỗ lực lượng này quá lớn lúc này muốn quan miệng cống đã không dễ dàng như vậy huống chi còn có la quân bên này đang liều mạng thôn phệ đây giống như là bên trong có người tại lôi kéo cỗ này hung hãn lực lượng một dạng Lực lượng này theo U Minh sinh hạng ương U Minh Nguyên Phủ Tướng, đây chính là đại không biết mấy ngàn lần. Hạng ương bất quá là tầng 10 đỉnh phong, mà cái này tinh thần thạch lực lượng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y đều cho nghiền ép. Cái này căn bản không phải một cái độ lượng đơn vị. Rất cảm thấy một loại dùng mình hoảng sợ, dài lâu như thế năm tháng bên trong, hắn trừ tại một lần đối kháng phụ thần Cronus lúc cảm nhận được qua loại này hoảng sợ rất cảm giác đến phía dưới đại thôn phệ thuật giống như là một cái vô tận địa ngục, trong địa ngục có một cỗ hắn thiên nhiên hoảng sợ khí tức. Cũng là hắn tất cả lực lượng khắc tinh. Hắn đã hoàn toàn thu nhiếp không được tinh thần thạch lực lượng. Rất nhìn lấy cái kia tinh thần thạch hình thành ngôi sao hư ảnh dần dần thu nhỏ, liền một điểm cuối cùng hư ảnh cũng toàn bộ tiến vào cái kia đại thôn phệ thuật. Toàn bộ tạo hóa vương quan đột nhiên cũng bắt đầu run rẩy lên, cung điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Tạo hóa vương quan tất cả lực lượng đều là bắt nguồn từ tinh thần thạch. Cũng là ở thời điểm này, cái kia tất cả tinh thần lực lượng tại La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong bắt đầu ngưng tụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một gốc trái cây màu xanh. Trường sinh quả, nguyên lai, chỉ có dạng này mới là trường sinh quả. Nguyên lai, Bần Tăng rốt cục hiểu, nguyên lai, thiên ý ở chỗ này, ha ha ha. Linh Tuệ Hòa thượng cười ha hả. Hắn cấp tốc đem cái kia trường sinh quả cầm ra đến sau đó cho ăn vào đến la quân miệng bên trong la quân cảm giác mình là một cái rất dài rất dài mộng hắn đi đến thời không cuối cùng nhưng là lúc này một cỗ hải dương màu xanh tràn vào đến não vực chi cái này hải dương màu xanh vì hắn sông mở thời không gông xiềng la quân cảm giác được chính mình vốn là đã kết thúc thọ mệnh đột nhiên bắt đầu bắt đầu tăng trưởng 100 năm 500 năm một ngàn năm hai ngàn năm ba ngàn năm năm ngàn năm một vạn năm thọ mệnh trùng kích đến sau năm, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 15.000 năm, 18.000 ngàn năm, tận đến giờ phút này, là quân thọ mệnh mới bắt đầu tăng trưởng quá chậm lên. Nhưng sau cùng thẳng đến 21,000 thâm niên đợi, mới chậm rãi đình chỉ ở, không hề tăng trưởng. Là quân tại Lam Tử Y chủ kiếp suy nghĩ bên trong đột nhiên ngồi xuống. Ta thọ mệnh, có 21,000 năm. Trời ạ, à! cái này 21,005 là khái niệm gì? La Quân không dám tưởng tượng. Đây là có chuyện gì? La Quân chăm bề không được giải, hắn không hiểu vừa mới đến đáy chuyện gì phát sinh. Tình huống hiện trường thay đổi trong nháy mắt, La Quân cũng nhìn qua một bên linh tuệ hòa thượng cùng minh nguyệt tiên tôn. Tiên tôn như thế nào ở đây? La Quân kinh ngạc. Linh tuệ hòa thượng nói ra, trước đừng quản cái này, bên ngoài còn rất hung hiểm. La Quân đạo hiếu, chỉ cần rất thi triển ra bản nguyên lực lượng đến ngươi thôn vệ hắn ngươi là hắn lực lượng khắc tinh mau đi ra giúp lam tử y la quân cũng không kịp suy nghĩ nhiều lập tức ra chủ kiếp suy nghĩ la quân vừa ra tới nhìn thấy cái kia tạo hóa vương quan đã bị hades chỉ huy thập đại minh thần đánh nổ bầu trời chi thập đại minh thần cùng hades vây lại rất còn có lam tử y lam tử y la quân trông thấy lam tử y mừng rỡ không Lam tử y gặp la quân tỉnh lại, cũng là đại hỷ. Có điều nàng lập tức ngưng trọng lên. Hades cấp tốc phối hợp thập đại minh thần tại hiện trường chi, lại bố một kiện pháp khí. Địa ngục thiên hồn tháp. Một tòa vô cùng cao địa ngục thiên hồn tháp sắp hiện ra tràng phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Còn cao độ, đã thẳng nhập bầu trời ngàn dặm xa. Tòa này địa ngục thiên hồn tháp giống như là một tòa thông hướng tinh hà vũ trụ thông đạo, nhưng cái này thông đạo cũng không tránh khỏi quá rộng, riêng là phía dưới, đủ có phương viên trăm dặm độ rộng. Càng đi ngược lại là càng hẹp. Tại cái này địa ngục thiên hồn trong tháp, khắp nơi đều tràn ngập vô cùng hung ác thiên hồn ác ma, có chút là phổ thông, cũng có vô cùng hung mãnh, thậm chí tu vi đều đến tầng 10 sơ kỳ ma đầu. Cái này địa ngục thiên hồn tháp là Hades tuyệt đỉnh pháp bảo. Giờ phút này, Minh Vương Hades người mặc thâm uyên ma bào, chỉ huy thập đại minh thần, trưởng khống địa ngục thiên hồn tháp hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khoai ý. Hết thảy hết thảy, đều đã tại hắn trưởng khống chi. Hắn là chim sẻ núp đằng sau, hắn là ngựa ông đắc lợi. Hades, rất đem Apollo, Gracia cùng cái kia chủ nông trường giấu vào một kiện khác pháp khí huyền diệu trong giới chỉ. Sắc mặt hắn thảm đạm, bởi vì tạo hóa vương quan cùng tinh thần thạch mất đi, hắn lực lượng tổn thất hơn phân nửa. Giờ phút này, hắn đã dứt khoát không phải Hades đối thủ nhưng rất vẫn chưa mất đi hết thảy, phía sau hắn còn có 16 tên luyện thần tử sĩ. Hắn nếu là có thể thuận lợi trở lại Olympia, hắn có thể trưởng khống Olympia lực lượng. Thần Sơn lực lượng là phía Tây Vương giới biểu tượng, hắn đồng dạng có thể tại Olympia thần Sơn bên trong đem chỗ có pháp lực chữa trị. Hắn tổn thất là một kiện tuyệt thế pháp khí tạo hóa vương quan. Không có tạo hóa vương quan, rất tương đương thiếu một tòa di động Olympia thần Sơn về sau hắn không có khả năng thống khoái như vậy đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Đệ đệ, Hades mỉm cười, hắn nụ cười tà mị không, rất, đệ đệ ta, người bây giờ mất đi chúng thần chi vương biểu tượng, tạo hóa vương quan. Cái này chúng thần chi vương vị trí, lộ ra nhưng đã không thích hợp với ngươi. Ta nhìn, ngươi vẫn là để ra đi. Rất cắn răng nói ra, nếu là ta không cho đâu. Hades nói ra, sự thật, ngươi để cùng không cho, đều không trọng yếu. Bởi vì hôm nay, thần vương rất bị ngoại đến phía đông thần linh sát hại. Mà ta, sẽ đem những thứ này phía đông chi thần giết chết, vì chúng thần chi vương báo thù. Điểm này, con của người Apollo cũng có thể làm chứng cho ta. Hades, người thật sự cho rằng người đã nắm vững thắng lợi sao? Rất nghiêm nghị nói ra. Hades nói ra, chỉ ít ta cho rằng là dạng này. Lúc này, Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói ra, Hades, người cái đuôi hồ ly tựa hồ lộ ra quá nóng vội một chút. Ngươi cho rằng, cái này tạo hóa vương quan là lực lượng ngươi đánh nát. Ta còn chưa có chết, ngươi muốn giết ta. Hades nói ra, chỉ cần phá vỡ tạo hóa vương quan, lại nhiều mấy cái ngươi, đều là một con đường chết. Các ngươi kết cục đã sớm đã định trước. Lam tử y trầm giọng nói ra, rớt, xem ra hiện tại, chúng ta có cần phải trước tạm thời hợp tác. Ta không có ý muốn tính mệnh của ngươi, nhưng mà lấy ngươi tinh thần thạch cứu ta đồng bạn, Người tinh thần thạch đã mất đi, nếu là lại mất đi thần vương vị trí, vậy nhưng thật không ổn. Rất quyết định thật nhanh, hắn đổ là quả quyết cực kỳ, nói ra, tốt. Trước đánh lui Hades, hắn, chúng ta sau đó lại tính toán. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, Hades lệ cười rộ lên. Sau đó, Hades quát nói, thập đại minh thần, bố trận, các ngươi giết nữ nhân này. Bản vương đến ứng phó rớt. Địa ngục thiên hồn trong tháp, cấp tốc ma vụ bao phủ lại, Đem rất cùng 16 luyện thần tử sĩ cuốn vào. Hades cũng theo chui vào đến cái kia vô biên ma vụ chi. Mà Thập Đại Minh Thần thì đem La Quân cùng Lam Tử Y bao vây lại. Cái này Thập Đại Minh Thần tu vi cũng đều là tầng 10 kỳ cùng đỉnh phong hạng người, cũng có tầng 10 sơ kỳ. Hades tự nhiên biết Thập Đại Minh Thần tính toán chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là Lam Tử Y đối thủ. Nhưng là, lúc này Lam Tử Y bị vây ở địa ngục thiên hồn trong tháp. Hades cũng không cho rằng cái này có gì khó tin, Thập Đại Minh Thần khống chế ngục thiên hồn trong tháp vô cùng ma đầu, đây là chớ đại sát thương lực. Lam Tử Y cảm nhận được cái này rét lạnh sát cơ. Nàng nói với La Quân, ta nhìn ngươi vẫn là tiên tiến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong tránh né, nơi này chiến trường không thích hợp ngươi. Ta thực sự không có cách nào phân tâm đến bảo hộ ngươi. La Quân bỗng cảm giác như cả trứng, hắn cũng biết Lam Tử Y nói là sự thật ta có chút nói không nên lời rõ ràng, bất quá có lẽ, ta có thể phát huy ra một chút tác dụng. La quân nói ra, làm tử y nao nao, nàng nhớ tới tạo hóa vương quan chỗ lấy bị phá, là la quân có tác dụng. Vậy thì tốt, cái này năm màu vũ y ngươi xuyên qua, tận lực bảo vệ tốt chính mình. Lam tử y nói xong một lần nữa ngưng tụ ra năm màu vũ y. Trước đó năm màu vũ y bị đốt bốc cháy, nhưng chỉ là thương tổn nguyên khí. Lam tử y rất mau đem một lần nữa ngưng tụ ra. Lam tử y bản thân là không chết thần hoàng, năm màu vũ y là ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang chính là lam tử y cái đuôi làm thành, cho nên tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy bị tổn hại. Là quân phủ thêm ngũ sắc vũ y, hắn lập tức cũng cảm giác được cái này ngũ sắc vũ y chỗ kỳ diệu. Ngũ sắc vũ trong nội y có ngàn vạn quy tắc đang lưu động, xem ra bất quá là một kiện vũ y. Nhưng mà bên trong lại thật nhiều trận pháp, còn có lam tử y bổn nguyên chi khí ở bên trong. Khó trách món pháp bảo này có thể ngăn cản cái kia rất cường đại công kích. La Quân trong lòng không sai. Thập Đại Minh thần vây quanh La Quân cùng Lam Tử Y. Song phương đại chiến nhanh chóng triển khai, Thập Đại Minh thần đột nhiên cũng theo chui vào đến ma trong sương mù. Thế nhưng ma vụ đột nhiên thì hung mãnh lên, bốn phương tám hướng, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ đều là ma vụ hải dương. Tại bốn phía, đột nhiên lên thập tôn ma vương, cái này ma vương từ ma vụ ngưng tụ mà thành. Mỗi một vị ma vương đều cao đến 100 trượng, giống như một tòa nguy nga như núi lớn. Nồng đậm rét lạnh khí tức từ trên người ma vương tuôn ra tới. Cửu thiên thập địa, thiên hồn ma chảo. Một tên minh thần hét lớn một tiếng. Thập tôn ma vương vốn là nhắm mắt lại, đột nhiên, bọn họ mở to mắt. Sau đó, một cỗ biển động đồng dạng oán khí chém giết tới. Loại này oán khí nồng đậm tới cực điểm, hóa thành nói ánh kiếm tích lũy giết tới ngàn vạn kiếm mang chém giết điên cuồng tới. Những thứ này kiếm mang cũng không phải là thực thể, sờ lên chính là không khí. Nhưng nếu là theo thân thể người bên trong xuyên thấu đi, ngay lập tức sẽ hóa thành băng hàn oán khí đem người ngũ tạng lục phủ thôn phệ. La quân cảm nhận được loại này kiếm mang lợi hại, hắn lúc này cái gì đều không đi nghĩ. Nhưng mà đem ngũ sắc phú y che kín chính mình. Dạng này kiếm mang, lực lượng cùng quy tắc quá cổ quái cũng không phải là thuần túy lực lượng liền có thể đem triệt tiêu. Kiếm mang kia chém giết tại ngũ sắc phố trên áo, ngũ sắc phố y phía trên lập tức quang mang chấp động, trận pháp lực lượng cũng theo bạo động. Chảm giết đi lên kiếm mang nhanh chóng thì bị bắn bay ra ngoài. Đến mức Lam Tử Y, Lam Tử Y lại là thi triển ra đại thôn phệ thuật. Những kiếm mang đó lập tức liền bị Lam Tử Y thôn phệ đi vào, nhanh chóng lại bị hóa thành tinh khiết năng lượng, sau đó bị Lam Tử Y hấp thu. Cũng là tại lúc này, thập tôn ma vương huy động cự trảo vỗ xuống tới. Đây chính là cửu thiên thập địa, thiên hồn ma trảo. Vừa mới kiếm mang bất quá là mưa bụi A. À. Mười đạo ma trảo bao phủ phương viên hơn mười dặm, cuồn cuộn ma khí, tử vong quy tắc hiện lên. Đây là thiên địa hủy diệt quy tắc, đây là cửu thiên thập địa bên trong ma thần xuất động. Rồi rào ma khí hiện lên, mỗi một hạt ma khí đều nặng như vạn cân. Dạng này chấn áp, khủng bố tới cực điểm la quân thấy thế lập tức thi triển ra đại thôn vệ thuật ừm ma khí bị la quân hút vào tiến đến hắn lập tức cảm thấy không thoải mái ta thế mà thôn vệ không tiêu hao không vì cái gì la quân kỳ quái cực linh tuệ hòa thượng cũng theo lam tử y chủ kiếp suy nghĩ bên trong sông tới hắn đến la quân trên đầu vai nói ra cái này không kỳ quái bởi vì loại lực lượng này cũng không phải là hades bản nguyên lực lượng cái này là địa ngục thiên hồn tháp lực lượng vì cái gì nhất định muốn Hades bản nguyên lực lượng, là quân không khỏi kỳ quái. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, về sau lại giải thích với ngươi. Người hôm nay thích hợp theo Hades chính diện tác chiến, đáng tiếc hiện tại chúng ta tìm không thấy Hades ở nơi nào. Cũng là tại lúc này, đã là vạn cân một. Làm tử y hai mắt lâm vào huyết hồng. Nàng hai tay kết pháp ấn. Thấy rõ, không chết lĩnh vực. Theo nàng một hơi phun ra mà ra, tiếp lấy tăng thêm thủ ấn phối hợp rất nhiều hỏa diễm trên không trung tung bay bay ra ngoài, những ngọn lửa này thiên ti vạn lũ, trong nháy mắt xuất hiện một triệu đóa khoảng cách. Hắc ám không trung liền bị những ngọn lửa này chiếu sáng. Mỗi một đóa hỏa diễm cũng giống như một đóa liên hoa. Như cho ta mệnh đều do ta, liền có thể hỏa lý trùng kim liên. Làm tử y thân thể đột nhiên thì bốc cháy. Nhất tôn bất tử thần hoàng xuất hiện. Dục hỏa phượng hoàng. Dục hỏa phượng hoàng thân thể to lớn vô cùng, cao cũng có 100 trượng. Trên người nàng hỏa diễm thành chất sinh dưỡng, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Lúc này, Lam Tử Y tựa như là một vành mặt trời. Khắp thiên hỏa diễm ngang dọc ngàn mét, vạn mét, mười vạn mét. Toàn bộ địa ngục thiên hồn trong tháp, liền trở thành hỏa diễm hải dương. Những ngọn lửa này cực cổ quái, thế mà biến thành kim sắc liên hoa. Hoa sen kia càng ngày càng lớn. Đây là cực hùng vĩ hình ảnh, đầy trời ngọn lửa màu vàng liên hoa, mỗi một cây sen hoa đô cao có hơn 10 mét hai bên. Giống như là kim sắc rừng cây. Cái kia 10 đạo ma chảo chấn áp xuống, ngọn lửa màu vàng liên hoa căn căn đâm vào, nhanh chóng đem đốt cháy. Ma khí cuồn cuộn tràn vào, không ngừng nghiền ép kim sắc liên hoa. Kim sắc liên hoa lại là chết lại phục sinh, tiếp tục cắm dễ mà vào, đốt cháy thiên địa. Không chết lĩnh vực bên trong, một mảnh sinh cơ. Kim sắc liên hoa, đóa đóa không chết. Phá! lam tử y lệ quát một tiếng nàng hai mắt bắn ra không chết thần mang tới hai đạo không chết thần mang vạch phá bầu trời ầm ầm bên trong trực tiếp đem hai tôn ma vương đốt cháy thành cho bụi cái kia bất tử thần mang trực tiếp đem ma vương trên thân điểm đón lấy không chết thần mang tiếp tục bắn phá thập tôn ma vương toàn bộ bị lam tử y phần sát giữa sân thập đại minh thần không khỏi hoảng sợ lam tử y ngạo mà đứng nàng đột nhiên cánh vỗ tất cả hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, sau cùng trở thành một đóa kim sắc đại liên hoa. Cái này kim sắc liên hoa cao có 100 trượng, cái này liên hoa hết thảy có 6 cánh diệp tử. Lam tử y phun phun một ngụm hỏa diễm đi lên, cái kia 6 cánh diệp tử bay múa ra ngoài, nhanh chóng hướng thập đại minh thần bên trong 6 đại minh thần đánh tới. Âm ầm, Sáu cánh vàng lá giết vào đến minh thần trái tim bên trong, cái kia minh thần bất kể như thế nào vận công ngăn cản, nhưng thân thể đều rất nhanh liền bị đốt cháy thành cho bụi còn lại bốn tên minh thần thấy thế hoảng sợ thất sắc mà lúc này cái kia sáu cánh diệp tử bay ra ngoài lại nhanh chóng hướng bốn tên minh thần bay đi trong nháy mắt sau cùng bốn tên minh thần cũng bị đốt cháy thành cho bụi phá vỡ ta trước mắt mê chướng lam tử y cánh múa lá cây màu vàng óng cùng liên hoa dung hợp lại cùng nhau nở rộ liên hoa hướng phía trước tìm kiếm nhất thời trước mắt đủ loại ma vụ nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, rất cùng Hades chiến đấu cũng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hades đã đem cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ toàn bộ giết. Lúc này, rất đã ngăn cản không nổi Hades công kích. Hades thực lực vốn là không kém rất. Cái này Hades thực lực cũng không phải cái kia 10 tên minh thần có thể so sánh. Làm tử y một mực không có vận dụng không chết lĩnh vực, ngược lại không phải là nàng muốn cất kỹ. Mà là trước kia tại đối mặt ngôi sao hư ảnh thời điểm, nàng không chết lĩnh vực cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại, cái này không chết lĩnh vực một khi thi triển đi ra, chính là thiêu nàng sinh mệnh bản nguyên, không đến bị bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn thi triển đi ra. Đây là Lam Tử y bí mật lớn nhất. Mà lúc này, Lam Tử y đem thi triển đi ra. Rất sức mạnh tổn hại nhiều, hắn tại Hades công kích đến liên tục bại lui. Oanh Hades minh thần chi thủ trong nháy mắt công kích rất hơn vạn lần, tại lần thứ một vạn thời điểm, rốt cục đánh chúng rớt. Phốc, rất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi, đệ đệ ta. Hades ha ha lệ cười một tiếng, ngón tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt, mười đạo màu đen quỷ kiếm tia chấp xiết ra, liền muốn đem rất ngàn đao bầm thây. Đúng lúc này, cái kia đóa to lớn kim sắc liên hoa buông xuống. Kim sắc liên hoa hơi hơi xoay tròn, một cỗ vi diệu hỏa diễm đem 10 đạo quỷ kiếm quấn chặt lấy, nhanh chóng đem đốt cháy thành cho bụi. Sau đó, kim sắc liên hoa tiếp lấy mãnh liệt xoay tròn. Khắp thiên hỏa diễm, thiên ti vạn lũ, đốt cháy bốn phía địa ngục ma quỷ. Những ma quỷ đó nhóm rất nhanh liền bị điểm, cũng ra thống khổ thê lương gào thét tới. Rất, đến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong đi tính dưỡng đi, nơi này ta đến ứng phó. Làm tử y trực tiếp đem rớt vổ bắt đi vào. Lam tử y có làm tử y cân nhắc. Lúc này nếu để cho rất chết, như vậy Hades đem tất cả bộ ỉa đều muốn chụp ở trên người nàng. Nhưng nếu như rất có thể còn sống trở lại Olympia, rất đáng giận nhất cũng là Hades. Đây là đối Lam tử y có lợi. Và lại, Lam tử y cũng là ân oán rõ ràng người. Rất cùng mình vốn là không quá mức thụ oán, bây giờ chính mình đoạt hắn bảo bối nhất tinh thần thạch. Không có đạo lý còn muốn đem giết. Đương nhiên, nếu như không phải có Hades ở chỗ này. Lam tử y cũng không có khả năng cứu rớt, chảm thảo chứ căn đạo lý, Lam tử y cũng không phải không hiểu. Bản vương ngược lại là xem thường ngươi, Hades trông thấy Lam tử y về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn quả thực không nghĩ tới Lam tử y thế mà có thể phá thập đại minh thần trận pháp, hơn nữa còn nhanh như vậy đem minh thần đều cho giết. Có điều, người lúc này công pháp tựa hồ là đang thiêu ngươi sinh mệnh bản nguyên, ngươi như lại kiên trì lâu một chút, chỉ sợ không dùng ta xuất thủ, chính ngươi đều phải chết. Hades cười lạnh, Lam Tử Y lạnh lùng nói ra, vậy ngươi trước hết chết đi. Sau đó, Lam Tử Y cánh vung lên, đón lấy, cụ phong thiên lý liệu nguyên. Những hỏa diễm đó hình hoa sen thành một nói cự đại trưởng ấn chụp về phía Hades. Không chết lĩnh vực hình thành, lĩnh vực bên trong, không chết là vương. Ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, chính là ẩn chứa ngàn vạn quy tắc hỏa diễm, một tia hỏa diễm có thể đem một đầu thái cổ cự thú đốt cháy thành cho bụi. Là tuyệt đối cho tàn. Hades cười lạnh một tiếng, nói ra, làm tử y, tại bản vương địa ngục thiên hồn trong tòa tháp, há có người phách lối tiền vốn. Bản vương tính kế mấy trăm năm, sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy phá hư, vậy đơn giản cũng là chuyện cười. Cái kia một cái chớp mắt, Hades tế ra thâm uyên ma bào. Ma bào múa, phía trên chín cái đầu lâu đột nhiên rõ ràng, bọn họ lại là bị trói tại trên cây cột ma thần, chính đang chống đỡ một tòa cự đại trận pháp. Trận pháp phía trước là nhất tôn vương tọa, vương tọa đột nhiên há mồm, vô cùng ma khí phun phun ra. Cự đại trưởng ấn nhanh chóng bị những kỳ diệu đó ma khí bao khỏa, trong nháy mắt, ma khí liền đem Lam Tử Y trưởng ấn tan rã. Lam Tử Y nhanh chóng thi pháp. Những trưởng ấn đó hóa thành vô cùng hỏa diễm, hỏa diễm múa, nhanh chóng hình thành một đạo càng thêm cự đại trưởng ấn. Phanh phanh phanh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại biến hóa, va chạm. Làm tử y trên thân hỏa diễm bắt đầu càng ngày càng yếu. Nàng trước đó thì tổn hao nhiều nguyên khí, mắt người kế tiếp khí lực va chạm Hades, thất bại thật sự là đương nhiên sự tình. Làm tử y, người chịu chết đi, Hades thanh âm lãnh khóc tới cực điểm, người sinh mệnh bản nguyên đã thiêu rất rất nhiều, người bất tử chi thân bắt nguồn từ người sinh mệnh bản nguyên làm ngươi sinh mệnh bản nguyên hao hết lúc, cũng là ngươi tử kỳ. Bản vương thâm nguyên ma bảo bên trong, chính là có thâm nguyên vương tỏa. Này vương tỏa chính là là địa ngục bổn nguyên, nguyên một tòa địa ngục bổn nguyên lực lượng, há lại ngươi có thể chống lại. Ta đến, đúng lúc này, là quân người khoác ngũ sắc phụ y, trong nháy mắt thì ngăn cản tại Lam Tử Y trước mặt. Lam Tử Y cũng biết là quân tựa hồ có chút cổ quái, sau đó nàng dứt khoát thì thu không chết lĩnh vực. Không chết lĩnh vực vừa thu lại, nhất thời tất cả hỏa diễm dập tắt cái kia kim sắc to lớn liên hoa cũng theo tiêu tán bốn phía lại trở thành ma quỷ hắc ám thế giới thâm nguyên vương tọa bên trong vô biên ma khí tuôn hướng la quân cỗ này ma khí chính là là địa ngục bổn nguyên lực lượng đem lam tử y không chết lĩnh vực đều áp chế đến xiết sao nếu không phải lam tử y dựa vào sinh mệnh bản nguyên vô hạn phục sinh gót sen cũng đã sớm ngăn cản không nổi cái này thâm nguyên vương tọa lực lượng bởi vậy cũng có thể gặp cái này thâm nguyên vương tọa ma khí chi lợi hại trình độ thâm nguyên ma bảo chính là hades bản nguyên lực lượng cùng địa ngục bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ hades sinh ra thì cùng hắc ám sinh vật thân cận mà lại trời sinh liền có thể trưởng khống một chút hạ cấp hắc ám sinh vật thân thể của hắn bản nguyên cũng là cùng hắc ám có quan hệ bởi vậy hades mới trở thành minh vương trưởng khống hắc ám thế giới mà hades cùng thâm nguyên ma bảo cùng một chỗ phối hợp vậy đơn giản cũng là thiên hạ vô địch. Đúng lúc này, là quân đối mặt vô cùng thâm uyên ma khí, hắn rốt cuộc thi triển ra đại thôn vệ thuật. Lúc này, là quân trong lòng cũng là không chắc, hắn không biết cái này đại thôn vệ thuật có thể hay không có tác dụng, nhưng là linh tuệ hòa thượng kiến thức rộng rãi. Hắn đã nói có tác dụng, vậy mình làm sao cũng muốn tin hắn một lần. Lam tử y cũng đem tiền đặt cược đặt ở la quân trên thân. Vừa mới không chết lĩnh vực tiếp tục quá lâu, làm tử y nguyên khí hao tổn lợi hại sinh mệnh bản nguyên cũng hao tổn quá nhiều tiếp tục đấu nữa thật có vẫn lạc nguy hiểm nàng không thể không đem áp lực phóng tới la quân trên thân la quân đại thôn vệ thuật triển khai vô cùng ma khí nhanh chóng thì tràn vào đến đại thôn vệ thuật bên trong huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng lập tức phối hợp động hữu dụng la quân không khỏi cuồng hỉ hắn lập tức cũng cảm giác được vô cùng tinh khiết lực lượng bị hấp thu đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, cái kia hạt giống đột nhiên mọc dễ mầm, nhanh chóng trưởng thành một gốc xanh biếc cây non. Cây non phía trên bắt đầu mở lên hoa tới. Theo ma khí điên cuồng tràn vào, là quần huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, cái kia hoa nhi mở thì càng nhanh, cây cối cũng liền càng tươi tốt. Hades lập tức cũng cảm giác được địa ngục bổn nguyên lực lượng, cái kia thâm huyên ma khí tại nhanh chóng tan biến. Cái gì, đây là cái gì tình huống? Hades hoảng sợ thất sắc. Hắn không lo được hắn, lập tức đem thâm huyên ma bảo vung lên, cưỡng ép đoạn công kích. Thâm huyên ma khí thu sạch vào tay ma bảo bên trong. Hades người trên không trung chuyển một cái, nhanh chóng biến mất đến ma trong sương mù. Là quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, cây non liền bắt đầu co vào. Rất nhanh cũng liền co vào không thấy, lại khôi phục thành hạt giống bộ dáng nhưng là tại huyền hoàng thần cốc loại bên trong lại nhiều một quả trái cây màu đen cái kia trái cây màu đen hơi nhỏ so trường sinh quả hỗn độn quả nhỏ hơn nhiều bất quá cũng đen bóng đen bóng lam tử y nhỏ khẽ thở phào một cái nàng cũng có chút kỳ quái hỏi linh tuệ hòa thượng hắn đây là có chuyện gì linh tuệ hòa thượng cười hắc hắc nói ra chờ rời đi nơi này lại nói hắn đón đến nói ra là quân đạo hiếu người đối với trận pháp quen thuộc người nhanh lên tìm tới cái này địa ngục thiên hồn tháp hạch tâm cái kia trong trung tâm cũng là hades bản nguyên lực lượng người đem cái kia bản nguyên lực lượng hấp thu trận pháp cũng liền phá tầm thường công kích thì từ lam thí chủ ngươi để ngăn cản hades lợi hại nhất cũng là bản nguyên lực lượng thi triển nhưng cái này bản nguyên lực lượng cũng là la quân đạo hữu chất dinh dưỡng lần này quả nhiên là người tính không bằng trời tính ha 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 la quân trong lòng hiểu rõ lập tức liền hành động. Cứ việc địa ngục thiên hồn trong tháp ma vụ trùng điệp, nhưng La Quân đối với trận pháp giải là Hades nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn rất nhanh liền tìm được trận pháp hạch tâm vị trí. Đi theo ta, La Quân vung tay lên. Lam Tử Y lập tức theo ở phía sau. Đúng lúc này, Hades thanh âm xuất hiện. "Lam Tử Y, tinh thần thạch ngươi đã được đến, chỉ cần ngươi đem rất cùng Apollo giao ra, ta hiện tại có thể thả các ngươi rời đi." hades trầm giọng nói ra còn như vậy dây dưa tiếp người tại ta đều không có chỗ tốt người cho rằng người đem rất cứu hắn liền sẽ cảm kích ngươi sao người hại hắn mất đi tinh thần thạch hắn sẽ chỉ hận ngươi lam tử y cười lạnh nói ra hades cái gọi là cướp cũng có đạo ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta cho thống khoái lúc này giết không thì nói chuyện hợp tác trên đời này cái kia có tốt như vậy sự tình hades nói ra vậy ngươi muốn thế nào, ngươi thì nhất định muốn đem rớt cứu đi sao? Làm tử y, ngươi không nên quá đắc ý. Bản vương tuy nhiên không biết bên cạnh ngươi tiểu tử này lực lượng đến cùng có gì đó cổ quái, nhưng cũng chưa chắc liền không có hắn sát chiêu tới đối phó ngươi. Làm tử y lạnh giọng nói ra, bớt nói nhiều lời, có cái chiêu số gì thì dùng đến đi. Là quần cái này thời điểm đã mang theo Lam Tử Y, một cái đại na di thuật đến cái kia địa ngục thiên hồn tháp trận pháp nơi trọng yếu cái kia trận pháp trong trung tâm có thập tôn ma thần nâng thiên tháp, thiên trong tháp, ma khí lượn lờ. ngày này trong tháp ở giữa ma khí càng thêm hung hãn, bên trong còn có vô số thâm huyên quy tắc ở bên trong, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ đi vào cũng sẽ lập tức bị rảo sát thành phấn vụn. la quân lại là không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy lên, liền tiến vào thiên trong tháp bên trong. lập tức tất cả ma khí rảo sát hướng trung gian la quân. dạng này một vị trí cũng là Lam Tử Y cũng không dám tiến vào A. Bởi vì đây là Hades cùng hắc ám sinh vật liên kết lực lượng vị trí, thiên tháp bên trong còn có thập tôn ma thần, đây đều là lợi hại tồn tại. Riêng là bên trong trong trận pháp còn có một khỏa linh hồn ma thạch, viên này linh hồn ma thạch lực lượng tuy nhiên không so được tinh thần thạch, nhưng cũng là vô cùng lợi hại tồn tại. Nói một cách khác, loại trận pháp này hạch tâm, liền xem như rớt cũng không dám tiến vào. Lại nói, nói đến đánh nhau, cũng không có muốn chạy tiến loại này giết trận trung tâm khu vực đạo lý người nào đều không phải người ngu a à. nhưng là hết lần này tới lần khác là quân cứ như vậy không có dấu hiệu nào chạy vào đi trong nháy mắt sát trận triệt để khởi động ầm ầm vô biên cuồn cuộn ma khí thập tôn ma thần đồng loạt ra tay lúc này là quân cũng triển khai đại thôn phệ thuật vô cùng ma khí nhanh chóng liền bị đại thôn phệ thuật thôn phệ đi vào thập đại ma thần đồng loạt ra tay, hung hãn rồi rào ma khí hóa thành vô số lệ quỷ, kiếm khí, sát sinh thạch đánh giết tới. Dạng này lực sát thương, đã có thể trong nháy mắt đem một tòa thành trì san thành bình địa. Nhưng là, tất cả lực sát thương đều bị nuốt vào đến đại thôn phệ thuật bên trong. Là quân cảm giác được so trước đó thâm uyên ma khí càng hung hãn, càng dồi dào ma khí tràn vào tiến đến. Coi là thật so sơn hồng bạo còn muốn hung mãnh. Huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, một khỏa xanh biếc cây cối nhanh chóng sinh trưởng, hoa nhi cũng theo nở rộ. Hades lập tức cảm giác được thiên tháp lực lượng tại nhanh chóng tan biến, đây là một loại khủng bố độ. Đáng giận, người tên xúc sinh này, xúc sinh A. Người thế mà hấp thu bản vương nhiều như vậy ma khí. Hades điên cuồng hét lên. Trận pháp động, liền xem như Hades cũng rất khó đem ngăn cản. Hades hai mắt lâm vào huyết hồng, hắn nổi giận tới cực điểm. Lam Tử Y, là người bức bản vương. Bản vương muốn các người chết, muốn các người chết, các người biết không? Hades đột nhiên thì động thâm uyên ma bào. Thâm uyên vương tọa bày ra, thì ở trong hư không trôi nổi lên. Cái kia thâm uyên vương tỏa cử đại vô cùng, tựa như là một tòa núi cao đồng dạng hùng vĩ. Địa ngục chi môn, cho bản vương mở ra. Hades nộ hống liên tục. Hắn sóng âm chấn động ra đến, ma trong sương mù, thâm uyên vương tỏa bắt đầu xoay tròn đón lấy, toàn bộ địa ngục thiên hồn tháp bắt đầu cuồng bạo rời động. Siêu, địa ngục thiên hồn tháp chấn động mạnh một cái, bốn phía ma vụ cũng bắt đầu tuôn ra động. Ma vụ tia chớp nghịch phá, địa ngục thiên hồn ngoài tháp mặt thời không không ngừng biến hóa. Lại là tại tiến hành không gian xuyên toa, mà lại là hướng lòng đất bắt đầu xuyên thẳng qua. Một tầng, hai tầng. Oanh! Sau cùng, tại mười cái sát khi đó, địa ngục thiên hồn tháp đột nhiên thì biến mất là quân thân thể chấn động cũng liền bị đánh bay ra ngoài. Lam Tử Y cùng theo một lúc bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía hoàn cảnh lần nữa sinh ra biến hóa. Là quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong lại nhiều một quả đen bóng quả thực. Viên này quả thực so trước đó quả thực muốn lớn gấp ba không thôi. Nếu như không phải Hades kịp thời lấy biện pháp, cái này địa ngục thiên hồn dưới tháp tràng cũng liền theo tạo hóa vương quan một dạng. Bốn phía là một vùng tâm tối hư không bên trong là vô cùng hắc ám, bốn phía đều là hoang dã, trong đồng hoang không có một ngọn cỏ. Trong không khí đâu đâu cũng có lao nhanh sương mù màu đen. Đây là địa phương nào? La Quân không khỏi âm thầm kỳ quái. Ngay vào lúc này, hư không bên trong, Hades thanh âm truyền đến. Đó là Hades nổi giận thanh âm, "Súc sinh, người tên tiểu súc sinh này, thế mà hấp thu bản vương nhiều như thế tinh nguyên ma khí. Bản vương ngươi nhất định phải muốn sống không được." muốn chết không xong. Hades rõ ràng là tức hồn hền. Sau đó, hắn lại nghiêm nghị nói ra, làm tử y, cho ngươi đường sống ngươi không đi. Hiện tại các ngươi đã bị bản vương đem bọn ngươi đưa tới địa ngục tầng 18 bên trong. Ở chỗ này, có ngày hoàng thần yêu tồn tại, có vô cùng yêu ma. Trừ bản vương, không có người có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi lĩnh ngộ không gian quy tắc, toàn bộ đều vô dụng bản vương sẽ đi liên hợp yêu tộc bốn vị đại thánh đến tiêu diệt các ngươi, các loại bản vương hiểu thấu đáo tiểu tử này bí mật, đến lúc đó, làm tử y, bản vương muốn để ngươi hối hận vì cái gì còn sống. Bản vương muốn để ngươi sống so một cái sướng kỹ cũng không bằng, ha ha ha. Sau đó, Hades thanh âm biến mất. Rất hiển nhiên, Hades rời đi. Hết thảy, đều khôi phục lại bình tĩnh. Làm tử y sắc mặt lộ ra rất khó coi, bạch dọa người. Nơi này, thật là địa ngục tầng 18, La Quân thì Thảo nói ra. Lam Tử Y nói ra, Hades nói, đương nhiên sẽ không sai. Hắn là trưởng quản hắc ám thế giới ma vương, có thể đem chúng ta đưa đến nơi này, không có gì lạ. Nàng đón đến, nói ra, ta cảm giác một chút, nơi này ma khí đem ngoại giới không gian quy tắc hoàn toàn ngăn cách. Tìm không thấy chính xác lộ tuyến, xác thực không cách nào rời đi nơi này. Đại Na di thuật cũng là bất kể dùng. Nàng nói đến đây, hơi hơi thở dốc một tiếng. La Quân lúc này mới phát hiện làm Tử Y không thích hợp chỗ, liền vội vàng hỏi: ngươi làm sao? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra: làm thí chủ thi triển không chết lĩnh vực, thiêu không ít sinh mệnh bản nguyên. nàng đây là nguyên khí tổn hao nhiều a. À? Audio điện tử võ tấn bền. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức hỏi: sinh mệnh bản nguyên có thể khôi phục sao? Làm Tử Y nói ra: đương nhiên có thể khôi phục bất quá quá trình cực chậm chạp. Ta hiện tại chỉ có thể vung ra sáu thành công lực. Minh Nguyệt thương tổn cũng không nhẹ, sớm biết như thế, liền nên hướng Hades thỏa hiệp tính toán. Nàng không nguyện ý thỏa hiệp, bởi vì cái kia không phù hợp nàng tính cách. Nhưng là Lam Tử Y không nghĩ tới, Hades lại có bản sự đưa các nàng trục xuất tới một chỗ như vậy tới. Lam Tử Y có thể cảm nhận được dấu ở bốn phía hung hiểm. Chúng ta công lực không chứa trị, những yêu ma này không thể so với Hades bọn họ. Nếu như ngươi không cách nào thôn vệ bọn họ lực lược, như vậy chúng ta lần này thật là tương lai đáng lo. Mà lại, Hades cũng đi nghiên cứu là quân người tình huống. Một khi hắn hiểu rõ lại tới, vậy thì càng thêm khó làm. Làm tử y mỹ lệ trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng. La quân ngẫm lại, hắn đột nhiên theo cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong xuất ra cái kia một lớn một nhỏ hai quả quả thực. Linh tuệ hòa thượng, ngươi xem một chút loại trái cây này có làm được cái gì. La quân đem quả thực giao cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp nhận quả thực, hắn điều tra một phen sau lập tức đại hỷ, La quân đạo hữu chính là thiên mệnh chi vương, lần này tuyệt địa phùng sinh, mệnh cách càng thêm vững chắc. Trái cây này lực lượng đi qua huyền hoàng thần cốc hạt giống bột rửa về sau, đã là cực kỳ tinh khiết sinh linh quả. Ăn về sau, bổ sung nguyên khí, gia tăng tu vi, không nói chơi. Lam thí chủ, người đem cái này đại quả thực ăn, cái này tiểu thì cho tiên tôn đến ăn. Nói không chừng, các ngươi không chỉ có thể khôi phục thực lực, còn có thể càng thượng tầng hơn lầu. Lam tử y trong mắt lóe lên vui mừng, nói ra, thần kỳ như vậy. Linh tuệ hòa thượng mỉm cười, nói ra, ăn liền biết. Còn hắn chi tiết cùng nguyên do, chờ các ngươi khôi phục công lực, chúng ta bàn lại. Lam tử y gật đầu, nàng cầm quả thực, sau đó liền đem chủ kiếp suy nghĩ lấy ra. Đón lấy, chính nàng cũng tiến chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Mà la quân cùng linh tuệ hòa thượng thì tại bốn phía tìm hiểu lên. Chủ kiếp suy nghĩ bên trong, làm tử y đi trước gặp rớt. Rớt đem Apollo cũng phóng xuất. Rớt thụ bị thương rất nặng, hắn ngồi xếp bằng, yên lặng vận công. Apollo thì là ái náy cùng cực. Rớt ngược lại không quái Apollo, nói ra, Apollo, cái này không có gì. Mỗi người đều sợ chết, người nào ở vào ngươi tình cảnh phía trên, đều chưa hẳn so ngươi làm tốt cùng cao hơn lam tử y đi tới nói ra apollo thủy chung cường điệu muốn ta không nên giết hại thần vương ngươi hắn nhưng mà đơn giản muốn nhặt về một cái mạng rất cùng apollo nhìn về phía lam tử y hai người này ánh mắt đều phức tạp tới cực điểm bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào rất nhạt âm thanh hỏi lam tử y nói ra hades không địch lại nhưng là hắn ở lúc mấu chốt mở ra địa ngục chi môn đem chúng ta đưa tới lòng đất tầng 18 tới. Hiện tại chúng ta cũng là bị vây ở lòng đất tầng 18 bên trong. Rất cùng Apollo nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Lam tử y nhìn về phía rớt, nói ra, ngươi chính là chúng thần chi vương, chẳng lẽ không biết rời đi cái này địa ngục lối ra sao? Rớt nói ra, địa ngục là Hades bí mật, chúng ta đều không có hiểu thấu đáo, cũng không có người có hứng thú đi vào. Cái này địa ngục bên trong, yêu ma đông đảo, Hades cũng quản thúc không. Chỉ bất quá, đại địa quy tắc hạn chế lợi hại yêu ma tới trên mặt đất đi. Mà Hades đối địa ngục quy tắc giải, đồng thời quen thuộc hắc ám sinh vật, cho nên hắn có thể tùy ý ghé qua. Hắn đón đến, nói ra, chẳng qua nếu như là tại Olympia bên trong, ta ngược lại là có thể mượn nhờ Olympia lực lượng, trực tiếp đả thông địa ngục thông đạo. Các ngươi tên kia đồng bạn, cũng là bị ta đưa đến cái này địa ngục tầng 18 bên trong. Địa tàng vương Bồ Tát Lam tử y bị kinh ngạc. Rất nao nao, theo rồi nói ra, hắn gọi là địa tạng. Người đem hắn cũng đưa vào trong này, Lam tử y nói ra. Rất nói ra, không sai, cái này tăng nhân mười phần cổ quái. Kiến tạo một cái tầm chứng, chúng ta như thế nào cũng đánh tan không. Về sau bất đắc dĩ, ta dưới cơn nóng giận, đem hắn đánh vào đến trong này. Lam tử y nói ra, người có thể mang chúng ta đi tìm đến hắn sao. Rất nói ra, trong lúc này cách nhất trọng hải dương, hải dương cũng là cấm chế, rất khó sâu vào. Nếu quả thật tốt hơn đi, ta ngược lại là có thể thông qua Olympia, trở về mặt đất đi lên. Nhưng rõ ràng như vậy lỗ thủng, Hades sao lại cho chúng ta lưu lại. Lam tử y lâm vào trầm tư. Sau đó Lam tử y buông buông tay, nói ra, hiện tại xem ra, chúng ta tình cảnh rất không ổn. Hades như là đã cùng ngươi vạch mặt, hắn sẽ không để cho người ta sống ra ngoài rất trong mắt bỗng nhiên lóe qua lửa giận nói ra đây hết thảy đều là bái người ban tặng. lam tử y từ tốn nói trên thực tế trước đó hades đã cho ta cơ hội hắn muốn ta đưa ngươi giao ra sau đó chúng ta liền có thể rời đi nhưng là rất ta cũng không có đưa ngươi giao ra nàng đón đến nói ta nói những thứ này cũng không phải là muốn ngươi cảm kích ta chỉ là ta hy vọng ngươi cùng apollo có thể tạm thời buông xuống thành kiến không phải vậy lời nói chúng ta không có cách nào ở chỗ này xông ra một con đường sống tới rất lâm vào trầm mặc apollo cũng không biết nên nói cái gì cho phải lam tử y vung tay lên giải khai apollo cấm chế nàng theo rồi nói ra rất ngươi suy nghĩ thật kỹ đi nếu như không nguyện ý hợp tác ta cũng có thể thả ngươi cùng apollo rời đi nàng sau khi nói xong thì biến mất đến trong bóng tối sau đó lam tử y liền đến minh nguyệt tiên tôn bên người Minh Nguyệt, người thế nào? Lam tử y hỏi. Minh Nguyệt tiên tôn ngồi xếp bằng, nàng mở to mắt, mỉm cười, nói ra, ta ngược lại không có gì đáng ngại, vừa mới ăn một chút đan dược. Nhưng là cái kia tinh thần thạch lực lượng quá mạnh, ta được tính dưỡng chừng một tháng. Một tháng thời gian, ta có thể cho không ngươi. Lam tử y nói ra, hiện tại chúng ta tình cảnh không ổn rất, ngươi trước đem cái này ăn, nhìn hiệu quả thế nào nàng nói xong cũng đem cái kia tiểu sinh linh quả cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây cũng không phải làm tử y tự tư, mà là bởi vì nàng nguyên khí hao tổn so Minh Nguyệt Tiên Tôn lợi hại nhiều, đây là vật gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy năng lượng cùng dinh dưỡng ở bên trong? Hơn nữa còn như thế tinh khiết. Lam tử y nói ra, ta cũng nói không rõ ràng, người trước ăn đi. Ta cũng muốn đến khôi phục một chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía Lam tử y, nàng lập tức giật mình nói ra, người sinh mệnh bản nguyên làm sao hao tổn nghiêm trọng như vậy lam tử y cười một tiếng nói ra có thể còn sống cũng không tệ minh nguyệt tiên tôn nói ra bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào ngươi làm sao đánh lui rớt nàng nhớ tới cái kia khủng bố tinh thần thạch lực lượng lúc không khỏi có chút không rét mà run lam tử y nói ra về sau giải thích với ngươi trước ăn sinh linh quả khôi phục công lực tốt minh nguyệt tiên tôn cũng liền không lại nói nhảm hai người mỗi người nuốt sinh linh quả. Lam tử y trước cũng cảm giác được một cỗ mát lạnh mà bành trướng dinh dưỡng lực lượng tràn vào đến trong não vực. Cỗ lực lượng này, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Tốt lực lượng cường đại, cho dù là ta cũng cảm giác được vô cùng vô tận. Lam tử y không khỏi giật mình. Lam tử y pháp lực quá mức cường hãn, tầm thường ăn thần đan đều không có có tác dụng gì, thì theo một cái cấp tráng hán ăn bánh bao nhỏ, quả thực theo không ăn một dạng nhưng cái này sinh linh quả vào trong bụng, nàng đều cảm giác được vô cùng vô tận. Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt chiều hồng. Ước chừng nửa giờ sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn công lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng thêm tinh thuần. Tu Vi trực tiếp lại phía trên một bậc thang. Lam tử y đồng dạng cũng là, nàng sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như vậy, sinh mệnh bản nguyên so trước đó cường đại một phần tư. Đây chính là một cái không dám tưởng tượng con số. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thực lực toàn bộ đến cường thịnh nhất trạng thái. Đây thật là đồ tốt, như lại ăn một khỏa, đoán chừng ta đột phá đến hư tiên cảnh, đến động tiên cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được nói ra, Lam Tử Y, người từ chỗ nào làm ra? Lam Tử Y nói ra, ta cũng cảm giác được động tiên cảnh hình dáng, còn kém một đầu tuyến liền có thể đột phá. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta trước đi gặp rớt sau đó tại lam tử y chỉ huy dưới nàng và minh nguyệt tiên tôn nhìn thấy rất cùng apollo lam tử y xuất ra không ít đan dược đến nàng nói ra rất apollo những đan dược này các ngươi cầm lấy đi còn phải chăng cùng một chỗ hợp tác các ngươi quyết định hiện tại ta tuyệt sẽ không lại làm khó dễ các ngươi cứ việc lúc này ta muốn giết các ngươi rất đơn giản các ngươi thường thế thế mà nhanh như vậy liền tốt rất thấy thế không khỏi hoảng sợ hắn cảm nhận được một loại cường đại áp bách lực. Tốt, hợp tác, rất lập tức nói. Lam tử y gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, các người ngay ở chỗ này đi đầu tĩnh dưỡng. Rất gật đầu. Sau đó, Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ra chủ kiếp suy nghĩ. Là quân mang theo linh tuệ hòa thượng vận dụng đại na di thuật, vừa đi vừa về ngang dọc, tìm kiếm phương viên mấy ngàn dặm. Lúc này, Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đi ra, La Quân cũng liền đình chỉ tìm kiếm. Nơi này tình huống thế nào? Lam Tử Y hỏi. Là Quân nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc, nhịn không được trong lòng nhảy vài cái. Hắn đối Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫn còn có chút kiêng kỵ cùng kính sợ. Nguyên lai các người nhận biết a? À? La Quân nói ra. Lam Tử Y cũng biết là Quân tải ở nước ngoài cho Minh Nguyệt Tiên Tôn chúc thọ sự tình, nàng cười một tiếng, nói ra, nàng là tiểu đệ của ta, cũng là thế giới bao la bên trong, tiểu mã tử như thế. Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời bất mãn, nói ra, nói mò gì đâu, ở hậu bối trước mặt, chừa cho ta chút mặt mũi. Lam Tử Y che miệng cười khẽ, nói ra, hắn cũng không phải ta hậu bối, ta cùng hắn vẫn luôn là ngang hàng luận giao. Ngươi cũng đừng muốn chiếm ta cái này tiện nghi. Minh Nguyệt Tiên Tôn trợn mắt chừng một cái. La Quân cũng là có chút mơ hồ, có điều hắn hiện tại vẫn là rất vui vẻ. Tuy nhiên tại cái địa phương quỷ quái này, vẫn là sinh tử chưa biết nhưng tốt xấu tính mạng hắn là bảo trụ, mà lại thọ mệnh đạt tới 21,000 Đây là vạn thọ vạn năm A. Sau đó, là quân nghiêm mặt nói ra, nơi này không tốt lắm, ta tìm kiếm một phen về sau, phát hiện các nơi đều có yêu ma cùng lòng đất sinh vật. Hơn nữa còn thật nhiều mạnh đại khí tức nguy hiểm, cũng may ta có đại na di thuật, bọn họ từ đầu đến cuối không có đuổi kịp ta. Nơi này địa vực bao la, tựa hồ so thiên châu còn còn rộng lớn hơn ta tìm kiếm mấy ngàn dặm, lại không có cảm giác được bất luận cái gì giới hạn. Nơi này kiến trúc không nhiều, phần lớn đều là động huyệt. Không có nhân loại, không có có sinh cơ, những lòng đất đó sinh vật cùng yêu ma đều là trong huyệt động sống qua. Thật không biết, lòng đất này vì sao lại có nhiều như thế yêu ma. Là quần có chút nghĩ không thông, thì Thảo nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trình tự, rác rưởi phân loại. Nơi này chính là phân loại yêu ma địa phương, đây là phía tây chúng thần tại đem mảnh thế giới này chiếm thành của mình thời điểm vốn là lưu lại yêu ma những yêu ma này vốn là trên mặt đất nhưng là bọn họ đem yêu ma bước đến trong lòng đất mà lại cũng không chỉ là nơi này có yêu ma nơi này chứa không nổi tất cả yêu ma tại hắn thế giới bên trong cũng có yêu ma chính tà âm dương hắc ám cùng ánh sáng vốn là chặt chẽ không thể tách rời lam tử y nói ra được rồi hiện tại đại khái tình huống chính là như vậy minh nguyệt cũng rất tò mò vì cái gì chúng ta hội có sinh linh quả ta cũng rất tò mò vì cái gì la quân liền có thể khắc chế hades cùng rất lực lượng bản nguyên linh tuệ hòa thượng người thật giống như biết một số bí mật cái kia nói ngay chúng ta nghe nghe đi linh tuệ hòa thượng nói ra đúng còn có cái sự tình ta muốn trước cùng la quân nói một chút lam tử y nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nói ra la quân nói ra ừm lam tử y nói ra lần này, chúng ta qua tới cứu ngươi. Là chịu đến tinh chủ chỉ điểm, về sau, đại ca ngươi cùng nhị ca tần lâm bao quát tiểu long đều tới. Địa tàng vương Bồ Tát cũng tới. Là quân bị kinh ngạc, ta đại ca cùng địa tàng vương Bồ Tát cũng tới. Bọn họ người đâu? Lam tử y nói ra, địa tàng vương Bồ Tát bọn họ lọt vào rất bọn họ đánh lén, sao súng ngắm. Hiện tại ta biết tình huống là rất đem địa tàng vương Bồ Tát cũng trục xuất tới cái này địa ngục tầng 18 bên trong nhưng là vị trí tại Olympia Châu bên trong, cùng chúng ta bên này cách trở trọng Sơn Hải Dương. Còn đại ca người bọn họ, ta còn không có hỏi. Bất quá muốn đến, địa tàng vương Bồ Tát cũng sẽ thu xếp tốt bọn họ. Các loại rất thương tổn đỡ một ít, người cũng có thể hỏi hắn. Tốt, là quân nghe vậy, trong lòng hơi bình tĩnh. Hắn nghĩ tới tiểu long, đại ca, nhị ca, nhất thời trong lòng ấm áp. Lam tử y lúc này mới lại nói với linh tuệ hòa thượng, người có thể nói tiếp linh tuệ hòa thượng lời nói bị đánh gãy ngược lại không giận trước kia linh tuệ hòa thượng là trùng hoàng trong lòng tràn ngập sao sao giết hại cùng hủy diệt mà bây giờ linh tuệ hòa thượng lại thật giống là người xuất gia trong lòng không có những cái kia sao sao giết hại cho nên ngược lại triệt triệt để để bình tĩnh trở lại linh tuệ hòa thượng là trong lòng thật cảm nhận được an bình hắn trước kia thống khổ căn nguyên đã triệt để không có cho nên theo một loại nào đó tầng diện tới nói Linh Tuệ Hòa Thượng là thật quy y. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước đó là quân đạo hữu đối chiến cái kia U Minh sinh hạng ương thời điểm, bần tăng thì từng kỳ quái qua. Vì cái gì là quân đạo hữu có thể đánh bại U Minh sinh, bởi vì U Minh sinh tu vi đã đến tầng 10 đỉnh phong. Hắn cùng là quân đạo hữu ở giữa, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Lúc đó, bần tăng cũng không có nghĩ rõ ràng, thẳng đến lần này, là quân đạo hữu hấp thu trường sinh quả về sau, bần tăng mới hiểu được minh bạch cái gì lam tử y hỏi minh nguyệt tiên tôn cũng nhìn về phía linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng nói ra trước rất bọn họ nghe không được chúng ta trò chuyện a à. nghe không được lam tử y rất khẳng định nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra trường sinh quả cũng không phải là trường sinh quả mà chính là tinh thần thạch tạo hóa kỳ diệu không nghĩ tới cuối cùng la quân đạo hữu lại đem sao trời hóa đá làm trường sinh quả đây mới thực sự là vận mệnh số mệnh rất bọn họ những người này, thiên sinh ra tới, thì có thần lực. Cái này là bởi vì cái gì? Đây là bởi vì, bọn họ cũng không phải là phổ thông nhân loại. Người ý là, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y sợ hãi cả kinh. Các nàng đồng thời nghĩ đến tiên giới. Là Quân cũng nghĩ đến tiên giới, hắn đối tiên giới giải đều là dựa vào linh tuệ hòa thượng khẩu thuật, còn có tinh chủ bản chép tay. Kepler tinh cầu năm đó bị địa cầu tiên người nô dịch, những địa cầu đó tiên nhân cũng không phải là phổ thông nhân loại Mà chính là cao hơn nhân loại đám sinh linh Lam Tử Y nói ra Người ý là Rất bọn họ cũng là thuộc về tiên nhân loại kia sinh linh Đúng hay không Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra Không sai Năm đó các tiên nhân nô dịch Kepler tinh cầu Về sau Kepler tinh cầu bên trong thiếu niên Vì phản kháng chính sách tàn bạo Không xa ức vạn vạn bên trong đến tới địa cầu Tìm tới khắc chế các tiên nhân một trồng đồ Vật Vạn vật tương sinh tương khắc độc thảo phụ cận, tất có giải dược. Mà các tiên nhân sinh ra ở địa cầu, muốn tìm tới khắc chế bọn họ đồ, vật, liền phải trên địa cầu tìm đến. Về sau thiếu niên kia quả nhiên tìm tới loại vật này, cái kia chính là ngũ cốc xá tắc thần thụ. Cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ tại Kepler tinh cầu bên trên sinh trưởng một cái cây, tại pháp lực thôi vận phía dưới, có thể cao đến 100.000 trượng, thẳng thẳng nhập cửu thiên chi ngoại. Cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ còn có thể đem các tiên nhân pháp lực, huyết nhục hấp thu, sau cùng hóa thành một quả thiên linh quả. Đó là các tiên nhân một trường hảo kiếp, Bần tăng cũng không có trải qua, nhưng mà nghe nói qua đôi câu vài lời. Là lần này trường sinh quả xuất hiện, Bần tăng mới đưa chân tường ý cái rõ ràng. Hiện trường bên trong, người nào kiến thức đều là không bằng linh tuệ hòa thượng đến phong phú. Linh tuệ hòa thượng tiếp tục nói, về sau, các tiên nhân nghĩ đến biện pháp, đem cây kia ngũ cốc xá tác thần thụ hủy diệt đến tận đây Kepler tinh cầu tuyên cáo toàn bộ thất bại, vĩnh viễn trở thành các tiên nhân thuộc địa. Mà la quân đạo Hiếu trong nghi tâm huyền hoàng thần cốc hạt giống, chỉ sợ là ngũ cốc xã tác thần thụ hạt giống. Cho nên, la quân đạo hữu mới có thể đem rớt bọn họ pháp lực thôn vệ, đồng thời chuyển hóa thành trường sinh quả, sinh linh quả. Vốn là tinh chủ nói trường sinh quả chỉ có thể gia tăng la quân đạo hữu một vạn năm thọ mệnh, nhưng là những năm gần đây, tinh thần thạch tại rất thối luyện dưới, uy lực đại tăng cho nên trực tiếp tăng thêm hơn 2 vạn năm thọ mệnh. Nếu là đem rất bọn họ toàn bộ luyện hóa suốt ngày linh quả, phục dụng về sau, chỉ sợ là có chút kỳ hiệu. Vậy còn chờ gì, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vậy chúng ta thì không đi, chuyên môn đến bắt những thứ này thần cho la quân thôn phệ, sau đó hóa thành thiên linh quả đến gia tăng chúng ta tu vi. Dạng này chẳng phải là rất tốt. Làm tử y bạch Minh Nguyệt Tiên Tôn lước một chút, lại là không để ý đến Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nàng nói ra, Nói như vậy, cái kia U Minh sinh hạng ương cũng là các tiên nhân loại kia cao đám sinh linh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, khẳng định là có chút liên quan, có lẽ là lưu đầy tiên nhân cùng phạm nhân sinh. Việc này, người có thể xác định sao? Lam Tử Y hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cơ bản có thể xác định. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, như vậy, lúc trước các tiên nhân là làm sao đem cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ cho hủy đi. Đây có phải hay không là nói rõ, ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng vô pháp hoàn toàn khắc chế các tiên nhân. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đó là một cái thiên đại bí mật, bần tăng cũng không biết. Mọi người lâm vào trầm tư. Là quần ngẫm lại, hắn đột nhiên nói ra, ta muốn đi gặp rớt, hiện tại ta đại ca, nhị ca, tiểu long sinh tử chưa biết. Ta trước hết hỏi qua rõ ràng. Trong lòng của hắn Thủy chung nhớ nhung vẫn là hai vị ca ca cùng Tiểu Long. Lam tử y gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi đi đi. Sau đó, La Quân thì tiến làm tử y chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Hắn đối loại này đài bên trong Chi Mê đã rất là quen thuộc, cho nên dễ như trở bàn tay liền đem rất cùng Apollo tìm tới. Thần Vương, La Quân đi vào trước mặt hai người. Hai người này đều tại ngồi xếp bằng, nỗ lực vận công. Rất mở to mắt, hắn nhìn thấy La Quân lúc, trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Hắn cảm thấy rất kỳ diệu, tựa hồ chính mình đối trước mắt người này có loại thiên nhiên e ngại hắn không hiểu tại sao mình lại có loại cảm giác này. Ta nhận ra ngươi, rất nói ra, ta tinh thần thạch cũng là bị ngươi cho hút đi, ngươi đến cùng dùng là cái gì kỳ công, ngươi tu vi ở trước mặt ta, bất quá là giống như con kiến. Nhưng ngươi thế mà phá ta tinh thần thạch lực lược, lược, cái này quá bất khả tư nghị. Vì cái gì? La Quân nói ra, mỗi người đều sẽ có một số bí mật, đây cũng là ta bí mật. Cho nên, xin lỗi, không thể trả lời. Rất không khỏi sướng sờ. Là quân tiếp tục nói, làm Tử Y nói với ta, chúng ta trước mắt hóa thù thành bạn, cũng muốn cùng một chỗ hợp tác đến tìm kiếm sinh cơ. Như vậy, ta có một vấn đề muốn hỏi hỏi thần vương ngài một số việc, hy vọng ngài có thể nói rõ sự thật. Ngươi muốn hỏi cái gì? Rất nói ra. Là quân nói ra, địa tàng vương Bồ Tát bị ngài đưa vào địa ngục tầng 18 bên trong, cái kia ta đại ca, nhị ca, còn có ta một đầu nguyên thần tiểu rồng thì sao? Rất nói ra, là Ares bọn họ đi làm này kiện sự tình, Ares nói cho ta biết, tại bắt đầu thời điểm, bọn họ xác thực trông thấy người những bằng hữu kia. Nhưng là về sau giấu tại chạy trốn thời điểm, đem bọn hắn trong bóng tối đưa đi. Chỗ lấy trước mắt, chúng ta cũng không biết bọn họ hạ lạc. La quân nghe vậy, thở phào một hơi. Rất trong mắt chuyển động một cái, hắn hiển nhiên là nói dối, bởi vì căn cứ Ares báo cáo. Cái kia tiểu long đã là chết, có thể rất lúc này là tuyệt sẽ không nói chuyện này, vậy sẽ ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa hợp tác. Là quân xác định bọn họ đều vô sự về sau, liền cũng liền rời đi chủ kiếp suy nghĩ. Ngoại giới vẫn là một vùng tăm tối, trong bóng tối, hắc vụ lao nhanh, rét lạnh tiêu sát, âm u khủng bố. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa truyền đến yêu ma nộ hống thanh âm. Làm tử y nói ra, Hades không biết từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ, hắn sẽ chỉ đi liên hợp người khác tới giết chúng ta. Chính hắn là thật không dám xuất thủ cho nên lúc này, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nói thì nói như thế, như thế nào rời đi. Là quân tiếp cha, nói ra, Hades cũng không phải là nơi này chúa tể, hắn khi đi, còn nói muốn đi liên hợp yêu tộc bốn vị đại thánh. Chúng ta thì theo cái này có chút lớn thánh thân phía trên tìm đột phá khẩu chính là. Những thứ này đại thánh cần phải có biện pháp rời đi nơi này. Có đạo lý, Lam Tử Y mỉm cười, nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn chọn phía dưới lông mày, nói ra, rất chính là chúng thần chi vương, hắn đối với nơi này tình huống cần phải so với chúng ta rõ ràng. Tìm hắn đi ra thương lượng một chút đi. Lam Tử Y nói ra, tốt. Sau đó, Lam Tử Y thì thần niệm câu thông rất. Rất sau một lát thì ra chủ kiếp suy nghĩ. Thần vương, người thương, Lam Tử Y gặp rất, lo lắng hỏi. Rất sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn nói ra, nếu là tạo hóa vương quan vẫn còn, điểm ấy thương tổn không tính là gì. Nhưng bây giờ tạo hóa vương quan cùng tinh thần thạch đều không có, ta thương thế kia chỉ sợ là cần 3 năm năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là trở lại Olympia, cũng sẽ khá hơn một chút. Lam tử y nói ra, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Bất quá chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đưa người hồi Olympia. Rất trầm mặc đi xuống, mời mọi người tìm tòi. Hắn cũng là một đời nhân kiệt, đã đến nước này, cũng sẽ không lại tiếp tục oán trời trách đất. Là quân nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, thần vương, nghe đồn ngươi là chúng pháp chi thần viên giác đệ tử, nhưng có việc này. Rất hơi kinh hãi, hắn nói ra, ngươi làm sao lại biết cái tin đồn này. Là quân lại là nghe linh tuệ hòa thượng đề cập qua một miệng, hắn nói ra, ta cũng là tin đồn mà thôi. Rất nói ra, muốn nói ta là tròn cảm giác pháp thần đệ tử, cũng coi là đi. Nhưng cũng không thể tính toán tất cả đều là, bởi vì ta chưa từng gặp qua viên giác pháp thần. Là quân cùng làm tử y bọn người không khỏi tốt, là quân nói ra, cái kia ngược lại thật sự là, đã là pháp thần đệ tử, lại chưa thấy qua pháp thần. Rất nói ra, tại ta còn chưa lật đổ cha ta thần Kronos trước đó, ta đã từng buồn giàu qua, bàng hoàng qua, thậm chí hoài nghi tới chính ta. Về sau, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhặt đến pháp thần một bản bản chép tay. Quyền kia bản chép tay chữ chính là viễn cổ chữ, tuy nhiên ta không biết những thứ này viễn cổ chữ, nhưng những chữ này lại tự có linh khí, tại ta trong mộng, những chữ này phiêu đáng tại trong đầu của ta, truyền thụ cho ta rất nhiều thứ. Tại pháp thần trong câu chữ, ta lĩnh ngộ được pháp thần bộ phận tinh thần cùng bố cục, bởi vậy cũng mới để cho ta theo gió vượt sóng, lật đổ cha ta thần chính sách tàn bạo. Chỉ là những chữ này, Lam Tử Y nói ra, đây rốt cuộc là chữ gì? Rất nói ra, cái này ta không thể nói làm tử y bọn người nhìn nhau, chuyện này lại không thể miễn vì khó. Là quân nghĩ đến cái gì, nói ra, như vậy trong mắt ngươi, viên giác pháp thần đến cùng là một người như thế nào? Rất trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, hắn là lợi hại nhất người. Xem như đại địa chi mẫu gai a chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Đây là trong lòng ta, đối với pháp thần cảm giác. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vô luận là tiên giới còn là địa cầu, đều có biện pháp thần viên cảm giác truyền thuyết. Nhưng có rất ít người gặp qua viên giác, có thể mỗi người truyền cái này viên giác, đều nói hắn là pháp thần, nói hắn thiên hạ vô địch. Muốn đến, viên giác là tại rất nhiều nơi lưu lại qua thần tích, bởi vậy mới có những cái này truyền thuyết. Là quần hơi hơi thở dài, đối với viên giác pháp thần như thế tồn tại, đó là một cái tạm thời không cách nào với tới cùng không dám tưởng tượng đối tượng. Làm tử y thì nói ra, ta cũng từng nghe nói viên giác một chút truyền thuyết, phương pháp này thần thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Những thứ này lại đều không nói trước, cùng chúng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Nàng đón đến, còn nói thêm, rớt, hiện tại chúng ta tình cảnh, người cũng rõ ràng. Người cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào rời đi nơi này. Mọi người liền đều nhìn về rớt. Rớt cũng liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn lâm vào trầm tư. Mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi rớt, cũng không thúc giục tại hắn. Sau một hồi khá lâu, rất trầm giọng nói ra, Hades cơ hồ là địa ngục chi vương, hắn ở trong địa ngục thông suốt. Nhiều ít đại thánh, yêu hoàng đều muốn cho Hades mặt mũi. Mà lại, những thứ này yêu hoàng, đại thánh nhóm, đối với ta cũng không có bao nhiêu hảo cảm cùng kính sợ. Nếu như Hades cho bọn hắn ưng thuận chỗ tốt, bọn họ nhất định sẽ giúp trợ Hades tới giết chúng ta. La Quân nói ra, chúng ta cũng có thể cho những người này ưng thuận chỗ tốt, không phải sao? tất cả mọi người là đang dùng anh giao lưu. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên phụ trách vì Minh Nguyệt Tiên Tôn phiên dịch. Rất nói ra, lý luận, cái này xác thực là có thể thành lập. Bất quá, đến cùng đối phương không chịu nhận tiếp nhận, cái kia khó mà nói. Lam Tử Y nói ra, chúng ta hiện tại phải thêm gấp hành động, thời gian là sinh mệnh. Nàng đón đến, nói, nơi này địa hình chúng ta cũng chưa quen thuộc, rất người đối với nơi này thế lực phân bố giải sao rất không khỏi có chút xấu hổ, hắn nói ra, ta đối Olympia châu hết thảy đều rất rõ ràng, ân, xem như châu khác, mặt tình huống ta cũng lớn gây nên rõ ràng. Nhưng là cái này địa ngục tầng 18 bên trong, ta xác thực không rõ lắm. Là quân nghe không khỏi nhức cả trứng, cái này rất là địch nhân thời điểm, để người đau đầu cực kỳ. Cùng hắn thành minh hiếu, cảm giác hắn thật sự là chứng dùng đều không có. Làm tử y cũng là bất đắc dĩ, nàng phất phất tay, nói ra, tính toán, rất người vẫn là hồi chủ công kiếp suy nghĩ bên trong dưỡng thương đi. còn chúng ta đến cùng có thể hay không mang ngươi ra ngoài, cái kia phó thác cho trời đi. rất sắc mặt nhất thời có chút khó coi cùng xấu hổ, nhưng hắn trung quy là cũng không nói gì. các loại rất trở lại chủ kiếp suy nghĩ bên trong về sau, làm tử y liền nói ra. hiện tại chỉ có tìm tòi trước khi hành động, nơi này nhiều như vậy yêu ma, chúng ta tìm một chút có nhanh nhạy yêu ma đến hỏi đường đi. là quần nói ra, tốt sau đó mọi người bắt đầu hành động, một đường hướng bên trái đằng trước bước đi. Đường quả nhiên yêu ma đông đảo, đi ra một đoạn, có mấy cái yêu ma bắt đầu công kích. Những yêu ma này mặt mũi hung dữ, phần lớn đều là toàn thân lân giáp, tướng mạo xấu xí, toàn thân hiện ra hôi thối. Vân vân, chúng nó đặc điểm là lực lớn vô cùng, có chút yêu ma sẽ còn một chút pháp thuật. Bất quá những yêu ma này đến công kích la quân một nhóm người này, cái kia quả nhiên là tự tìm đường chết các yêu ma căn bản chịu không được minh nguyệt tiên tôn khoát tay lực lược, nàng ngón tay gảy gảy, cái kia ô ép một chút một đám yêu ma lập tức bị luyện hóa thành cho tàn. Nhưng tuần này bị yêu ma, cũng thật sự là đông đảo. Càng giết càng nhiều, sau cùng bốn phía đã là một mảnh đen kịt. Đại khái là la quân một đoàn người giết hại, dẫn tới quá nhiều yêu ma. Hơn 10 vạn yêu ma cấp tốc đem la quân đoàn người này đoàn đoàn bao vây ở. Ừm, làm tử y ánh mắt nhất động, nói ra, đến hai cái lợi hại, tu vi ít nhất là cửu trọng thiên đỉnh phong. Không tệ không tệ, minh nguyệt, người đi đem bọn hắn bắt tới. Sau đó chúng ta dùng đại na di thuật nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Tại sao là ta, minh nguyệt tiên tôn nghe vậy có chút khó chịu. Lam tử y nói ra, ta để la quân đi bắt, người cảm thấy hắn bắt trở lại sao. Minh nguyệt tiên tôn phiền muộn không, nàng tiếp lấy thân hình lóe lên, đại na di thuật triển khai. Chỉ nháy mắt, đã đến cái kia hai tên yêu ma cao thủ bên người. Một giây sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn theo bắt con gà con một dạng, đem cái này hai tên cao thủ bắt trở lại. Chúng ta đi, Lam Tử Y một phát bắt được La Quân cùng Linh Tuệ hòa thượng. Sau đó, Lam Tử Y đại na di thuật triển khai, liền cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng rời đi hiện trường, trong nháy mắt đã tại ở ngoài ngàn dặm. Tìm được một chỗ yên lặng địa phương, đương nhiên, cái này cái gọi là yên lặng cũng là một mảnh hoang dã mà lại mãi mãi cũng là hắc ám, không thấy ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời căn bản không có khả năng chiếu vào. Hai cái này yêu ma cao thủ, một cái là một đầu hùng vương. Một cái là một đầu đại điêu, bọn họ đều đã tu luyện ra hình dạng người tới. Chỉ bất quá hùng vương thân hình cao lớn, toàn thân là mau. Nhưng hắn tay, chân đều là nhân loại hình thái. Đến mức đại điêu, cũng là như thế. Hắn cái mũi quái dị, mặt cũng có vũ mau nhưng hình thái xác thực là nhân loại. Đối mặt dạng này cao thủ, là quân tuy nhiên có đại lôi âm phổ độ pháp, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Căn bản không có khả năng độ hóa. Mà lại, là quân đại lôi âm phổ độ pháp kim quang phù lục cũng còn tại u minh cửu âm đồ bên trong, trong đầu của hắn ngược lại là còn có cái kia kim sắc phù lục thần thông bản nguyên, nhưng cũng là nhỏ yếu vô cùng. Là quân nói với Lam Tử Y, khảo hỏi tới, quá địa phiền phức. Ta chỗ này có đại lôi bởi vì phổ độ pháp thần thông bản nguyên, có thể đem bọn hắn độ hóa. Nhưng là thực lực của ta không đủ, các ngươi nhìn xem có thể hay không độ hóa bọn họ. Hắn sau khi nói xong, đem thần thông bản nguyên làm ba phần. Sau đó phân biệt cho Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn rất nhanh ngưng luyện cái này đại lôi âm phổ độ pháp tới. Vốn là La Quân còn cảm thấy cái này thần thông bản nguyên quá mức yếu nhỏ một chút. Nếu là ở U Minh cửu âm đồ bên trong, gia tăng nhiều ma vương nguyện lực, cái kia vẫn còn có chút cường đại. Nhưng lúc này, La Quân cho rằng không được. Nhưng là rất nhanh, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên tôn đổi mới La Quân tam quan. Lam Tử Y rất nhanh ngưng luyện ra kim quang phù lục, mà lại, nàng kim quang phù lục nguyện lực cực kỳ mạnh mẽ. La Quân vận dụng 100 000 ma đầu nguyện lực còn cường đại hơn. Cái này, cái này sao có thể, người chỗ đó đến nhiều như vậy nguyện lực. La Quân cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin. Mà lại lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng ngừng luyện ra rất cường hãn kim quang phù lục. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, nguyện lực cũng là một loại lực lượng, cơ bản giống nhau đi. Đây là chính ta nguyện lực, ta cho nó nguyện lực. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lam Tử Y theo rồi nói ra, Minh Nguyệt, hai người chúng ta một người độ hóa một cái, như thế nào? Tốt, chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, La Quân ở một bên nhìn có chút mắt trợn tròn, hắn tự nhiên vĩnh viễn nhớ đến Minh Nguyệt Tiên Tôn tại cái kia Minh Nguyệt Cung thời điểm là như thế nào uy nghiêm dày đặc, là cao cỡ nào cao tại, giống như là không thể xâm phạm thần linh một dạng. Tại Tiêu Viễn Sơn xâm phạm thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn tay cầm càn khôn, đem đánh lui. Đó là như thế nào phong độ tuyệt thế a? À? Nhưng bây giờ Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Lam Tử Y trước mặt, theo cái đùa giống như cái này khiến La Quân mặt đen lại a. À. Thực đạo lý này cũng rất dễ lý giải. Mã Vân tại trong mắt người bình thường cũng là thần thoại. Nhưng hắn cùng Vương Kiện Lâm dạng này tầng thứ người cùng một chỗ, cũng có thể biến thành đua. Nói cho cùng, La Quân cảnh giới vẫn là quá thấp. Cho nên, hắn nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn thời điểm, mới phát giác được Minh Nguyệt Tiên Tôn là thật cao tại. Mà lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn La Quân cũng là theo nhìn con tôm nhỏ giống như. Lúc này, Lam Tử Y bắt đầu độ hóa đầu kia Hùng Vương. Kim Quang bao phủ lại Hùng Vương, Lam Tử Y từ tốn nói, mọi loại duyên phận, không bằng quy y, từ bỏ ngươi tâm chấp niệm đi. Hùng Vương kịch liệt rằng co, hắn cái chán, trong nháy mắt mồ hôi chảy ròng ròng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ngươi lại muốn ta làm ngươi khôi lỗ. Không có khả năng, không có khả năng, ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục, ta tuyệt sẽ không. A, à, mặc kệ Hùng Vương cỡ nào không phục, nhưng là rất nhanh kim quang đem hắn tâm linh toàn bộ nhuộm kim quang hùng vương sắc mặt dần dần an lành lên sau một hồi khá lâu hắn thân thể lệ khí toàn bộ biến mất hùng vương chắp tay trước ngực mặt hướng lam tử y dịu dàng ngoan ngoãn không nói ra a di đà phật nhiều tạ thí chủ điểm hóa bây giờ ta rốt cục đại thông đại ngộ về sau ổn thỏa vì thí chủ phụng hiến tất cả dùng cái này rửa sạch thân thể tội nghiệt lam tử y gật gật đầu đồng thời Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng độ hóa đầu kia điêu vương, cái kia điêu vương dịu dàng ngoan ngoãn không. La Quân nhìn tâm phục khẩu phục, hắn nhớ tới chính mình độ hóa cái vũ hóa môn phổ thông đệ tử, cái kia đều gọi một cái cố hết sức a. À. Có thể ngươi xem người ta cái này, hùng vương gọi là a huyền, điêu vương gọi là cổ nại. A huyền cùng cổ nại hội lời nói cũng là anh. Mảnh thế giới này chính là thuộc về phía tây, bởi vậy lời nói cũng là phía tây lời nói. Cũng may là. Làm tử y bọn người hội anh, cho nên bắt đầu giao lưu, cũng không có cái gì chướng ngại. Giờ phút này A Huyền cùng cổ nại, dịu dàng ngoan ngoãn không? Làm tử y mỉm cười, nói ra, môn công pháp này rất là không tệ, rất tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thật không tệ, nàng nói xong đánh cái búng tay. Làm tử y theo rồi nói ra, người tên gì? A Huyền nói chi tiết tên, làm tử y còn nói thêm, A Huyền, ta hỏi ngươi. Như thế nào mới có thể rời đi cái này địa ngục tầng 18, sau đó đến diện thế giới đi?" A à, Huyền ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, hồi đạo hữu lời nói, cái này địa ngục tầng 18 bên trong, tự có bốn vị đại thánh cùng thiên yêu thần hoàng chế định quy tắc. Tu luyện tới tầng 10 về sau, cũng mới có thể tại địa ngục chi ghé qua, nhưng không được cho phép, cũng là không được tự tiện ghé qua. Mà chúng ta càng không biết muốn thế nào rời đi địa ngục, chúng ta cũng không thể rời đi địa ngục khắp nơi chi quy tắc hạn chế chúng ta câu trả lời này cũng là tại lam tử y đoán trước chi lam tử y nói ra chúng ta muốn rời khỏi cái này địa ngục người cảm giác cho chúng ta muốn rời khỏi cần phải đi tìm ai a à, huyền nói ra ta cùng cổ nại tại không quy y đạo hữu trước đó chính là chiêu thiên đại thánh kim bàn nhược thủ hạ kim bàn nhược đại thánh là có thông đạo lộ tuyến hắn nếu là cho phép có thể tương đạo bản các ngươi đưa tới mặt đất đi lam tử y nói ra Triều Thiên Đại Thánh, hắn Tu Vi như thế nào? A à, Huyền nói ra, Triều Thiên Đại Thánh nắm giữ 5 triệu yêu ma thủ hạ, hắn Tu Vi đến động tiên cảnh. Thủ hạ còn có 8 vị tiểu thánh, Tu Vi cũng đều là tại tầng 10 chi. Triều Thiên Đại Thánh tại 4 vị Đại Thánh chi, thực lực là mạnh nhất. Trừ Thiên Yêu Thần Hoàng, người khác không phải Triều Thiên Đại Thánh đối thủ. Mà lại, Triều Thiên Đại Thánh còn có một cái hạ phẩm đạo khí, gọi là Truy Nguyên Thần Kiếm. Đạo Khí lam tử y khẽ nhíu mày đạo khí ta cái kia tịnh bình cũng coi là một kiện hạ phẩm đạo khí uy lực càng là không cần phải nói không nghĩ tới chiều này vô cùng lớn thánh thế mà cũng có đạo khí minh nguyệt tiên tôn nhíu mày địa ngục thiên hồn tháp cũng coi là hạ phẩm đạo khí mà tạo hóa vương quan thì coi như là phẩm đạo khí những thứ này đạo khí uy lực không lại dùng nhiều lắm lời tạo hóa vương quan đem lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn hoàn toàn nghiền ép như không phải là bởi vì La Quân có vận cướp chó, tất cả mọi người đã chết tại tạo hóa vương quan phía dưới. rất nhiều pháp bảo chỉ có thể gọi là cách làm khí, mà một khi lên tới đạo khí như vậy khác nhiều. chỉ bất quá đạo khí uy lực rất khó phát huy ra, giống như là La Quân, hắn nắm giữ sơn hải châu huyền hoàng thần cốc hạt giống nghiêm chỉnh mà nói đều tính toán đạo khí, nhưng là tại La Quân tay quả thực là phung phí của trời a. Đến mức cái kia Sơn Hải Châu, làm tử y đều phát động không? Thế thì cũng không thể trách La Quân vô dụng. Nói cho cùng, La Quân chính thức nhập đạo lại mới bao nhiêu năm. Căn cơ quá nông cạn, hắn có thể có hôm nay cái này tu vi, đã coi như là rất không tệ. Một cái hố tiên cảnh cao thủ, tay cầm đạo khí. Minh Nguyệt Tiên Tôn chật chật nói ra, cái này rất còn khó giải quyết à. Cái này địa ngục tầng 18 bên trong, tại sao có thể có lợi hại như vậy nhân vật? Lam Tử Y cũng cảm thấy quái, liền đem Minh Nguyệt Tiên Tôn lời nói thuật lại một lần, sau đó hỏi A Huyền. A Huyền nói ra, địa ngục tầng 18, mỗi một tầng bên trong đều có 10 triệu yêu ma. Càng lợi hại ma đầu, dấu ở càng rơi xuống mặt. Nơi này là 18 tầng địa ngục, cho nên có cái này hứa bao nhiêu lợi hại yêu ma. Bọn họ yêu ma, đều cũng có sống 100 ngàn năm. Chiêu thiên đại thánh là bốn vị đại thánh mạnh nhất, mà hư tiên cảnh cao thủ, Tại 18 tầng địa ngục bên trong cũng không ít. Còn có thật nhiều yêu ma là tán tu, không tham dự đến bốn vị đại thánh dưới chướng. Mà thiên yêu thần hoàng thủ hạ cao thủ càng không cần nhiều lời. Làm tử y bọn người lập tức ý thức được tình thế chi nghiêm trọng. Cái này địa ngục tầng 18 bên trong hung hiểm, không kém chút nào phía Tây Vương giao diện A. Nếu không phải có đại địa chi mẫu quy tắc hạn chế, chỉ sợ cái này phía Tây Vương giới sớm đổi thiên. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức đem A à Huyền lời nói phiên dịch cho Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe. Minh Nguyệt Tiên Tôn xoa động thủ chỉ, kích động lông mày, nói ra, đại địa chi mẫu Gai A lại có thể đem động tiên cảnh cao thủ, thiên yêu thần hoàng dạng này người đều ngăn chặn. Cái kia nàng tu vi, chỉ sợ là có thể cùng viên giác sánh ngang. Lam Tử Y nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta tự kiềm chế vượt qua vô số năm tháng, nhưng cùng những yêu ma này, còn có đại địa chi mẫu lên vẫn là non một chút nàng đón đến nói ra có điều chiều này vô cùng lớn thánh cũng không tính toán địch nhân chúng ta chúng ta vẫn là muốn muốn như thế nào đôi bên cùng có lợi hắn giết chúng ta với hắn mà nói cũng không có quá tốt đẹp chỗ huống hồ muốn giết chúng ta hắn cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới tới la quân nói ra chiêu thiên đại thánh mạnh nhất vậy chúng ta không cần thiết đi tìm chiêu thiên đại thánh vẫn là có thể đi tìm một chút hắn đại thánh mà a à, huyền lập tức nói ra chỉ có chiêu thiên đại thánh mới có hoàn chỉnh nhất thông đạo có thể trực tiếp tương đạo bản các ngươi đưa đến mặt đi hắn đại thánh tay quy tắc cùng lộ tuyến cũng không hoàn chỉnh lam tử y nói ra như vậy xem ra chúng ta chỉ có đi tìm chiêu thiên đại thánh a à, huyền nói ra nếu như phải nhanh nhất rời đi chỉ có con đường này lam tử y nói ra tốt ga à, a à, huyền ta hỏi lại ngươi một vấn đề gần nhất hades có hay không tới đi tìm chiêu thiên đại thánh cổ nại ở một bên hơi kinh hãi nói minh vương hades lam tử y nói ra không sai a huyền nói ra chúng ta chưa từng gặp qua minh vương hades giờ này khắc này lam tử y cũng tự nhiên biết a huyền cùng cổ nại sẽ không nói dối lam tử y nói ra chiêu thiên đại thánh cùng minh vương hades có giao tình sao a huyền nói ra không có giao tình năm ngoái hai người còn đánh một trầu, bởi vì Hades cướp lấy địa ngục 18 tầng địa ngục bản nguyên lực lược, đây là tại thương tổn tầng 18 căn nguyên. Điều này cũng làm cho chiêu thiên đại thánh đối Hades rất là bất mãn. Lấy thiên yêu thần hoàng cùng chiêu thiên đại thánh lực lược, muốn giết Hades, không khó lắm a à. Lam tử y nói ra. A à, huyền nói ra, vậy không được, Hades nắm giữ hắc ám đại đạo quy tắc, hắn đến như tự nhiên. Xem như thiên yêu thần hoàng cũng không làm gì được Hades. Minh Vương Hades là hắc ám chi vương, đây là chúng ta không thể thay đổi sự thật. Hắn lực lượng trời sinh đối với chúng ta khắc chế. Cái kia chiêu thiên đại thánh có muốn hay không muốn giết Minh Vương? La Quân đột nhiên hỏi. Đương nhiên muốn, A à, Huyền nói ra, giết Minh Vương sẽ có mới hắc ám chi vương thay vào đó. Khi đó, có lẽ chúng ta có cơ hội đột phá đại địa quy tắc, trở về mặt đất đi. Đây là toàn bộ địa ngục đều tha thiết ước mơ sự tình. Lam tử y nhãn tình sáng lên, nàng tựa hồ là tìm kiếm được một tia cơ hội. Đã như vậy, chúng ta đi trước gặp chiêu thiên đại thánh đi. Lam tử y theo rồi nói ra. Là quân mấy người cũng biểu thị đồng ý. Lam tử y mệnh lệnh A huyền cùng cổ nại dẫn đường, tiến về chiêu thiên đại thánh phủ đệ. A huyền cùng cổ nại không biết đại na di thuật, sau đó tốc độ mau không nổi. Bất quá đang bay ba giờ, đi ra hơn ba ngàn dặm địa chi về sau, rốt cục đến chiêu thiên đại thánh chỗ ở. Đó là một tòa uốn lượn hơn nghìn dặm sơn mạch, sơn mạch nhô lên, liếc nhìn lại, đều là màu đen đá lởm chởm hoang thổ, không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng. Bên trong dãy núi, chính là động phủ vị trí. Vùng núi này trồng chất, uốn lượn như long, một tầng lại một tầng, một cửa lại một cửa. Nhìn kỹ phía dưới, liền nhìn ra cái này là một người tạo sơn mạch, đồng thời bố trí xuống khủng bố trận pháp kết giới tuy nhiên nơi này không có tiên môn đại phái nở mày nở mặt tú lệ nhưng quy mô lại những đại môn phái kia càng thêm to lớn lam tử y nói ra bất quá a à huyền ta cũng có chút tốt các ngươi xưa nay ăn cái gì dựa vào cái gì tu luyện a à huyền nói ra hồi đạo hữu chúng ta dựa vào ăn u minh đan mà sống lại hướng còn có càng tốt hơn thuần âm đan tại hướng vô cùng lớn thánh thủ có một đầu thuần âm sông nước sông ngưng luyện ra thuần âm đan đối với chúng ta mà nói là tốt thuốc bổ. Bất quá loại đan dược này, hắn tu sĩ rất khó thích ứng. Đối tại mặt đất người mà nói, có lẽ những đan dược này là độc dược. Thì ra là thế, Lam Tử Y nói ra. Cổ nại cũng nói, Triều Thiên Đại Thánh thực lực sở dĩ như vậy mạnh, rất lớn một phần là bởi vì hắn nắm giữ thuần âm sông. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nghe nói tại tiên giới mỗi một đại môn phái bên trong, có một đầu thuần dương chi hải, bên trong nước biển ngưng luyện thành thuần dương đan, có thể khiến người ta tăng dài hơn nhiều pháp lực. những thuần dương đan đó còn có thể thôi động đạo khí, phát huy ra đạo khí vô uy lực. là quân không khỏi cảm khái. mọi người thường nói thế gian to lớn, đều có. có thể ta lại không nghĩ rằng cái thế giới này thì ra là như vậy dạng này đại hòa trăm ngàn quái. lam tử y nói ra, à huyền, người bây giờ đi vào bẩm báo chiêu thiên đại thánh, nói có đến từ đông phương bằng hữu muốn bái phỏng hắn. ân, đây là lễ gặp mặt. Nàng sau khi nói xong, ngưng tụ ra một cái suy nghĩ. Đồng thời tại cái kia suy nghĩ bên trong chế tạo ra thai chi mê hình dáng tới. Lam Tử Y một cái ý niệm trong đầu có thể sinh ra một cái tiểu thế giới. Cái kia suy nghĩ tại Lam Tử Y ngưng luyện dưới, cấp tốc hóa thành một cái linh lợi to bằng hạt lạc đan hoàn. Cái này đan hoàn bị Lam Tử Y bắn ra đến A Huyền tay. A Huyền nói ra, đúng, đạo hữu. Sau đó, A Huyền lên núi mạch chi minh nguyệt tiên tôn nói ra lam tử y thai chi mê là ngươi lớn nhất thành bí mật này nếu để cho chiều này vô cùng lớn thánh khám phá hắn tất nhiên sẽ càng tầng lầu thậm chí có thể chuyển thế thoát ly cái này địa ngục hạn chế ngươi lễ này đưa đủ lớn lam tử y nói ra phi thường thời kỳ không phóng khoáng có thể không làm được sự tình minh nguyệt tiên tôn cười một tiếng a à, huyền đi vào đại khái một canh giờ lam tử y mấy người cũng ở bên ngoài một mực chờ đợi bọn họ không kêu không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Mà sau một tiếng, bên trong dãy núi đại môn rốt cục mở rộng. Sau đó, A Huyền cùng một nữ tử đi tới. Nữ tử kia lại là Mỹ Mạo Dị Thường, xem ra mới 18 hai bên. Nàng toàn thân áo trắng, sóng mắt lưu chuyển, mị thái chăm sinh. Trong lúc phất tay, đều có nói không nên lời phong tình. Là một đầu hồ ly tinh sao, là quần nhịn không được nói ra. Làm tử y nói ra, không sai, mà lại tu vi đến tầng 10 kỳ. Cổ nại nói ra, vị cô nương này là tám vị tiểu thánh thiên hương đại nhân. Vị kia thiên hương đại nhân cùng A huyền trước, A huyền liền trước giới thiệu nói, thiên hương đại nhân, vị này là Lam Tử Y cô nương, vị này là Minh Nguyệt cô nương, còn có vị này là La Quân Đạo Bạn. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách đô la lưới nhìn lớn nhất toàn. Bọn họ đều là đến từ Đông Phương, hắn đón đến, lại hướng Lam Tử Y đám người nói, vị này là Thiên Hương Đại Nhân. Làm tử y liền hơi hơi thi lễ, nói ra, Thiên Hương Đại Nhân. Thiên Hương Đại Nhân mỉm cười, nàng cười một tiếng ở giữa, yên ba lưu chuyển, để người vì đó thần hồn biên đảo. Chính là La Quân tu vi như thế, đều có chút tâm thần chập chờn. La Quân cũng biết, cái này Thiên Hương Đại Nhân khẳng định là luyện một loại nào đó nghị công, cho nên mới sẽ có như thế nhiếp nhân tâm phách lực lượng. La Quân chỉ nghe Thiên Hương Đại Người nói, làm cô nương, các ngươi ở xa tới là khách lại cho chúng ta đại thánh gia hiến trọng lễ lớn tiếng cũng rất là hoan hỉ cho nên phái ta đến mời mấy vị đi vào lam tử y mỉm cười nàng nói ra vậy làm phiền thiên hương đại nhân dẫn đường lam tử y tại đến thời điểm thực là cùng minh nguyệt tiên tôn bọn người thương lượng qua là một người đơn độc đi vào vẫn là đi vào chung sau cùng các nàng thương lượng kết quả vẫn là đi vào chung bởi vì đơn độc đi vào nếu như đối phương có ý làm khó cái kia sau khi đi vào phao cũng sẽ không bốc lên một cái mà đi vào chung luôn luôn nhiều một ít sinh cơ thiên hương đại nhân quay người duyên dáng dẫn đường đi bộ ở giữa cái kia vòng eo cùng bờ mông đong đưa thật sự là tuyệt vời nhất phong cảnh Làm tử y cười ha ha nàng dùng tiếng hoa nói với minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt a người nhìn ngươi không có ngực không mông cùng người ta không thể a minh nguyệt tiên tôn nhất thời khuôn mặt đỏ lên Nói ra, làm tử y, người ngứa ra đúng hay không? La quân ở một bên trợn mắt hốc ngồm. Ngày đó thơm đại nhân tất nhiên là nghe không hiểu, nàng mỉm cười, nói ra, hai vị đang nói những chuyện gì, như thế nào lời nói cổ quái như vậy? Làm tử y cười cười, nói ra, chúng ta nói là phía đông lời nói, vừa mới ta theo bằng hữu của ta nói, thiên hương đại nhân ngài Tu Vi rất không tệ, một thân mỹ công, đã đến tạo hóa tỉ mỉ cấp độ. May mắn chúng ta không phải nam tử A. À. Thiên hương đại nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, Lam cô nương nói giỡn, tại Lam cô nương trước mặt, thiên hương bất quá là bất nhập lưu nhân vật A. À. Đại nhân quá quá khiêm tốn, Lam tử y mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, liền xuyên qua trùng điệp động phủ, những động phủ đó chi, giống như là trại lính dày đặc, có yêu ma vô số. Xuyên qua trùng điệp động phủ, như kinh lịch địa ngục xâm la. Bốn phía cảnh tượng, chính là tại điện ảnh tràng cảnh bên trong đều khó mà trông thấy tới sau cùng, rốt cục đi vào đại thánh động phủ. Cái kia đại thánh động phủ lại là một phen khác động thiên, bên ngoài động phủ, cây đào đằng đắng, làn gió thơm từng trận. Nơi xa còn có cầu nhỏ nước chảy, quả thực là một chỗ động thiên phúc địa. Là quân không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra, cái này sâu trong lòng đất, thế mà còn có như thế một mảnh động thiên phúc địa, thật sự là hiếm thấy. Minh Nguyệt Tiên tôn hừ một tiếng, nói ra, đây là dùng pháp lực cưỡng ép tạo ra đến, lấy nơi này hoàn cảnh địa lý, không có khả năng mọc ra những vật này tới. Xem ra vị này đại thánh cũng là sẽ hưởng thụ người. Đi qua đào viên về sau, liền tới đến đại thánh trong động phủ. Đại thánh động phủ đại điện xa hoa bao la hùng vĩ, mặt đất phủ lên kim sắc lông mềm thảm, bốn phía vách tường, phục trang đẹp đẽ. Rất nhiều bảo thạch đem động phủ này làm nổi bật đến như nhân gian tiên cảnh. Chiêu thiên đại thánh liền ngồi tại động phủ lớn nhất mới ngai vàng, cái này chiêu thiên đại thánh xem ra cùng nhân loại không khác, chừng 30 tuổi, tuấn mỹ nho nhã. Hắn toàn thân áo trắng, bên cạnh hai cái tỷ nữ chính đang cho hắn xoa vai. Ngoài ra còn có hai cái tỷ nữ đang cho hắn đấm chân. Hắn hoài còn có một tên mỹ cơ chính đang cho hắn đút quả nho. Ở phía dưới, còn đứng hai tên tiểu thánh đại nhân. Làm tử y bọn người sau khi đi vào, thiên hương đại người nói, đại thánh gia tiểu nhân đem khách quý vì ngài mang vào. Triều Thiên Đại Thánh liền nhìn về phía Lam Tử Y bọn người. La Quân cũng nhìn về phía Triều Thiên Đại Thánh. Cái này Triều Thiên Đại Thánh liếc nhìn, La Quân bị hắn liếc nhìn thời điểm, nhất thời có loại bí mật gì đều bị hắn nhìn thấu cảm giác. Đây là một loại dùng mình cảm giác. Mà La Quân nhìn Triều Thiên Đại Thánh, lại cảm thấy người này tựa hồ thường thường không, một điểm pháp lực đều không có. Đây là tranh lệch cảnh giới a, La Quân tâm âm thầm nói ra. Lúc này Triều Thiên Đại Thánh phất phất tay, để bên người tỷ nữ lui về phía sau. Hắn sau đó ngồi xuống, nói ra, vị kia là Lam cô nương. Lam Tử Y trước một bước, nói ra, là ta. Triều Thiên Đại Thánh tay chính là viên kia to bằng hạt lạc suy nghĩ. Hắn vuốt vuốt một cái chớp mắt, sau đó nói, người lễ vật này rất là khéo, cũng rất thâm ảo. Với ta mà nói, cũng rất có tác dụng. Hắn lại nói rất khách khí nhưng lam tử y lại cảm nhận được hắn sát ý lam tử y âm thầm run lên cả người cũng tiến vào một loại tình trạng giới bị khách khí lam tử y thái độ cũng nhạt lạnh xuống chiêu thiên đại thánh ánh mắt hơi hơi phát lạnh nói ra nhưng là các ngươi lại dám đem ta người dùng thần thông độ hóa đó là đại nghịch bất đạo hắn sau khi nói xong ngón tay bỗng nhiên bắn ra lập tức một đạo bén nhọn quang hoa hướng về lam tử y tập giết tới đạo này bén nhọn quang hoa ẩn chứa động thiên chi cảnh không gian quy tắc lực lược, trong nháy mắt, đạo ánh sáng này hoa vạn vẹo quái dị, lại là xuyên thẳng qua mấy chục cái khác biệt thế giới không gian, hấp thu không gian lực lượng đạn giết mà đến. Cái này đơn giản nhất chỉ, liền thể hiện ra chiêu thiên đại thánh tuyệt đỉnh thần thông. Làm tử y không dám chút nào xem nhẹ chiêu thiên đại thánh hời hợt nhất chỉ chi lực. Nàng lui về phía sau một bước, trực tiếp triển khai đại thôn phệ thuật màu đỏ lốc xoáy lực lượng cấp tốc đem đạo ánh sáng này hoa thu nhập lam tử y sắc mặt khó nhìn lên đạo quang hoa kia bị nàng thôn phệ sau khi đi vào nhưng quang hoa chi không gian lực lượng cuồn cuộn không cuồng oanh loạn tạc để cho nàng cực kỳ không thông lam tử y liên tục vận chuyển công lực lúc này mới đem đạo ánh sáng này hoa hoàn toàn thôn phệ tiếp lấy chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng ừm lam tử y đột nhiên lòng có một tia minh ngộ đây là động tiên cảnh biến hóa không gian quy tắc, tầng tầng lớp lớp, làm tử y dường như bắt đến thứ gì, lấy con mắt trí tuệ, xem thiên địa như bàn cờ. Các loại không gian, trồng lên đều trong lòng, liếc một chút liền đem không gian này xem cho rõ ràng, mà không gian hình dáng. Ân, ta minh bạch. Cái này một cái chớp mắt, làm tử y thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Nàng trong não vực pháp lực bắt đầu tuôn ra động, cuồng mãnh pháp lực sóng sau cao hơn sóng trước. Làm tử y trong đầu, pháp lực cấu tạo giống như là minh mông biển lớn. Mà tại cái này, Lam Tử Y bắt đầu xây dựng chính mình không gian thế giới. Cái kia não vực bên trong, pháp lực như cảnh không thực, thỉnh thoảng biến thành cao ốc vạn trường. Thỉnh thoảng biến thành vách núi thâm uyên, thỉnh thoảng biến thành trời long đất nở, thỉnh thoảng biến thành sa mạc minh mông, thỉnh thoảng biến thành thiên nữ tán hoa, quỳnh lâu ngọc vũ, thỉnh thoảng lại biến thành năm hạng không gian, hết thảy không gian đều tại trong não vực diễn hóa. Oanh một tiếng, Lam tử y pháp lực tinh thuần xông vào vô hình chi tiên giới chi môn bên trong. Tiên giới chi môn bên trong, có một đạo một cánh cửa. Lam tử y liên tục trùng kích cấp độ càng sâu cánh cửa kia. Lần thứ nhất trùng kích, thất bại. Lần thứ hai trùng kích, lần nữa thất bại. Minh Nguyệt Tiên Tôn, là quân cùng linh tuệ hòa thượng đều nhìn ra Lam tử y chính đang trùng kích động tiên cảnh. Xem như triều thiên đại thánh cũng không nghĩ tới, hắn thế mà một lần xuất thủ, liền trợ giúp Lam Tử Y lĩnh ngộ thâm ảo như vậy cảnh giới. Minh Nguyệt Tiên Tôn vô ý thức đứng tại Lam Tử Y trước mặt, nếu như lúc này Chiêu Thiên Đại Thánh xuất thủ, cái kia sẽ phá hư Lam Tử Y lĩnh ngộ. Mà cũng may là, Chiêu Thiên Đại Thánh thế mà không có xuất thủ. Oanh! Ngay vào lúc này, Lam Tử Y đem cánh cửa kia rốt cuộc sông mở. Vô cùng không gian lực lượng theo tiên giới chi môn bên trong ầm ầm xuống. Không gian pháp tắc, không gian lực lượng, vô số thế giới huyền ảo phần tử toàn bộ tràn vào đến Lam Tử Y trong não vực. Lam Tử Y pháp lực cũng bắt đầu tăng vọt. Đây là cảnh giới đột phá mang đến tăng vọt. Lam Tử Y pháp lực đã không phải là có thể sử dụng tế bào khai phát độ để cân nhắc. Pháp lực lực lượng, theo hư tiên cảnh bắt đầu chính là đổi độ lượng. Tại hư tiên cảnh lúc, chính là một tỷ liệt mã bôn đằng lực lượng. Hư tiên cảnh cao thủ, nhất trưởng đánh đi ra, đó chính là một tỷ liệt mã bôn đằng, phiên sơn đảo hải, không nói chơi. Mà hư tiên cảnh đỉnh phong, chính là khoảng chừng 3 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Đến động tiên cảnh, Lam tử y pháp lực đã đạt tới 6 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Đây là chất cải biến. Giờ khắc này, cũng biểu thị công khai lấy Lam tử y có chống lại chiêu thiên đại thánh lực lượng. Chiêu thiên đại thánh, đa tạ ngươi chỉ điểm, nếu là không có người cái này một tia không gian chi lực lực lượng để cho ta thôn phệ, ta muốn đột phá tầng này cảnh giới, chỉ ít còn muốn thời gian 3 năm. Có lẽ càng lâu, có lẽ mãi mãi cũng tham không phá. Lam tử y nói ra. Chiêu thiên đại thánh lại là cười một tiếng, hắn nói ra, đây là người tạo hóa. Cái này chiêu thiên đại thánh cũng là thông minh người, biết mình tự dưng thụ mạnh như vậy địch, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, Lam tử y đang cho hắn lối thoát, hắn cũng thuận sườn núi xuống lừa. Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp Lam Tử Y đột phá, liền cũng là thật lòng vì Lam Tử Y vui vẻ. Chiêu thiên đại thánh theo rồi nói ra, nhiều ít tu sĩ, cả một đời đều vây ở hư tiên cảnh đỉnh phong chi. Bao nhiêu thiên tài, cũng đều chết tại một đạo khảm này. Lam cô nương, người có thể đột phá, đây là lớn lao tạo hóa cùng cơ duyên. Cũng chứng minh, người ta là hữu duyên. Lam tử y nói ra, đại thánh, ta độ hóa người hai tên thủ hạ, cũng không phải là đối người bất kính mà chính là trước mắt ta có khó khăn, muốn cầu trợ ở ngươi. Cũng hy vọng, ngươi có thể cho chúng ta một cái thuận tiện, mà chúng ta cũng sẽ dành cho Đại Thánh ngươi tương ứng hồi báo. Triều Thiên Đại Thánh cười nhạt một tiếng, nói ra, làm cô nương, tại các ngươi chả không có đến chỗ của ta trước đó, các ngươi tình huống thực bản Đại Thánh đã nghe Minh Vương kể một ít. Các ngươi không đến, ta cũng là muốn đi tìm các ngươi. La Quân nghe vậy không khỏi run lên. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, hắn nói cái gì? Linh Tuệ Hòa thượng lập tức phiên dịch, làm Tử Y sắc mặt cũng là hơi đổi. Nàng nói ra, cái kia Đại Thánh đến cùng ý muốn như thế nào? Là muốn bắt chúng ta, Hiến cho Minh Vương Hades sao? Triêu Thiên Đại Thánh Tử Tốn nói, trước đó thật là ý tứ này, nhưng là hiện tại người như là đã trở thành động tiên cảnh cao thủ, như vậy ta chủ ý cũng có cải biến. La Quân nghe vậy, tâm hơi động một chút, thầm nghĩ, quả nhiên là thực lực quyết định hết thảy a. À. Lúc này linh tuệ hòa thượng còn là phụ trách cho minh nguyệt tiên tôn phiên dịch cấp bậc như vậy trò chuyện là quân tự nhiên cũng không có tư cách nói chuyện lam tử y thì nói ra ồ chiêu thiên đại thánh nói ra nếu như vừa mới tại ngươi lĩnh ngộ không gian ảo diệu thời điểm ta hướng ngươi xuất thủ ngươi sẽ như thế nào lam tử y nói ra có lẽ sẽ tăng lên ta đột phá có lẽ ta hội tổ hỏa nhập ma mà chết chiêu thiên đại thánh nói ra cho nên Thực tế, ta cũng bán ngươi một cái nhân tình." Lam Tử Y nói ra, có thể nói như vậy, nhân tình này, ta nhận." Triều Thiên Đại Thánh nói ra, vốn là Hades là muốn ta đem bọn ngươi bắt lấy hoặc là giết. Hắn hứa hẹn ta 11 tỷ địa ngục bổn nguyên đan, cái kia địa ngục bổn nguyên đan đối cho các ngươi tới nói, khả năng tác dụng không lớn. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, ta đáp ứng Hades." Lam Tử Y nói ra, như vậy hiện tại, đại thánh người ý nghĩ là. Triều Thiên đại thánh nói ra, có lẽ, chúng ta có thể hợp tác đem Hades cho đánh giết. Hắn thân thể một chút pháp khí, còn có địa ngục thiên hồn tháp cùng cái kia thâm nguyên ma bào, đều là cực đồ tốt. Cùng để hắn đến cho địa ngục bổn nguyên đan, không bằng chính ta đi cướp lấy. Kể từ đó, của ta vị tại địa ngục chi, cũng coi là tránh thức củng cố. Làm tử y liếc nhìn bốn phía liếc một chút, nàng nhịn không được nói ra, cơ mật như vậy, Đại thánh nói như vậy đi ra, không sợ quá mức qua loa sao? Triều Thiên đại thánh nói ra, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta đã dám ở chỗ này nói ra, không sợ có người sẽ cho Hades mật báo. Lam Tử Y nói ra, cẩn thận chạy được ván năm thuyền, có lẽ Hades đã tại bên cạnh ngươi xếp vào thám tử đâu. Triều Thiên đại thánh nói ra, làm việc trước đó, người ở đây không có một cái nào có thể đem tin tức truyền ra ngoài thiên hương đại nhân cùng mấy vị tiểu thánh cùng nô tỳ nhóm cũng cùng kêu lên nói ra, tiểu nhân không dám. Chiêu thiên đại thánh hài lòng cười một tiếng. Sự thật, đây cũng không phải chiêu thiên đại thánh qua loa. Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp chân áp Lam Tử Y đám người này. Nhưng là bởi vì Lam Tử Y đột phá, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Nơi này biến hóa, là đã định trước không gạt được. Cho nên, cố kỵ không cố kỵ, đều không có tác dụng quá lớn chỉ cần có một chút dấu vết chuyển đến hades trong lỗ tai lấy hades giảo hoạt cũng sẽ không làm như vậy chiêu thiên đại thánh vì cẩn thận lý do đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào rời đi cái cung điện này hắn hội lấy đại pháp lực phong tỏa cái cung điện này lam tử y cũng là vì cẩn thận cho nên mới luân phiên đặt câu hỏi khi lấy được chiêu thiên đại thánh khẳng định trả lời chắc chắn về sau nàng cũng yên lòng đến mức chúng ta hợp tác chi tiết cái kia vào bên trong sảnh bàn lại đi Triều Thiên Đại Thánh sau đó đứng lên. Lam Tử Y nói ra, được. Triều Thiên Đại Thánh để Thiên Hương Đại Nhân đi chuẩn bị giả tiệc. Giả tiệc thức ăn lại tương đối khá đựng, đều là nhân gian mỹ thực. Hơn nữa còn có Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Giả tiệc, cũng là Triều Thiên Đại Thánh mang theo Thiên Hương Đại Nhân còn có Lam Tử Y đoàn người này tham gia. Đến mức cái kia huyền cùng cổ nại, Lam Tử Y đã thu hồi kim quang, để cho hai người hoàn tục. Đây là bán cho Triều Thiên Đại Thánh mặt mũi không nghĩ tới, nơi này còn có dạng này mỹ thực ngự tử. Lam tử y cười cười, nói với chiêu thiên đại thánh. Chiêu thiên đại thánh cười nhạt một tiếng, nhưng không nói lời nào. Ngày đó thơm đại người nói, Minh Vương Hades cũng cần chúng ta tư nguyên, cho nên, hắn sẽ đem nhân gian rất nhiều đồ tốt cho chúng ta đưa tiến tới. Lam tử y nói ra, cái kia nếu là Hades chết, về sau các ngươi chẳng phải là tìm không thấy người hợp tác. Chiêu thiên đại thánh nói ra, ha ha, đây là chuyện cười. Trong này thiên hạ, thiếu ai không phải một dạng qua. Không có Hades, khó nói chúng ta tìm không thấy người hợp tác. Cái này Hades là trời sinh hắc ám chi vương, hắn tại đại địa quy tắc chi có rất tác dụng trọng yếu. Nếu là Hades chết, nói không chừng chúng ta có thể đột phá đại địa chi mẫu quy tắc, tới mặt đất đi. Quần ma nếu là đều đi mặt đất, mặt đất kia cũng cùng địa ngục không khác. Lam tử y cười nhạt một tiếng, nói ra, loại tình huống này, không chỉ là đại địa chi mẫu không cách nào dễ dàng tha thứ, chỉ sợ cũng cùng thiên ý không hợp. Lúc này, là quân một đoàn người đều thành thành thật thật không nói lời nào. Minh Nguyệt Tiên Tôn là dù sao lời nói cũng không quá thông, chỉ có thể nghe Linh Tuệ Hòa Thượng giảng, nàng cũng dứt khoát im miệng. Chiêu Thiên Đại Thánh cười lạnh, nói, cầu thí thiên ý, vạn vật sinh linh, đều nên bình đẳng dựa vào cái gì chúng ta sinh ra muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở lòng đất này hắc ám chi vĩnh không thấy ánh mặt trời lam tử y nói ra vạn vật sinh linh cho tới bây giờ đều không có bình đẳng nói bình đẳng đều là đánh giám nếu là bình đẳng vì sao đại thánh người thần thông vô địch những yêu ma đó lâu la lại là cầu thí một cái nếu là bình đẳng nhân loại giết động vật lúc nhưng có hỏi qua những động vật đó phải chăng cảm thấy bình đẳng chiêu thiên đại thánh hơi sững sờ Lam Tử Y nói ra, thiên địa phân ngày sáng đêm tối, âm cùng dương, liền nên các tổ chức. Mà các ngươi, là thuộc về hắc ám, cho nên tại hắc ám thế giới bên trong, các ngươi như cá gặp nước. Thiên ý không thể trái a. À. Chiêu thiên đại thánh lông mày nhớn lên, hắn tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, làm cô nương, đạo lý này thực ta cũng hiểu. Người ý tứ, ta cũng minh bạch, thực tế, người cũng không cần phải lo lắng. Tính toán quy tắc có chỗ biến yếu, có thể ra ngoài nhiều lắm là cũng là tu vi thần thông người. Cái này còn lại yêu ma, là nghĩ cùng đừng nghĩ. Làm tử y thật là có nàng cân nhắc, nàng không phải trách trời thương dân tính cách, nhưng cũng không phải lãnh huyết tính tàn khốc cách. Nếu là bởi vì nàng duyên cỡ, để phía Tây Vương giới biến thành địa ngục, đây cũng là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Chiêu thiên đại thánh biến lời nói rất nhanh, người này, nhìn như đơn giản, nhưng thực tế bụng dạ cực sâu. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, không có người biết. Lam tử y cũng sẽ không thực sự tin tưởng chiêu thiên đại thánh lời nói. Thực tế, lẫn nhau cũng sẽ không tránh thức tín nhiệm lẫn nhau. Sau đó, chiêu thiên đại thánh lời nói xoay chuyển, nói ra, Lam cô nương, các ngươi là làm sao đến nơi đây, còn cùng Hades kết ân oán. Lam tử y nao nao, nàng nói dối bản sự cũng không tính cao minh. Bất quá cũng may nàng tâm lý tố chất là vô cùng tốt. Trong nháy mắt này, Lam tử y tâm niệm bách chuyển, Nàng biết, rất cùng Apollo không nói ra là tốt nhất. Nhưng cũng bảo vệ không chính xác Hades đã nói với Triều Thiên Đại Thánh. Có lẽ, Triều Thiên Đại Thánh đã biết chân tướng, chẳng qua là đang thử thăm dò chính mình. Lam Tử Y liền nói ra, sự tình thực rất đơn giản, vốn là chúng ta muốn tìm rất chiếm lấy rất tinh thần thạch cứu bên cạnh ta bằng hiếu. Nàng nói chỉ chỉ La Quân. Cứu hắn, Triều Thiên Đại Thánh lần nữa nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn cũng không có theo la quân thân thể nhìn ra cái gì không giống nhau tới. Đơn giản là, la quân thân thể có linh tuệ hòa thượng linh thai quyết. Linh thai quyết đem la quân mệnh cách các loại toàn bộ che giấu. Bởi vậy, Triều Thiên Đại Thánh cũng cảm thấy đến la quân là cái thường thường vô gia băng. Hades đương nhiên sẽ không nói cho Triều Thiên Đại Thánh, cái này la quân chính là hắn khắc tinh. Làm cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta không biết rõ, lấy người cùng người đồng bạn tu vi, Hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Các người bởi vì cứu dạng này một cái. Con kiến hôi mà đại động can qua như vậy. Đây là vì cái gì? Cái này không phù hợp chúng ta thói quen a. À, chiêu thiên đại thánh nói ra. Tuy nhiên là quân bị chiêu thiên đại thánh ở trước mặt nói thành là con kiến hôi. Cái này khiến là quân tâm lý rất không thoải mái. Nhưng là hắn bất lực phản bác. Bởi vì tại chiêu thiên đại thánh dạng này tuyệt thế cự bá trước mặt. Hắn xác thực như con kiến hôi cái kia A à, huyền cùng cổ nại, cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực. Minh Nguyệt tiên tôn đi như vồ con gà con, đây đều là tranh lệch A. À. Mà chiêu thiên đại thánh lúc này nói chúng ta, ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó là, làm tử y, Minh Nguyệt tiên tôn là hắn tán thành cường giả, là chúng ta, chúng ta là một loại người. Loại này người không cần phải đi vì một con kiến hôi, đến bốc lên thật lớn như thế nguy hiểm. Một người, cứu một đầu tiểu miêu tiểu cầu, bình thường nhưng một người vì cứu một đầu tiểu miêu tiểu cầu, không tiếc dựng nguy hiểm tính mạng, điều này hiển nhiên là không bình thường. Lam tử y cười nhạt một tiếng, nói ra, con kiến hôi xưng hô thế này, không quá thỏa đáng. Chiêu thiên đại thánh nói ra, ồ. Lam tử y nói ra, chúng ta cùng hắn, không phải một loại người. Nhưng ta không cho rằng, chúng ta hắn mạnh, đại thánh người trí ít sống vạn năm, người tích lũy tháng ngày, có tu vi như thế, kinh thiên động địa, thật là tuyệt thế cao thủ mà ta cũng sống mấy ngàn năm có thân này tu vi còn tính là tư chất không tệ vận khí cũng không tệ mà hắn thì sao hắn mới sống ba mươi năm không đến trước hai mươi mấy năm cũng không sợ đến tu đạo môn hạng hắn tại ngắn ngủi trong vài năm có thể có tu vi như thế căn cơ cho nên ta không cho rằng hắn là con kiến hôi có lẽ lại hơn trăm năm ngàn năm chúng ta khả năng đều không phải là cái này nhân tài mới nổi đối thủ chiêu thiên đại thánh nhìn nhiều la quân liếc một chút hắn sau đó cười cười, nói ra, tốt a, à, ta hình dung không quá thỏa đáng. Lam tử y nói ra, đại thánh, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Triều thiên đại thánh nói ra, chúng ta đã quyết định hợp tác, tự nhiên là muốn thẳng thắn. Có nghi vấn, ngươi hỏi, ta đáp. Lam tử y nói ra, tốt, Hades thường xuyên tới lùi địa ngục, ngươi không thể vây giết hắn sao. Triều thiên đại thánh nói ra, không thể, hắn là hắc ám chi vương, trong địa ngục hết thảy đều cùng hắn trời sinh thân cận riêng là phương diện lực lượng hắn tu vi tuy nhiên không ta cao nhưng ta không làm gì được hắn thiên yêu thần hoàng cũng không làm gì được hắn vậy ngươi cho rằng thêm chúng ta ngươi có thể làm sao hắn lam tử y nói ra chiêu thiên đại thánh nói ra các ngươi lực lượng không thuộc về hắc ám lực lượng chúng ta chiếm ưu thế chỉ cần đem hắn dụ nhập vào đến có niềm tin rất lớn có thể giết hắn hắn nói tiếp trước đó ngươi không vào động tiên cảnh cơ hội này là rất xa vời cho nên ta có khuynh hướng bắt các ngươi nhưng bây giờ tình thế lại khác biệt lam tử y gật gật đầu nàng cũng không nói la quân có thể khắc chế hades bí mật này bí mật này nhất định phải giấu ở tuy nhiên chiêu thiên đại thánh nói muốn thẳng thắn nhưng lam tử y cũng không có nhỏ như vậy thỏ trắng hội thực sự tin tưởng chiêu thiên đại thánh nói tới lẫn nhau đều phải để lại cái tâm nhãn sau đó lam tử y còn nói thêm còn có một vấn đề ngươi nói chiêu thiên đại thánh nói ra chu sát hades về sau đại địa chi mẫu không biết tức giận sao các ngươi có thể chịu được nàng lửa giận sao vẫn là nói ngươi là dự định đem cái này nồi cột cho chúng ta đến cõng lam tử y thẳng thắn nói ra chiêu thiên đại thánh nao nao theo rồi nói ra cái này nồi ném cho các ngươi lưng không thực tế nguyện nghe tường lam tử y nói ra Triều Thiên Đại Thánh nói ra, Hades tại địa ngục tầng 18 bên trong bị giết, truyền đến đại địa chi mẫu Gaia mà thôi. Nàng sẽ cảm thấy việc này cùng chúng ta không có quan hệ sao? Nàng là có thông thiên triệt địa gốc rễ sự tình người, những thứ này tiểu động tác muốn giấu giếm được nàng, căn bản rất không có khả năng. Lam Tử Y nói ra, vậy ngươi muốn ứng đối ra sao nàng lửa giận? Triều Thiên Đại Thánh nói ra, Gaia cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy, giết chết Hades về sau, thiên yêu thần hoàng khẳng định là không chịu cô đơn, muốn phá hư đại địa chi mẫu quy tắc. Đại địa chi mẫu tại khắp nơi chi vô địch, nhưng là đến phía dưới này, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc sợ nàng. Làm tử y tâm nhiên, nàng nói ra, tốt, ta vấn đề cũng hỏi xong. Như vậy, đại thánh dự định như thế nào dụ sát Hades? Chiêu thiên đại thánh nói ra, vậy rất đơn giản, ta nói với hắn, nói các ngươi đã bị ta bắt lấy. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tới chờ hắn tới về sau, chúng ta động thủ. Lam tử y nói ra, Hades như muốn chạy trốn, chúng ta rất khó vây khốn hắn. Hắn địa ngục thiên hồn tháp cùng thâm uyên ma bảo đều không đi đơn giản. Chiêu thiên đại thánh nói ra, ta hội bố trí xuống trận pháp, ngăn chặn hắn đảo tẩu đường đi. Điểm này, người không cần lo lắng. Và lại, người ta đều lĩnh ngộ không gian quy tắc ảo diệu, chúng ta cùng một chỗ khóa lại không gian, đâu có hắn đảo tẩu đạo lý. Lam tử y nói ra, việc này hoàn thành, giống như tại ta cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Chiêu thiên đại thánh cười ha ha một tiếng, nói ra, làm cô nương, tất cả mọi người là người biết chuyện. Người nói những thứ này không có gì hay, các người tình cảnh, ta sao lại không hiểu. Các ngươi muốn rời khỏi địa ngục còn cần ta hỗ trợ. Lại nói, các ngươi như không hợp tác với ta, ta chẳng phải là muốn hợp tác với Hades. Chỗ tốt, ta hai bên luôn luôn muốn được một chút. Lam tử y cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra, ta thật là không có lựa chọn khác. Chiêu thiên đại thánh nói ra, vậy thì tốt, việc này như thế định ra tới. Lam tử y nói ra, tốt. Chiêu thiên đại thánh còn nói thêm, việc này cũng là gấp không được, nếu là quá nhanh thông báo Hades, khó tránh khỏi sẽ để cho Hades sinh nghi. Dạng này, các người trước tại ta chỗ này ở lại. Chờ qua cái 4 năm ngày, ta thông báo tiếp Hades. Lam tử y nói ra, cái kia toàn bằng đại thánh an bài chiêu thiên đại thánh liền để thiên hương đại nhân cho Lam Tử Y các nàng an bài chỗ ở. Đại thánh trong động phủ, gian phòng rất nhiều, Lam Tử Y một đoàn người đều chiếm được khách quý giống như an trí. Ở tại đại thánh trong động phủ, thật là khách quý chiêu đãi quy cách. Nhưng một phương diện khác, chiêu thiên đại thánh cũng hạn chế Lam Tử Y bọn người hành động. Người nào cũng không thể rời đi đại thánh động phủ. Là quân cùng Lam Tử Y, còn có minh nguyệt tiên tôn các một gian phòng, cũng không biết là vô tình hay là cố ý bọn họ gian phòng cũng không phải là cùng một chỗ mà chính là cách rất lái la quân muốn đi tìm lam tử y còn cần xuyên qua một cái tiểu viện mới có thể tới la quân cùng với linh tuệ hòa thượng trong phòng kia lịch sử tao nhã sạch sẽ đồng thời có dạ minh châu cung cấp ánh sáng thoạt nhìn là phẩm vị phi phàm dường xa hoa mà mềm mại mà lại thiên hương đại nhân còn an bài tỷ nữ tới chiếu cố la quân càng làm cho La Quân có chút xấu hổ là tại không lâu sau đó Thiên Hương Đại Nhân còn an bài một tên Hồ Tộc Mỹ Nữ đến đây cho La Quân thị tẩm La Quân chỗ đó có thể tại loại này thời kỳ địa điểm này làm ra loại này chuyện hoang đường sau đó trực tiếp cự tuyệt cũng may Thiên Hương Đại Nhân cũng không miễn cưỡng tại Đại Thánh Động phủ chủ động chi cái này trong động phủ suối nước nóng bốc lên pha trộn nhiệt khí khắp nơi xa hoa Nguyễn Ngọc Ôn Hương thật sự là hưởng không hết vinh hoa phú quý rất nhiều mỹ nữ mặc lấy lụa mỏng tại sen kẽ, có mỹ nữ còn trong suối nước nóng chơi đùa. Chiêu thiên đại thánh nửa nằm tại hắn bảo bối giường chi. Hai tên nữ tử cho hắn xoa vai. Chiêu thiên đại thánh nhắm mắt hưởng thụ lấy. Chỉ chốc lát về sau, thiên hương đại nhân đến đây. Ngày đó thơm đại nhân một thân màu trắng quần lụa mỏng, thướt tha đi vào. Đi bộ ở giữa, phong tình vạn trùng. Đại thánh ra, thiên hương đại nhân tại chiêu thiên đại thánh trước mặt quỳ xuống, nhẹ giọng hô. Chiêu thiên đại thánh cũng không mở mắt, bất quá lại phất phất tay. Hắn vung tay lên, tất cả nô tỳ bao quát trong suối nước nóng nữ tử toàn bộ đều cấp tốc rút đi. Các loại cái này cung chi, tất cả mọi người lui sau khi đi. Chiêu thiên đại thánh mới mở mắt ra, ngồi xuống, từ tốn nói, an trí thế nào. Chiêu thiên đại thánh nói ra, dựa theo ngài phân phó, đã phân biệt an trí. Chiêu thiên đại thánh nói ra, người cảm giác như thế nào. Thiên hương đại người nói, tiểu nhân cũng không biết rõ, mấy người kia là như thế nào chiến thắng rất, lại từ minh vương Hades tay đào thoát. Rất trưởng khống tạo hóa vương quan, bên trong có tinh thần thạch, cơ hồ là vô địch tồn tại. Cho dù là thiên yêu thần hoàng cũng không dám nhẹ anh ngọn núi. Mà minh vương Hades trưởng khống thầm uyên vương tọa, hấp thu địa ngục bổn nguyên lực lượng, tại cái này nam minh vương châu bên trong, cũng là vô địch tồn tại. Hết lần này tới lần khác là mấy người kia, lại làm cho Hades cùng rất đều ăn lớn như vậy thua thiệt, nếu như chúng ta không biết rõ ràng nguyên nhân này, quả quyết không dám tùy tiện động thủ. Chiêu thiên đại thánh xoa động thủ chỉ, hắn nói ra, mấy người này cũng không phải là rất khó coi thấu. Cái kia làm tử y đột phá đến động tiên cảnh, cũng mới tính toán nguyễn cưỡng có năng lực chống đối với ta một hai. Cái này tiêu minh nguyệt không đáng giá được nhắc tới, nàng không có khả năng đối kháng đến Hades cùng rất. Còn nam tử kia, giống như con kiến đồ, vật. Đến cùng, rốt cuộc là thứ gì để bọn hắn đứng ở thế bất bại? Thiên hương đại người nói, tiểu nhân sẽ cố gắng vì ngài tìm kiếm. Triều thiên đại thánh nói ra, người dự định như thế nào tìm kiếm? Thiên hương đại người nói, nam tử kia tu vi còn thấp, ta nguyện ý vì ra ngài tự mình xuất thủ, thử đem mị hoặc thu về tại dưới váy. Triều thiên đại thánh nhãn tình sáng lên, hắn nói ra, ừm, người đề nghị này rất tốt. Các nàng nguyện ý vì người đàn ông này bốc lên đại hiểm đến đây, nhất định không biết hướng hắn ẩn tàng bí mật. Chỉ bất quá thiên hương, người tu vi đến nước này, bây giờ cho ngươi đi hủy thân cho dạng này một con kiến hôi, cũng là quá ủy khuất ngươi. Thiên hương đại người nói, thiên hương có thể có hôm nay, đều là đại thánh gia ban tặng. Có thể vì đại thánh gia làm việc, liền không tính ủy khuất. Tốt, vậy ngươi tối nay hành sự đi, chiêu thiên đại thánh nói ra. Vâng, trong phòng, là quân cùng linh tuệ hòa thượng trò chuyện giết thì giờ. Là quân trải qua qua trường sinh quả thối luyện, hắn thân thể ra thịt theo héo giúp trạng thái biến trong suốt sáng long lanh, đồng thời hiện ra một cỗ trẻ sơ sinh mùi thơm. Lúc này, là quân cũng biết nơi này cũng không phải là an toàn gì chi địa. Không khỏi bị phát hiện bí mật, hắn để linh tuệ hòa thượng đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Sau đó lại dụng ý đọc bắt đầu câu thông. Là quân đạo hiểu, lần này người thật sự là phúc lớn mạng lớn. Bần tăng vốn cho rằng lần này mà ngươi cách đã bị tiểu túc mệnh thuật cải biến, không nghĩ tới người Y Nguyên còn tại vận mệnh chi, là vận mệnh chỉ dẫn người đi vào nơi này để người phát hiện Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật. Có lẽ ở phía sau người còn có càng lớn cơ duyên đây. La Quân cười nhạt một tiếng nói ra, thật sao? Thanh âm hắn có một tia tiêu điều, Linh Tuệ hòa thượng nao nao nói ra, xem ra trầm mặc nùng sự tình vẫn là để đạo hữu người có chút canh cánh trong lòng. Là quân nói ra, nói không, ta cũng không muốn trách nàng. Nàng làm là bản năng phản ứng, bất quá ta cũng không phải thánh nhân. Có như vậy vẻ thất vọng là thật. Linh tuệ hòa thượng hơi hơi thở dài. Là quân nói ra, những thứ này trước đều không nói, người nói cái này chiêu thiên đại thánh là thật tâm muốn hợp tác với chúng ta sao? Linh tuệ hòa thượng nói ra, nếu là thật lòng hợp tác, không có cổ quái như vậy an bài nơi này gian phòng nhiều như vậy càng muốn đem mấy người các ngươi an bài lái như vậy la quân nói ra có lẽ nhưng mà không có ý bằng điểm này người cảm thấy có gì đó quái lạ linh tuệ hòa thượng nói ra cái này chiêu thiên đại thánh bản sự không tệ bất quá đặt ở trong tiên giới cũng không quá đầy đủ nhìn theo năm đó bần tăng lên kém xa điểm ấy tính toán không thể gạt được bần tăng la quân nói ra như hắn có ý tính kế không nên như vậy an bài a à cái này cũng dễ dàng lộ ra sơ hở linh tuệ hòa thượng nói ra điều này nói rõ hắn không có sợ hãi a à. hiện tại chúng ta chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng hắn a à. chẳng lẽ chúng ta còn có khác đường sao la quân hơi hơi ngẩn ngơ sau đó la quân nói ra chúng ta cũng không thể mặc người thịt cá đi chẳng lẽ hắn dắp tâm hại người chúng ta còn muốn đần độn lần lượt làm thịt linh tuệ hòa thượng nói ra nhưng mấu chốt là hắn sẽ không để cho chúng ta phát giác được hắn dã tâm. Tại không xác định hắn dự định trước đó, chúng ta chỉ có tin tưởng hắn. La Quân nói ra, xem ra ta được đi cùng Lam Tử Y nâng nâng tỉnh. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, này cũng không cần phải vậy. Lam cô nương cùng Minh Nguyệt cô nương đều là lão giang hồ, ta có thể nghĩ đến, ngươi có thể nghĩ đến, các nàng cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại phương pháp tốt nhất là yên lặng nhìn biến chẳng lẽ chiêu thiên đại thánh không phải thật tâm muốn giết chết hades la quân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra giết chết hades liên lụy quá lớn mà giết chết chúng ta lại có thể đạt được không có nỗi lo về sau chỗ tốt có lẽ chiêu thiên đại thánh là muốn lựa chọn loại an toàn này chỗ tốt đâu la quân bừng tỉnh đại ngộ nói ra ta hiểu linh tuệ hòa thượng nói ra người hiểu người biết cái gì bần tăng cũng còn không hiểu nhiều đây la quân nói ra Triều Thiên Đại Thánh còn không dám ra tay, bởi vì hắn không biết chúng ta là dùng cái biện pháp gì chiến thắng Rốt Cùng Hades. Bí mật này hắn không làm rõ ràng, hắn cô dám xuất thủ. Bởi vì hắn biết, hắn tích xúc thực là không có Rốt Cùng Hades hùng hậu. Linh Tuệ Hòa thượng nhãn tình sáng lên, nói ra, có đạo lý. Rốt Cùng Hades bản sự, đây là rõ như ban ngày. Rất lợi hại, bọn họ lẫn nhau đạo khí càng là thiên hạ vô song. Hades trưởng khống địa ngục bổn nguyên lực lượng, lực lượng vô cùng vô tận. Mà rất trưởng khống tinh thần chi lực, xưng bá thiên hạ, vũ nội vô địch. Có thể hai kẻ như vậy đều tại chúng ta tay thất bại, cho nên chiêu thiên đại thánh tâm lý làm sao lại không có cố kỵ đây. Là quân mắt thiểm hiện một sợi tinh quang, ta đây minh bạch. Hắn đem chúng ta tách đi ra, là vì cũng may muộn có cơ hội đến sò xét. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra, bí mật lớn nhất tại ta thân thể nhưng bọn hắn nhất định sẽ cho là ta biết bí mật này. Cho nên, ta là tốt nhất đột phá khẩu. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ hội làm sao đột phá đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Là quân tuy nhiên số tuổi thật sự chỉ có 28 tuổi, nhưng là hắn tại Thái Vũ Quyền Trượng bên trong ngốc 10 năm, bình hành thế giới bên trong đợi 20 năm. Chung vào một chỗ, hắn cũng coi là tránh thức sống 50 tuổi. Cho nên, là quân trầm ổn, còn có tính kế, kinh nghiệm, đều có thể tính được là một cái tiêu chuẩn lão giang hồ lúc này đối mặt linh tuệ hòa thượng đặt câu hỏi la quân cười một tiếng nói ra ta dám cá với ngươi đợi chút nữa vị kia thiên hương đại nhân sẽ tìm đến ta há tại sao là nàng linh tuệ hòa thượng nói ra la quân nói ra trong này ta thoạt nhìn là tốt nhất đánh tan mà lại vừa vặn ta là nam nhân nam nhân lớn nhất uy là một cái chữ sắc Tuy nhiên phổ thông mỹ nữ là dụ hoặc không đến ta, nhưng thiên hương khác biệt. Nàng tu vi tầng 10 kỳ, mà lại mỹ công phi phàm. Cho nên, ta rất khó ứng phó cho nàng. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta là không thì phải tìm lam cô nương các nàng thương lượng một chút. Không thể, là quân nói ra, trước đó là địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nhưng là thiên hương vừa ra tay, lập tức là chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng ta muốn đem kế mà tính toán. Có thể đạo hữu người ngăn cản được nàng nghị thuật sao? Linh tuệ hòa thượng lo lắng. Không phải còn có người sao? Ta tự tin ngăn cản được, vạn nhất ngăn cản không? Còn có người có thể đi theo lam tử y các nàng mật báo. La quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vậy được rồi. Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chỗ gian phòng cách nhau cũng không xa. Lam tử y chủ động đến Minh Nguyệt Tiên Tôn gian phòng, minh nguyệt tiên tôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa toàn thân dưới liền đều có một loại đại ninh tĩnh trạng thái lam tử y sau khi đi vào cười cười nói ra minh nguyệt tại ta đột phá đến động tiên cảnh về sau người tâm tính ngược lại càng phát ra yên tĩnh điểm này người ngược lại để ta ý bên ngoài minh nguyệt tiên tôn mỉm cười nói ra điểm ấy lòng giả cùng độ lượng ta vẫn là có lam tử y nói ra người tính cách cùng thiên phú ta vốn không cần lo lắng người có thể một tay sáng lập ra Minh Nguyệt Cung đến, điều này nói rõ người bất phàm. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười cười, nói ra, được rồi, làm tử y, những lời khách sáo này, chúng ta cũng không cần thiết nói. Người tìm đến ta, tổng không phải đến chuyên an ủi ta đi. Ta là tới an ủi ngươi, làm tử y rất nghiêm túc nói, tuy nhiên ngươi không cần. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía làm tử y. Nàng đôi mắt, có một tia tình cảm biến hóa. Sau một hồi khá lâu, nàng cười nhạt một tiếng, nói, Lam tử y, nói thật, đã có rất rất nhiều năm, không có chuyện gì có thể làm cho ta cảm thấy cảm động. Nhưng người câu nói này, thế mà để cho ta cảm động. Lam tử y nói ra, chúng ta quen biết thời điểm, là từ lúc đỡ lên bắt đầu. Tiêu Minh Nguyệt, cho tới bây giờ đều là cái kia ngẩng lên cao ngạo đầu lâu ra hỏa, cũng vĩnh viễn không biết chịu thua. Nhưng ta chưa từng có thắng nổi ngươi, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam tử y nói ra, giữa chúng ta, không cần thắng. Ta có, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể lấy đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, được rồi được rồi, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta sợ là muốn khóc. Lam tử y cười ha ha một tiếng. Nàng tiếp lấy ngồi ở mép giường, sau đó vừa nói chuyện, một bên dùng ý niệm giao lưu. Minh Nguyệt, Triều Thiên Đại Thánh hợp tác sự tình, ngươi thấy thế nào? Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, theo rồi nói ra, không phải là đơn thuần như vậy, giống như là Hades cùng chúng ta hợp tác một dạng, khẳng định là giáp tâm hại người. Lam Tử Y nói ra, cùng Hades hợp tác thời điểm, biết hắn giáp tâm không tốt. Nhưng lúc ấy, cũng đành phải mượn nhờ hắn lực lượng. Mà bây giờ, chúng ta còn là đồng dạng tình trạng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, bọn họ hiện tại là bộ xác định chúng ta vì cái gì có thể đánh bại rất cùng Hades, cho nên muốn làm rõ ràng bí mật này. Theo bọn họ sắp xếp chỗ cư trú tình huống đến xem, là Quân là bọn họ đột phá khẩu. Lam Tử Y nói ra, ta cũng là như vậy nghĩ. Vậy xem ra, chúng ta phải chú ý La Quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y nói ra, không dùng, đem kế kế đi. La Quân là đánh không chết tiểu cường. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt a. À. Lam Tử Y nói ra, xem ra Hades không có hướng chiêu Thiên Đại Thánh lộ ra rất cùng Apollo sự tình. Lúc này Apollo thực lực đã khôi phục, hắn cũng là hư tiên cảnh, đây coi như là chúng ta một chiêu ám kỳ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ừm, um, đáng tiếc rất thực lực là tạm thời khôi phục không? Lam Tử Y nói ra, đó cũng là chúng ta nghiệp chướng A. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thực chiếu ta nói, chúng ta cần gì cố kỵ rất đây. Trực tiếp để La Quân đem hắn nuốt chửng lấy, kể từ đó, La Quân cũng có thể thực lực đại chướng đây. Như là đã kết thù, cần gì lại lề mề chậm chạp. Lam tử y nói ra, đây không phải lề mề chậm chạp, mà chính là trường hợp vấn đề. Giết chết rất sau mang đến phiền phức, thôn vệ rất mang đến chỗ tốt không được chính. Rất vừa chết, liên lụy quá lớn. Còn có, ta theo Apollo đã thề, không đến bị bất đắc dĩ, không biết sát hại rất. Thế gian có nhân quả, ta như nuốt lời, ngày khác nhân quả buông xuống, rất khó chống cự. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt ha, à, người nói luôn luôn có đạo lý lam tử y sau đó kết thúc cùng minh nguyệt tiên tôn ý niệm giao lưu nàng còn nói thêm minh nguyệt ta hiện tại đem ta lĩnh ngộ không gian quy tắc toái phiến ngưng tụ thành một khỏa đan hoàn cho ngươi ngươi có thể hay không lĩnh ngộ xem chính ngươi nếu là ngươi cũng lĩnh ngộ được động tiên cảnh vậy chúng ta lần này đối chiêu thiên đại thánh cũng không cần có quá nhiều cố kỵ nàng sau khi nói xong mi tâm liền bắn ra một mảnh pha trộn ngũ thải quang mang cái này ngũ thải quang mang đem cả phòng tràn ngập ở chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái sôi trào suối nước nóng đây lam tử y tiếp lấy ngón tay gảy gảy lại năm ngón tay vồ lấy lập tức đem những thứ này năm màu pha trộn quang mang co vào lên những ánh sáng này cấp tốc co rút lại thành một đoàn lam tử y ngưng luyện phía dưới liền thành một cái linh lợi đan hoàn cho lam tử y ngón tay búng một cái đem đan hoàn bắn ra hướng minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn đưa tay chộp một cái đem chộp vào tay đi, làm tử y quay người rời đi. Minh Nguyệt tiên tôn từ đầu đến cuối, cũng không nói một cái tạ chữ. Các nàng lẫn nhau ở giữa, cũng chưa từng cần muốn một chữ như vậy mắt. Đến, vào đêm thời điểm, linh tuệ hòa thượng tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đột nhiên tâm linh nhất động, theo la quân ý niệm giao lưu. La quân cũng lập tức cảm giác được rất nhỏ tiếng bước chân. Sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. La quân, thiên hương đại nhân nhu nhu nhuyến nhuyến thanh âm truyền vào tới. La quân lập tức giả bộ như cảnh giác, nói, người nào? Ta là thiên hương, nguyên lai là thiên hương đại nhân A, không biết thiên hương đại nhân muộn như vậy đến thăm, là vì sự tình gì? La quân một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái. Thiên hương đại nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, cái này đêm dài đằng đắng, rất là nhàm chán. Tiểu dương ngươi là gặp qua thế giới bên ngoài người, cho nên ta muốn cùng ngươi tâm sự. La Quân nói ra, tâm sự, đó còn là ngày mai trò chuyện tiếp đi. Dù sao, cô nam quả nữ, đại muộn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chuyển đi cũng không tiện. Trời à, thiên hương đại nhân nói ra, là tiên sinh, người đây là nói cái gì lời nói a? À? La Quân có chút buồn bực, nói, ừm, um, lời này rất quái lạ sao? Thiên hương đại nhân nói ra, kia cái gì cô nam quả nữ, nam nữ chi phòng đều là thế tục giới phạm nhân tư tưởng, há có thể ước thúc người ta người tu đạo. Người thế mà còn có dạng này tư tưởng, ta thật sự là cảm thấy thật không thể tin a. À. Là quần cười ha ha, nói ra, cái kia cái gì mới có thể ước thúc người ta đây? Người cái này oan ra, không thể đem cửa mở ra, chúng ta trò chuyện tiếp sao? Thiên hương đại nhân nói ra, nàng thanh âm mềm mại mà dụ hoặc, nghe trong lòng người đều xốp giòn. Chính là ý chí sắt đá người, cũng không nhịn được làm động niệm. Là quần ngay sau đó nói ra, vậy được rồi. Hắn đứng dậy tiến đến mở cửa ra. Ngoài cửa thiên hương đại nhân mặc lấy màu đỏ váy, nàng cũng không lộ bất luận cái gì ra tuyết đi ra, Trang Dung cũng là tinh xảo mà thanh nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác luôn như vậy Trang Dung, thêm nàng mị hoặc khí chất, lại có loại khiến người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Thiên hương đại nhân bình tĩnh nhìn về phía La Quân. Nàng trong con người ngập nước, giống như là muốn đem La Quân hòa tan. La Quân không khỏi cười một tiếng, hắn nhưng là tình trường lão thủ được không? Thiên hương đại nhân, mời vào bên trong. Thiên hương đại nhân thướt tha đi vào, nàng tại trước bàn ngồi xuống, nói ra, là tiên sinh, nghe nói người đem ta an bài cho người Mỹ cơ cho đẩy đi. Đây là vì cái gì? Nàng mở miệng hỏi vấn đề này, liền để trong gian phòng đó tị y hát khí tức nhất thời nồng một chút. Là quần đều có chút trở tay không kịp. Là trên nàng không đủ xinh đẹp không? Thiên hương đại nhân nói ra. Đó cũng không phải, La Quân nói ra. Vậy thì vì cái gì? Thiên Hương đại nhân nói ra. La Quân nói ra, ta đã có tâm thuộc người. Thiên Hương đại nhân nao nao, sau đó che miệng cười khẽ, nói ra, nhìn không ra, là tiên sinh ngược lại là cái si tình bộ dáng. La Quân mỉm cười, nói, không dám. Thiên Hương đại nhân nói tiếp, bất quá a, à, người tu đạo đều coi trọng thoải mái cùng suy nghĩ thông suốt. Nam tử yêu thích sắc đẹp, chính là thân thể bản năng thân thể này sự tình, đều chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Tính toán người cùng chúng ta Mỹ cơ khoái lạc một chút, vậy cũng không tính phản bội a à. Là quân nói ra, khả năng này là thiên hương đại nhân người ý nghĩ, ta người này so sánh trung thành. Thiên hương đại nhân nói ra, ta ngược lại thật sự là tốt, đến cùng là dạng gì nữ tử, có thể đem la tiên sinh dạng này nam tử hấp dẫn đến như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Là quân nói ra, nếu có cơ hội, ta khẳng định hướng thiên hương đại nhân ngài dẫn kiến. Thiên hương đại nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, tốt, tốt, tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, chúng ta hồ tộc được chứng kiến quá nhiều nam nhân, phần lớn đều là bạc tình bạc nghĩa quả tính, hôm nay lại làm cho ta gặp được tiên sinh dạng này bản tính, đây là thiên hương vinh hạnh. Là quân không khỏi tốt, nói ra, nơi này còn có nam nhân tồn tại sao? Thiên hương đại nhân mỉm cười, nói ra, đương nhiên là có, chúng ta hồ tộc cũng muốn kéo dài con nối dõi, không phải sao. Là quân vội ho một tiếng, nói ra, hồ tộc kéo dài con nối dõi, là tìm nhân loại sao. Không thì phải tìm cáo trong tộc nam tử sao. Thiên hương đại nhân nói ra, có thể tu luyện thành tinh, có thể không có một cái nào nam tử nha. Vì cái gì, là quân tốt. Thiên hương đại nhân nói ra, bởi vì công hồ ly thiếu khuyết nhanh nhạy, căn bản là không có cách tu luyện. Là quân nào nào, theo sau cười nói đồng dạng giống loài thế mà cũng có khác nhau thiên hương đại nhân nói ra là tiên sinh người khác nhìn chúng ta bây giờ xem như tu luyện có thành tựu đổi mới cộng nhanh nhất cộng thẻ sách ừm hc vạn t vạn phần trăm nhưng là động vật thành tinh chúng ta pháp tác quy định càng tàn khốc hơn la quân nói ra thiên đạo có thứ tự các tổ chức vốn là thân động vật lại muốn đột phá bố cục biến hóa thành người tự nhiên là muốn có thật nhiều gánh vác Thiên hương đại nhân nói ra, không sai, chúng ta hồ tộc nữ tử đều là dựa vào hấp thu công hồ ly nguyên dương, sau đó ngưng tụ linh khí tu luyện thành tinh. Thêm công hồ ly vốn ngu rốt đần một chút, cho nên lịch sử còn không có công hồ ly thành tinh. Là quần nghĩ đến một kiện chơi vui sự tình, đó là mọi người thường thường căm hận mỹ lệ nữ tử lúc, đều thích nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng đối phương là hồ ly tinh. Hồ ly tinh này, còn thật nhưng mà hình dung nữ tử cũng không gặp có người hội mắng nam vì hồ ly tinh. Vận mệnh là không công bằng, sinh mà làm người, thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình. Thiên hương đại nhân theo sau từ đáy lòng nói ra. La quân nói ra, chỉ ít hiện tại, thiên hương đại nhân ngài không chỉ là một người, hơn nữa còn là tu vi thần thông hạng người. Ngài đã tính được rất thành công. Thiên hương đại nhân sóng mắt lưu chuyển, bách mị tỏa ra. Nàng nói ra, sau đó, chúng ta tìm một cái đường tắt là tiên sinh, ngài đoán xem cái này đường tắt là cái gì. Là quần nói ra, ta đây sao sẽ biết. Thiên hương đại nhân nói ra, chúng ta tu luyện thành tinh sau khi, vì sinh sôi đời sau, liền đi tìm người ở giữa nam tử tới. Tuy nhiên chúng ta không đi đất này mặt, nhưng lại có thể để mặt cao nhân đưa một chút nam tử tới. Những nam tử đó trợ giúp chúng ta hồ tộc sinh sôi, sinh sôi sau khi, mẫu hồ ly hội hút khô nguyên dương tinh huyết. Mà chúng ta mỗi người sinh, không ngoài dự tính, đều là nữ tử. Cho nên, chúng ta hồ tộc, vẫn luôn là bảo trì toàn bộ nữ tính. Là quân hơi hơi ngẩn ngơ, theo sau nói ra, cử động lần này không khỏi quá mức tàn khốc. Thiên hương đại nhân nói ra, vận mệnh tàn khốc, chúng ta chẳng lẽ không có thể tàn khốc một chút. Là quân nói ra, tốt ha, chuyện này, ta không có phát biểu cái nhìn tư cách. Hắn đón đến, nói ra, như thế muộn, thiên hương đại nhân đến cùng ý muốn như thế nào chẳng lẽ là đến cùng ta trò chuyện những thứ này? Thiên hương đại nhân nói ra, là tiên sinh, ngài thật đúng là quá không hiểu phong tình. Là quân nói ra, người ta đều là người tu đạo, ta cũng không phải những phổ thông đó nam tử, mặc cho sắc đẹp mị hoặc. Thiên hương đại nhân như thế muộn tới tìm ta, ta không cho rằng là ta mị lực quá lớn. Thiên hương đại nhân thăm thẳm thở dài, nói ra, cái này địa ngục sinh hoạt, tối tăm không mặt trời, tràn ngập giết hại cùng đấu tranh không có một chút nhân tình vị, ta tuy nhiên tu thành thân người, nhưng cũng hướng tới nhân loại tình cảm. Là quân, đừng nói người ở cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, lộ ra nhiều sao chân quý. Cho dù là tại nhân loại thế giới bên trong, ta tin tưởng ngươi cũng coi là người nổi bật đi. Nàng thanh âm bắt đầu sinh ra biến hóa, mang theo một loại run rẩy tình cảm, để La Quân bắt đầu tâm thần chập chờn. La Quân bình tĩnh nhìn về phía thiên hương đại nhân, không biết thế nào, giờ khắc này, Hắn cảm thấy nàng là như thế ta thấy mà yêu. Nàng là như thế sở sở động lòng người, nước mắt như mưa. Cho dù La Quân là ý chí sắt đá, lúc này cũng không nhịn được nhu ruột tỏa ra. Dạng này nữ tử, khiến người ta thật sự là muốn đem kéo vào hoài an an ủi. La Quân lắc đầu, hắn biết, Thiên Hương đại nhân mỹ thuật đã tại nói chuyện chi, bất chi bất giác khi triển ra. Trong nháy mắt, La Quân khôi phục yên tĩnh. Thiên Hương đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, nói ra tối nay cảnh ban đêm thật tốt ga à? la quân chẳng lẽ ngươi không muốn ôm ta vòng eo sao la quân lập tức cảm giác được thiên hương đại nhân mấy chữ này mỗi một chữ đều có một loại nhu mị nhập cốt phong tình cái này âm tiết lực lượng xâm nhập vào la quân trong não vực la quân nhất thời cảm xúc chập trùng hắn cơ hồ muốn nhịn không được nói muốn tại sao không muốn đâu la quân tự nhủ như vậy có cái gì nếu không dù sao tiện nghi không chiếm thì phí cái kia một cái chớp mắt hắn chuẩn bị vươn tay ra hảo lợi hại mỹ thuật la quân cắn xuống đầu lưỡi hắn lập tức lại thanh tỉnh la quân người tại cố kỵ cái gì đâu thiên hương đại nhân đứng dậy đi vào bên cạnh hắn đột nhiên nhẹ nhàng vì la quân vò lên cái cổ tới tay nàng pháp diệu trong một chớp mắt để la quân toàn thân đều cảm thấy thoải mái không thiên hương đại nhân cúi người tại la quân bên tai nhẹ nói nói la quân ở giường ta sẽ để cho người cái này sảng khoái gấp trăm lần Ngươi không muốn xem ta tại dưới người của ngươi là cái gì bộ dáng sao? Ngươi không muốn phóng ngựa tại ta thân thể rong rồi sao? Chữ âm tiết đều giống như ẩn chứa vô cùng ma lực, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào la quân ý chí lực. La quân biết rất rõ ràng bản thân không thể như thế làm, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại cảm thấy, làm càn một chút lại như thế nào. Nhân sinh khổ đoàn thiên hương đại nhân nói ra, tại sao phải dạng này khắc chế? Làm gì không để cho chúng ta vui vẻ một chút đâu? Tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi khoái lạc. Là Quân cuối cùng xương đuôi đều cảm nhận được khoái lạc, đó là một loại nói không nên lời diệu. Hắn đột nhiên hô hấp thô trọng, hắn rất muốn đem tiểu yêu tinh này theo dưới thân thể. Hắn hai mắt trong nháy mắt máu bắt đầu nóng. Là Quân biết không có thể như thế làm, nhưng lại kìm lòng không được, hắn muốn muốn liều lĩnh, hắn muốn trầm luân tại dạng này khoái lạc chi. Hắn người đeo âm quá nhiều đồ, vật. Tốt, tốt hảo lợi hại mỹ thuật la quân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn cảm giác được, tiếp qua nhất thời nửa khắc, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thiên hương đại nhân công kích, từng đợt từng đợt lợi hại. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối phải trầm luân đi xuống. Vĩ đại số mệnh A, người là tuyên cổ bất biến tồn tại, người thương ý chỉ. Cái này một cái chớp mắt, là quân thôi động tiểu túc mệnh thuật. Cái kia số mệnh phù tại la quân não vực chi tung bay động, u ám quang hoa phát ra la quân tại chính mình trong não vực gieo xuống số mệnh hạt giống đó là tuyệt không thể tiếp nhận mị hoặc cỗ này số mệnh lực lượng xâm nhập vào la quân não vực chi lập tức la quân khôi phục thư thái loại kia lan tràn đến toàn thân sảng khoái cảm giác cũng theo dần dần biến mất nhưng là lúc này la quân lại giả vờ làm càng thêm mê say hắn chả để thân thể dần dần run dày lên giống như là đang cực lực chịu đựng một dạng thiên hương đại nhân công kích một đợt mạnh hơn một đợt La quân hai mắt lâm vào huyết hồng, hắn đột nhiên một cái níu lại thiên hương đại nhân tay, sau đó đem nàng nắm vào lòng. Ta muốn ngươi, la quân thở hồn hền. Thiên hương đại nhân mị tiếu liên tục, nhẹ nói nói, cái kia còn các loại cái gì đâu. La quân theo sau hôn thiên hương đại nhân môi, môi lưỡi quấn dao. Thiên hương đại nhân nhìn lấy la quân lâm vào mê loạn, nàng không có chút nào hoài nghi. Thứ nhất là la quân biểu diễn rất giống, thứ hai là lấy la quân tu vi căn bản không có khả năng ngăn cản được nàng mị thuật. điểm ấy tự tin, thiên hương đại nhân vẫn là có. mà sự thật là quân nếu không phải có tiểu túc mệnh thuật lấy hắn tu vi còn thật ngăn cản không thiên hương đại nhân mị thuật. thiên hương đại nhân mị thuật gọi là bách mị thiên kiêu huyễn hồn thuật. một khi thi triển đến cực hạn, có thể để người trầm luân bể dục, không thể tự kềm chế. tại khoái lạc cái chết đi. Bách Mị Thiên Kiêu Huyễn Hồn Thuật còn có thể đem ý người trí tinh thần chờ một chút đánh tan một cái tuyệt đỉnh cao thủ trong lúc đối chiến ý chí phá hủy tâm địa mềm mại đi xuống đó là một con đường chết lúc này là quần đem Thiên Hương Đại Nhân ép dưới thân thể sau đó bắt đầu ở Thiên Hương Đại Nhân thân thể tìm tòi Thiên Hương Đại Nhân khách khách cười tiếng như ngân linh tiếng cười kia mềm mại mà kiều mị khiến người ta cảm thấy đụng nữ tử này một chút đều có chớ đại khoái lạc đón lấy la quân bắt đầu cảm thấy hỗn loạn lên nếu như không phải cái kia tiểu túc mệnh thuật hạt giống phát huy tác dụng hắn liền tránh thức hôn mê đi xuống la quân hướng giường khẽ đảo giả bộ như hôn mê thiên hương đại nhân mặt ý cười còn có mềm mại đáng yêu cũng đều đi theo biến mất nàng đứng dậy sau khi đem quần áo mặc sau đó nhẹ giọng hỏi người gọi cái gì la quân la quân ngơ ngác hồi đáp lúc này la quân đại khái hiểu là thế nào chuyện hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được thiên hương đại nhân là để cho mình lâm vào một loại huyễn hồn trong trận. Ở cái này huyễn hồn trong trận, ý thức đánh mất, tựa như cái xác không hồn. Hắn tựa hồ trông thấy thiên quốc, trông thấy cửu thiên tiên nữ. Vân vân, lúc này, vốn phải là để La Quân đi giết Lam Tử Y, La Quân đều cần phải nghĩa vô phản cố. Nhưng là, tiểu túc mệnh thuật lại bảo vệ được La Quân cuối cùng nhất phòng tuyến. Số mệnh là áp đảo hết thảy lực lượng chi, số mệnh cũng không thuộc về lực lượng mà chính là vận mệnh. vận mệnh là không thể suy nghĩ, không có thể bắt, là uy chấn chư thiên, là đại thần thông giả cũng siêu thoát không. số mệnh vốn là cần phải bất luận kẻ nào đều nắm giữ không, nhưng La Quân lại diệu nắm giữ tiểu túc mệnh thuật. vậy Đại Khái cũng là một loại số mệnh ý chỉ. Thiên Hương Đại Nhân tính trước kỹ càng, nàng cảm giác được La Quân não vực đã không có bất luận cái gì ý chí. điểm này là không thể nghi ngờ cũng lừa gạt không để cho. Mà duy nhất có thể lừa gạt nàng, là số mệnh lực lượng. Thiên hương đại nhân tiếp tục nói, người yêu ta sao? Không thích là quân nói ra, người bất quá là đến mị hoặc ta, muốn theo ta trong miệng bộ lấy bí mật, nhưng ta có thể muốn thân thể ngươi, sau đó chinh phục ngươi. Tại thiên hương đại nhân hỏi câu nói này lúc, là quân kém chút thốt ra nói thích. Bởi vì theo đạo lý tới nói, bị mị hoặc ở người, hẳn là như thế nhưng la quân ở cửa ra trong chớp mắt ấy lại cải biến ý nghĩ hắn quyết định nói ra ý tưởng chân thật tới lấy tin thiên hương đại nhân quả nhiên một chiêu này cờ la quân đi đúng thiên hương nghe vậy sau khi cười lạnh ám đạo con kiến hôi một vật thế mà coi là cùng ta phát sinh một chút quan hệ có thể chinh phục ta buồn cười cùng cực ở trên trời thơm tâm lý thân thể bất quá là bề ngoài nàng mới không quan tâm những vật này nhưng ngay cả như vậy nàng cũng không nguyện ý cùng La Quân phát sinh quan hệ. Bởi vì nàng cảm thấy La Quân không xứng, tu vi quá thấp. Thiên hương tu đến tầng 10 kỳ, đã là bá chủ nhân vật. Nàng có chính nàng kiêu ngạo. Theo sau, thiên hương hỏi thăm, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lam Tử Y còn có tiêu minh nguyệt là cái gì quan hệ? La Quân nói ra, ta theo tiêu minh nguyệt không quen, nhưng Lam Tử Y đã từng chuyển thế đầu thai, mà lại gặp rủi ro, ta liều chết đã cứu nàng, cho nên nàng cùng ta chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thiên Hương nói ra, người cùng Tiêu Minh Nguyệt không quen. Cái kia Tiêu Minh Nguyệt như thế nào? La Quân nói ra, Tiêu Minh Nguyệt cùng Lam Tử Y là bạn tốt lần này là Lam Tử Y mời Tiêu Minh Nguyệt. Người đến cùng là thụ cái gì thương tổn, tại sao muốn tới Tây Phương thế giới đến? Mà lại người thương giống như có lẽ đã tốt, Thiên Hương Đại Nhân liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. La Quân là cái nói láo tiểu tay thiện nghệ, mặt không đỏ, tim không nhảy, đồng thời không chút do dự nói ra, ta bị đại thần thông giả cướp bóc thọ mệnh, ngàn năm thọ mệnh, quét sạch sành xanh. May mà ăn một loại gọi là hỗn độn quả quả thực, bởi vậy bảo trụ pháp lực không rời. Đi vào Tây Phương Thế Giới là bởi vì rất thân thể có một loại đồ, vật, gọi là trường sinh quả. Ăn trường sinh quả có thể gia tăng ta thọ mệnh. Bây giờ rất tạo hóa vương quan bị hủy, bị thương nặng, đã bỏ chạy đi. Ta cũng ăn trường sinh quả. Thiên Hương đại nhân nói ra, còn có có thể cướp bóc người thọ mệnh thần thông. La Quân nói ra, môn thần thông này gọi là làm tinh thần hoảng hốt số mệnh đại pháp, chuyên môn cướp bóc người khác thọ mệnh, tăng cường bản thân tu vi. Thiên Hương đại nhân nói ra, tốt, việc này không đề cập tới. Cái kia Lam Tử Y cùng Tiêu Minh Nguyệt trước đó đều là hư tiên cảnh. Rất chính là thần vương chi vương, tu vi sớm đã là động tiên cảnh cường giả mà lại cái kia tạo hóa vương quan càng là lợi hại phi phàm, có tinh thần thạch trấn áp. Các ngươi thế mà có thể hủy tạo hóa vương quan, đoạt trường sinh quả, cái này quá bất khả tư nghị. Đến cùng, các ngươi là thế nào làm đến? Lúc này, thiên hương đại nhân thần sắc cũng ngưng trọng lên. Bởi vì cái này vấn đề là trọng yếu nhất, đây là một cái rất thời khắc mấu chốt. Là quân tự nhiên cũng biết một chút, nhưng hắn tốc độ nói y nguyên nhẹ nhàng, mà lại không có bất kỳ cái gì ba động cùng do dự. Hắn bề ngoài xem ra bị mê hoặc, thực tế trong đầu lại là chuyển trăm ngàn lần. Lam Tử Y tay có một kiện bí mật pháp khí, có thể trong nháy mắt đem nàng tu vi bạo tăng gấp 30 lần. La Quân nói như vậy, Thiên Hương đại nhân bị kinh ngạc, nói ra, điều này sao khả năng, thế nào sẽ có dạng này pháp khí? Cho dù là có, thân thể nàng cũng không chịu nổi gấp 30 lần lực lượng. La Quân nói ra, cái kia pháp khí cùng thân thể nàng hòa làm một thể, pháp khí chi, có 36 động thiên. Động thiên chi, liền có thể cất giữ pháp lực. Thiên hương đại nhân nói ra, đã nàng mạnh như thế, như thế nào bị Hades trục xuất tới địa ngục chi lai. La quân nói ra, cái kia pháp khí mỗi lần thi triển, chỉ có năm hơi thời gian. Năm hơi sau khi, cần nghỉ dưỡng 3 ngày. Làm tử y mặc dù nặng sáng tạo Hades cùng rớt, nhưng tự thân cũng thụ thương. Tới địa ngục tầng 18 sau khi, ăn một cái hỗn độn quả, cũng mới miễn cưỡng khôi phục thực lực. Thiên Hương đại nhân trầm ngâm, nàng theo sau nói ra, "Lam Tử y bây giờ còn có thể thi triển kiện pháp khí kia sao?" Là Quân nói ra, "Có thể thi triển, bất quá hỗn độn quả đã không có. Nếu là lần nữa thi triển, nhất định phải 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí, lần nữa khu động kiện pháp khí kia." "Kiện pháp khí kia gọi cái gì? Giấu ở cái gì địa phương?" Thiên Hương đại nhân hỏi. Là Quân nói ra, gọi là bất hủ chi thành nghe nói là theo tiên giới chảy rơi xuống đạo khí lam tử y đem dấu ở mi tâm bên trong không đến thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không sử dụng thiên hương đại nhân trầm mặc đi xuống theo sau nàng nói ra tốt ngươi ngủ đi ngươi phải nhớ kỹ tối nay ngươi rất vui vẻ ta rất vui vẻ la quân nói ra theo sau thiên hương đại nhân rời đi la quân gian phòng thiên hương đại nhân rất nhanh đi gặp chiêu thiên đại thánh bất hủ chi thành, chiêu thiên đại thánh nghe nói sau khi, cũng là bị kinh ngạc, nói ra, đạo khí. Theo tiên giới chảy rơi xuống, ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiện bảo bối này. Hắn tự lầm bẩm nói ra, bất quá nếu là theo tiên giới chảy rơi xuống, ta chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Nhưng mà, bây giờ cái này làm tử y tu vi đã đạt tới động tiên cảnh, nàng nếu thực lực lần nữa tăng vọt gấp 30 lần. Đừng nói ta không phải nàng đối thủ, chỉ sợ xem như đại địa chi mẫu đối nàng, cũng sẽ cảm giác đến đau đầu. Thiên hương đại nhân cũng trầm mặc. Chiêu thiên đại thánh lông mày nhíu chặt, hiển nhiên, hắn thật khó khăn. Đã có thể tăng vọt gấp 30 lần thực lực, cái kia có thể rất mạnh mẽ vỡ ra những thứ này không gian, trực tiếp rời đi địa ngục. Chiêu thiên đại thánh mắt đột nhiên thả ra một sợi tinh quang, nói, tiểu tử này sẽ không phải là đang nói láo a. Thiên hương đại nhân sướng sờ sướng sờ, theo sau nói ra, chuyện này không có khả năng lắm, hắn mới cửu trọng thiên kỳ tu vi, làm sao có thể đầy đủ chống lại tiểu nhân bách mị thiên kiêu huyễn hồn thuật. Chiêu thiên đại thánh nói ra, nếu là hắn thân thể có một ít chúng ta không biết bí mật, có thể giấu giếm được ngươi thì sao? Thiên hương đại nhân sừng sốt, nàng theo sau nói ra, cái kia tiểu nhân sau đó cần phải thế nào làm, mời đại thánh ra chỉ rõ. Chiêu thiên đại thánh lạnh hừ một tiếng, nói ra, người đối với hắn thì chuyển đến một bước kia thiên hương đại nhân thân thể run lên, nói ra, tiểu nhân nhưng mà cùng hắn thần giao, nhưng đã triệt để khống chế lại hắn. Cho nên không có tiến hành bước kế tiếp. Chiêu thiên đại thánh nói ra, không được, người đến cùng hắn triệt để tâm linh giao lưu, muốn hoàn toàn triệt để khống chế lại hắn. Để hắn đối ngươi hoàn toàn thần phục, một khắc đều không thể rời bỏ ngươi. Cái này, thiên hương đại nhân nói ra. Thế nào, người không nguyện ý, chiêu thiên đại thánh thanh âm lạnh đi xuống tiểu nhân không dám thiên hương đại nhân nhất thời đánh cái dùng mình, vội vàng nói. Chiêu thiên đại thánh nói ra, tốt, đi thôi, mau chóng đem chuyện này làm thỏa đáng. Đúng, đại thánh thiên hương đại nhân nói ra. Tại thiên hương đại nhân rời đi la quân gian phòng sau khi, la quân một mực không có đứng dậy. Hắn là sợ có một loại nào đó thần bí lực lượng đang giám thị hắn. Diễn xuất đến diễn nguyên bộ mà. Bất quá, hắn lại cùng linh tuệ hòa thượng bắt đầu ý niệm bắt đầu giao lưu là quân đạo Hữu vừa mới bần tăng đều cho là người thật bị mê chặt. Linh tuệ hòa thượng vừa cười vừa nói. Là quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng thật là mạo hiểm, nếu không phải tiểu túc mệnh thuật có thần công hiệu, ta còn thực sự tránh không khỏi nàng mỹ thuật. Quá lợi hại. Linh tuệ hòa thượng nói ra, có điều, người cảm thấy người thật giấu giếm được cái này thiên hương sao. Là quân trầm giọng nói ra, ta cũng không dám khẳng định, người cảm thấy thế nào. Linh tuệ hòa thượng nói ra, hẳn là giấu giếm được, thế nhưng là người cái kia lời nói tựa hồ rất khó lừa gạt đến chiêu thiên đại thánh A. Tại sao, La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bởi vì là đạo hữu ngươi ra châu thổi quá lớn hơn một chút A. Làm cô nương pháp lực tăng vọt gấp 30 lần, đạo hữu người biết đây là cái gì khái niệm sao? La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói, cái gì khái niệm? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, làm cô nương tại không tới động tiên cảnh trước, Lực lượng đại khái là tại 3 tỷ liệt mã bôn đằng ở giữa. Gấp 30 lần, đó là 90 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. 90 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực, cái này khái niệm. Năm đó Bần Tăng đỉnh phong thời kỳ, lực lượng cũng là 30 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực a, Bần Tăng năm đó có thể nhất trưởng đem ở ngoài ngàn dặm một tòa thành trì phá hủy. La Quân nói ra, 90 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực, đây là khoa trương một điểm. Nhưng không nói như thế nhiều, thế nào có thể thuận lý thành trương phá mất tạo hóa vương quan tinh thần chi lực đâu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, nhưng đã có 90 tỷ liệt mã bồn đằng chi lực, cái kia có thể trực tiếp mang bọn ta rời đi địa ngục tầng 18A làm gì còn muốn ở chỗ này đi cầu chiêu thiên đại thánh đâu. Hoặc trực tiếp bắt xiết chiêu thiên đại thánh thôi, nói nhảm như vậy nhiều làm cái gì. Ta dựa vào la quân. Đó là cái vấn đề, tuyệt đối vấn đề lớn. La quân nhất thời có chút lửa thiêu mông. Cũng là tại lúc này, Bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, hỏng bét, này nương môn lại tới. Khẳng định là phát hiện sơ hở. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức nói ra, cái kia làm sao đây? La Quân nói ra, các nàng là có nghi vấn, nhưng cũng không dám khẳng định ta có phải là thật hay không đang nói láo. Không sao cả, bọn họ hiện tại còn không đến mức muốn giết ta, chúng ta yên lặng nhìn biến. Tốt ha Linh Tuệ Hòa thượng nói ra. Lúc này, cửa bị đẩy ra, mùi thơm ngào ngạt hương khí cũng theo bay vào tới mùi thơm này la quân không thể quen thuộc hơn được là cái kia thiên hương đại nhân thiên hương đại nhân đóng cửa sau đó đi vào trước giường nàng nhìn thấy la quân còn tại mộng đẹp thời điểm hơi hơi thở phào nhưng mà nàng lại nổi lên nghi ngờ thiên hương đại nhân thần sắc rất phức tạp nàng cảm thấy la quân hẳn là không có nói sai thế nhưng là đại thánh gia không tin đại thánh gia lên tiếng muốn chính mình cùng cái này con kiến hôi tâm linh giao lưu. Nàng bách mị thiên kiêu huyễn hồn thuật, nếu là muốn tâm linh giao lưu, đến trước tiến hành thịt tu. Tuy nhiên thân thể sự tình, thiên hương đại nhân không lớn ở chỗ. Nhưng là phải bồi một con kiến hôi ngủ, luôn luôn khó tránh khỏi tâm tắc. Thiên hương đại nhân trầm ngâm. Thật lâu sau, nàng đột nhiên nhẹ nhàng rút đi thân thể quần áo. Rất nhanh, thiên hương đại nhân liền không mảnh vải che thân đến giường tỉnh dậy đi, hôn ta. Thiên hương đại nhân lời nói mị hoặc tới cực điểm. La quân lập tức nghe lời mở mắt ra chữ, hắn cảm giác được loại kia mị hoặc âm ba lại bắt đầu đánh thẳng vào. Không khí tràn ngập mập mờ cùng tỷ y hát thừa số. La quân cảm giác trong thân thể sao động lại bắt đầu, hắn mở mắt ra nhìn thấy cái này một màn hương diễm. Thiên hương đại nhân tư thái thước tha mỹ diệu tới cực điểm, La quân hai mắt tách ra thú tính quang mang tới. Hắn tay an ủi thiên hương đại nhân thân thể, một tấc một tấc hướng du tẩu. Thiên hương đại nhân nhắm mắt trừ. Vĩ đại số mệnh A, à, người là tuyên cổ bất biến tồn tại, người là vĩnh hằng huyền bí, người áp đảo hết thảy quy tắc lực lượng chi. Tại lúc này, là quân nhẹ nhàng ngâm hát lên. Ngươi, thiên hương đại nhân hoảng sợ thất sắc. Nàng tại thời khắc này, rốt cuộc minh bạch là quân nguyên lai hết thảy đều là đang làm bộ. Nhưng lúc này, là quần tay đã đặt tại nàng ngọc đường huyệt. Chỉ cần nàng một vọng động, La Quân lập tức có thể hủy nàng thân thể. Thiên hương đại nhân tu luyện tôn này thân thể, thế nhưng là trải qua trăm cây nghìn đắng. Nàng tuyệt đối không nỡ thân thể bị hủy. Tuy nhiên nàng đã là tầng 10 cao thủ, nhưng thân thể bị hủy sau khi, nàng cũng vẫn là khó thoát tiêu vong. Cho nên giờ khắc này, thiên hương đại nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn là, là quần chỗ đó có cơ hội đến ám toán thiên hương đại nhân đây. Nhưng mà, thiên hương đại nhân quá tin tưởng mình mỹ thuật, nàng cũng không nghĩ tới, có người có thể chống cự nàng mỹ thuật. Mà lại, đang xuất thủ trước đó, là quân đã lặng lẽ khu động tiểu túc mệnh thuật che đẩy kín thiên hương đại nhân mẫn cảm. Không phải vậy lời nói, xem như là quân ngụy trang không chê vào đâu được. Nhưng ở hắn nhất động suy nghĩ thời điểm, thiên hương đại nhân nên có phát giác. Audio điện tử võ tấn bền Ngươi muốn làm cái gì? Thiên hương đại nhân mắt toát ra hàn ý, nói, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngươi có biết hay không ngươi tại làm gì sao? Là Quân cũng không để ý tới thiên hương đại nhân, em mờ hắn tiểu túc mệnh thuật điên cuồng thúc động. Cái kia số mệnh đại biểu u ám khí tức xâm lấn hướng thiên hương đại nhân não vực. Thiên hương đại nhân không dám khu động pháp lực, bởi vì nàng cảm giác được, chỉ cần nàng pháp lực nhất động, là Quân pháp lực cũng sẽ trong nháy mắt chấn vỡ thân thể nàng, Tuy nhiên thiên hương đại nhân thân thể cũng mạnh mẽ vô cùng, khả la quân nhấn một cái phía dưới, lực lượng chỉ ít đạt tới 100 triệu liệt mã bôn đằng chi lực. Loại lực lượng này, thân thể người làm sao có thể đầy đủ chống lại đâu. Đây là một cái thiên đại ô long. Chính là bởi vì tiểu túc mệnh thuật thần mới chế tạo ra cái này dấu vết. Không có tiểu túc mệnh thuật, là quân không có khả năng giấu giếm được thiên hương đại nhân. Không có tiểu túc mệnh thuật, là quân cũng không có khả năng đánh lén thành công số mệnh lực lượng, bao trùm chư thiên chi. Nắm giữ số mệnh, là nắm giữ vận mệnh cùng đại đạo. Những u ám đó khí tức xâm lấn đến thiên hương đại nhân não vực chi, thiên hương đại nhân lập tức cảm giác được một loại mê hoặc lực lượng, hoặc nói cho đúng, chính là số mệnh lực lượng. Một loại số mệnh bắt đầu hướng thiên hương đại nhân trong đầu trồng xuống, đồng thời có muốn mọc dễ nảy mầm xu thế. Thiên hương đại nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, quả thực là chuyện cười lớn, người một cái cửu trọng thiên kỳ người, lại muốn bằng vào công pháp đến thuần hóa tại ta. Khả năng sao? La Quân cũng không để ý tới thiên hương đại nhân. Thiên hương đại nhân dù cho không vận dụng pháp lực ngăn cản, nhưng nàng ý chí lực hạng gì kiên cường. Cho nên cái kia u ám số mệnh khí tức cũng vô pháp tránh thức tại thiên hương đại nhân đáy lòng trồng mầm mống xuống. La Quân có thể cho mình đáy lòng trồng mầm mống xuống, lại không như vậy dễ dàng tại người khác đáy lòng gieo xuống số mệnh hạt giống thiên hương đại nhân cười lạnh liên tục. La quân không tức giận chút nào, hắn tiểu túc mệnh thuật tiếp tục thôi động. Rất nhanh, cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác trở lại la quân thân thể. Đó là, số mệnh phù bắt đầu câu thông tối tâm chi hư không lực lượng. Mà lại, la quân thọ mệnh cũng bắt đầu bốc cháy lên. Ừm, thiên hương đại nhân dần dần cảm giác được số mệnh hạt giống bắt đầu ở nàng não vực chi trồng mầm mống xuống, loại kia tử dần dần mọc dễ nảy mầm thế nào khả năng thiên hương đại nhân hoảng sợ nàng não vực chi pháp lực cấp tốc khu động bắt đầu đem la quân số mệnh lực lượng khu trục nhưng rất nhanh thiên hương đại nhân phát hiện cái kia số mệnh lực lượng cùng hắn pháp lực giống như là không liên quan đường thẳng song song cái này thiên hương đại nhân đột nhiên minh bạch một ít gì đó nguyên lai tránh thức bí mật là tại thân ngươi đáng giận khó trách ta bách mỹ thiên kiều huyễn hồn thuật không có cách nào đối phó ngươi la quân tia không chút nào để ý Hắn thọ mệnh cấp tốc bị thiêu đốt. Nháy mắt, 500 năm thọ mệnh thiêu đốt mất. La quân thọ mệnh chỉ còn lại có 20.000 linh 500 năm. Mà cùng lúc đó, la quân thu hồi tiểu túc mệnh thuật. Thiên hương đại nhân có chút hoảng sợ nhìn về phía la quân, nói, người đến cùng đối với ta làm chút cái gì. La quân nói ra, cái gì cũng không có làm, người đi đi. Thiên hương đại nhân nghi hoặc không, nàng mang theo loại này nghi hoặc rời đi. Nguyên lai bí mật lớn nhất lại là la quân thân thể. Thiên hương đại nhân cảm nhận được cái kia tiểu túc mệnh thuật lợi hại. Nhưng là nhưng lại không biết, la quân đối nàng đến cùng làm cái gì. Rời đi la quân gian phòng sau khi, thiên hương đại nhân lập tức đi gặp chiêu thiên đại thánh. Tại đường đi, thiên hương đại nhân bắt đầu suy nghĩ. Không được, ta như đem việc này nói cho đại thánh ra. Đại thánh gia nhất định sẽ giết La Quân, La Quân bí mật này, chỉ sợ cũng ứng phó không đại thánh ra thiên hương đại nhân đột nhiên giật mình thế nhưng là ta tại sao sẽ cảm thấy không bỏ được la quân chết hắn bất quá là con kiến hôi đây là tại sao hắn đến cùng đối với ta làm cái gì thiên hương đại nhân tâm thần bất an lên nàng cảm thấy ở sâu trong nội tâm có loại để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu đồ vật nàng phát hiện chính mình tựa hồ là ái la quân loại này thích là thâm nhập cốt tủy giống đây là nàng số mệnh đáng giận hắn đến cùng đối với ta làm cái gì tại sao trong lòng ta thế mà lại yêu hắn hắn bất quá là cái con kiến hôi mà thôi thiên hương đại nhân cái chán mồ hôi chảy ròng ròng nàng phẫn nộ căm hận nhưng cuối cùng nhất đều hóa thành không thể làm gì cũng là tại lúc này thiên hương đại nhân đã đến chiêu thiên đại thánh nội điện bên ngoài lúc này chiêu thiên đại thánh còn không có nghỉ ngơi chiêu thiên đại thánh lạnh lùng nói ra tiến đến không cần thiên hương đại nhân đi cầu gặp chiêu thiên đại thánh đã trước phát giác được thiên hương đại nhân tâm tư nặng nề nàng đi vào sau khi liền quỳ xuống nói tiểu nhân gặp qua đại thánh ra thế nào như thế mau trở lại ngươi không có dựa theo ta ý nghĩ đi làm chiêu thiên đại thánh giọng nói ẩn chứa một sợi không thể phát giác sát cơ cái này tia sát cơ để thiên hương đại nhân sau lưng phát lạnh mồ hôi rơi như mưa tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám thiên hương đại nhân khúm núm sau đó còn nói thêm cái kia la quân đã ngủ say, hôm nay như hỏi lại lời nói, hiệu quả chỉ sợ có chút không tốt. Tiểu nhân muốn đêm mai lại đi. Chiêu thiên đại thánh lạnh hừ một tiếng, nói ra, vậy ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi có phải hay không lấy cái gì nói? Không có thiên hương đại nhân nói ra, một cái chỉ là chín tầng kỳ người, như thế nào có bản lĩnh để tiểu nhân lấy nói? Cho dù hắn có thể hiểu tay chân, cũng không gạt được ngài pháp nhãn nha. Chiêu thiên đại thánh nói ra, Ta xem một chút." Hắn nói xong sau khi liền kéo dưới một cây sợi tóc. Hắn đối với cái này sợi tóc thổi một hơi, cái này sợi tóc hóa thành một sợi hào quang xông vào Thiên Hương Đại Nhân trong não vực. Cái kia sợi tóc tại Thiên Hương Đại Nhân trong não vực mạnh mẽ đâm tới, thấy rõ hết thảy. Theo sau, cái kia sợi tóc lại bay ra ngoài, trở lại Chiêu Thiên Đại Thánh tay. Cái kia sợi tóc theo sau hóa thành một sợi tinh khí, lại tiến vào Chiêu Thiên Đại Thánh thể nội tại mắt thường không thể gặp địa phương chiêu thiên đại thánh đầu lại lần nữa mọc ra một cái sợi tóc tới chiêu thiên đại thánh tu luyện đến nước này thân thể một cái sợi tóc rơi xuống nhân gian vậy cũng là không cách nào khí có thể hóa thành lợi kiếm chém giết cửu trọng thiên cao thủ theo giết chó đương nhiên nếu là muốn chém giết la quân dạng này người cái kia còn chưa đủ nếu là bát trọng thiên thời kỳ la quân gặp phải chiêu thiên đại thánh cái này một cái sợi tóc đó là một con đường chết mà Trần Diệc Hàn lúc trước dựa vào một nguyên sinh linh kiếm đánh đầu thắng đó, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không có chiến thắng thất trọng thiên đỉnh phong la quân. Đó cũng không phải một nguyên sinh linh kiếm chủ nhân kém hơn chiêu thiên đại thánh, mà là bởi vì tại một nguyên sinh linh bên trong kiếm ẩn chứa rất nhiều lực lượng, lực lượng này căn bản không có không có bị Trần Diệc Hàn phát huy ra. Một phần trăm lực lượng đều không phát huy ra. Đây là Trần Diệc Hàn lúc trước tu vi quá yếu duyên cớ. Chiêu thiên đại thánh tu luyện thành động thiên cảnh, trong thân thể mỗi một cái huyệt khiếu đều tự thành một cái động thiên. Động thiên bên trong cất giữ lực lượng, bởi vậy chiêu thiên đại thánh lực lượng mới có thể đạt tới tiếp gần chục tỷ liệt mã bôn đằng chi lực trình độ. Giống là Quân, thân thể lực lượng vượt qua 200 triệu liệt mã bôn đằng chi lực, hắn căn bản không chịu nổi. Thân thể chính mình muốn trước nổ tung. Cảnh giới tăng lên, tiền kỳ là tế bào não tăng lên. Hậu kỳ quan trọng hơn là đem dung lượng tăng lên. Giống như là một cái công ty, không phải quang nhiều tiền được. Người có thể hay không tiếp nhận như thế nhiều tiền, có thể hay không tiêu hóa như thế đại thể đo. Tiêu hóa không, lực lượng kia càng lớn, chết càng nhanh. Chiêu thiên đại thánh tại thiên hương đại nhân trong não vực không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa một chút. Đi xuống đi, chiêu thiên đại thánh không có tiếp tục truy cứu thiên hương đại nhân. Thiên hương đại nhân bò trên mặt đất bái tạ. Sau khi, nàng rời đi chiêu thiên đại thánh nội điện lúc rời đi đợi, thiên hương đại nhân tâm một trận bi thương. Nàng cảm thấy thất vọng đau khổ tới cực điểm, nàng toàn tâm toàn ý vì đại thánh gia nỗ lực, trung thành tuyệt đối làm việc. Nhưng là, đại thánh gia lại là như thế lương bạc. Chính mình làm việc có chút lười biếng, hắn thế mà nổi sát tâm. Một người như vậy, thật giá trị đến chính mình như thế nỗ lực sao? Tại La Quân trong phòng, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hiếu, người đây cũng quá tải đại khí thô đi. Thọ mệnh nhiều như thế dùng tiểu túc mệnh thuật cái này dùng nhiều chỉ sợ thọ mệnh cũng không đủ dùng a à. La quân ngược lại không quan trọng nói ra ta cũng không nghĩ tới muốn vạn Thọ vạn năm trước kia cảm thấy có thể sống trăm tuổi xem như sống lâu hiện tại cái này một tuổi thọ mệnh tiêu xài một điểm không quan trọng lại nói chuyện này xử lý không tốt 10 ngày đều không chừng sống không nổi bây giờ không phải là không phóng khoáng thời điểm vậy ngươi đối ngày đó thơm đến cùng làm cái gì linh tuệ hòa thượng nói ra la quân nói ra ta tại nàng trong não vực gieo xuống số mệnh nàng số mệnh là yêu ta linh tuệ hòa thượng nói ra cái này có tác dụng sao la quân nói ra đương nhiên có tác dụng chờ coi đi linh tuệ hòa thượng nói tiếp ngươi cảm thấy triều thiên đại thánh đến cùng đánh cái gì chủ ý la quân nói ra tự nhiên là giống như hades muốn ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi Hiện tại chúng ta đi một bước nhìn một bước, việc này người nào cũng tin không nổi. Linh Tuệ Hòa thượng gật gật đầu, nói ra, là đạo lý này. Minh Nguyệt Tiên Tôn tiềm tu một đêm sau khi, vẫn không có lĩnh ngộ được không gian quy tắc ảo diệu. Nàng cũng không có nản chí, lĩnh ngộ động thiên cảnh cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhiều ít hư tiên cảnh cao thủ, cả cuộc đời này dừng lại tại hư tiên cảnh đỉnh phong cảnh giới chỗ. Lĩnh Ngộ Động Thiên Cảnh đó là cần cơ duyên lớn cùng tạo hóa. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn căn cứ Lam tử y không gian quy tắc, cũng cảm nhận được không ít ảo diệu. Nàng có lòng tin này, đợi một thời gian sau khi, nhất định có thể đột phá hư tiên cảnh đỉnh phong, đến động thiên cảnh. Sớm, La quân cùng Lam tử y còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp mặt sau khi. Thiên hương đại nhân tự mình đến đây để ba người đi trước cùng chiêu thiên đại thánh cùng một chỗ tổng tiến bữa sáng. Thiên hương đại nhân gặp La Quân, Sắc mặt lại là có một tia mất tự nhiên, đồng thời hơi hơi mặt đỏ trứng. Loại cảm giác này là Thiên Hương đại nhân lần thứ nhất trải nghiệm, giống như là rất chờ đợi lấy cùng La Quân gặp mặt một dạng. Thiếu nữ tình cảm, mới biết yêu. Đây là một loại rất là khéo cảm giác. Thiên Hương đại nhân từ hồ ly thành tinh, trải qua mấy ngàn năm năm tháng, rốt cục tu luyện thành người, bắt đầu nắm giữ người thất tình lục dục. Nhưng nàng một lòng tu đạo, cũng bởi vì địa vực bên trong thiếu khuyết nam nhân, ngẫu nhiên có nam nhân, cũng bất quá là hồ tộc sinh sôi công cụ. Cho nên nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua loại này ái tình cảm giác. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y gặp thiên hương đại nhân thần sắc, hai cái này khôn khéo tới cực điểm người, nhất thời nhìn về phía La Quân. Cái này sắc mặt hai người cổ quái, cũng không biết lòng đang nghĩ ngợi chút cái gì. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, thiên hương đại nhân, người đi trước, chúng ta sau đó đến. Sách mê lầu thiên hương đại nhân thần sắc phức tạp nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn không nói ra tốt thiên hương đại nhân tâm chỗ lấy phức tạp là bởi vì nàng là như vậy mong mỏi muốn gặp được la quân tại nhìn thấy la quân về sau nàng lập tức mặt đỏ tim run dạng này không có lòng dạ chính mình nàng cảm thấy có chút chán ghét dạng này chính mình thế nhưng là một người một khi tâm động về sau lại lại không cách nào khống chế số mệnh lực lượng ái tình lực lượng thường hay đều là không thể khống cũng có thể bắn ra thật không thể tin lực lượng tới thiên hương đại nhân sau khi đi lam tử y mấy người cũng miệng nói tới nói lui nhưng là bí mật lại bắt đầu dùng ý niệm giao lưu tất cả mọi người là người thông minh biết chiêu thiên đại thánh pháp lực vô biên có lẽ động phủ này bên trong đã bị hắn thần niệm bao trùm trò chuyện ở giữa sợ ý một chút hội tiết lộ ra trọng yếu bí mật tới lam tử y đầu tiên cùng la quân nói ra người đối cái này thiên hương làm cái gì tuy nhiên người tán gái thủ đoạn cao minh nhưng nàng cũng không phải những tốt đó lừa gạt nhân gian tiểu muội muội la quân nghiêm mặt nói ra dĩ nhiên không phải phao đơn giản như vậy tối hôm qua nàng dùng mỹ thuật đến mỹ hoặc ta ta dùng tiểu túc mệnh thuật chống cửa ở sau đó ta làm bộ bị nàng chế trụ sau đó nói với nàng một số bí mật chiêu thiên đại thánh quả nhiên là muốn biết chúng ta là làm sao đối phó rất cùng hades lam tử y cười lạnh nói ra hắn đương nhiên muốn biết nếu là không làm rõ ràng hắn tuyệt đối là ăn ngủ không yên la quân nói ra hắn chỗ lấy ăn ngủ không yên nói rõ hắn muốn muốn đối phó không phải hades mà là chúng ta lam tử y nói ra vậy cũng không nhất định triều thiên đại thánh loại người này sẽ không đi chung với bất luận kẻ nào hắn muốn là tiêu trừ ẩn số sau đó tận khả năng đem chính hắn lợi ích tối đại hóa nàng đón đến nói người nói thế nào La Quân sau đó nói ra, ta nói với Thiên Hương, người có nhất tôn pháp bảo gọi là bất hủ chi thành. Có thể đem người tu vi trong nháy mắt tăng lên gấp 30 lần. Bất quá chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Lam tử y nghe xong không khỏi im lặng, nói ra, người thật là dám nói a. À. Bảo bối gì có thể đem ta tu vi trong nháy mắt tăng lên gấp 30 lần. Cái này là không thể nào. Lại nói, gấp 30 lần là khái niệm gì. Cái này chiêu thiên đại thánh lại không phải người ngu, làm sao có thể tin. La Quân cũng là phiền muộn, nói ra, nhưng tạo hóa vương quan tinh thần thạch lực lượng, người không gia tăng cái gấp 30 lần, làm sao phá ha. À? Mà lại sau lưng còn có minh vương Hades, tuy nhiên ta là khoe khoang, nhưng lúc đó ta vẫn là cân nhắc. Lam tử y sướng sờ, nói ra, vậy cũng đúng. Xem ra hiện tại chiêu thiên đại thánh lớn nhất nghi hoặc là, chúng ta đã có bảo bối này, vì cái gì không trực tiếp rời đi địa ngục tầng 18. La Quân nói ra, ta cho người bảo bối hạn chế vì 5 phút đồng hồ, có lẽ trong vòng 5 phút không cách nào hoàn toàn rời đi, hơn nữa còn có bị Minh Vương Hades tìm đến nguy hiểm. Đây là chúng ta cố kỵ, người nói giải thích như vậy, cũng coi như có thể giải thích thông A. Lam Tử Y nói ra, cái này logic cũng miễn cưỡng có thể thành lập, nhưng Triều Thiên Đại Thánh vẫn sẽ có nghi hoặc. La Quân nói ra, tiếp đó, người muốn cường thế một chút. Ta nhìn người càng thêm cường thế, triều thiên đại thánh hội càng tâm hỏng lam tử y gật gật đầu nói ra cái này ta biết nàng theo rồi nói ra ngươi còn chưa nói cái này thiên hương cùng ngươi là chuyện gì xảy ra nàng biểu lộ rất không đúng ngươi đối nàng làm cái gì la quân nói ra cũng không có gì nàng mấy lần mị hoặc tại ta ta thẳng thắn tìm tới cơ hội chế trụ nàng uy sau đó dùng tiểu túc mệnh vật đến khống chế nàng ta tại nàng trong não vực gieo xuống số mệnh hạt giống cũng là để cho nàng yêu ta. Làm tử y nao nao, nàng sau đó trầm giọng nói ra, người lại thiêu đốt người thọ mệnh. 500 năm thọ mệnh, La Quân nói ra. Làm tử y ngốc ngẩn ngơ, nàng cũng không nói gì thêm nữa. Đồng thời, nàng và La Quân ở giữa trò chuyện, cũng rất sắp bị nàng âm thầm thuật lại cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nói gì. Triều Thiên Đại Thánh chuẩn bị phong phú bữa sáng, lẫn nhau gặp mặt lúc, Triều Thiên Đại Thánh vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần. Còn thằng hỏi là quân bọn người tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Tất cả mọi người là từng người mang ý xấu riêng, nhưng mặt mũi nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Khách sáo sau đó, liền ăn điểm tâm, ăn điểm tâm thời điểm, Triều Thiên Đại Thánh nói ra, làm cô nương, đến lúc đó Hades đến đây, vì lừa gạt đến hắn, ta có thể sẽ bố trí một cái trận pháp. Còn muốn phiền mời các người tiến vào trận pháp tâm đi, dùng cái này tốt lấy được Hades tín nhiệm. Hừ, Lam Tử Y tâm lạnh cười, nàng mặt lại là từ tốn nói, Hades chỉ cần đến được, chúng ta liên thủ, hắn cũng đừng hòng đào tẩu. Ngươi nói bố trí cái trận pháp để cho ta đi vào, có thể vạn nhất ngươi trận pháp này là nhằm vào ta tới, đến lúc đó ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, chết cũng không biết chết như thế nào. chiêu Thiên đại thánh nao nao, hắn sau đó cười khổ nói, xem ra Lam cô nương vẫn là đối với ta khuyết thiếu tín nhiệm a. Lam Tử Y nói ra giữa chúng ta, vốn là không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Cần gì phải nói xuông tín nhiệm đâu, vốn là, lần này đối phó Hades, ta là không có để trong lòng. Thế nhưng là đại thánh, người thật là thẳng thắn sao. Nàng cực kỳ thông minh, lập tức dựa theo la quân nói, tận khả năng biểu hiện cường thế. Nàng càng thêm cường thế, chiêu thiên đại thánh càng là kinh nghi bất định. Chiêu thiên đại thánh thấy rõ tỉ mỉ, hắn nhẹ nhàng xoa động thủ chỉ, sau đó nói, dùng cái gì qua một đêm, làm cô nương hỏa khí biến lớn như vậy. Lam tử y nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta vốn là thành tâm cùng đại thánh hợp tác, nhưng đại thánh thật sự là thành tâm hợp tác sao? Ta như thế nào để Lam cô nương cảm thấy ta tâm không thành đâu? Chiêu thiên đại thánh nói ra. Lam tử y nói ra, lúc trước ta tìm Minh Vương Hades hợp tác, cùng một chỗ giết chết rất, ta được tinh thần thạch, hắn đến thần vương chi vị. Đáng tiếc về sau, Minh Vương Hades đổi ý, tại ta đem Hades trọng thương về sau, hắn thế mà ngay cả ta cũng muốn giết chết. Về sau, ta lần nữa trọng thương Hades, nếu không phải Hades dựa vào hắn địa ngục thiên hồn tháp đem chúng ta đưa vào đến nơi đây, hắn cũng sớm đáng chết. Đầu năm nay, người nào đều không phải người ngu. Đại Thánh, người chỉ sợ cũng giống như Hades tâm tư đi, người là muốn ta cùng Hades đánh nhau, sau đó chờ chúng ta lưỡng bại câu thương về sau, lại đến ám sát ta, có phải thế không? triều thiên đại thánh xứng sờ xứng sờ sau đó cười ha ha nói ra lam cô nương người cái chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười a à. lam tử y nói ra như không buồn cười cái kia tối hôm qua ngươi đến cùng làm những gì ta biết ngươi tâm tư ngươi đem chúng ta xa nhau như vậy là tốt thuận tiện ngươi đến tìm kiếm ta bí mật đúng hay không tuyệt không có chuyện gì triều thiên đại thánh lập tức nói ra lam tử y cũng không đủ tục ép hỏi nàng cười lạnh nói ra yến không tốt yến, nếu là vô ý hợp tác, vậy liền a. À. Mà ngươi nếu là muốn đến bắt chúng ta đi nịnh nọt Hades, cái kia xuất thủ. Ta sẽ để cho ngươi xem một chút, đến cùng ta có phải hay không là ngươi có thể bắt ở ngươi. Triều Thiên đại thánh mắt lóe qua rét lạnh sát ý, nhiều năm như vậy, người nào dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy a. À. Khác ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Cáo từ, làm Tử Y đứng dậy, nói ra la quân cùng minh nguyệt tiên tôn cũng lập tức đứng dậy theo làm ra một bộ muốn rời khỏi bộ dáng làm cô nương chậm đã chiêu thiên đại thánh vội vàng nói hắn cười cười nói ra làm cô nương người hiểu lầm ta thật sao làm tử y nói ra chiêu thiên đại thánh nói ra cái kia trận pháp tính toán đến lúc đó ta đến dẫn hades chúng ta cùng một chỗ giết cái này hades làm cô nương người yên tâm ta tuyệt sẽ không tại sau lưng người đâm đao tử. Lam tử y nói ra, hy vọng đi. Bữa này bữa sáng, cũng coi là có chút tan dã trong không vui. Lam tử y cũng không có tiếp tục muốn đi, mà chính là lưu lại. Chiêu thiên đại thánh bên này lại lần nữa hướng thiên hương đại nhân nổi giận, ngươi làm chuyện gì? Vì cái gì các nàng thái độ cải biến nhanh như vậy? Chiêu thiên đại thánh lôi đình tức giận, thiên hương đại nhân sắp nứt cả tim gan, vội vàng quỳ xuống, tiểu nhân là chiếu vào ngài phân phó đi làm, nhưng mà, cái này Lam Tử Y cực khôn khéo, hôm qua dừng chân an bài, đại khái trong nội tâm nàng đã bất mãn. Chiêu Thiên Đại Thánh trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, hắn nói ra, cái này Lam Tử Y, hôm nay thái độ biến hóa quá lớn. Không có sợ hãi một dạng, cùng hôm qua thái độ hoàn toàn khác biệt. Căn này đến cùng phát sinh cái gì? Có phải hay không là bởi vì, Tại hôm qua nàng còn không thể thi triển bất hủ chi thành, ngày hôm nay cũng đã có thể thi triển." Thiên Hương đại nhân nói ra. Triêu Thiên đại thánh nói ra, chẳng lẽ ta sai qua thời cơ tốt nhất. Hắn đón đến, nói, cũng không đúng, là chính nàng tìm cửa. Nàng nếu là trong lòng có kiêng kỵ, có thể chậm một chút tới." Thiên Hương đại nhân trầm mặc đi xuống, nàng biết mình lúc này nói là nhiều, sai nhiều, cho nên nàng dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Triều Thiên Đại Thánh lại lâm vào trầm tư. Ngươi đi xuống trước đi. Triều Thiên Đại Thánh vẫn chưa tiếp tục giận chó đánh mèo Thiên Hương đại nhân, vất vất tay. Vâng, Thiên Hương đại nhân thối lui. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sau khi trở lại phòng, cũng bắt đầu bắt đầu giao lưu. Tại bữa sáng thời gian đối với lời nói, Linh Tuệ Hòa thượng nói cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn hiện tại đã bắt đầu giải lên tiếng anh này môn lời nói. Nàng học đồ vật tự nhiên là cực nhanh, giải âm tiết hàm nghĩa, rất dễ dàng có thể thông hiểu đạo lý. Áo tím, ngươi là muốn chấn nhiếp chiêu thiên đại thánh, sau đó các loại Hades đến đây, giải quyết Hades. Đúng hay không, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y nói ra, tự nhiên, hắn sợ hãi ta bất hủ chi thành, khẳng định muốn đợi ta cái kia 5 phút đồng hồ sử dụng hết, không sai hậu hạ thủ. Thế nhưng là đến lúc đó, là quân có thể đối phó Hades bất hủ chi thành chưa hề dùng tới đến, chiêu thiên đại thánh kim bàn nhược không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sợ cái này còn sẽ xuất hiện biến số gì. Ta có dự cảm, sự tình không biết thuận lợi như vậy. Lam Tử Y nói ra, làm hết sức mà thôi, chỗ đó có 10 phần chắc chín sự tình. Cùng ngày muộn, Thiên Hương Đại Nhân Phụng Mệnh tiếp tục đến Mị hoặc La Quân. Chiêu Thiên Đại Thánh đã dùng thần niệm khóa chặt La Quân gian phòng. Đối với điểm này, thiên hương đại nhân trong lòng là rõ ràng. Lúc này, la quân ngầm hiểu, một cách tự nhiên bị thiên hương đại nhân chỗ mị hoặc. Cái kia giường, la trướng rơi xuống, xuân sắc cuối cùng lên. Thiên hương đại nhân một bên mị hoặc la quân, một bên dùng ý niệm theo la quân giao lưu. Chiêu thiên đại thánh hiện tại rất hoài nghi các ngươi, cũng hoài nghi bất hủ chi thành tồn tại tính. Hắn ra lệnh ta đến cùng ngươi tâm linh giao lưu, cũng là phải cùng ngươi phát sinh quan hệ, để ngươi đối với ta tuyệt đối mê luyến. Hiện tại hắn thần niệm tại bắn phá nơi này, nếu như ngươi cự tuyệt, hắn sẽ biết ta không có mị hoặc đến ngươi. Như vậy, người bất hủ chi thành sẽ bị hắn phát hiện là giả. La Quân trong lòng run lên, hắn mặt ngoài liền giả bộ bị mị hoặc sâu vô cùng. Đồng thời cũng dùng ý niệm cùng Thiên Hương đại nhân bắt đầu giao lưu. Thiên Hương đại nhân chính đang thi triển pháp lực, cho nên Chiêu Thiên đại thánh có thể cảm nhận được sóng pháp lực hai người ý niệm giao lưu lúc, trực tiếp tại hôn lên truyền lại. Những thứ này ý niệm căn bản không có phát tán ra, cho nên chiêu thiên đại thánh cũng không thể đem những thứ này ý niệm bắt lấy, sau đó giải mã. Người tại sao phải giúp ta? Là quân biết rõ còn cố hỏi. Người đến cùng đối với ta làm những gì? Thiên hương đại nhân nói ra, vì cái gì ta sẽ cảm thấy, trông thấy người mặt đỏ tim run. Là quân mỉm cười, nói ra, nam hoan nữ ái, vốn là bình thường lúc này, người mặt đỏ tim run cũng là bình thường. Hôm qua người đối với ta thi triển pháp lực, vậy rốt cuộc là pháp thuật gì? Thiên hương đại nhân hỏi. La quân nói ra, là mở ra thân người tự do chi môn. Mỗi người đều sẽ bị hiện thực trói buộc, bị trước mắt sự tình chỗ che đậy. Ta để người cảm nhận được tự do, người cần phải có chính mình độc lập tư tưởng. Người cũng không cần thiết một mực bám vào kim bàn nhược bên người. Người vì hắn nỗ lực lại nhiều, hắn cũng sẽ không đem ngươi làm làm là một người. Thiên hương đại nhân trong lòng run lên. La quân nói ra, ngươi minh bạch tại ý nghĩ sao? Phản bội đại thánh ra, xuống tràng hội rất thê thảm. Thiên hương đại nhân sau một hồi khá lâu, nói ra. La quân nói ra, ngươi cùng đi với chúng ta, không được sao? Thiên hương đại nhân nói ra, thế nhưng là, ta căn bản không thể rời bỏ cái này địa ngục, một khi đến mặt đất đi, lập tức hội thân tử đạo tiêu. Ngươi sẽ không hiểu, cái kia mặt quy tắc lực lượng đối chúng ta mà nói, đến cùng khủng bố đến mức nào. Loại lực lượng kia hội đem bên trong thân thể chúng ta từ trường toàn bộ dẫn bạo, căn bản đều không ngăn lại được. La Quân nói ra, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta, ngươi không phải nói đùa sao. Thiên Hương Đại Nhân nói ra. Hai người mặc dù là đang nói chuyện, nhưng lẫn nhau động tác đã rất kịch liệt. Từng đợt từng đợt thủy chiều mãnh liệt mà. La Quân nói ra, Đương nhiên, ngươi không phải một mực trách chúng ta bí mật là cái gì không? Ta cho ngươi biết, bí mật này để Hades cũng vì đó hoảng sợ. Đồng dạng, cũng có thể phá vỡ thân ngươi bị hạn chế quy tắc lực lượng. Thiên hương đại nhân nhất thời đại hỷ. Ngươi thật không có gạt ta. Thiên hương đại nhân sau đó nhịn không được liên tục xác định. La quân nói ra, ta sao lại lừa ngươi? Thiên hương đại nhân nói ra, tốt, ta tin ngươi. La Quân tâm lý thực không xác định tiểu túc mệnh thuật có thể hay không giúp Thiên Hương đại nhân phá vỡ cái này đại địa quy tắc hạn chế, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải để Thiên Hương đại nhân tin tưởng hắn có thể làm. Cứ việc, đối với Thiên Hương đại nhân tới nói, tràn ngập tàn khốc. Nhưng lẫn nhau là quan hệ thù địch, Thiên Hương đại nhân vốn là phải dùng mỹ thuật đến hại La Quân. Cũng may mắn La Quân có bao trùm chư thiên chi tiểu túc mệnh thuật. Không phải vậy lời nói, giờ phút này bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính là La Quân. Đến lúc này, La Quân tuy nhiên có thuật song tu, nhưng khẳng định là không thể nào cùng Thiên Hương đại nhân song tu. Cái kia chiêu Thiên Đại Thánh thần niệm còn đang giám thị đây. Về sau, La Quân dựa theo Thiên Hương đại nhân chỉ thị, giả ra bị mị hoặc về sau tình trạng. Thiên Hương đại nhân lần nữa thẩm vấn La Quân, La Quân chi tiết chiêu đãi, mà lại cũng nói bất hủ chi thành một chút khuyết điểm, như sau 5 phút chưa chắc có thể phá vỡ địa ngục, mà lại cũng sợ thi triển bất hủ chi thành về sau lại bị Hades rào sát, vân vân. La Quân là tận lực bỏ đi chiêu thiên đại thánh nghi hoặc. Sau đó, La Quân lại hỏi Thiên Hương đại nhân Kim bàn nhược đến cùng là tính toán gì. Thiên Hương đại nhân nói ra, hắn không có nói rõ với ta, nhưng nhìn ra được, hắn xác thực là muốn đối phó Hades, nhưng cùng lúc cũng muốn đem mấy người các ngươi toàn bộ đều lưu tại nơi này. La Quân nói ra, hắn có bệnh a, à, chúng ta cùng hắn không cừu không oán, hắn làm Hades được tại sao phải giết chúng ta? Thiên hương đại nhân nói ra, không phải giết, làm tử y cùng tiêu minh nguyệt tu vi kinh người. Nếu như đưa các nàng bắt lấy, kim bàn nhược có biện pháp dùng một môn thần thông đưa các nàng khống chế lại. Đồng thời hấp thu các nàng nguyên âm, chuyện này với hắn là có chỗ tốt cực lớn. La quân không khỏi phẫn nộ, nói ra, thật lớn gan chó. Thiên hương đại nhân theo rồi nói ra, kim bàn nhược là cái cực tham lam người, người nhất định nên cẩn thận la quân ngẫm lại nói ra vậy hắn vì cái gì không có xuống tay với ngươi thiên hương đại nhân nói ra ta tu vi còn thấp nếu là ta đến hư tiên cảnh có lẽ hắn hội xuống tay với ta la quân nói ra ngươi thế mà biết hắn hội xuống tay với ngươi vậy ngươi còn vẫn luôn khăng khăng một mực đi theo hắn thiên hương đại nhân nói ra nhưng mà có lẽ vả lại nguyên âm bị hắn hấp thu cũng chỉ là một bộ phận ta có thể tiếp tục tu luyện trở về cũng sẽ không chết ta đối với hắn càng hữu dụng, giá trị cũng càng lớn. Tại địa ngục tầng 18 bên trong, kim bàn nhiều thế lực rất lớn, hồ tộc cũng đều dựa vào hắn, ta không có gì có khác biện pháp có thể thực hiện. Chỉ có đối với hắn càng thêm trung thành tuyệt đối, dùng cái này để hắn đối hồ tộc mang trong lòng thương hại. La Quân nói ra, người cũng biết, kim bàn nhược là cái cực tham lam người. Trông cậy vào dạng này nhân tâm lưu giữ thương hại, căn bản không có khả năng. Thiên hương đại nhân nói ra, Ngươi nói đúng, là ta trước kia hồ đồ. Ta hiện tại cũng coi như nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là cái này hồ tộc, là quân nói ra, ngươi là cáo trong tộc thủ lĩnh sao? Thiên hương đại nhân nói ra, không phải, mặt còn có đại công chúa, đại công chúa mới là lãnh thụ. Bất quá đại công chúa vẫn luôn đang bế quan tiềm tu, đại công chúa cũng là kim bàn nhược nữ nhân. Cho nên dù cho ta đi, kim bàn nhược cũng sẽ không bởi vậy quá mức giận lây sang hồ tộc, La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, cái kia tốt. Sau đó, La Quân còn nói thêm, người cảm thấy tiếp đó, Kim Bàn Nhược hội làm thế nào? Thiên Hương Đại Nhân nói ra, Kim Bàn Nhược làm việc, nói chuyện không đâu, hỉ nộ vô thường. Hắn lòng dạ rất sâu, ta cũng vô pháp ước đoán. Bất quá, ta muốn nếu như hắn cảm thấy sự tình không thể được, hẳn là sẽ không xuống tay với các ngươi. Nhưng mà đến lúc đó, các ngươi muốn đem ta mang đi, có chút khó khăn. Là quân biết vấn đề này nhất định phải cẩn thận đối đãi hắn nói ra, người có biết hay không rời đi địa ngục tầng 18 bản đồ. Thiên hương đại nhân nói ra, ta không biết, đây đều là tuyệt đại bí mật, kim bàn nhược sẽ không để cho chúng ta biết. Là quân nói ra, tốt ra, à, người mật thiết chú ý kim bàn nhược, nếu như hắn có bí mật gì kế hoạch, người nhất định muốn thông báo ta. Ừm, yên tâm đi, thiên hương đại nhân lớn nhất rồi nói ra. Một đêm phong lưu về sau, thiên hương đại nhân rời đi. Nàng rời đi về sau, liền đi ít kiến chiêu thiên đại thánh Kim Bàn Nhược. Kim Bàn Nhược nghe thiên hương đại nhân báo cáo về sau, cũng phất tay để thiên hương đại nhân lui ra. Buổi chiều thời điểm, đại thánh động phủ nghênh đón khách nhân. Thiên yêu thần hoàng nhỏ nhất một cái hoàng tử đến đại thánh động phủ đến đây làm khách, thiên yêu thần hoàng ở tại thiên yêu trong động phủ. Thiên yêu động phủ tính toán là địa ngục chi, lớn nhất một thế lực. Thiên yêu thần hoàng, pháp lực vô biên. Thiên yêu thần hoàng hết thảy có 20 cái con gái, cái này lớn nhất tiểu hoàng tử vô dục thiên. Vô dục trời sinh sao thật đẹp sắc, nhưng thiên phú cực hơn người, bây giờ cũng đã tu luyện tới hư tiên cảnh. Vô dục thiên thâm thụ thiên yêu thần hoàng sủng ái, thiên yêu thần hoàng còn cho vô dục thiên ban thưởng mặt pháp vương tọa dạng này hạ phẩm đạo khí. Tại toàn bộ địa ngục chi, vô dục thiên cũng có thể đi ngang nhân vật. Mà đáng giá nói chuyện là, vô dục thiên số tuổi thật sự bất quá là 19 tuổi. 19 tuổi tuổi tác tu luyện đến nước này, không thể không nói, hắn là một nhân vật thiên tài. Đối với vô dục thiên đến, kim bàn nhược phi thường trọng thị. Muộn thiết yến khoản đãi, đồng thời, kim bàn nhược cũng để cho Lam Tử Y bọn người có mặt. La quân bọn họ chỉ biết là muộn thiết yến, nhưng lại không biết vô dục thiên là nhân vật bậc nào. Mà thiên hương đại nhân tại đến thông báo la quân thời điểm, liền thông qua ý niệm truyền lại, đem vô dục thiên tin tức đơn giản nói cho La Quân. Các loại thiên hương đại nhân sau khi đi, La Quân cũng cùng Lam Tử Y một bên nói xấu, một bên thông qua ý niệm giao lưu. La Quân đem vô dục thiên tin tức nói cho Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời bị kinh ngạc. Lam Tử Y nói ra, cái này vô dục thiên rất hiển nhiên là kim bàn nhược cố ý mời đi theo. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, dựa theo thiên hương thuyết pháp, Vô Dục Thiên 19 tuổi tuổi tác tu luyện đến nước này, vậy cũng tính được là một tên tuyệt thế thiên tài. Xem như làm tử y người cùng ta đều không đến đây tử thiên phú. Kẻ này có ngày yêu thần hoàng từ nhỏ bồi dưỡng, tư nguyên phong phú, tự thân lại là thiên tài như thế. Hắn tính cách, chỉ sợ rất là kiêu căng, kim bàn nhược mời hắn tới, hiển nhiên là muốn muốn để cho chúng ta cùng kẻ này lên xung đột, sau đó hắn tốt hiên lặng nhìn biến. Lam tử y nói ra, cái này kim bàn nhược, cực kỳ đáng giận, Minh Nguyệt Tiên Tôn cả giận nói, xem ra hắn là quyết tâm phải bắt được chúng ta. Lam Tử Y oán hận nói ra, ta nếu thật là có bất hủ chi thành dạng này pháp bảo, tất nhiên đem cái này kim bàn nhược cho giết. Đáng tiếc a à, đáng tiếc. Cái này yến hội, chúng ta có thể không đi sao? La Quân nói ra. Lam Tử Y nói ra, không đi ta xem là không được. Nhưng nếu như đi, cái này vô dục thiên vạn nhất hoang háo sắc, nhìn ngươi cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn các ngươi giết hắn cũng không được, giáo huấn hắn, chỉ sợ là hắn hội lôi đình tức giận, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Chúng ta cũng không phải đến gây phiền toái." La Quân nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Đáng tiếc chúng ta hiện tại cũng không thể đào tẩu, một khi đào tẩu, Kim Bàn Nhược biết chúng ta căn bản không có bất hủ chi thành dạng này pháp bảo. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Vô Dục Thiên đối chúng ta thống hạ sát thủ." Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói ra, "Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, trước đi tham gia yến hội rồi nói sau. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, xem ra chỉ có thể dạng này. Nàng có chút buồn bực, nói ra, không nghĩ tới, ta tại toàn bộ thiên châu đều chưa từng nhận qua khí. Đến cái này phía tây vương giới bên trong đến, lại là nhiều lần vấp phải chắc trở. Làm tử y bỗng cảm giác áy náy. Là quân hơi hơi thở dài, tình thế là càng ngày càng phức tạp. Giả dạ tiệc tại Đại Thánh Động Phủ Đại Thánh Điện cử hành đại trong thánh điện, phục trang đẹp đẽ, xa hòa ôn hương. Mặt đất cửa hàng thật dày danh quý nam tia thảm, rất nhiều hồ tộc mỹ nữ ngay tại tấu nhạc, quản dây cung sáo trúc, tiếng nhạc du dương. Tại đại điện Van Xin, ca cơ, vũ cơ nhóm chính đang thi triển tất cả vốn liếng. Mà mỗi một chương kim ti nam mộc trước khay trà, đều có vô số đếm không hết mỹ tử món ngon. Tử là ngựa tử, phàm nhân uống, có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán, khí lực tăng gấp bội hoa quả cũng là nhân gian tiên quả, đại thánh yến khách, quy cách là tuyệt đối không thể kém. Làm tử y bọn người đến đến thời điểm, cái kia kim bàn nhược cùng vô dục thiên các loại người cũng đã tới trước. Mặt khác, thiên hương đại nhân, còn có hắn mấy vị tiểu thánh cũng đều tại tiếp khách. Vô dục thiên là cái mặt ngọc đào hoa công tử trẻ tuổi, xem ra ngược lại là theo minh nguyệt tiên tôn trang phục có điểm giống. Khác biệt là, minh nguyệt tiên tôn mặc dù là thân nữ nhi, nhưng nàng trang phục lên quý công tử đến, tự có một cỗ nói không nên lời khí khái hào hùng. Mà cái này Vô Dục Thiên cho người ta lại là một loại tà mị khí tức. Vô Dục Thiên nhất thân thể trường sam màu vàng ống, hắn giờ phút này ôm hai tên hồ tộc tuyệt đỉnh mỹ nữ, trái ôm phải ấp, tốt không vui. Mà tại Vô Dục Thiên sau lưng, còn có hai tên nữ tử, cái này hai tên nữ tử toàn thân áo đen, khí khái hào hùng chi lộ ra lạnh thấu xương hàn ý. Hai người này nhưng đều là Vô Dục Thiên tiểu thiếp. Vô Dục Thiên tiểu thiếp hết thảy có hơn 900 cái, mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục thu tiểu thiếp. Hắn nguyện vọng là muốn thu 3.000 cái tiểu thiếp, hấp thu 3.000 nữ tử nguyên âm chi khí, thành chính mình đại đạo. Tiểu thiếp tu vi càng cao, hắn càng thích. Hai cái này tiểu thiếp, tu vi đều đã là cửu trọng thiên kỳ. Vô dục tuổi thọ linh la quân còn muốn nhỏ, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, khác la quân loại này thiên mệnh chi vương còn nhanh hơn. Một là bởi vì hắn tự tiểu hoàn cảnh khác biệt, có ngày yêu thần hoàng dạng này phụ thân dạy bảo. Hai là tư nguyên phong phú, thứ ba là thiên phú vô cùng tốt, mà điểm thứ tư ngược lại là trọng yếu nhất một điểm. Đó là hắn suy nghĩ thông suốt. Người ta háo sắc, là muốn tìm ba nghìn cái tiểu thiếp. Cũng là làm như thế, đi ra ngoài đều mang tiểu thiếp, ngay trước tiểu thiếp mặt phao hắn nữ tử. Tiểu thiếp ở phía sau còn phải quy quy củ củ hầu hạ. Điểm này, là la quân cũng vĩnh viễn đều không thể nào làm được. Cho nên, vô dục thiên có thể tu hành nhanh như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Lúc này, kim bàn nhược phất phất tay. Nhất thời, quản dây cung sáo trúc đều dừng lại. Trong đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những vũ cơ đó, ca cơ cũng đều cấp tốc lui qua một bên. Tiểu điện hạ, ta muốn giới thiệu cho ngươi một chút. Kim bàn nhược đứng lên, hắn mỉm cười, nói ra, hai vị cô nương kia, thế nhưng là có lai lịch lớn nha tại lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn sau khi đi vào vô dục thiên mục quang cũng bị hai nữ hấp dẫn hắn theo kim bàn nhược nói được há lai lịch gì bản điện ngược lại là cảm thấy rất hứng thú kim bàn nhược cười ha ha nói ra vị này lam cô nương gọi là lam tử y chính là theo phía đông tới đại mỹ nhân nha vị này là tiêu minh nguyệt tại phía đông cũng là tuyệt thế mỹ nữ hắn cường điệu giới thiệu lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn chính là phía đông đến mỹ nữ cái này tư mã chiêu chi tâm, cũng là rõ rành rành. Làm tử y mắt lóe qua vô cùng hàn ý cùng sát ý. Loại này giới thiệu, đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng lớn vũ nhục. Có thể cái này lúc này hố, là kim bàn nhược cho nàng đào. Tại cái này địa ngục chi, vô dục thiên phụ thân thiên yêu thần hoàng thế lực lớn nhất. Chính mình như lại đắc tội vô dục thiên, như vậy đầu này địa ngục con đường càng khó đi hơn. Cho nên lúc này, làm tử y tuy nhiên phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là đem phẫn nộ áp chế xuống. Kim bàn nhược sắp tâm, thật sự là quá mức ác độc. Đông phương mỹ nữ, vô dục thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, bản điện hạ sớm nghe nói qua phía đông mỹ nhân có một không hai. Hôm nay gặp hai vị cô nương kia, quả nhiên là nghe đồn còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, Kim Đại Thánh, người quả nhiên không có gạt ta. Kim bàn nhược cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên tất cả mọi người ngồi 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 kim bàn nhược theo rồi nói ra làm tử y cùng minh nguyệt tiên tôn cố nén tức giận như vậy ngồi xuống đến mức la quân từ đầu đến cuối nhưng đều là không có nhập qua vô dục thiên pháp nhãn mỗi người ngồi xuống về sau vô dục thiên cử chén nói ra làm cô nương tiêu cô nương hôm nay bản điện hạ thấy các ngươi rất là cao hứng bản điện hạ mời các ngươi một chén lam tử y hít sâu một hơi nàng thuyết phục chính mình cái này vô dục thiên dù sao cũng là một phương cường giả uống cái tử cũng không có cái gì ngay sau đó nàng nâng chén lại là không nói một lời sau đó uống một hơi cạn sạch minh nguyệt tiên tôn cũng rất là trực tiếp nói ra ta không uống rượu vô dục thiên sắc mặt nhất thời chìm xuống nói ra không uống rượu có ý tứ gì minh nguyệt tiên tôn là bạo tính khí nàng nếu không phải bạo tính khí lúc trước cũng sẽ không mưu phản vũ hóa môn không uống rượu ý là không uống chẳng lẽ ngươi liền cái này đều lý giải không sao minh nguyệt tiên tôn đã dung hội tiếng anh này môn lời nói nàng trực tiếp dùng anh bão tố đi ra vô dục thiên sướng sờ sướng sờ hắn mắt lóe qua tức giận có điều rất nhanh hắn cười ha ha một tiếng nói ra cô gái nhỏ người rất có tính cách bản điện hạ rất ưa thích ha 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 tốt người cái này tiểu thiếp bản điện hạ thu bình tĩnh sau đó, hắn liền hướng Kim Bàn Nhược nói ra, "Kim đại thánh, người không có ý kiến chứ?" Kim Bàn Nhược nói ra, "Tiểu điện hạ nói giỡn, nam hoàn nữ ái sự tình, chính là là giữa các ngươi sự tình. Vị này Tiêu cô nương cũng không phải nữ nhi của ta, chỗ lấy các ngươi muốn làm gì, thật sự là không cần đến hỏi ta ý kiến." Vô Dục Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ừm, um, cái kia tốt." Hắn sau đó nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, "Thế nào?" ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi yên tâm, ngươi làm bản điện hạ tiểu thiếp, tự nhiên có ngươi vô tận chỗ tốt. Minh Nguyệt tiên tôn một chút bóp nát tay chén rượu, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, bằng ngươi cái này cầu tạp trùng, cũng xứng. Vô dục thiên bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt tiên tôn lại dám trước mặt mọi người đến nhục mạ hắn. Bản điện hạ từ khi ra đời đến nay, theo không có người dám ngay ở bản điện hạ mặt đến nhục mạ bản điện hạ. Vô dục thiên lệ cười một tiếng, nói, tiện tì, ngươi là người thứ nhất, bản điện hạ hội thật tốt để ngươi còn sống, để ngươi tại bản điện hạ dưới hông cầu xin tha thứ. Hôm nay, là chính ngươi rượu mời không uống, càng muốn ăn cái này phạt rượu. Muốn chết, Minh Nguyệt Tiên tôn giận tím mặt. Nàng thật đúng là một cái có thể chịu nhục tính tình. Nhắm chúng lửa cháy, thiên vương lão tử cũng sẽ không để ý. Minh Nguyệt Tiên tôn ngay sau đó cấp tốc xuất thủ, nhất chỉ bắn ra. Thiên Long kiếm khí. Trong một chớp mắt, long uy cuồn cuộn, thiên long kiếm khí bộc phát ra vô cùng long khí, xét đánh chém tới vô dục thiên. Vô dục thiên cười lạnh một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp hắn vung tay lên, tay áo chỉ dần hiện ra một cỗ đỏ xương mù màu đen. Vũ khí chỉ có nồng đậm tận thế khí thức cùng quy tắc. Thiên long kiếm khí bị cuốn vào, trong nháy mắt như trâu đất xuống biển. Mạt pháp vương tỏa, minh nguyệt tiên tôn thầm thầm kinh hãi, lập tức biết đối phương pháp khí lợi hại tiểu mỹ nhân, không tệ không tệ. Vô dục thiên cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, cũng ăn bản điện hạ một cái. Hắn sau đó tay áo bắn ra, lập tức cũng phát ra một cái đỏ kiếm khí màu đen. Đạo này đỏ kiếm khí màu đen chính là mặt pháp phương tỏa bên trong lực lượng, mặt pháp phương tỏa quan xuyên quá khứ tương lai, quy tắc chi đều là tận thế tai nạn, một khi nhiễm, liền dễ dàng khiến tâm linh người ta không sạch, tiếp lấy tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Đối mặt cái này đỏ kiếm khí màu đen, Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn phệ thuật triển khai. Trực tiếp đem thôn phệ đi vào, tuy nhiên mặt pháp phương tỏa lợi hại, nhưng là một đạo kiếm khí, Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫn là rất dễ dàng đem thôn phệ. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn quy tắc trong nháy mắt ra tăng tận thế tai nạn quy tắc lực lượng. Thật sự có tài, vô dục thiên cười hắc hắc, hắn nói ra, tiểu mỹ nhân, nếu không dạng này, chúng ta đấu một trận nếu như ngươi thắng bản điện hạ đem cái này mạt pháp phương tỏa hạ phẩm đạo khí tặng cho ngươi nếu như bản điện hạ thắng ngươi cam tâm tình nguyện làm bản điện tiểu thiếp ngươi có dám hay không minh nguyệt tiên tôn đang muốn nói chuyện làm tử y lại trước khi nói ra không bằng cái này đánh bạc để ta tới theo điện hạ ngươi đánh bạc đi nếu như ngươi thua ta cũng không cần ngươi mạt pháp phương tỏa đạo khí chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người hướng ta cái này muội muội dập đầu nhận cái sai nếu như ngươi thắng ta làm ngươi tiểu thiếp, mặc cho ngươi xử trí. Vô dục thiên mục quang lập tức khóa chặt tại Lam tử y thân thể. Hắn sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, làm cô nương, người bản sự ta là bội phục, cá với ngươi, vậy cũng không có ý tứ. Động thiên cảnh cùng hư tiên cảnh ở giữa khác nhau, cái này bản điện hạ có thể vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Hắn tiếp lấy không tiếp tục để ý Lam tử y, mà chính là nói với Minh Nguyệt tiên tôn, thế nào? Tiêu Minh Nguyệt, ngươi có dám hay không? Ngươi nếu không dám, vậy cũng được, trực tiếp làm bản điện hạ tiểu thiếp. Ngươi nếu là cũng không dám, lại muốn phản kháng, vậy bổn điện phía dưới không thể nói được muốn liên hợp kim đại thánh còn có ta thiên yêu cung cao thủ đến chân áp các ngươi. Vô dục trời mặc dù hoang vô sỉ, nhưng lại cũng không phải người ngu. Hắn không tiếp thụ làm tử y khiêu chiến, lại nhiều lần đem mục tiêu nhắm ngay Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây là bởi vì, hắn biết Minh Nguyệt Tiên Tôn là cái thích sĩ diện lại xúc động người lúc này đánh cược thật sự là một điểm chỗ tốt đều không có cho dù là minh nguyệt tiên tôn thắng cái này vô dục thiên lại có chịu cam tâm đem mạt pháp phương tỏa giao ra dù cho giao ra đằng sau khẳng định vẫn là muốn lên yêu thiêu thân lam tử y một đoàn người đến giờ này khắc này tình cảnh đã tương đương không ổn kim bàn nhược là vui lòng ở phía sau trợ giúp hắn là phải dùng hết tất cả biện pháp bức bách lam tử y thi triển ra bất hủ chi thành các loại bất hủ chi thành lực lượng dùng hết về sau, hắn tốt lại bắt đầu hành động. Hắn hiện tại kiêng kỵ là Lam Tử Y bất hủ chi thành lực lượng. Có thể thiên tài biết, Lam Tử Y nơi đó có cái gì bất hủ chi thành. Cái này căn bản là la quân cho nàng thổi ra ra châu. Minh Nguyệt Tiên Tôn chưa từng e sợ đấu qua, nàng không chút do so dự, nói ra, tốt. Bất quá, cái này ván cực không đủ, ta chỗ này cũng có một kiện bảo bối, có thể xưng đạo khí nàng nói xong đem cái kia như lai áo cả sa lấy ra, cái này như lai áo cả sa đã bị lam tử y đưa cho minh nguyệt tiên tôn. minh nguyệt tiên tôn nói ra, nếu ngươi thắng, không ngừng ta làm ngươi tiểu thiếp, cái này áo cả sa cũng cho ngươi. nhưng nếu như ngươi thua, nhưng nếu như ngươi thua, minh nguyệt tiên tôn trong mắt thiểm hiện lạnh thấu xương hàn ý, nàng nói ra, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm ta nô bộc, mặc ta sai sử. ngươi có dám? lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc kim bàn nhược đều là hơi biến sắc mà vô dục trời cũng là hơi kinh hãi hắn một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại ngươi chắc chắn chứ, vô dục thiên thật lâu sau từng chữ nói ra minh nguyệt tiên tôn cười lạnh một tiếng nói ra ta rất xác định bầu không khí vô cùng ngưng trọng lên vô dục thiên đột không sai tà mỉ cười một tiếng nói ra tốt một lời đã định minh nguyệt tiên tôn liền một phất ống tay áo nói ra đi thôi trên bầu trời đi đánh nàng nói xong thân hình lóe lên, thì đi ra bên ngoài bên trên bầu trời. Vô dục trời cũng thì lập tức đi theo phía sau. Kim bàn nhược, là quân, làm tử y, bao quát cái kia một đám tiểu thánh cũng đều toàn bộ đi cùng. Cái này địa ngục tầng 18 bầu trời mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng cũng có mấy chục vạn mét độ cao, liếc một chút là không nhìn thấy chân trời. Lam tử y cũng thử qua đột phá kết giới này độ cao, nhưng là bầu trời kết giới lực lượng, căn bản không phải pháp lực có thể đột phá. Bên trên bầu trời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Vô Dục Thiên đứng đối mặt nhau. La Quân cùng với Lam Tử Y. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng xuất hiện tại La Quân trên đầu, hắn tựa như là mầm hạt đậu một dạng, không chút nào thu hút. La Quân nhíu mày, nói ra, Thiên Tôn phía dưới nặng như thế đánh bạc, nhưng có nắm chắc tất thắng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này Vô Dục khí trời vận nồng đậm, tuy nhiên không phải thiên mệnh chi vương nhưng vận khí so la quân đạo hữu ngươi cũng còn tốt. Thuộc về đi ra ngoài liền có thể nhặt được tiền, rớt xuống vách núi liền có thể nhặt được tuyệt thế pháp bảo chủ. Rõ ràng Nguyệt Thí chủ đối mặt một người như vậy, thế nào khả năng có nắm chắc tất thắng. Huống chi, cái kia mạt pháp phương tỏa cũng là vô cùng lợi hại đạo khí. Làm tử y nói ra, các người cũng không cần quá lo lắng, Minh Nguyệt tung hoành ngang dọc như thế nhiều năm, lại là nhất tông chi chủ. Nàng hành sự tuy nhiên nóng nảy, nhưng lại tuyệt đối không phải Hữu Dũng vô mưu chủ. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi." La Quân nói ra, cho dù là Tiên Tôn thắng, có thể cái này dưới cá cuộc, Phổ Dục Thiên coi như chịu thua, nguyện ý làm Tiên Tôn nô bộc. Nhưng là ngày đó yêu cung lại thế nào khả năng cho phép đâu." Lam Tử Y nói ra, muốn quá xa, đi trước một bước là một bước." Nàng nói ngược lại là hời hợt, nhưng trong mắt lại có không thể suy nghĩ sát cơ. Địch Nhân đã lượng kiếm lại tránh né, trốn tránh cũng là không có một chút tác dụng nào. Kim Bàn Nhược đứng bên người chư vị tiểu thánh đại nhân, Thiên Hương đại nhân cũng ở bên người. Lúc này, Kim Bàn Nhược sắc mặt là âm tình bất định, ai cũng không biết đáy lòng của hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Vô Dục Thiên Đồng lúc xuất thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nháy mắt thi triển ra Lôi Long lĩnh vực, lôi vân dày đặc, vạn long triều tông. Lôi quang lấp lóe ở giữa, những thứ này lôi long mỗi đầu đều có ngàn trượng chi trường, từng đầu lôi long phảng phất thái cổ thiên long. Lôi vân dày đặc bên trong, một đạo cửa đại lôi long chi thủ thì hung hăng vổ bắt hướng vô dục thiên. Cái kia lôi long chi thủ bao trùm nửa cái bầu trời, tựa như là thái cổ thiên long nổi giận, nhất trưởng liền muốn chấn vỡ thiên địa. Nồng đậm lôi pháp quy tắc, thiên long quy tắc đem vô dục thiên hung hăng bao phủ lại, những quy tắc đó trải rộng, nói đạo quy tắc tựa như ức vạn vôn điện áp. Ba ba phát ra vô số lôi quang tới. Quy tắc diễn toán, lại như 10 triệu đài máy vi tính tại cao tốc tính toán. Tại dạng này dưới áp lực mạnh, cao thủ bình thường đi vào, ở giữa liền bị nghiền thành cho tàn. Liền xem như tầng 10 cao thủ đi vào, cũng quyết định là ngăn cản không dạng này quy tắc lực lượng. Lôi Long chi thủ trong nháy mắt liền đem Vô Dục Thiên bao phủ lại. Vô Dục Thiên liền cảm giác được chính mình giống như rơi vào vô biên lôi điện cuồn cuộn bên trong trong sấm sét long uy dọa người, điện quang hung mãnh chảm giết tới. Ước vạn lôi quang trong nháy mắt có thể đem một tòa thành trì hóa thành cho tàn. Như bây giờ lực lượng toàn bộ công sát hướng vô dục thiên. Cái này tiện tì lực lượng, thật cường đại, lúc này, vô dục thiên cũng không dám khinh thường, hắn cũng biết, cái này tiêu minh nguyệt tuyệt đối là một tên kình địch. Thời khắc mấu chốt, vô dục thiên thi triển ra mặt pháp lĩnh vực. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 80